chú nhìn lại vào cuốn kinh văn làm bằng vỏ cây hoa, chữ thiếp nhũ vàng được scan lại trên màn hình máy tính. Bỗng có điện thoại gọi tới, giáo sư Phương Tân bèn tạm ngưng suy nghĩ, đẩy xe lăn đến bên cạnh chiếc điện thoại di động, ấn nút bắt máy. Anh Phương, chuyện mà anh nhờ tôi điều tra đó, đã có đầu mối rồi. Đúng là có người tên là Han đó. Ông ta là chuyên gia nghiên cứu năng lượng nguyên tử của Đức, sau thế chiến thứ hai đã bị quân Mỹ cướp về, hình như từ đó trở đi vẫn bí mật đảm nhận một chức vụ quan trọng trong cơ quan nghiên cứu năng lượng nguyên tử của Mỹ, sau đó còn xuất bản một quyển hồi ký nữa, chủ yếu đều viết về quãng thời gian nghiên cứu phát triển đầu đạn hạt nhân của ông ta trong thời kỳ thế chiến thứ hai. Giáo sư Phương Tân nói, còn có cả hồi ký nữa cơ à? Ở đâu thế? Trên mạng có tìm được không? À, thế này nhé, anh giúp tôi quét vào máy tính được không? Nhớ giữ hình ảnh độ nét cao nhé, gửi cho tôi ngay lập tức được không? sao anh đột nhiên có hứng thú với con người này thế khi nào gửi xong thì liên lạc lại với tôi nhé tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một lát đã già rồi vậy được tôi sẽ nhắn tin cho anh giáo sư phương tân ngủ một giấc tỉnh dậy trong điện thoại di động có tin nhắn người bạn kia của ông đã quét hết những tài liệu tìm được về han vào máy tính và gửi qua ông không kịp đi đánh răng rửa mặt đã vội vội vàng vàng bật máy tính lên cẩn thận xem từng trang tài liệu của người bạn gửi cho đa phần nội dung đều là hồi ký của han bao gồm cả việc xây dựng phòng thí nghiệm, chức vụ ông ta đảm nhiệm, khi ấy có những người nào tham gia, tiến trình công tác và nỗi nhớ người thân. Nhưng ngoài ra, trong số các tài liệu đó còn một phần có nội dung hết sức kỳ lạ. Nói kỳ lạ là bởi chính bản thân Han cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông ta chỉ đưa ra nghi vấn mà không có lời giải đáp. Trong hồi ký, Han viết, ngày 25 tháng 11 năm 1942, nghiên cứu của chúng tôi đã đạt được những thành quả tương đối nhưng lúc này quân địch đã tìm hiểu được một phần kế hoạch chúng tôi đang tiến hành, bọn chúng bắt đầu thực hiện kế hoạch phá hoại ở tiệp khắc, nguồn cung ứng nước nặng đã hoàn toàn bị phá hoại. Chúng tôi rất cần có nhiều nước nặng hơn nữa. Chúng tôi đã ba lần gửi báo cáo lên trên, chúng tôi chỉ cần có thêm, một chút, dù chỉ là một chút, nước nặng, là sẽ có thể hoàn thành thực nghiệm lò phản ứng hạt nhân. Tôi nghĩ, Hàn Quốc trưởng cũng tương đối hiểu rõ uy lực và tính khả thi của vũ khí mà chúng tôi sắp chế tạo thành công vũ khí mới sẽ có tác dụng mang tính quyết định đối với cuộc chiến tranh này thế nhưng tại sao yêu cầu nhỏ ấy của chúng tôi mãi vẫn không nhận được hồi đáp dù chỉ là tăng cường bảo vệ cho nguồn cung cấp nước nặng hay bảo vệ tốt hơn các tuyến đường vận chuyển chúng tôi cũng chắc chắn sẽ có thể thử nghiệm thành công phản ứng phân hạch hạt nhân trong thời gian ngắn nhất tiếp theo đó chỉ cần tiến hành sản xuất trên quy mô lớn là được thế nhưng lời phúc đáp chúng tôi nhận được từ quốc trưởng lại là không cần phải vội thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta tôi lại đề đạt yêu cầu lên quốc trưởng lần nữa, lần này lời đáp của ông ta là, không cần vội vã, chúng ta có cách khác hay hơn. Rốt cuộc là cách gì có thể xoay chuyển cục diện của cả cuộc chiến hiệu quả hơn thứ vũ khí có uy lực khủng khiếp này chứ? Tôi thật không thể nghĩ ra. Nhìn chằm chằm các tài liệu trên màn hình máy tính hồi lâu, giáo sư Phương Tân chìm vào trầm tư. Trong thế chiến thứ hai, rất nhiều loại vũ khí của quân Đức ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật hàng đầu thời bấy giờ, kể cả công nghệ hạt nhân. Từ năm 1938, quân Đức đã bắt đầu nghiên cứu về vũ khí hạt nhân. Đến năm 1940, sau khi Đức Quốc xã chiếm đóng Na Uy, tăng gấp đôi số lượng hồ điện phân của nhà máy điện khí Na Uy, sản lượng nước nặng hàng năm tăng từ 3.000 bao lên đến 10.000 bao. Còn khi ấy, nghiên cứu về năng lượng hạt nhân của các nước Anh, Mỹ vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, không có nhiều tiến triển, thậm chí vẫn còn chưa thể giải quyết được kỹ thuật trưng cất nước nặng. Mùa xuân năm 1942. Werner Heisenberg đã tiến hành thực nghiệm bắn phá hạt nhân đầu tiên được ghi lại trên thế giới ở Leipzig. Lò phản ứng hạt nhân thử nghiệm đầu tiên trên thế giới cũng là do người Đức xây dựng. Sau này, bom nguyên tử của Mỹ và Liên Xô thành công như thế nào ai ai cũng biết. Trong thành công đó, những đợt nổ thử nghiệm bom hạt nhân của các nhà khoa học Đức đóng vai trò tương đối quan trọng. Chính nước Mỹ cũng từng kiêu ngạo tuyên bố rằng, tìm được một Werner Heisenberg còn có tác dụng hơn đánh bại 6 sư đoàn của quân Đức cơ hồ như trước khi quân Đức chiến bại đầu hàng, bọn họ đã hoàn toàn nắm được kỹ thuật nghiên cứu và khai thác bom nguyên tử. Nhưng vấn đề cũng chính là ở đây, nước Đức dường như tuyệt đối không coi trọng việc nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân, mà sự không coi trọng này phát xuất từ tầng lớp lãnh đạo cấp cao. Giờ đây, có đủ các giả thiết suy đoán, chân tướng sự việc như thế nào e rằng chỉ có Mỹ và Liên Xô là biết được. Nhưng sau thế chiến thứ hai hai cường quốc này lập tức chĩa vũ khí vào nhau, quan hệ một độ đã căng thẳng tới mức khiến người ta nghẹt thở. Dường như cả hai cường quốc này đều không có ý định công bố những thông tin mình có được từ nước Đức, mà ngược lại còn có ý che giấu kỹ hơn. Nhất thời, hóa thạch khổng lồ trong địa cung Maya, thiên luân kinh sơ chú, hồi ký của Han, bức tranh người và thần lằn khổng lồ trong đảo huyền không tự mà chắc một cường ba nhắc tới, thần miếu, lời nguyền của người Maya và thôn công bố, tất cả những thông tin ấy dâng lên trong trí óc giáo sư Phương Tân, như thể các đầu mối này đã được thứ gì đó kết nối với nhau. Giáo sư mệt mỏi giữa người trên ghế xe lăn, lẩm bẩm rốt cuộc chúng ta đang tìm kiếm gì vậy? Cường ba, con đang xem gì đấy? Cường ba, đức nhân lão ra đẩy cửa bước vào. Dạ, cậu bé chắc một cường ba đứng lên, hai tay bứt rứt xoắn vặn vào nhau. À, lại đọc bộ sách của cô đồn châu mang từ thành đô về cho con à? Vâng, cường ba, bộ 10 vạn câu hỏi vì sao ấy và đại tạng kinh, cuốn nào hay hơn? 10 vạn câu hỏi vì sao? Cậu bé chắc một cường ba chớp chớp mắt đáp. Tại sao vậy? Nó, trong, trong đó có rất nhiều thứ, toàn là những điều con chưa biết. Cậu bé chắc một cường ba xoa xoa nắm tay, hưng phấn nói. Ừm, vậy ta hỏi con nhé, tận cùng của thế giới này ở đâu nhỉ? Thế giới này không có tận cùng, trái đất của chúng ta hình cầu, từ đầu này khởi hành, đi một vòng sẽ trở lại được chỗ cũ. Ừm, vậy bên ngoài trái đất là gì? Là vũ trụ, vũ trụ to lớn lắm, ngoài vũ trụ có rất nhiều tinh vân, hệ ngân hà của chúng ta chính là một đám tinh vân trong đó, hệ mặt trời lại là một phần nhỏ trong hệ ngân hà, có chín hành tinh xoay chung quanh ông mặt trời, chúng giống như là chín anh em vậy, trái đất của chúng ta là anh ba. Đức nhân lão ra trầm mặc dây lát, rõ ràng ông cũng không ngờ chắc Mộc Cường ba lại biết kỹ đến thế. Ông thoáng ngần ngừ trong dây lát, cuối cùng lại hỏi, vậy thì vũ trụ rộng lớn nhường nào? Nó có giới hạn hay không? Điều này, trong sách không nói tới. Cậu bé chắc Mộc Cường ba lúng túng, Tại sao trong sách không nhắc tới điều này nhỉ? Đức nhân lão ra mỉm cười bước đi, nói, "Nghĩ thử xem, nghĩ thử xem đi." Thoát cái đã 30 năm trôi qua, lại trở về căn phòng nơi Trác Mộc Cường Ba đã đối thoại với cha gã, các thứ bài trí trong nhà, đồ đạc bàn ghế giường tủ đều vẫn y nguyên, duy chỉ có con người là đã thay đổi. Cha gã đã già, cậu bé Trác Mộc Cường Ba ngày nào đã trở thành một người trưởng thành cường tráng, thời gian làm đổi thay tất thảy, nhưng đổi thay nhiều nhất, nhanh nhất, vẫn là con người. Thưa cha, cha vẫn còn nhớ câu hỏi 30 năm trước chưa ạ? À? Ừm, câu hỏi gì vậy? Cha hỏi con, vũ trụ rộng lớn như thế nào? Giờ con có thể trả lời cha, vũ trụ bùng phát ra từ một điểm đơn lẻ, nó cũng giống như địa cầu vậy, không ngừng mở rộng ra bên ngoài theo hình cầu tròn. Đến nay, đường biên mà con người có thể đo được là 14,4 tỷ năm ánh sáng, đây chính là vũ trụ của chúng ta. Khi đạt tới điểm tới hạn, vũ trụ sẽ bắt đầu thu hẹp lại cuối cùng sẽ trở về trạng thái ban đầu là một điểm đơn nhất, rồi sẽ bùng nổ lần thứ hai. Nói đoạn, Trác Mộc Cường ba ngước nhìn người cha già bằng ánh mắt hết sức kính trọng. Tuy ông già dáng dấp hơi mập mạp một chút này là bậc đại trí giả, nhưng những tri thức ấy, một người già lão chỉ sống ở Tây Tạng tuyệt đối không có cách nào tiếp xúc được. Gã nghĩ, chắc cha mình phải hiểu rằng thế giới trong kinh Phật và thế giới bên ngoài có sự khác biệt rất lớn. Không ngờ, Đức Nhân lão già chẳng hề nghĩ ngợi gì, đã hỏi tiếp một câu khác luôn, nếu nói, vũ trụ là một hình cầu không ngừng mở rộng ra bên ngoài, vậy thì bên ngoài nó là gì? Nếu nói nó chỉ là một điểm đơn nhất, vậy thì bên ngoài điểm đơn nhất ấy thì sao? Là thứ gì? Cho đến những năm 20 của thế kỷ trước, các nhà khoa học mới phát hiện ra dấu vết của các loài sinh vật biển tiền sử trên dãy Himalaya, bao gồm cả hóa thạch của các loài tam diệp trùng, cúc đá, ốc anh vũ, các dấu vết chứng thực suy luận này là khoa học các nhà khoa học gọi quá trình vận động tạo ra cực thứ ba của thế giới này là vận động tạo sơn himalaya còn đại dương thời tiền sử kia được gọi là đại dương của thai trác mộc cường ba tắc tị không nói được gì đức nhân lão gia đứng lên cũng chẳng cao hơn được trác mộc cường ba lúc ngồi là mấy nhưng đôi mắt rực sáng trí tuệ của ông lại khiến gã phải cúi đầu cảm thấy mình thật vô tri và nông cạn đức nhân lão gia đặt bàn tay lên chán con trai cùng với luồng sức mạnh đẩy tới giọng nói ông cất lên những điều này đại tạng kinh đã cho chúng ta đáp án từ lâu lắm rồi tu di tế tử đại thiên thế giới núi tu di chỉ một thứ vô cùng vô cùng lớn tế tử hạt cải lại tượng trưng cho sự vật vô cùng vô cùng nhỏ bất kể là vô cùng lớn hay vô cùng nhỏ chúng đều tự thành một thế giới độc lập ta nhớ trước đây con từng nói nguyên tử là vật chất nhỏ nhất trên thế giới này sau rồi con lại nói nguyên tử còn có thể phân tách ra thành neutron proton và electron nữa phải không hôm nay con lại nói với ta vũ trụ là một hình cầu đường kính 14,4 tỷ năm ánh sáng. Vậy được rồi, hôm nay ta sẽ cho con biết, nếu như con phóng to một nơ trông, hay một nguyên tử lớn bằng trái đất của chúng ta, vậy thì, con sẽ thấy, nó chính là một thế giới. Trác Mộc Cường ba giật mình chấn động, nơ trông và proton tạo thành hạt nhân nguyên tử, và các electron xoay xung quanh hạt nhân này tạo thành nguyên tử, đồng thời số lượng các electron này quyết định đó là nguyên tử của nguyên tố nào. Nếu như phóng to hạt nhân nguyên tử thành một mặt trời, Đồng thời các electron cũng được phóng to thành những hành tinh, vậy thì chẳng phải mỗi nguyên tử đều thành một tinh hệ hay sao? Điều này, Đại Tạng Kinh thực sự có đề cập đến hay sao? Tại sao cha gã lại có năng lực suy tưởng khoa học kinh người đến nhường ấy chứ? Gã lại càng bất ngờ hơn nữa khi Đức Nhân Lão Gia tiếp tục nói, nếu phóng to chúng lên như một vũ trụ, vậy thì con sẽ thấy một vũ trụ khác nữa, trong đó cũng có tinh vân, cũng có hành tinh, và trong thế giới ấy, con cũng có thể phát hiện ra những nguyên tử, những nơ trông của nó. Trác Mộc Cường ba hoang mang không hiểu những điều này đã vượt ra ngoài phạm vi lý giải và tiếp thu của gã. Gã thầm nhủ chỉ sợ có khi phải mời Einstein đến thì mới hiểu được thuyết vũ trụ khác mà cha nói mất. Đức Nhân lão ra lại tiếp lời vì vậy mới nói lớn và nhỏ đều là một thế giới luân hồi vô cùng vô tận vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Đức Nhân lão ra thu hồi thủ ấn trí tuệ quán đỉnh ngồi xuống nói Cường ba con hoàn toàn không hiểu rồi con rất nỗ lực tìm kiếm kết quả mà lại bỏ sót mất tầm quan trọng của bản thân việc tìm kiếm sự thực là năm đó khi hỏi con vấn đề ấy ta không kỳ vọng con tìm được một đáp án khiến ta hài lòng phải biết rằng văn minh nhân loại đã có tuổi đời hơn vạn năm tri thức bao la vạn tượng sinh mệnh của con người thì hiếm khi nào vượt quá được trăm năm với một sinh mệnh ngắn ngủi như thế mà muốn nắm được vô vàn tri thức đó là điều không thể năm ấy ta hỏi con vấn đề đó chỉ là hy vọng con học được cách suy nghĩ tìm được đáp án cho một vấn đề hoặc dễ hoặc khó, tất cả những điều ấy đều không quan trọng, nhưng con cần phải hiểu rằng, tại sao con phải đi tìm đáp án đó, và ngoài ra là thứ ẩn giấu ở giữa vấn đề và đáp án ấy là gì? Tại sao con phải đi tìm đáp án đó, và ngoài ra, thứ ẩn giấu ở giữa vấn đề và đáp án ấy là gì? Chắc Mộc Cường Ba lại càng thấy mờ mịt, gã muốn làm việc gì là liền đi làm việc đó, nhưng tại sao lại làm vậy thì rất hiếm khi gã nghĩ đến bao giờ. Đức Nhân Lão Gia lại tiếp tục khai mở, có biết tại sao con không trả lời được câu hỏi vũ trụ rộng lớn nhường nào ấy không? Bởi vì, tư duy của con, từ đầu chí cuối vẫn bị cầm cố trên khái niệm về không gian và thời gian, thế nhưng, thế giới thực sự, lại không hề có thời gian và không gian đâu. Nghĩ cho kỹ vào, nếu con có thể hiểu được câu nói này, chứng tỏ rằng con đã bắt đầu biết suy nghĩ rồi đó. Thế giới thực sự, không có không gian và thời gian. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên mở bừng mắt, giật mình sực tỉnh. Trong màn đêm, con thuyền rắn khẽ đùng đưa dập dềnh trên mặt nước như chiếc nôi trẻ. Ngọn đèn pha công suất lớn như một giải lụa mềm mại trải lên vách đá đen kịt. Mọi người đều đang say ngủ, nhưng tư thế mỗi người mỗi khác. Trong dòng nước xiết cuồng bạo dưới lòng đất này, không ngờ cũng có giây phút hiên bình tĩnh lặng như thế. Điều này chắc Mộc Cường Ba chưa từng nghĩ đến. giơ tay lên xem đồng hồ, mới 2 giờ sáng, xem ra đồng hồ sinh học của mọi người vẫn chưa bị loạn nhịp. Giữa lúc mọi người đang say ngủ, chắc Mộc Cường Ba cẩn thận đứng lên. Con thuyền rắn này có một ưu điểm, chính là thân thuyền được căng bằng loại da nhân tạo thần bí nọ, sau khi ngâm nước liền mềm ra, bước bên trên tựa như đang bước lên gối bông, tuyệt đối không phát ra tiếng động. Sau khi chắc chắn mình không làm những người bên cạnh kinh động, chắc Mộc Cường ba bước về phía đuôi thuyền. Trông gã như thể cô trông trẻ ở trường mẫu giáo đang đi kiểm tra các bé giờ ngủ trưa, nhẹ nhàng gión rén, đi từ đầu thuyền tới cuối thuyền. Mọi người nằm ngủ yên lành, ai nấy đều đã mệt lử. Vừa mới đây thôi họ lại đã mạo hiểm vượt qua 7-8 vùng nước xiết, đi hết 25 khúc sông, cuối cùng dựa theo tính toán chuẩn xác của Nhạc Dương, đã tìm được vị trí neo thuyền trước khi cơn nước xối ập đến. Chỉ có điều, cứ chốc chốc lại có thành viên trong đội thình lình run lên một chập, khiến Trác Mộc Cường ba lo lắng không yên. Thật rõ ràng, đây là biểu hiện của chứng co cơ, trải qua một thời gian dài tiêu hao thể lực quá độ, rất nhiều thành viên trong đội đều đã xuất hiện triệu chứng này, cơ bắp của họ đều đã dã rời đến độ không thể chịu được nữa rồi chắc một cường ba chỉ có thể thầm hy vọng kiên trì thêm một ngày nữa cố kiên trì thêm một ngày nữa thôi là được rồi đội trưởng hồ dương ngáy khò khò tiếng ngáy cũng to thật mẫn mẫn dựa nghiêng vào chiếc ba lô to tướng cuộn hai đùi lên trông như một chú mèo lười biếng còn lữ cánh nam lữ cánh nam ngồi thẳng người gương mặt góc cạnh đường nét rõ ràng toát lên một vẻ cô ngạo khó gần cô lữ cánh nam này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy cô nàng định sống độc thân cả đời này chắc Tại sao cô không tìm một người có thể cùng chung sống trọn đời nhỉ? Cô ấy ưu tú như vậy cơ mà. Không, cô ấy đã tìm rồi. Không, lại đang nghĩ ngợi linh tinh rồi. Tai Pháp Sư Tháp Tây khẽ giật giật. Ừm, không phải là ảo giác, đúng là có động đậy. Nhất định ông ấy đã biết có người thức dậy. Son cũng đã mệt lử cả người ra, nhìn đầu tóc rối bù bẩn thỉu của anh ta, còn đâu khí khái phong độ của một nhà quý tộc nữa chứ. Vương Hữu và Mạnh Hạo Nhiên chắc chắn là hai người ngủ say nhất. Có điều, chỉ dựa vào thuốc để duy trì sự sống không phải là cách, liệu bọn họ còn cầm cự được bao nhiêu lâu nữa? Chắc là được thôi, chỗ trống này vốn là còn một người nữa. Thầy giáo, Định Minh đi rồi, sau khi trở về, tôi biết nói thế nào với thầy đây? Bước đến đuôi thuyền, gã trông thấy một người vẫn chưa ngủ, là Triệu Trang Sinh. Anh chàng trẻ tuổi này đang dựa người vào bên mạn thuyền, thò đầu ra nhìn xuống dòng sông, tựa như cũng cảm giác được có người bước đến, bèn quay đầu lại. Triệu Trang Sinh thấy Trác Mộc Cường Ba đang định lên tiếng thì gã đã ra hiệu cho anh nói nhỏ thôi. Triệu Trang Sinh bèn hạ giọng nói, "Cường Ba thiếu gia vẫn chưa ngủ à?" Trác Mộc Cường Ba đáp, "Vừa tỉnh dậy thôi, còn cậu, cậu không ngủ à?" Triệu Trang Sinh lắc đầu đáp, "Không ngủ được." Vừa nói dứt câu, liền nghe trong bụng anh ta phát ra một tiếng ọc. Trác Mộc Cường Ba hỏi, "Đói rồi à? Hình như cậu chưa ăn gì, đúng không?" Triệu Trang Sinh lắc đầu, "Không ăn được." sắc mặt trác mộc cường ba trầm xuống chỉ nghe gã nói không ăn được cũng phải ăn đừng tưởng cậu còn trẻ nhưng sức khỏe chưa chắc đã được như tôi đâu có phải đồ ăn trong ba lô hết rồi không để tôi đi tìm cho cậu ít nhiều cũng phải ăn một ít trác mộc cường ba thầm hiểu rõ ăn không được ngủ không được là điều đại kỵ khi phải sinh tồn nơi hoang dã gặp phải tình trạng này trong trốn tuyệt cảnh thông thường khó ai cầm cự nổi mấy ngày càng huống hồ bọn họ từ đầu đến giờ vẫn luôn ở trong trạng thái vận động cao độ có điều cũng vẫn còn may, dựa theo hành trình trước mắt, chỉ cần một ngày nữa là đoàn người có thể đến được đích rồi. Triệu Trang Sinh ngăn gã lại, lắc đầu nói, cường ba thiếu ra, không cần lãng phí nữa, tôi cứ ăn vào là lại quẹ ra ngay, vốn lúc nãy tôi cũng ăn một ít rồi, nhưng vừa mới nôn ra đấy thôi, mà lại còn ỉa chảy nữa. Mẹ cha nó, uống nước thôi cũng nôn ra, chẳng hiểu dạ dày bị làm sao rồi nữa, cứ như bộ quần áo bị vặn xoắn lại ấy. Lúc này chắc một cường ba mới nhận ra, sắc mặt triệu trang sinh hơi tái nhợt đi xem ra không đơn giản chỉ là đói khát mà thôi gã kiên quyết nói thế này không được cậu cũng phải tiêm thuốc duy trì sự sống không triệu trang sinh hất đầu về phía hai người ở trước mặt nói để lại còn giữ mạng cho bọn họ chứ tôi vẫn cầm cự được chẳng phải ngày mai là chúng ta ra khỏi đây rồi hay sao tôi còn trẻ không vấn đề gì đâu dù thế nào thì cậu cũng phải tiêm một mũi nói đoạn gã vén ống tay áo triệu trang sinh lên đây là mệnh lệnh triệu trang sinh nhìn đầu mũi kim từ từ đâm vào tĩnh mạch đột nhiên hỏi cường ba thiếu ra nếu như nếu như ngày mai ngày mai không ra khỏi đây được thì sao trác mộc cường ba thoáng ngẩn người rồi lập tức nói không cần lo lắng sẽ ra được thôi nhưng trong lòng gã cũng tự hiểu rõ kỳ thực gã cũng không biết sốt cuộc bọn họ đã đi được bao xa dưới dòng sông ngầm đặc biệt sau khi bị mất phương hướng trong hệ thống sông ngầm trải rộng ra bốn phương tám hướng như mê cung tuy nói là thuận theo dòng nước nhưng trên thuyền cũng không ai biết chắc được rằng ngày mai họ có thể ra khỏi được con sông này hay không nữa triệu trang sinh nói tôi không có ý đó cường ba thiếu ra ý của tôi là nếu chúng ta tính toán sai sót thì lương thực và dược phẩm sẽ phải dùng khác kế hoạch trước đó bằng không mọi người sẽ không chịu đựng nổi đến ngày ra khỏi đây đâu chắc mộc cường ba bình tĩnh suy nghĩ lấy làm lạ nói cậu sao cậu biết vậy cậu nghĩ còn chu đáo hơn cả tôi nữa triệu trang sinh cười cười nói những điều này đều do cha tôi bảo cả đấy ông ấy là công nhân khai khoáng mỏ than triệu trang ở đường sơn ồ trác mộc cường ba đã lờ mờ hiểu ra triệu trang sinh lại nói tiếp cha tôi nói rằng khi nguy hiểm đột nhiên ập đến quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh phải bình tĩnh thì mới phát hiện ra hy vọng trác mộc cường ba buồn miệng hỏi cha cậu nói như thế à triệu trang sinh cười cười lắc đầu nói sợ cái mẹ gì nguyên văn là thế đấy Trác Mộc Cường ba nghe xong cũng bật cười. Bụng vẫn đau hả, hay để mẫn mẫn hoặc Pháp Sư Tháp Tây kiểm tra cho cậu nhé. Không cần đâu, tôi đỡ nhiều rồi. Vậy thì nghỉ ngơi đi, ngay lập tức. Trác Mộc Cường ba cũng trở về vị trí của mình, lần này thì gã ngủ rất say, không còn mơ mộng thấy gì nữa. Khoảng chừng một tiếng sau, gã bị nhạc dương đánh thức, đây sẽ là lần nước tràn thứ năm trong hành trình của bọn họ. Dường như càng đến gần lối ra, con sóng lớn càng thêm rõ rệt, Tựa hồ ở đầu bên kia của dòng sông ngầm này có một quả tim khổng lồ, đang bơm từng khối nước lớn đi khắp bốn phương tám hướng. Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường ba bất giác lại nhớ đến trái tim khổng lồ bên trong đảo Huyền Không tự mà giáo sư Phương Tân từng nhắc đến. Nếu nói cả hệ thống sông ngầm này có một trái tim bơm nước vào như vậy, e rằng cũng thật hơi quá kinh người. Đến rồi, bức tường nước trắng xóa cao hơn chục mét đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, ào ào lao đến với tốc độ khủng khiếp, càng lại gần càng vô cùng đáng sợ. Tuy đã trải qua mấy lần xối xả như thế, nhưng trước khi con nước khổng lồ đó ập đến, mọi người vẫn quấn chặt dây an toàn vào cổ tay, rồi nhắm chặt mắt, cúi thấp đầu theo thói quen, như đang đợi chờ tử thần tuyên án. Sau tiếng nổ lớn váng trời dậy đất, dư âm một hồi lâu sau vẫn chưa tan hết. Nếu không phải con sóng đáng sợ ấy ập tới theo mặt phẳng nghiêng, con thuyền hình rắn của họ đứng trước con sóng cao ba chục mét ấy thật chẳng khác nào một hạt vừng, đến nhét kẽ răng cũng chẳng đáng nữa. Đợi sóng tan hết, mặt nước dần dần trở lại yên ả, chắc một cường ba cất tiếng, nhạc dương, số liệu thống kê của chúng ta cho đến lúc này như thế nào? Nhạc dương đáp, chúng ta đã đi 54 tiếng đồng hồ dưới dòng sông ngầm này rồi, trong đó có 21 tiếng là thời gian thuyền đi, tổng cộng đã đi được 487 km, vận tốc bình quân khoảng chừng 22 km ringer thực phẩm của chúng ta hiện còn 32 hộp đồ hộp, 48 phong sô-cô-la nhiều calo. 7 kg lương khô, đồ uống tăng lực 25 lon, Nghe nhạc dương báo cáo xong, chắc Mộc Cường ba thầm tính toán lại những gì mình có, thức ăn vẫn còn đủ cho mỗi người ăn 7 bữa, ác quy còn lại có thể duy trì các thiết bị chiếu sáng hoạt động bình thường thêm 4 ngày nữa, nói một cách chính xác hơn là 108 tiếng đồng hồ. Chắc Mộc Cường ba tiếp nhận kiến nghị của Triệu Trang Sinh, lúc này gã giống như thần giữ của của một gã nhà giàu bùn xỉn, tính toán cẩn thận từng đồng từng các mình đang sở hữu. Gã hiểu rõ, tuy lý giải theo ý nghĩa của từng chữ, họ vừa khéo còn cách đích đến khoảng chừng 200 km. Nếu bọn họ có thể dốc hết sức lực chèo thuyền, chỉ cần một ngày là có thể vượt qua được. Thế nhưng, nếu họ không thể đến được đích, có nghĩa là bọn họ sẽ ở lại vùng tăm tối này thêm một khoảng thời gian, vì vậy phân phối vật chất một cách hợp lý chính là bảo đảm cuối cùng đối với sinh mạng của họ. Nước sông vẫn còn chảy ngược thêm một lúc nữa, trong khoảng thời gian này không ngừng có những đợt sóng nhỏ hơn ập đến, sau đó thì mặt sông bắt đầu trở lại phẳng lặng, nhưng họ vẫn chưa dám tiếp tục lên đường. Bởi vì quãng thời gian bắt đầu ấy, chính là lúc nước sông ngầm chảy xiết nhất, họ đã từng bị con sông này cho nếm mùi đau khổ rồi, thậm chí còn để mất cả Lê Định Minh, vì vậy tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm tương tự. Do đó, trên thực tế, thời gian họ nghỉ ngơi dài hơn thời gian tiến lên trên sông ngầm rất nhiều. Cuối cùng cũng đến thời điểm xuất phát, vừa tháo sợi dây buộc ra, con thuyền hình rắn của họ đã cứ thế trôi xuôi dòng nước, đồng thời tất cả các thành viên trên thuyền cũng lại một lần nữa phải kéo căng cơ bắp toàn thân ra việc này cực kỳ tốn sức, khi vung mái trèo lên, toàn bộ cơ bắp phần thân trên đều được huy động, nhưng nửa thân dưới cũng không hề nhàn rỗi, hai chân họ phải đạp giữ chặt vào khung thuyền gồ lên chia sang hai bên, như vậy mới giữ cho thuyền hình rắn không vặn qua vặn lại. Có thể nói, ngồi như vậy chừng nửa tiếng đồng hồ là một khảo nghiệm đối với khả năng chịu đựng, sức bùng phát của cơ bắp con người, còn mệt hơn là chạy hết một vòng 5.000 mét. Khi gặp đoạn sông hiểm trở nước xiết, để giữ cho thân thuyền được thăng bằng, cả bọn càng phải tập trung hết tinh thần, để kịp thời tránh khỏi trụ đá, những tảng đá ngầm và vách đá sắc như đao kiếm trong tình trạng xoay chuyển mất hết cả cảm giác về phương hướng, nếu không phối hợp nhịp nhàng thì không thể nào hoàn thành được. Đứng trước những đợt nước tràn đáng sợ ấy, con người sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đó rốt cuộc là thứ sức mạnh gì mà khiến từ sâu thẳm nội tâm con người dân trào lên một nỗi sợ tựa hồ đã có từ thuở viễn cổ xa xăm. Nhưng những người này không hề bị nỗi sợ ấy đánh gục, mỗi lần đối mặt với con sóng cuộn trào hung dữ, họ lại phẫn nộ gầm lên, hết lần này đến lần khác sông pha giữa dòng nước xiết hiểm nguy. Tuy không biết phía trước còn bao xa nữa, cũng không biết phương hướng ở đâu, nhưng họ đều tin tưởng chắc chắn rằng, cứ tiến về phía trước, cuối cùng sẽ đến được nơi mà họ muốn đến. Sóng bắn tóe lên ướt đẫm cả quần áo, những bọt nước băng lạnh bao bọc toàn thân, nhưng họ không hề để tâm, vẫn tiếp tục dũng cảm tiến lên trong cơn ba đào cuồng bạo. Ngọn đèn pha thoát sáng thoát tối run bần bật giữa dòng nước cuồn cuộn, nhưng những dũng sĩ đó không hề sợ hãi. Họ không thỏa hiệp, tuyệt đối không lùi bước, dẫu là cái chết, cũng hoàn toàn không thể ngăn nổi bước chân tiến lên phía trước của họ. Lại một con sóng lớn nữa quật đến, tiếp theo đó là một xoáy nước ngăn con thuyền lại. Trong những tiếng hò hét hỗn loạn, con thuyền hình rắn của bọn Trác Mộc Cường ba lại một lần nữa gian nan ngẩng cao đầu, vùng vẫy thoát khỏi xoáy nước khổng lồ. Tiếp ngay sau đó, lại là một xoáy nước khác, phía trước vẫn còn vô số dòng xoáy và những con sóng cuộn trào chỉ trực ập đến. Xông qua nào, nốt đoạn này thôi, phía trước chỉ còn mấy xoáy nước nhỏ nữa thôi. Không biết chắc một cường ba đã lặp đi lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần, hình như lần nào gã cũng gào lên, mỗi lần đều phải dốc hết toàn bộ sức lực ra vật lộn với dòng nước dữ, lấy đâu ra xoáy nước nhỏ cơ chứ. Cẩn thận đá ngầm bên tay phải, gã giống lên, vung mái trèo lên đập mạnh vào tảng đá ngầm phía trước. Vượt qua được quãng sông nước chảy xiết, lại nhiều dòng chảy ngầm ấy, họ lại phải cấp tốc trèo thuyền, tranh cướp thời gian với thần chết, nhất thiết phải tìm được điểm dừng thuyền thích hợp trước đợt nước tràn tiếp theo, mỗi lần mái chèo hạ xuống đều phải dốc hết toàn bộ sức lực trong người. Trước khi tìm được điểm buộc thuyền, tuyệt đối không thể buông thả lơi lỏng, thuyền đi nhanh thêm một chút, họ sẽ đến gần hy vọng sống thêm một chút nữa. Sẽ phải ở phía trước, có điểm dừng thuyền đấy. Buộc thuyền xong rồi, mọi người kiểm tra lại trang bị của mình đi. Mỗi lần con nước ập đến đều là một lần khảo nghiệm sinh tử với những người ở trên con thuyền, dây thừng có chịu được áp lực dữ dội đó hay không, con thuyền có giữ được thăng bằng không lật úp trong dòng nước khủng khiếp đó hay không, dây an toàn buộc ở eo hông mỗi người có chắc chắn hay không, thậm chí cả ba lô có buộc chắc hay không, đồ đạc bằng kim loại nặng trong đó có bị rơi xuống nước hay không, tất cả đều là những nhân tố quyết định đến tính mạng của mọi người trong đoàn. Vừa buộc thuyền xong xuôi, đã nghe tiếng ầm ầm vọng đến. Bọn họ hiểu rõ, khoảnh khắc tiếp theo đây, cả con thuyền sẽ bị nhấc lên cao hai ba chục mét trong nháy mắt, con thuyền của họ sẽ giống như món đồ chơi bị dòng nước hất tung lên cao, rồi lại rơi hứng xuống, ngay sau đó lại bị tung lên, rồi rơi xuống, cả quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy chục lần. Sau mỗi bận như thế, ai nấy ruột gan lộn nhào, tay chân mềm nhũn ra. Khi con thuyền bị hất vang lên cao, những cột đá thoạt nhìn có vẻ cách mặt nước đến 3 bốn chục mét kia cũng trở thành những sát thủ chí mạng. Lần đầu tiên khi thuyền bị hất vang lên, bỗng nghe bộc một tiếng, cơ hồ như có thứ gì đó bị đập trúng, rồi không còn bất cứ âm thanh gì khác ngoài tiếng sóng. Liền sau đó, con thuyền lại rơi ầm xuống mặt nước, rồi lại bị hất văng lên, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Chỉ mấy phút đồng hồ ngắn ngủi mà cảm giác dài như một thế kỷ. Khi con thuyền bình ổn trở lại, mọi người thảy đều như vừa trải qua một trận đại chiến, sức cùng lực kiệt đổ vật ra sàn thuyền, há miệng thở hồng hộc. Đó là cách tốt nhất để chứng minh họ còn sống sót. Anh Trư, Trương Lập đột nhiên hét lên. Audio điện tử võ tấn bền. Trác Mộc Cường ba ngẩng phát đầu lên, máu, những tia máu bắn tóe phun đầy phía trước gã. Ngực trái Trư Nghiêm đã bị một nhú đá trên cao đâm xuyên qua, lồng ngực có một cái lỗ to như miệng bát, xương trắng lòi cả ra, trái tim vẫn gắng gượng đập, nhưng chỉ bơm máu ra bên ngoài. Trương Nghiêm há miệng, nhưng không thể nói được thành lời mà chỉ ho sù sụ, máu trào ra nơi miệng, dòng máu đỏ tươi mang theo cả những bọt bong bóng. Nghiêm Dũng và đội trưởng Hồ Dương vừa chạy vừa bỏ xông đến, Trư Nghiêm, Nghiêm, Nghiêm Dũng cuống cuồng cởi áo đang mặc trên người, cuộn thành một bó, định bít vào lỗ hổng lớn trên ngực Trương Nghiêm như người ta bít vào thân thuyền bị thủng. Nhưng máu tươi không ngừng trào ra bên ngoài, còn nhanh hơn cả dòng nước xiết dưới sông ngầm kia, làm sao mà bịt lại cho nổi. Đội trưởng Hồ Dương nắm chặt bàn tay Trương Nghiêm, nắm thật chặt, nhưng bàn tay ấy đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, anh chỉ thấy như mình đang cầm trong tay một khối băng lạnh buốt. Trương Nghiêm mở to mắt, đảo một vòng, nhìn Nghiêm Dũng, rồi lại nhìn đội trưởng Hồ Dương tiếng ho dần yếu đi, khóe miệng đầy bọt máu dướn lên nở một nụ cười. Đột nhiên, một luồng sức mạnh lớn lao không hiểu từ đâu chuyển đến cánh tay đội trưởng Hồ Dương, siết chặt lấy anh. Thân thể trương nghiêm tựa hồ đang gắng sức cuộn lại, rồi lại duỗi thẳng ra, tất cả sức lực đều tiêu tan hết, máu tươi tràn ra đã loang khắp sàn thuyền. Nghiêm, trương nghiêm, anh chư, tiếng hét trên thuyền vang lên ong ong khắp hang động, rồi sau đó tất cả lại chìm vào im lặng, một sự im lặng chết chóc. Nghiêm dũng như con bạc bị thua, Trận trừng trừng cặp mắt đỏ lừa đầy vân máu, bổ nhào lên người chư nghiêm, ra sức xoa bóp, ra sức đánh đập. Đồ ngu, tỉnh lại đi, cậu không thể dễ dàng ngã xuống như vậy được, tỉnh lại cho tôi. Nhạc dương bước đến kéo anh ta lại, anh Dũng, đừng như vậy, để cho anh ấy được yên tĩnh. Nghiêm Dũng tức giận quát lên, cút xéo, cậu hiểu được cậu ấy bằng tôi không, cậu hiểu được cậu ấy bằng tôi không, thằng cha này giỏi giả chết lắm. Lần đó ở núi tuyết, hắn ta nín thở mười mấy phút đồng hồ sau đó chẳng phải đã sống lại rồi đấy sao? anh ta cuồng loạn dồn hết sức lực ra, bỗng nghe cạch một tiếng, lại có hai giải xương sườn bị ấn gãy. nghiêm dũng vẫn không màng, tiếp tục xoa bóp ngoài lồng ngực. chỉ là lần này, thi thể băng lạnh của trương nghiêm không hề có vẻ gì là muốn tỉnh dậy, mặc cho nghiêm dũng đẩy, ấn, kéo, giật, khối da bọc bên ngoài xương cốt, máu thịt ấy chẳng khác nào con rối đã rứt dây, tứ chi uể oải trói ra sàn thuyền. dũng đủ rồi, đội trưởng hồ dương quát lên. Nghiêm Dũng ngoảnh đầu lại, anh cũng từng dẫn đoàn leo núi, cũng từng làm đội trưởng, phụ trách tính mạng an nguy của mười mấy thậm chí là mấy chục con người, nhưng lúc này, trong đôi mắt ấy lại ngập tràn sự bất lực. Đội trưởng, chúng ta đã cùng leo không biết bao nhiêu đỉnh núi tuyết, bao nhiêu lần đều sống sót trở về cơ mà, để tôi thử một lần nữa thôi, một lần nữa thôi, được mà, nhất định là sẽ được mà. Kéo anh ta ra, lúc này, giọng lữ cánh nam cất lên thật vô tình. Lại một con đom đóm khác chìm xuống lòng sông tối đen u ám, trôi dần theo con sóng, càng lúc càng đi xa dần, cuối cùng thì không nhìn thấy nữa. Hai tay nghiêm dũng bám chặt vào mạn thuyền, cặp mắt trợn trừng lên to tướng, tựa hồ vẫn muốn tìm kiếm thứ gì trong bóng tối xa xăm. Lý Hồng, Lê Định Minh, Trương Nghiêm trước sau ra đi, Mạnh Hạo Nhiên, Vương Hữu, Trương Kiện lại lần lượt ngã xuống, không khí trên thuyền một ngạt đến cực điểm. Từ khi bắt đầu, họ đã để dòng nước dẫn đi, không biết sẽ tới đâu, cũng không biết phía trước rốt cuộc còn bao xa, thần chết tựa hồ đã đưa bàn tay tới trước mặt mỗi người, chỉ không rõ người tiếp theo sẽ là ai. Vết máu đã được lau dọn sạch, nhưng mùi máu tanh vẫn phảng phất trên thuyền. Trong hang động chốc chốc lại có tiếng ù ù đó là tiếng gió. Nghỉ ngơi dây lát, ăn uống một chút, nghiêm dũng tựa hồ đã lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi chắc một cường ba, chúng ta có thể lên đường chưa vậy? Ừm, um, không nghỉ thêm chút nữa hả? Chúng ta đi thôi, đội trưởng, không thể ở chỗ này lâu thêm chút nào được nữa tôi sẽ phát điên mất. Lần này, chúng ta có thể ra khỏi đây rồi đúng không, đúng vậy không? Phải vậy không? Đi thôi, cường ba thiếu ra, đây là lần cuối cùng rồi đấy, lần này nhất định chúng ta có thể ra khỏi đây. Chỉ cần ra khỏi dòng sông hắc ám này là sẽ kết thúc, tất cả đều sẽ kết thúc thôi. Nhạc Dương và Trương Lập cũng đồng thanh kiến nghị. Chắc một cường ba đưa mắt nhìn ra phía sau, hầu hết mọi người đều đã ngồi lên ngay ngắn, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Đường Mẫn và Pháp sư Tháp Tây đang ở bên cạnh Trương Kiện. Lát sau Đường Mẫn nói, tình hình Trương Kiện rất không ổn, vẫn đang sốt cao, ở chỗ này không thể trị liệu được. Pháp sư Tháp Tây nói, đợi khi nào ra ngoài xem thử có tìm được thảo dược hay không. Ngoài ra, tình trạng của Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hữu cũng không có chuyển biến tốt, thuốc của chúng ta không còn nhiều nữa. Được rồi, Trác Mộc Cường ba lớn tiếng nói với những người ở phía sau, nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi, cầm mái chèo của mọi người lên đây là lần xung kích cuối cùng rồi, có ra được bên ngoài hay không dựa vào mọi người cả đấy. Nhớ cho kỹ, chúng ta không còn đường lui nữa đâu. Mỗi tay trèo đều vận hết sức lực, tất cả những dồn nén bước bách trong ba ngày nay cơ hồ bùng lên trong một khoảnh khắc đó. Mỗi ngày đều tiến lên trong bóng tối mịt mùng, mỗi ngày đều bị hất điên hất đảo trong không gian chật hẹp chưa đầy hai chục mét vuông suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Nghe những tiếng gào rú như quỷ khóc ma cười ấy, căn bản không thể nào ngủ được, càng làm người ta không thể chịu đựng được nữa là trong không gian chật hẹp, tù túng, băng lạnh ấy, cái chết luôn theo đuổi họ như hình với bóng, cảm giác đau đớn khi bạn bè thân thiết mới đây còn ở bên ta mà thoáng sau đã sinh ly tử biệt ấy, cũng đủ khiến người ta phát điên phát cuồng lên rồi. Lại gần 7 tiếng lắc lư trong trành trôi nổi. Họ không ngừng luồn qua luồn lại giữa các nhánh sông dưới sự dẫn dắt của Nhạc Dương, hòng tìm ra phương hướng có thể đột phá. Theo cách nói của anh, bất kể là đi lối nào, chỉ cần xuôi theo hướng dòng nước chảy là nhất định có thể đến được vùng đất bí mật trong truyền thuyết ấy. Thế nhưng đến giờ, đã 7 tiếng đồng hồ trôi qua, hai bên bờ vẫn chỉ là vách đá chân tuồn tuột, thông đạo tối đen như mực vươn dài ra tít mãi xa xăm, không hề có dấu hiệu xuất hiện kỳ tích mà mọi người đều đang mong đợi, phía trước vẫn chỉ là một vùng đen tối mịt mù không có ánh sáng, một điểm sáng cũng không có. Trương Lập không nén nổi thì thầm hỏi nhỏ, liệu cậu có tính toán sai sót gì không? Anh cũng biết, vào thời điểm này, một câu hỏi như vậy là quá mẫn cảm, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của rất nhiều người. Trác Mộc Cường ba chừng mắt lên, Trương Lập liền trưng ra bộ mặt vô tội tôi chỉ hỏi thôi mà về phía gã. Nhạc Dương không trả lời, nhưng áp lực tâm lý anh phải chịu đựng thì lớn hơn bất cứ người nào trên con thuyền này. Phải biết rằng, rất có thể tính mạng của mọi người trên thuyền này đều nằm trong tay anh, nếu tính toán sai lầm, bọn họ chẳng những sẽ không thể thoát ra khỏi đường hầm tăm tối này, mà còn có khả năng bị con sóng khổng lồ sắp ập đến đánh lật cuốn trôi con thuyền hình rắn vẫn không ngừng tiến lên, tiến lên phía trước, nhạc dương gắng hết sức lắng nghe những âm thanh trong gió. Rất hiển nhiên, tiếng gió đã nhỏ đi nhiều, càng tiến về phía trước, tiếng gió càng nhỏ, âm thanh đều từ phía sau vẳng tới, phía trước đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Cũng có nghĩa là, không gian phía trước không còn là hang động chật hẹp nhỏ bé nữa, ở đó chắc hẳn phải là một không gian rộng rãi thông thoáng. Thế nhưng, tại sao, tại sao vẫn không thấy ánh sáng đâu cả? Trác Mộc Cường ba đột nhiên hỏi, đây là đoạn sông ngầm cuối cùng rồi đúng không? Nhạc Dương ngần ngừ đáp, ưng, chắc là vậy, chỉ có điều. Trác Mộc Cường ba tiếp lời, tại sao không có ánh sáng nhỉ? Giờ là mấy giờ rồi? Nhạc Dương giờ đồng hồ đeo tay lên, ngây người ra, chết, chết rồi. Sao hả? Nhạc Dương lắp bắp, đồng, đồng hồ chết rồi. Trương Lập cũng nói, ô, đồng hồ của tôi cũng chết rồi, liệu có phải ở dưới lòng đất lâu quá nên hết pin không nhỉ? Trác Mộc Cường ba hồi hộp đưa đồng hồ đeo tay lên trước mặt xem thử, quả nhiên, màn hình hiển thị của chiếc đồng hồ điện tử đã không còn hiện lên bất cứ chữ số nào nữa. Gã lắc đầu nói, không thể nào, dù không có ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào, loại đồng hồ này ít nhất cũng có thể duy trì được một tháng, cách giải thích duy nhất cho chuyện này là. Từ trường mạnh, giống hệt những gì chúng ta gặp phải trên núi tuyết, Nhạc Dương và Trác Mộc Cường ba không hẹn mà cùng lúc nghĩ tới điểm đó. Trác Mộc Cường Ba vội lấy thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser ra cầm trên tay, không có tín hiệu, quả nhiên là không có tín hiệu. Gã thở dài nói, tất cả các thiết bị điện tử nhạy nhất đều đã mất tác dụng, giờ thứ duy nhất còn dùng được e là chỉ có mấy ngọn đèn này mà thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, thực ra, chúng ta phải nghĩ đến điều này từ trước rồi. Nếu đến cả trên đỉnh núi tuyết còn có loại từ trường đáng sợ như vậy, thì trong lòng núi càng có khả năng xảy ra hiện tượng này hơn mới phải chứ. Nhạc Dương nói, Đúng thế, độ cao so với mực nước biển của chúng ta đã từ gần 4.000m giảm xuống còn chưa đến 100m, có thể nói, chúng ta đã đến được gốc rễ của dãy Himalaya rồi đó. Trương Lập lại hỏi, thế hóa ra chúng ta đang ở dưới lòng đất sâu 3 4 000 m cơ à? Nhạc Dương lắc đầu, không, không chỉ có vậy, lối vào hang ngầm này ở độ cao tầm 4 000 m so với mực nước biển, nhưng phương hướng của chúng ta là từ đông sang tây, tức là từ vùng rìa của dãy Himalaya đi sâu vào lòng đất, những ngọn núi trên đầu chúng ta đều cao hơn cửa hang ngầm dưới nước đó rất nhiều. Lúc này, e rằng chúng ta đã ở độ sâu 6 đến 7.000 mét rồi. Trương Lập hít vào một hơi không khí lạnh, thốt lên, mẹ của tôi ơi. Lúc này, lư Cánh Nam ở giữa nói, có phải các thiết bị điện tử đều mất tác dụng rồi hay không? Hình như chúng ta gặp phải tình huống tương tự như ở trên đỉnh núi Tuyết Tư Tất Kiệt Mạc. Trác Mộc Cường ba lớn tiếng đáp lại, đúng vậy, hiện giờ tất cả các thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, chúng ta chỉ còn cách đi tiếp ra khỏi đây rồi tính sau vậy. Ám chừng chắc còn khoảng 2 km nữa, chỉ còn mấy phút cuối cùng nữa thôi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng gã hiểu rất rõ, ở trong bóng tối, nếu không có thời gian chuẩn xác thì mỗi giây mỗi phút cũng đều dài đằng đẵng hơn cả năm dòng. Gần đến rồi, gần đến rồi, dưới ánh sáng của ngọn đèn pha, phía trước xuất hiện một cửa hang hình tròn, tình hình giống như lúc sắp ra khỏi đường hầm vậy, chỉ khi nào không gian bên ngoài rộng lớn hơn đường hầm rất nhiều lần thì mới xuất hiện cửa hang rõ rệt như vậy mà thôi. Mỗi người dốc hết chút sức lực cuối cùng, con thuyền hình rắn cơ hồ như sắp bay lên, mái chèo vung lên hạ xuống, sóng vỗ mạn thuyền, đến giờ phút này, cả tiếng nước chảy róc rách cũng trở nên đáng yêu lạ thường. Khi cửa hang đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, trường Lập hét lên, ra ngoài rồi. Cả con thuyền hình rắn đã hoàn toàn thoát khỏi hang ngầm ở sâu dưới lòng đất, phía trước bọn họ sẽ là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Trương Lập hét lên xong, bỗng phát hiện người trên thuyền không ai hưởng ứng mình, rồi lập tức, anh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân tại sao mọi người vẫn trầm mặc. Bóng tối, bóng tối vô biên vô tật, tuy bọn họ đã ra khỏi cửa hang, nhưng phía trước mắt vẫn chỉ là bóng tối mịt mùng trải dài mãi mãi. Ánh sáng mạnh của ngọn đèn pha, lúc ở trong hang động vẫn còn cảm thấy sáng chói, nhưng vừa ra khỏi, cột ánh sáng ấy chiếu thẳng về phía trước, càng xa càng nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại một quầng bóng mờ nhạt, rồi biến mất vào bóng đêm đây dường như là một thế giới không có ánh sáng, lẽ nào đây chính là vương quốc dưới lòng đất trong thuyền thuyết, Sandrila đó hay sao? Những người ở mũi thuyền và đuôi thuyền đều không hẹn mà cùng điều chỉnh lại phương vị của mấy ngọn đèn pha, nhận thức lại vùng không gian mới trước mắt mình. Đèn pha quét phía trước một góc 180 độ, không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết của bờ bến nào, xuống dưới, toàn là nước, không có bờ, lên trên, ba bốn chục mét phía trên vẫn là tầng nham thạch, chẳng trách lại không có ánh sáng, bọn họ vẫn ở trong lòng dãy núi cao mấy nghìn mét. Còn những người phía sau, đèn pha quét tới chỗ cửa hang bọn họ vừa ra, rồi dịch dần sang hai bên trái phải, chỉ thấy vách đá trải dài ra, hơi cong cong, cũng sâu xa vô tận, căn bản không thấy đầu bên kia. Nhạc Dương khó nhọc nói, đây, đây có lẽ là một động ngầm lớn, chúng ta chưa ra được bên ngoài, vẫn còn ở trong hệ thống hang ngầm ấy. Sao thế được, nghiêm dũng đã bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, không phải cậu nói đây đã là đoạn cuối cùng rồi hay sao tại sao vẫn ở trong hang ngầm tại sao trương lập cũng lên tiếng đúng vậy mau lấy bản đồ ra xem nào liệu có lầm không vậy không phải chúng ta vẫn còn mấy tấm bản đồ in trên chất liệu chống thấm nước hay sao nhạc dương lúng túng mở bản đồ ra nói không thể lầm được đúng là chúng ta đã ra ngoài rồi mà nghiêm dũng đã không kiềm chế nổi nữa dám chó nếu vì một tấm bản đồ sai lệch mà khiến chúng ta vậy thì Vậy thì, đội trưởng Hồ Dương quát lên, Dũng, đủ rồi. Trác Mộc Cường ba nói, đừng tranh cãi nữa. Nghe đây, Nhạc Dương, mấy cậu nghiên cứu lại bản đồ xem, thử coi rốt cuộc là có vấn đề gì. Những người khác, chúng ta chèo thuyền men theo vách đá bên phải, xem có phát hiện gì không. Vì kim chỉ nam, là bản đều không thể sử dụng, thuyền rắn của họ chỉ có thể men theo vách đá bên phải đi tiếp. Nhạc Dương không ngừng giải thích với nghiêm dũng, anh xem đây, chúng ta từ chỗ này đến chỗ này, chỗ này có một thác nước 5 tầng, anh còn nhớ không, mỗi tầng cao khoảng 2 mét, sau đó chúng ta rẽ sang bên phải, là tuyến đường an toàn màu xanh này, sau đó. Sóng rất lớn, chắc một cường ba ở mũi thuyền quạt nước, không ngừng có sóng vỗ vào vách đá, bọt nước bắn tóe lên cả người. Gã bèn mở rộng cổ áo ra, để mặc cho làn nước băng lạnh chảy trên da mình. Chính cảm giác lạnh thấm vào xương ấy khiến gã giữ được sự tỉnh táo, đồng thời có thể bình tĩnh suy nghĩ xem rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu nếu bản đồ không sai vậy thì con đường nhạc dương chỉ ra cũng không thể sai được hơn nữa nhìn tình hình trước mắt phía trước dường như cũng không có đường hầm nào nữa đích thực là họ đã ra khỏi phạm vi của tấm bản đồ vậy thì vậy thì giờ họ đang ở đâu đột nhiên tình cảnh lúc lần đầu tiên nhìn thấy hương ba la mật quang bảo giám lại hiện lên trong tâm trí trác mộc cường ba mẫn mẫn nói phần dưới bức tranh này chẳng có gì cả cũng lạ thật bên dưới bên dưới chắc là phải có rất nhiều nước mới đúng đội trưởng hồ dương cũng từng nói phía trên bản đồ này là gì vậy sao lại tô màu đen rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu a à, khoảng tối khoảng tối giữa bản đồ và hương ba la lẽ nào trác mộc cường ba đang nghiền ngẫm suy tư bỗng nghe nhạc dương thốt lên a à, không phải chứ lẽ nào là nghiêm dũng vẫn đang lớn tiếng hỏi gì hả cậu nghĩ ra gì rồi hả nhạc dương chỉ vào bản đồ này làn sóng này lối ra trên tấm bản đồ này nửa phía trên tại sao lại có hình cong thế này lúc này chúng ta cũng đang đi theo một đường cong nghiêm dũng bực tức ngắt lời nói nhân cuội gì đấy rõ ràng hơn một chút xem nào nhạc dương gọi trời ơi anh xem đi cường ba thiếu ra mọi người đều lại đây xem đi tại sao nửa trên của tấm bản đồ này lại hình cong đội trưởng hồ dương chẳng phải vẫn nghi hoặc tại sao nửa trên của tấm bản đồ sao không để khoảng trống mà lại tô thành màu đen đúng không còn cả những gợn sóng này nữa gợn sóng lớn thế này tôi ngu thật tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn một chút chứ không không là tôi không hề nghĩ theo hướng đó mới đúng thật thật không thể nào tin nổi ai có thể ngờ được chứ ai nghĩ ra được chứ trương lập không hiểu hỏi nhạc dương rốt cuộc cậu muốn chúng tôi xem gì vậy cậu nghĩ ra điều gì rồi mau nói ra đi nào nhạc dương ngoảnh đầu lại nhìn xuống mặt nước đen kịt phía trước lại một con sóng lớn cao mấy mét ập đến đung đưa lay động bên dưới con thuyền rồi quật vào vách đá chỉ nghe anh kinh hoàng trả lời Trương Lập, đúng là chúng ta đã ra khỏi hang ngầm dưới lòng đất rồi, nhưng phía trước chúng ta không phải Sandrila, mà là... Mà là... Biển. Trái tim chắc Mộc Cường ba chìm hẳn xuống, đây cũng là điều gã vừa sực nghĩ ra. Biển. Phảng phất như để hồi đáp lại tiếng kêu kinh hãi của nhạc dương, xa xa lại vẳng đến tiếng gầm gừ như sấm động. Một đêm vùng cực là thời gian hoàn toàn không có ánh sáng ban ngày kéo dài hàng tháng mùa đông bên trong các phòng cực của trái đất. Tương truyền rất lâu rất lâu trước đây, Tây Tạng là một vùng biển lớn mênh mông trải dài ra vô tận, bên bờ biển có một cánh rừng lớn, tất cả các loài sinh vật sống tự do tự tại, thỏa thích nô đùa trong rừng. Cho đến ngày kia, một con rồng ác năm đầu khuấy đảo cho nước biển dâng lên dập trời dậy đất, các loài sinh vật trong rừng bị nước biển dâng lên, dồn ép không còn biết chạy đi đâu nữa, chỉ còn biết khẩn cầu thần linh bảo hộ. Vậy là, trên trời bèn giáng xuống năm nàng tiên nữ, các vị tiên nữ đã chế phục con rồng ác giúp các sinh vật trong rừng xây dựng lại nhà cửa. Tất cả vô cùng cảm kích các nàng tiên nữ, liền khẩn cầu các nàng ở lại để giúp đỡ họ. Cuối cùng, các nàng tiên đã động lòng từ bi, lệnh cho nước biển rút xuống để lộ ra rừng rậm um tùm tươi tốt và thảo nguyên mênh mông, rồi tự hóa thân thành năm ngọn núi cao vĩnh viễn bảo vệ cho những sinh linh dưới chân mình. Năm ngọn núi cao ấy chính là năm ngọn núi cao nhất dãy Himalaya với đỉnh Cho Mulumma là trung tâm. Khi khoa học kỹ thuật ngày một phát triển các nhà khoa học đương nhiên là chỉ mỉm cười, chẳng buồn để ý đến những câu chuyện thần thoại thế này. Nhưng khoa học càng phát triển, các nhà khoa học lại bắt đầu nghi ngờ, mấy nghìn vạn năm về trước, gần dãy Himalaya này quả thực có một vùng biển minh mông, dãy Himalaya có lẽ là kết quả của vận động tạo núi do sự vận động của các lớp trong vỏ trái đất hình thành, ước chừng bắt đầu đùn lên từ 300 vạn năm trước, và cho đến ngày nay vẫn đang trong quá trình đùn lên cao ấy. Cho đến những năm 20 của thế kỷ trước, các nhà khoa học mới phát hiện ra dấu vết của các loài sinh vật biển tiền sử trên dãy Himalaya, bao gồm cả hóa thạch của các loài tam diệp trùng, cúc đá, ốc anh vũ. Các dấu vết chứng thực suy luận này là khoa học. Các nhà khoa học gọi quá trình vận động tạo ra cực thứ ba của thế giới này là vận động tạo sơn Himalaya, còn đại dương thời tiền sử kia được gọi là đại dương cổ Ti Thai. Thế nhưng, khi dãy Himalaya đùn lên, đại dương cổ Ti Thai lẽ ra cũng phải lùi lại, nhập vào phạm vi của Ấn Độ Dương với đúng. Vậy thì giờ đây, vùng nước tối tăm vô tận phía trước con thuyền nhỏ của bọn chắc Mộc Cường Ba là gì chứ? Sau khi Nhạc Dương thốt ra thông tin đáng kinh hại ấy, người trên thuyền chìm vào trầm mặc trong khoảnh khắc. Mọi người đều cần suy nghĩ một chút, rốt cuộc là thứ gì đang xuất hiện trước mắt bọn họ trong lòng đất sâu 6 bảy nghìn mét bên dưới dãy Himalaya. Những người ở giữa và cuối thuyền đều đã đặt mái trèo xuống, nhích gần lại mũi thuyền. Nếu nói trước mặt bọn họ là một đại dương, vậy thì còn trèo làm quái gì nữa, bọn họ dồn lại một chỗ theo bản năng, hy vọng có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề. Biển, sao, sao lại thế được, Trương Lập kìm nén một hồi lâu, mới do dự cất tiếng hỏi. Chỉ có điều, đối mặt với vùng không gian đột nhiên biến thành vô biên vô tận, sóng nước giạt rào này, không thể nói đây là sông, vậy thì có thể là gì được chứ? Nghiêm dũng đột nhiên vươn nửa thân ra bên ngoài thuyền, treo ngược trên mạn thuyền, vốc mấy vốc nước lạnh băng hất vào mặt, động tác như khỉ vứt trăng, đoạn ngẩng đầu lên, ngửa người trở lại trên thuyền, há miệng ra thở hổn hển, lớn tiếng nói, là nước ngọt, lấy đâu biển biết gì chứ, con mẹ nó. Không thể gọi là biển được, nước ngọt, là hồ nước ngọt, hồ nước ngọt. Anh nhắc đi nhắc lại, cố nhấn giọng, như thể cách gọi hồ dù sao thì cũng dễ chấp nhận hơn là biển vậy. Trác Mộc Cường ba chậm rãi lên tiếng, ở Cao Nguyên Thanh Tạng, chỉ cần là vùng nước lớn, bất kể là nước ngọt hay nước mặn, đều gọi là biển cả. Kỳ thực, ý nghĩa của chữ thố trong tiếng Tạng chính là biển, không phải là hồ như người ngày nay vẫn nói đâu. Đội trưởng Hồ Dương nhổ người ngó đầu ra phía trước, lẩm bẩm nói, sao có thể là biển được nhỉ? Sao có thể là biển được nhỉ? Nhạc Dương thấp giọng nói, tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi. Đầu tiên là những đợt nước tràn vào hang ngầm kia, là sức mạnh gì khiến chúng từ nơi có độ cao thấp hơn chảy ngược ra, hơn nữa lại còn khiến cả dòng nước chảy ngược đáng sợ đến như vậy. Ngoài ra, mỗi ngày sóng đều xuất hiện hai lần, nếu tôi đoán không sai, ở cùng một nơi, hai lần nước tràn sẽ cách nhau chừng 12 tiếng đồng hồ. Kế đó, tôi nhìn thấy các lối ra trên tấm bản đồ, mọi người để ý thấy không, các lối ra được sắp xếp theo hình bán cầu. Đường kính của đường cong trên bản đồ, e rằng phải trên cả nghìn km chứ chẳng chơi. Tiếp đó, địa hình dạng loa kèn này khiến tôi nhớ đến sông Tiền Đường ở Chiết Giang. 12 tiếng đồng hồ một lần nước chảy ngược dòng và địa hình dạng loa kèn kết nối hai điểm nghi ngờ này với nhau, tôi nghĩ mình đã tìm ra được nguyên nhân khiến cho nước chảy ngược dòng rồi. Thủy triều là sức mạnh của thủy triều son kêu toáng lên nhạc dương khe khẽ gật đầu nhạc dương lại nói tiếp vì vậy vùng biển này e rằng còn lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng nữa nếu nói hệ thống nước ngầm này chẳng chịt giao nhau từ khả khả tây lý đến a lý vậy thì chẳng phải là đã bao trùm cả cao nguyên thanh tạng rồi hay sao trời đất của tôi ơi trương lập lắp bắp cái cái hồ hồ này rốt cuộc là lớn chừng nào vậy trác mộc cường ba đột nhiên nhớ ra điều gì đó vội bảo nhạc dương mau thử đo xem nước sâu bao nhiêu. Nhạc Dương cầm thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser lên, xòe tay ra, hướng màn hình về phía Trác Mộc Cường 3, ý như muốn nói, làm sao đo bây giờ. Trác Mộc Cường 3 giờ mới sực nhớ ra, tất cả các thiết bị điện tử đều đã không hoạt động, muốn đo đạc, trừ phi trong bọn họ có người dám nhảy xuống dòng nước băng lạnh kia. Đội trưởng Hồ Dương nghe ra được chút manh mối, cũng hết sức kinh hãi thốt lên, nếu nói đây là một vùng biển Diện tích bề mặt của Cao nguyên Thanh Tạng là 250 vạn km vuông, nhưng chúng ta đang ở sâu mấy nghìn mét dưới lòng đất, diện tích bên dưới có thể vươn ra đến Tứ Xuyên, Tân Cương, Nepal, Ấn Độ, Bhutan, ít nhất cũng phải lớn hơn con số 250 vạn km vuông ấy nhiều. Diện tích này, diện tích này chẳng phải còn lớn hơn cả địa trung hải hay sao? Nghiêm Dũng như thể bị người ta hút đi toàn bộ sức lực, ngồi phịch xuống sàn thuyền, lẩm bẩm nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào như vậy được trác mộc cường ba bèn lên tiếng an ủi ừm vùng biển à không vùng hồ này nhất định không lớn như đội trưởng hồ dương nói đâu mọi người thử nghĩ xem ở trong hệ thống sông ngầm chúng ta đã đi được gần nghìn km diện tích hồ này chắc chắn nhỏ hơn cao nguyên thanh tạng nhỏ hơn nhiều ấy chứ đường mẫn cũng nói có lẽ lối ra ở ngay gần bờ biển thôi không chừng chỉ vài chục km phía trước thậm chí là vài km thôi ấy chứ chúng ta tiếp tục trèo thêm một đoạn nữa là là có thể thấy ánh sáng rồi mà. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn những người vây xung quanh mình. Trên gương mặt họ, cảm xúc gì cũng có. Thế nhưng, gương mặt nghiêm dũng lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cảm xúc này thực không hề hay chút nào, cực kỳ không hay. Sắc diện xấu nhất là Triệu Trang Sinh, ít nhất đã ba bữa nay anh ta chưa ăn chút gì, cứ liên tục nôn ọe nhưng lại kiên quyết không chịu tiêm chất duy trì sự sống để rơi vào trạng thái ngủ đông như Vương Ngụ và Mạnh Hạo Nhiên. Cứ tiếp tục thế này, anh ta rất có khả năng sẽ là người tiếp theo mất mạng đúng lúc đó một tiếng giết kỳ dị từ đằng xa vẳng lại thoáng cái đã biến thành muôn vàn tiếng sấm động ầm vang vách đá run lên biển lớn gầm gừ đó chính là nguồn gốc của sức mạnh khiến dòng nước chảy ngược trong hệ thống sông ngầm mà họ nghĩ mãi cũng không tìm được lời giải thích thủy triều trác mộc cường ba kiên quyết hét lớn mau lên tất cả mọi người trở về vị trí buộc chặt dây an toàn vào son anh trông chừng vương hữu ba tang để ý mạnh hạo nhiên đội trưởng Hồ Dương, Trương Kiện nhờ cả vào anh đấy. Bức tường nước, ở thế giới ngầm dưới lòng đất trông hoàn toàn khác với những gì ta thường thấy trên mặt đất, một bức tường đen ngòm, hoàn toàn hòa làm một với môi trường xung quanh, đèn pha chiếu vào đó, thấy tựa như cả núi than đang sụp đổ, hoặc một vệt dầu loang cuồn cuộn. Có thể cảm nhận được nó đang đến, như có thứ gì đó đang ập tới với tốc độ cực cao, nhưng nhìn tới thì lại hết sức mơ hồ, chừng như không thể nhận ra được nó trong bóng tối chỉ trong nháy mắt bức tường nước đã ập tới trước mặt họ. Bóng tối bỗng nhiên biến thành một vật thể khổng lồ, có thể nuốt chửng mọi thứ, phát ra những tiếng rít kinh hồn, nhấn chìm tất cả những âm thanh khác trong không gian tăm tối. Cánh tay đang điều khiển ngọn đèn pha của nhạc dương run bần bật. Bức tường nước cao đến ba chục mét, không, phải bốn chục mét, không, phải cao hơn nữa. Trước mặt anh, gần như có thể nói là một tòa pháo đài sắt biết di động. Địa hình đã khiến đường kính của nó từ mấy nghìn km nén xuống còn mấy chục km, vì vậy độ cao của nó cũng từ vài mét mà trồng lên thành mấy chục mét. Đối mặt với một bức tường nước cao gần trăm mét, tất thảy sinh vật thuộc giới tự nhiên này đều chỉ còn biết lựa chọn run rẩy sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, dù là sinh vật nào cũng ắt phải nhận ra sự nhỏ bé mong manh của mình trước uy năng vĩ đại của tự nhiên. Sau những tiếng ầm ầm như sấm động, con thuyền của họ tựa hồ như con sâu cái kiến trong dòng nước lũ, thoát cái đã bị nhấn chìm, rồi lại bị một luồng sức mạnh khủng khiếp hất vang lên cao, đập mạnh vào vách đá, kế đó, dư chấn còn lại vẫn tiếp tục quật con thuyền vào vách đá thêm mấy lần nữa. Đợi khi mặt nước lặng sóng, nhờ trọng lượng tự thân mà con thuyền rắn của họ lật ngược trở lại, bốn bề chìm vào bóng tối. Trong bóng đêm mịt mùng, chắc Mộc Cường ba cảm nhận được một cách rõ rệt, người mình đang treo ngược bên ngoài mạn thuyền bằng sợi dây an toàn, nước biển băng lạnh khiến cơ bắp toàn thân gã co rút lại. Không biết vì cái lạnh hay vì nguyên nhân gì khác, gã nhận ra hàm răng mình va và đập vào nhau cành cạch cơ hồ không thể khống chế được gã đưa tay lên nhét vào miệng nhưng ngoài tiếng sóng dập dành vỗ vào vách đá ra vẫn nghe rất rõ tiếng răng va và vào nhau lập cập trong bóng tối áng chừng chỉ vài giây sau đó hoặc cũng có thể là vài phút sau chỉ nghe nhạc dương ở phía trước run lên bần bật cất tiếng hỏi cường cường ba thiếu ra chúng ta chúng ta còn sống không giọng nói run rẩy lập bà lập bập thì ra tiếng răng va và đập vào nhau ấy là của anh chàng này phát ra con, chúng ta vẫn còn sống. Trác Mộc Cường ba dần dần lấy lại bình tĩnh, gã lớn tiếng hét lên, trương lập. Tôi, tôi ở bên này, bị đeo ngược ra bên ngoài thuyền rồi. Nghiêm Dũng, tôi vẫn chưa chết. Đội trưởng Hồ Dương, con mẹ nó, ở đây, Trương Kiện cũng vẫn còn thở, ai lên thuyền bật đèn lên đi. Mẫn mẫn, em, em không sao. Mỗi lần gọi một cái tên, Trác Mộc Cường ba lại cảm thấy an tâm hơn một chút, tới khi gọi hết tất cả mọi người, Gã mới thở phào nhẹ nhõm. Lộn người trở lại thuyền, phát hiện trong thuyền cũng đầy những nước động, gã liền lớn tiếng hạ lệnh, "Lên đây, mọi người lên đây hết đi, tát nước ra ngoài." "Trương Lập, cậu sửa đèn cho sáng lên." Chỉ một thoáng sau đó, Trương Lập đã lần mò làm một ngọn đèn ở cuối thuyền sáng lên, nước động trong thuyền nhanh chóng được tát hết ra ngoài, cái lạnh đeo bám trên người dường như cũng đã bị xua đi, có điều, cả đoàn vẫn đang thở hổn hển mệt nhọc. Lần này thậm chí cả hai vị Pháp sư trông cũng hơi nhếch nhác thảm hại. Còn ba người đang trong trạng thái ngủ đông, Trương Kiện vẫn đang sốt cao, tình hình không thuyên giảm, bọn họ cũng đã bó tay không biết làm gì hơn nữa, thân thể vương hữu hình như vẫn chưa xuất hiện hiện tượng gì bất bình thường, nhưng sau con sóng lớn kinh hồn ấy, mạnh hạo nhiên đã gặp vấn đề. Đường Mẫn nói, rất có thể anh đã bị nước vào đường hô hấp khi sóng ập tới. Vậy, đường Mẫn quấn mái tóc ướt nhẹp thành một búi, hỏi, giờ chúng ta làm sao đây? tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Trác Mộc Cường Ba. Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba đáp, thực ra, đây không phải vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Đúng vậy, ở vùng biển nằm sâu dưới lòng đất này, bọn họ căn bản không có đường để rút lui, nơi này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, hoặc là sông lên phía trước, tiến sâu vào vùng biển này, bằng không thì chỉ còn cách chờ chết, vì vậy Trác Mộc Cường Ba mới nói, không cần phải suy nghĩ. Lữ cánh nam lắc đầu, không, cần phải tính toán đấy, cần phải bố trí lại người, những thứ có thể tiêu hao cũng cần sử dụng có kế hoạch. Còn nữa, ở đây có người nào có kinh nghiệm đi biển không? Có ai từng lái thuyền ra biển hay có trải nghiệm gì tương tự vậy chưa? Nhất thời mọi người đều im lặng, tuy bọn họ đã được huấn luyện rất nhiều hạng mục, nhưng lái thuyền ra biển hoặc lướt sóng gì đó thì chẳng ai có kinh nghiệm cả. Có ai mà ngờ được, ở sâu 7-8 nghìn mét dưới lòng Tây Tạng lại có một vùng biển đâu cơ chứ? Trôi nổi trên sông và ra biển là hai việc hoàn toàn khác nhau, sóng cao mấy mét, hoặc mười mấy mét đã có thể coi là cực kỳ khó khăn trong lúc ngồi thuyền trôi sông rồi, nhưng ở biển thì đó chỉ là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa khi ra biển, còn phải đối mặt, nhào lộn trên sóng, hết đợt này lại tới đợt khác. Các kỹ thuật thích hợp sử dụng khi ngồi thuyền xuôi dòng nước xiết đều hoàn toàn không có đất dụng võ khi đối mặt với sóng biển. Hồi lâu sau, Son mới chậm chậm giơ tay lên nói, tôi, tôi từng đi du thuyền, có tính không? Lữ cánh nam nói, có phải du thuyền đi men theo đường bờ biển không? Son đáp, ừm, nhưng mà, hình như toàn sóng yên gió lặng thôi. Mọi người lại đưa mắt nhìn sang phía đội trưởng Hồ Dương. Chỉ nghe vị đội trưởng dâu xồm xoàm này ngần ngừ nói, tôi, tôi, cũng giống anh Son, chỉ ngồi trên tàu. Lúc này, đường mẫn mới nói, em, em từng ra biển rồi. Gì hả, mọi người trên thuyền đều tròn mắt nhìn cô với ánh mắt không tin tưởng. Đường mẫn đỏ mặt, vội nói, hồi trước em và anh trai từng lái thuyền ra biển mà, thuyền đánh cá nhỏ bình thường ấy, thật đấy. Cô nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba, lặp lại một lần nữa, thật đấy. Trác Mộc Cường Ba nắm lấy bàn tay mẫn mẫn, nói, ừm. Triệu Trang Sinh, Trương Lập, Nhạc Dương đứng bên cạnh quan sát, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không nhận ra cô gái hiểu điệu này đã từng lái thuyền ra biển. Lữ cánh nam ngoảnh đầu lại hỏi, Triệu Trang Sinh, còn cậu thì sao? Triệu Trang Sinh ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, Nhạc Dương liền lên tiếng đáp thay, cậu ta ấy à, chỉ lặn hụp được mấy hồi dưới sông chứ biển thì mới nhìn thấy trên tv thôi lữ cánh nam nói được rồi vậy hai người có kinh nghiệm ra biển có kiến nghị gì không cả bọn lại tiếp tục thảo luận chi tiết về việc ra biển không ngờ đường mẫn lại rất hiểu biết về mặt này cô nói rõ sự khác biệt của sóng gió sóng chiều và sóng gần bờ trên biển cách dương buồm và nhận biết hướng gió ngoài ra còn một số kỹ năng điều khiển thuyền nữa đường mẫn nói anh trai cô còn dạy một số kỹ năng nhìn trời nghe tiếng sóng nữa nhưng đều không dùng được trong hoàn cảnh này. Những người khác trầm ngâm, đúng thế, đây không phải vùng biển thông thường mà là biển dưới lòng đất. chẳng những vậy, e rằng họ là những người hiện đại đầu tiên gặp phải biển dưới lòng đất. hoàn cảnh nơi đây như thế nào chứ? ngoài bóng đêm ra thì không còn gì khác, nhiệt độ thấp đến gần như có thể đóng băng. nhạc dương còn nói đùa rằng bọn họ đang tiến vào vùng bắc băng dương vĩnh viễn ở trạng thái đêm vùng cực hai. càng gay gâu hơn nữa là do tác dụng của vùng từ trường của nham tầng đặc biệt trong lòng núi hoặc một hiện tượng tự nhiên nào đó khác, tất cả các thiết bị điện tử của bọn họ đã ngưng hoạt động cả, thậm chí điều cơ bản nhất là phân biệt phương hướng cũng không thể làm được. Việc duy nhất họ có thể làm lúc này là cứ nhằm hướng sóng và gió ập đến mà sông lên. Mặc dù tạm thời họ không gặp phải bức tường nước cao ngất do thủy chiều hình thành nên nữa, nhưng phải vượt qua những con sóng nhỏ cao hơn chục mét, đối với con thuyền như thế này cũng là một việc hết sức gian nan. Lúc ở chân ngọn sóng, con thuyền hình rắn như một cỗ xe già nua đã long sòng sọc đang leo dốc, khó khăn lắm mới bỏ lên được trên ngọn sóng thì cả con thuyền đã bị đẩy ngược về sau mấy chục mét. Kế đó, sóng nước lại bắn ảo ảo vào thuyền, nước biển băng lạnh ướt xuống các thành viên trong đội. Khó khăn lắm mới trèo tiến lên được mấy chục mét, đợt sóng thứ hai lại ập đến. Mẫn mẫn nói, sóng trên biển là do gió hình thành, có gió lớn thì mới có sóng lớn, nhưng ở vùng biển dưới lòng đất này, lại rất ít có gió. Nghiêm Dũng nói, vậy thì tiếng giết như ma kêu sói gào chúng ta nghe thấy lúc ở trong hệ thống hang ngầm ấy là gì? nhạc dương đáp tiếng gió chúng ta nghe thấy trong hang động là do nước tràn vào ép không khí trong hang lưu động không phải là gió biển trương lập lại hỏi thế còn sóng không phải nói có gió thì mới có sóng sao nhạc dương nói tôi bảo rồi mà đây là lực thủy triều chính lực thủy triều đã hình thành nên sóng trương lập lại hỏi nhưng còn không khí chúng ta đang thở thì sao nếu không có gió làm sao chúng ta có thể hít thở bình thường như vậy được trác mộc cường ba lên tiếng để nghe Mẫn Mẫn nói xem nào. Mẫn Mẫn liền giải thích, không sai, sóng được hình thành bởi lực thủy triều đã khuấy động không khí, có lẽ do vậy mà tạo ra dòng không khí lưu thông, nhưng không khí thì nhất định có nguồn gốc, chúng đến từ bờ biển phía bên kia. Vì vậy, nhất định là có đường ra khỏi đây, nơi nào có gió thổi không khí tới thì nhất định thông với thế giới bên ngoài. Đây cũng là cách duy nhất để chúng ta phán đoán hướng tiến lên phía trước. Trương lập lẩm bẩm, thế nhưng chúng ta lúc này vốn là tiến ít lùi nhiều. Ba tang, anh chiếu ngọn đèn ra phía sau, thử xem chúng ta có cách xa vách đá không. Trác Mộc Cường ba lớn tiếng gọi. Không, tôi vẫn thấy được, đại khái đã đi được chừng 500 mét, ba tang cũng cao giọng đáp. Sao vẫn chẳng đi được mấy thế nhỉ? Trương Lập nói. Sóng dồn dập hết đợt này đến đợt khác đẩy chúng ta ngược trở lại, tưởng như đã trèo rất lâu rồi, nhưng lại chẳng tiến lên được bao nhiêu. Nhạc Dương đáp. Trác Mộc Cường ba nói, cố gắng trèo đi, dù sao cũng càng lúc càng đi xa cửa hang rồi. Trương Lập gượng cười nói, cường ba thiếu ra, anh lại nói sai rồi, phải nói là, chúng ta càng lúc càng đến gần Sandrila rồi mới đúng. Lại một con sóng nữa cuộn lên, làm cả bọn ướt nhẹp khắp đầu khắp mặt. Treo thêm một lúc nữa, chắc một cường ba lại hỏi, ba tang. Còn nhìn thấy vách đá nữa không? Ba tang trả lời, vẫn thấy được, ước chừng cách chúng ta 500 mét. nghiêm dũng không nhịn được ngoác miệng ra chửi, con mẹ nó, mắt mũi kiểu gì vậy? Ba Tăng nói, mẹ nhà cậu ấy, có giỏi tự đi mà nhìn. Đội trưởng Hồ Dương quát lên, Dũng. trác Mộc Cường ba cũng gắt, ba Tăng. Nghiêm Dũng nổi giận bừng bừng gắt lên, rốt cuộc chúng ta đang làm cái quái gì đây chứ? Dậm chân tại chỗ à? Hay là đọ sức với sóng xem ai khỏe hơn? Mẫn mẫn vội nói, thực ra chỉ có đoạn phía trước là khó khăn thôi. Vì chúng ta đang ở trung tâm của hình loa kèn, vì vậy sóng đến chỗ này mới thành ra lớn như vậy, chỉ cần xông qua được đoạn phía trước, sóng sẽ nhỏ hơn nhiều. Ở vùng biển dưới lòng đất này không có gió, chỉ cần ra khỏi được miệng loa kèn, sẽ không có sóng lớn nữa đâu. Lại thêm một con sóng lớn khác ập đến. Hai, một canh giờ bằng hai tiếng đồng hồ. Trác Mộc Cường ba cầm mái chèo bằng cả hai tay, nhìn chăm chăm về phía bóng tối trải dài vô tận, mái chèo đưa lên hạ xuống quạt nước về phía sau. Đã lâm vào bước đường cùng này rồi, thực còn hy vọng thoát khỏi nữa hay sao? Còn bao nhiêu phần hy vọng cho bọn gã đây? Lời đức nhân lão ra lại một lần nữa vang vẳng bên tai gã, khoa học kỹ thuật, khiến cho văn minh tiến bộ, khiến cho con người trở nên lớn mạnh hùng cường. Thế nhưng, bản chất thật sự ở sâu thẳm nội tâm của con người không hề thay đổi. Những người đã bay lên vũ trụ và những người một vạn năm trước nằm trên bãi cỏ đếm sao trời vốn chẳng có gì khác biệt. Họ đều phải suy tư, đều phải hoài nghi, ngờ vực tại sao mình lại có mặt trên thế gian này, Cuộc đời này mình nên làm gì? Từ khi con người thời viễn cổ lần đầu tiên không phải bôn ba vất vả vì miếng ăn, vấn đề này đã nảy sinh ra rồi và cứ tiếp tục kéo dài mãi trong suốt tiến trình lịch sử của loài người. Con không cần phải tìm kiếm đáp án cuối cùng làm gì, chỉ cần nhớ rõ một điểm, những điều con làm chính là những điều con muốn làm. Như vậy, con sẽ dốc hết sức lực và khả năng của mình để làm điều ấy cho thật tốt. Nếu trong quá trình làm việc đó, con cảm thấy vui vẻ, sau khi hoàn thành lại cảm thấy thỏa mãn, vậy có nghĩa là con không làm sai. ưu điểm lớn nhất của con, chính là sự kiên trì, thế nhưng, khuyết điểm lớn nhất của con, cũng chính là sự kiên trì ấy. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác ập tới từ phía bóng tối mịt mùng, rồi lại tan biến vào trong bóng tối, không để lại một chút dấu vết nào dù chỉ là nhỏ nhất, như chúng chưa từng xuất hiện bao giờ. Chỉ có những người phải đi xuyên qua những đợt sóng cao mất ấy, mới thực sự hiểu được sự nguy nan hiểm chắc. Con thuyền nhỏ của họ cứ dập dành nổi trôi giữa vô số con sóng lớn ấy, thoát cái đã bị ngọn sóng nuốt chừng, rồi thoáng sau đó, lại khó nhọc đi xuyên qua giữa con sóng, như một mầm non vùng vẫy len kẽ đá mọc lên. Con thuyền gian nan đón đầu từng đợt tấn công của sóng biển, hết lần này đến lần khác đều vượt qua được, mặc cho sóng điên cuồng của tới, mặc cho toàn thân đầy thương tích. Bị đợt sóng này đánh lật, nó lại khó nhọc xoay ngược trở lại, điều chỉnh phương hướng, nhằm thẳng vào đầu ngọn sóng đang ập tới mà tiếp tục tiến lên. Với tốc độ như vậy, thực chẳng khác nào con sên bò giữa vùng biển minh mang, nhưng con thuyền vẫn chưa hề ngừng lại, tiếp tục kiên trì bò lên phía trước. Chỉ bởi những mái chèo kia, đang ở trong tay một đám người quyết không chịu cúi đầu thất bại, bánh lái, đang ở trong tay một kẻ không sợ tử vong. Dù sóng gió phía trước có lớn mấy chăng nữa, cũng không thể ngăn được quyết tâm tiến lên của họ. Không có thất bại, chỉ có hủy diệt mà thôi. Cứ một lúc, chắc Mộc Cường ba lại lớn tiếng gọi vọng về phía sau, hỏi xem rốt cuộc đã rời xa được vách đá chưa. Gã không biết rốt cuộc đã bao nhiêu lâu trôi qua, trong bóng tối mênh mang này vốn không có thời gian, nhưng câu trả lời của ba tang không bao giờ khiến mọi người hài lòng, không tiến lên được chút nào, cường ba thiếu ra, vẫn 500 mét, chúng ta cách vách đá chừng 500 mét. Chẳng biết bao nhiêu lâu sau, trước một con sóng lớn sắp ập tới, nghiêm dũng cuối cùng cũng không kiềm chế nổi đứng bật dậy, gầm lên giận dữ, đến đi, đến đi. Tao không sợ chúng mày đâu, đội trưởng Hồ Dương vội ngăn anh lại, dũng, bình tĩnh, bình tĩnh lại, sức của cậu dùng để trèo thuyền đi nghiêm dũng vặc lại chúng ta đã trèo bao nhiêu lâu rồi vẫn không thấy tiến lên được chút nào cả thứ chúng ta đang phải đối mặt đây là biển là biển đấy con thuyền nhỏ này làm sao vượt qua được chứ không thể nào chúng ta đã trèo bao nhiêu lâu rồi một ngày hai ngày tôi không chịu nổi nữa rồi tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi chắc mộc cường ba an ủi chớ nên nản lòng có thể chúng ta mới chỉ trèo có mấy tiếng đồng hồ thôi hoặc thậm chí chưa đến một tiếng cũng không chừng Nhạc dương cũng hùa vào theo, hơn nữa, tôi tin rằng chúng ta nãy giờ vẫn đang tiến lên phía trước, chỉ là vách đá sau lưng lớn quá, giống như là đi bên dưới chân núi vậy, thế nên không cảm giác rằng mình đang đi xa dần mà thôi. Anh xem, chỉ cần vượt qua được khu vực miệng loa lèn này là chúng ta có thể cưỡi gió đạp sóng mà tiến lên rồi, chỉ cần sông qua là được, chúng ta có thể cầm cự được đến lúc ấy mà. Ngọn sóng quật xuống, nghiêm dũng thở hồn hền, ngồi phịch xuống thuyền, cảm giác mệt mỏi dã rời là nước lạnh bốt khiến cơ thể anh run lên cầm cập. Lại không biết bao nhiêu lâu nữa, số lần chắc Mộc Cường ba hỏi ba tang cũng ít đi nhiều, bởi vì đó thực sự là một việc quá tốn sức. Toàn bộ sức lực trên người gã đều đã dồn cả lên việc khua mái trèo mất rồi. Chắc Mộc Cường ba đưa mắt nhìn những người bên cạnh, Nhạc Dương và Trương Lập cũng giống như gã, đều đờ đẫn, ngây ngẩn, khua mái trèo một cách máy móc, tranh thủ trước khi đợt sóng tiếp theo ảo tới mà tiến lên thêm vài mét. Trước mặt biển minh mông này, Trác Mộc Cường ba mới Âu lo cảm thấy rằng, người thực quá ít, thuyền thực quá nhỏ, một nghìn năm trước, không hiểu cảnh tượng đội thuyền của cổ nhân ảo ạt dương buồm tiến lên ở vùng biển ngầm dưới lòng đất này tráng lệ đến nhường nào. Cuối cùng, khi Trác Mộc Cường ba lại cất tiếng hỏi ba tang lần nữa, câu trả lời của anh ta đã khiến tất cả mọi người trên thuyền đều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không thấy nữa rồi. Tôi không thấy vách đá nữa rồi. Nhiêm dũng hân hoan gào lên như phát điên, thoát ra được rồi. Cuối cùng chúng ta cũng xông ra được rồi nhạc dương cũng nói anh thấy chưa tôi đã bảo gì nào có nói sai đâu rốt cuộc cũng xông ra được rồi trương lập cũng phá lên cười khanh khách nhưng nét mặt trác mộc cường ba lại hoàn toàn không có vẻ hân hoan đến giờ nơi ánh đèn chiếu tới vẫn chỉ là bóng tối bọn họ đã đi ra khỏi bờ đá thế nhưng phải đi bao lâu nữa mới đến tận cùng của vùng biển bao la tít tắp này đây đội trưởng hồ dương cũng lo lắng nói chúng ta mới chỉ không nhìn thấy vách đá nữa nhưng rốt cuộc là đã đi được bao xa rồi có ai biết không, nếu chúng ta vẫn chưa thoát khỏi khu vực miệng loa kèn, qua thời hạn 12 giờ, con sóng lớn do lực thủy triều hình thành sẽ có thể hất chúng ta trở lại chỗ cũ đó. Thời gian, Trác Mộc Cường ba lúc này mới thực sự lĩnh hội được ý nghĩa câu nói thế giới này vốn không có thời gian của cha gã. Con người đã quen với việc sử dụng đồng hồ và thời tiết để phán đoán thời gian, nhưng trong hoàn cảnh không có ngày đêm, cũng không có máy móc cơ giới hay đồng hồ, thời gian liền bị nhạt nhòa trở thành một khái niệm mơ hồ nó cũng trừu tượng như tư duy của người ta vậy, trở thành một thứ nhìn không thấy, sợ không thấy. Rốt cuộc, thời gian là gì chứ? Hằng ngày, mỗi người đều sử dụng thời gian, thế nhưng, cơ hồ rất hiếm người để ý suy nghĩ xem, rốt cuộc thời gian đại diện cho điều gì, khái niệm này cũng giống như là không khí mà hằng ngày con người hít vào thở ra vậy, ngày ngày đều sử dụng, thế nhưng chẳng ai buồn chú ý đến nó. Những người nghiên cứu chúng đều là các vị chuyên gia, các vị giáo sư tiến sĩ chỉ khi gần tới điểm tận cùng của cuộc sống mọi người mới bắt đầu tính toán thời gian thế nhưng bất kể là xa xỉ hay keo kiệt thời gian cũng không vì ta xa xỉ phung phí mà tiêu hao nhanh hơn cũng không vì ta tính toán cẩn thận mà trôi đi chậm hơn nó chỉ là một tồn tại khách quan hoặc có lẽ nó chỉ là một phương thức biểu đạt mà con người vận dụng trí tuệ của mình sáng tạo ra mà thôi bản thân thời gian có tồn tại hay không ai biết được đã bao lâu rồi chứ ở đây làm gì có thời gian nghiêm dũng lầu bầu nói không, không đúng, nhạc dương đột nhiên nghi hoặc nói, nếu nói không có thời gian, vậy những người nghìn năm trước kia thì sao? Cổ nhân một nghìn năm trước chúng ta dùng cái gì để tính giờ? Bọn họ có thể ghi lại trên bản đồ thời gian chuẩn xác như vậy kia mà, chẳng lẽ họ có đồng hồ điện tử? Hay là dùng đồng hồ cắt nhỉ? Lúc này, Pháp Sư Tháp Tây từ nãy vẫn chưa hề lên tiếng nói câu nào bỗng mở miệng, tính từ đợt sóng do lực thủy chiều gây ra lần trước, chúng ta đã ở đây được hai canh giờ ba rồi. Ba Tang và Nghiêm Dũng lập tức kêu lên, mới có hai canh giờ thôi sao? Còn nhiều khác thì hỏi, sao Pháp Sư biết được? Pháp Sư Tháp Tây điềm đạm đáp, mật tu giả, có thể dựa vào nhịp hô hấp và nhịp tim để tính toán thời gian. Nhạc Dương vẫn không hiểu, nhưng mà, nhịp tim và nhịp hô hấp thì làm sao tính toán chuẩn xác được chứ? Pháp Sư Á La mỉm cười nói, chuyện này rất khó giải thích, nhịp thở và nhịp tim chỉ là một trong nhiều nhóm tiêu chuẩn để phán đoán bên trong cơ thể người có một loại sức mạnh có thể cảm chi sự thay đổi của tự nhiên, khi trên biển có nước chiều, cơ thể người cũng đồng thời nảy sinh những biến đổi vô cùng vi diệu, làm cải biến môi trường bên trong cơ thể, chỉ có điều, người bình thường không dễ gì cảm nhận được điều này mà thôi. Còn những người đã kinh qua huấn luyện đặc biệt như chúng tôi, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự lưu chuyển và biến đổi của luồng sức mạnh ấy. Lấy nó làm chủ đạo, đồng thời dựa thêm vào các phương pháp khác để bổ trợ phán đoán, chúng ta có thể không cần dùng đến bất cứ máy móc nào cũng có thể biết được thời gian chuẩn xác. Tôi chỉ có thể giải thích như vậy được thôi. Tốt quá rồi, Nhạc Dương mừng rỡ nói, chỉ cần chúng ta biết được thời gian, thì sẽ có thể dựa vào tần suất khua mái chèo để ước lượng ra hành trình. Vậy là chúng ta không còn cứ chèo thuyền tiến lên phía trước một cách không mục đích nữa rồi, ít nhất thì cũng biết được chúng ta còn cách đích đến bao xa nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy thì, chúng ta còn 8 tiếng đồng hồ nữa trước đợt sóng lớn tiếp theo, gắng sức trèo đi nào. Giáo sư Phương Tân ngồi trước máy vi tính, các truyền thuyết cổ xưa của nền văn minh Inca lần lượt hiện lên trên màn hình. Ông chăm chú đọc kỹ từng mẩu thông tin một, kiếp nạn đáng sợ như nước lũ nhấn chìm cả mặt đất minh mông, mặt trời biến mất, thế giới chìm vào bóng đêm. Đất trời đại loạn, loài người sống trong trạng thái hỗn loạn, ở trần như đám dã nhân. Ngoài các hang núi, họ không có bất cứ nơi nào nương náu. Ngày ngày bọn họ bò ra khỏi hang động, đi khắp núi rừng kiếm tìm thức ăn. Khi ấy, bỗng có một người từ phương Nam đi tới. Người cao lớn vĩ đại, trang trọng uy nghiêm, lại tài giỏi vô cùng, có thể biến núi non thành sông ngòi, làm sông ngòi đùn lên thành núi cao. Tên thủ đô Casco của đế quốc Inca có nghĩa là cái rốn của địa cầu. Họ tự xưng mình là một bộ lạc nhỏ cư trú bên bờ hồ Kaka. Vì phương Bắc có chiến tranh, nên thần Viracocha đã chỉ dẫn cho họ tìm đến cái rốn của địa cầu để lánh nạn. Họ sùng bái đá trắng, không ngại ngàn dặm xa xôi vận chuyển những tảng đá trắng khổng lồ về xây dựng nên tòa thành thần thánh của họ. họ có một vị thần tối cao tên là Chacrapica địa vị còn quan trọng hơn cả thần mặt trời. người Inca cho rằng không thể trực tiếp gọi tên vị thần ấy khi bái tế thường chắp tay trước ngực rồi quỳ xuống, khom lưng so vai, giơ hai tay lên quá đầu, bái lạy sát đất. trong cả quá trình ấy phải khắc ghi thần linh vào tâm khảm, hai mắt di chuyển từ trên xuống dưới, không được nhìn ngang ngó dọc. Một bộ lạc tên là Maka rất sùng bái chó, coi chó là thần linh, nhưng lạ một điều là, họ nuôi chó lại không cho chó sủa, toàn là chó câm. Giáo sư Phương Tân cảm thấy ra đầu mình ngứa râm ran, những thông tin này, rốt cuộc, rốt cuộc. Chúng nói lên điều gì chứ? Vùng biển dưới lòng đất, trải qua mấy tiếng đồng hồ gian nan chèo thuyền, con sóng ập đến trước mặt họ cuối cùng cũng nhỏ dần đi, những đợt sóng cao 2-3 mét hầu như không thể ngăn bước tiến lên của con thuyền hình rắn, có điều, thể lực mọi người trên thuyền cũng gần như đã tiêu hao cạn kiệt. sáu tiếng trước, mỗi người đã ăn một miếng sô-cô-la, họ cần thực phẩm có nhiều năng lượng, nhưng miếng sô-cô-la nhỏ ấy chỉ có thể cung cấp năng lượng, chứ không thể giải quyết được cảm giác đói khát cồn lên trong dạ dày được. Trương Lập đưa mắt nhìn chắc một cường ba, nói, cường ba thiếu ra, gần được rồi đúng không? Có phải nên, lời còn chưa nói dứt, đã nghe ọc một tiếng, bụng anh đã thay chủ nhân của nó nói nốt nửa vế sau rồi. Trương Lập cúi xuống nhìn bụng mình, rồi lại ngước lên nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt hết sức tội nghiệp. Chuyện tiên hiệp. Không được, Trác Mộc Cường Ba kiên quyết nói. Chúng ta còn hai tiếng đồng hồ nữa trước khi nước chiều ập đến, cùng lắm chỉ có thể ăn trước đó nửa tiếng thôi, như vậy mới đủ sức đối phó với sóng lớn, bằng không, năng lượng sẽ tiêu hao hết trước thời điểm quan trọng nhất, ăn cũng chẳng khác gì là không ăn. Phải biết rằng, thực phẩm của chúng ta không còn nhiều nữa đâu. Trên thuyền còn 12 cái miệng cần phải ăn uống, Thực phẩm của họ chỉ đủ cho 4 bữa nữa, mà phía trước rốt cuộc còn bao xa, không ai có thể đảm bảo một ngày có thể đi hết được. Phân phối số thực phẩm đó thế nào cho hợp lý, cũng là một vấn đề hết sức khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Trương Lập Nhân mặt nói, nhưng mà, đói quá cũng không có lợi cho sức khỏe đâu. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, uống nước vào, cố chịu đi. Nói theo kiểu của Nhạc Dương, vùng biển ngầm dưới lòng đất này chỉ có điểm đó là tốt, không có gì ăn chứ gì nhưng mà nước thì nhiều lắm, mặc cho muốn uống bao nhiêu thì uống. Người nào đói, thì lấy thùng múc lên một thùng mà tô ừng ực, vì vậy, ngoài tiếng sóng, tiếng mái chèo quạt nước, trên thuyền lúc nào cũng nghe thấy tiếng uống nước ừng ực ừng ực. Khó khăn lắm mới đợi được đến giờ ăn, mỗi người được chia cho hai gói thực phẩm nén, hai miếng sô-cô-la, loại thực phẩm nén đó được làm bằng bơ và bột mì thanh khoa của người tặng, trông đói rất tốt, cả đám người ăn nhồm nhòm như sói như hổ. Có điều, Pháp Sư Á La và Pháp Sư Tháp Tây đều bày tỏ họ không cần ăn nữa, mà để lại phần thực phẩm của mình cho mọi người bổ sung thể lực. Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, mật tu giả thậm chí có thể tuyệt thực mấy tháng dòng, vài ngày không ăn đối với họ không ảnh hưởng gì nhiều lắm, nhưng chèo thuyền trên biển là một việc cực kỳ cần sức lực, vậy nên gã vẫn hy vọng hai vị Pháp Sư ít nhiều cũng nên ăn một chút. Cả hai vị Pháp Sư đều kiên quyết lắc đầu, Lữ Cánh Nam khuyên Trác Mộc Cường Ba không nên kiên trì làm gì nữa. Cuối cùng, gã không biết làm sao, đành phải bỏ cuộc. Ăn uống xong, lại chèo thuyền thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng đến lúc nước chiều lên. Sức mạnh khủng khiếp giữa các thiên thể khiến toàn bộ khối nước biển đều chịu tác động. Sóng lớn dần lên, những con sóng vốn có quy luật giờ bỗng trở nên náo loạn lộn xộn. Bọn Trác Mộc Cường ba thậm chí còn cảm nhận được cỗ năng lượng tiềm tàng ấy đang dần dần dồn nén, mỗi lúc một lớn lên. Cả vùng biển như một vật thể đang bị một bàn tay vô hình khổng lồ nhấc bổng, nước biển dần dần dồn cả về giữa đại dương nhưng nhắc được một nửa, luồng sức mạnh bỗng nứt đoạn, khối nước biển đột một rơi ập trở lại cái bồn chứa đựng nó. Lực rơi đó đẻ ra vô vàn ngọn sóng đổ giạt về phía thành bồn. Sóng lô xô ảo đến trước mặt họ, sau lưng họ, chẳng mấy chốc đã dồn lại thành những con sóng lớn, sóng lớn lại nhập vào những con sóng lớn khác, càng lúc càng thêm khủng khiếp hơn. Nhìn những con sóng xa gần mỗi lúc một dữ dội hơn, trái tim những người trên thuyền dần thắt lại. Đúng là đất bằng dậy sóng, mới đầu chỉ là những gợn sóng lăn tăn không đáng để mắt, chỉ thoáng chốc đã tụ thành những con sóng cao mấy mét, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành từng đợt sóng cao mười mấy mét rồi. Chẳng rõ những đợt sóng ấy từ đâu tới, nhưng tất cả đều như muốn đẩy con thuyền nhỏ của họ phải lui về. Dưới ánh sáng đèn pha, sóng lớn dựng lên như những bức tường trắng loá, không khác nào thiên quân vạn mã đang ảo ạt sông tới. Trác Mộc Cường ba thấp giọng gầm lên, chuẩn bị hết cả chưa? Đến rồi đấy, sông lên nào! Sông lên! xông lên a à, những người trên con thuyền nhỏ đối mặt với hiểm nguy gian khó gầm lên những tiếng phẫn nộ gồng hết sức mình mạch máu căng phồng cổ nghiền cao mặt đỏ bừng bừng gân xanh nổi gồ trên cánh tay người nọ hét to hơn người kia cùng với những tiếng gầm giận dữ nhịp khua trèo cũng nhanh hơn hẳn trước đó muốn xuyên qua trước khi bức tường nước hình thành nên lực đẩy đối với con thuyền nhỏ thì ít nhất cũng phải đạt được tốc độ cần thiết bọn họ cần phải dùng sức người nhỏ bé đối chọi với biển lớn hung hăng cuồng bạo bởi họ đã lựa chọn con đường tiến lên, Vĩnh Viễn không thể hối hận quay đầu, cũng không hề nghĩ đến dừng lại, mặc cho sóng to gió lớn tới đâu, cũng liều quyết chiến đến cùng. Ùm um, ùm, um, nước bắn tung tóe, con thuyền hình rắn của bọn trác mộc cường ba tựa như một viên đạn, xuyên qua lớp màn nước đầu tiên. Họ đã bò lên được bề mặt bức tường nước, xuyên qua đầu ngọn sóng. Mặc cho khắp người ướt súng, bọn trác mộc cường ba lại điều chỉnh phương hướng, con thuyền rắn xuôi theo dốc sau lưng ngọn sóng, lại tiếp tục tăng tốc tiến lên trong tiếng hò hét ầm vang họ lại đón đầu sông thẳng vào bức tường nước thứ hai không biết đã bao nhiêu lần va chạm như thế sức nước đã khiến những cánh tay trèo đều tê dại trong miệng trong mũi trong tai trong mắt họ toàn những nước là nước phương hướng lúc này đã trở nên mơ hồ mù mịt nhưng họ vẫn không hề dừng lại chỉ cần phía trước còn một con sóng họ sẽ tiếp tục sông lên tiếp tục sông thẳng về phía trước Ba biển thi thai hay đại dương thi thai là một đại dương trong đại trung sinh nằm giữa hai lục địa Gondwana và Laurasia trước khi xuất hiện Ấn Độ Dương. Cuối cùng, vùng ánh đèn pha dọi tới phía trước không còn thấy con sóng màu trắng nào nữa. Phía sau vẫn còn tiếng sóng cuộn mãnh liệt, nhưng ở phía trước, mặt biển như con ngựa hoang đã nhảy nhót chán chê, bỗng trở nên tĩnh lặng. Ha ha, chúng ta vượt qua được rồi. Ha ha ha, nhạc dương mừng rỡ như phát điên, ném mái chèo đi ôm lấy chắc mộc cường ba nhảy tưng tưng cường ba thiếu gia. Chúng ta xông qua được rồi. Ha ha, ha ha, nhìn bộ dạng kích động của anh, chỉ còn thiếu điều ôm cường ba thiếu gia mà hôn mà cắn nữa thôi. Trương Lập và Nghiêm Dũng ôm chầm lấy nhau, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ôm chầm lấy nhau, Pháp Sư Á La và Pháp Sư Tháp Tây đều đưa tay bắt ấn, miệng lầm dầm niệm kinh văn, cảm giác kích động trong lòng mọi người lúc này thật khó mà diễn tả được thành lời. Có điều, cũng có những người không hề kích động, như Triệu Trang Sinh chẳng hạn, nghe thấy tiếng hô đầu tiên của nhạc dương, anh liền đổ gục cả người xuống. Cuộc quần thảo với sóng gió thủy triều đã khiến chàng trai trẻ này tiêu hao toàn bộ sức lực, tất cả đều chỉ dựa vào nghị lực kiên cường mới có thể đứng vững đến tận lúc này. Son cũng tỏ ra mệt mỏi cực độ, anh ta quỳ một chân trên thuyền, bám tay vào mạn thuyền không ngừng thở hổn hển. Ba tang lạnh lùng xoay ngọn đèn pha trở lại, chỉ thấy con sóng trắng toát phía sau đã nhanh chóng đuổi kịp con sóng trước nó, hai ngọn sóng nhập vào nhau, bức tường nước lại cao thêm mấy mét nữa. Kế đó, chúng lại nhập vào với con sóng phía trước nữa, đèn pha không thể chiếu xuyên qua được nữa, nên bức tường nước ấy cũng biến thành một màu đen kịt, cuối cùng tan biến vào không gian xung quanh. Pháp sư Á La điềm đạm nói, chúng ta may mắn thôi. Ba tang giật mình chấn động, thầm hiểu rõ Pháp sư Á La đã nói sự thật. Nếu khi lực thủy triều bắt đầu hình thành nên con sóng, vị trí của họ lùi lại phía sau dù chỉ vài km thôi, thì thứ ập đến chỗ họ sẽ không phải từng con sóng nhỏ màu trắng kia nữa, mà là những bức tường nước đen kịt cao ngất ngường, độ dày và lực tấn công đều vượt quá khả năng của con thuyền nhỏ này. Hơn nữa, Ba tàng cũng biết, những bức tường nước đen kịt ấy vẫn chưa phải là kết thúc, chúng sẽ tiếp tục nhập vào với nhau, lớp sau đè lớp trước, cuối cùng sẽ hình thành nên tòa thành di động cao cả trăm mét mà họ trông thấy lúc vừa mới ra khỏi hang động. Nghiêm Dũng cởi dây an toàn ra, chạy đến bên cạnh đội trưởng Hồ Dương nói, đội trưởng, chúng ta xông qua được rồi, xông qua được rồi. Đội trưởng Hồ Dương lãnh đạm nói, vui mừng cái gì? Có gì đáng để vui mừng đâu? Mau trở về, buộc chặt dây an toàn lại, đợi lát nữa mới là thứ đáng sợ kia. Nghiêm dũng thần người ra, không hiểu hỏi, gì cơ? Đội trưởng Hồ Dương nói, đây là nước chiều ở dưới lòng đất, không giống thủy chiều chúng ta vẫn thấy ở bờ biển thông thường. Sóng thủy chiều trên mặt đất đánh đến bờ biển, sức mạnh sẽ bị cát đá dần dần tiêu hao đi hết, nhưng còn nước chiều ở vùng biển ngầm này thì khác, chỉ có một phần nhỏ đổ vào hệ thống sông ngầm, còn hầu hết các con sóng đều quật vào vách đá, giống như vậy này. Đội trưởng Hồ Dương cầm cốc nước lên, múc dưới đáy thuyền lên nửa cốc nước, rồi chỉ vào thành cốc nói với nghiêm dũng, bên trong này là biển, đây là vách đá. Bong, đội trưởng Hồ Dương gõ mạnh vào thành cốc nước một cái, nước trong cốc lập tức hình thành nên những vòng gợn sóng lăn tăn đều đặn, lan từ trong ra ngoài đập vào thành cốc. Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào những gợn sóng ấy nói, đây là những gì chúng ta vừa mới vượt qua chỉ thấy những gợn sóng ấy đập phải thành cốc, lại bật ngược trở về giữa cốc nước, mới đầu còn có quy luật, nhưng chỉ thoáng sau đó vì những gợn sóng ấy trùng điệp lên nhau, giao hòa với nhau, nên nước trong thùng bắt đầu dập dềnh không theo quy luật, cuối cùng thì rung động trở nên rối loạn, có chỗ còn bắn bọt nước tung tóe, phải mất một hồi lâu sau mới lặng. Nhìn cảnh tượng ấy, Nghiêm Dũng dường như đã hiểu ra gì đó, liền chăm chú lắng nghe, tiếng ầm ầm nghe vắng trời dậy đất đã đi xa dần, bồn bề xung quanh tĩnh lặng như tờ nhưng đây dường như chỉ là một thoáng bình lặng trước khi cơn bão khủng khiếp ập về. Nghiêm Dũng sắc mặt bỗng xanh nhất, thì thầm mấy câu gì đó với bọn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập, tiếng cười vui vẻ phía trước lập tức ngưng bặt. Nụ cười sung sướng phấn khởi cứng đờ ra trên gương mặt Nhạc Dương, rồi dần dần trở nên gượng gạo. Đêm trước cơn bão lớn bao giờ cũng bình lặng lạ thường, những người trên thuyền buộc phải căng hết từng sợi dây thần kinh, nhìn chằm chằm xuống mặt biển hoàn toàn không có gì khác lạ, nhìn chằm chằm vào bóng đêm trải ra vô cùng tận. Một thoáng sau đó, tiếng giết chói tai vẳng đến tai bọn Trác Mộc Cường ba, ai nấy đều biết, đó là âm thanh do con sóng quá lớn phát ra, những gợn sóng lăn tăn trong cốc nước ở ngoài biển lớn mênh mông này đã biến thành con sóng cao ngất trời. Ma quỷ lè lưỡi ra, liếm sạch tất cả mọi thứ trong vùng biển này, nó còn có một cái miệng khổng lồ khủng khiếp, không gì có thể thoát nổi. Những con sóng cuộn trào dữ dội, trong chớp mắt đã đến xung quanh con thuyền nhỏ, những bức tường nước đen kịt, bên trái, bên phải, đằng sau, tạo thành một đường cong bổ vây lấy cả con thuyền. Ầm, um, một tiếng, những người trên thuyền còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì cả con thuyền đã bị quật nhào. Nước biển đen kịt như mực, mỗi người đều có cảm giác mình đang rơi xuống vực sâu không đáy thăm thẳm dưới chốn địa ngục A -ti. Kế đó, hình như là túi khí trên áo cứu sinh đã phồng lên, lực nổi rất lớn của con thuyền biến thành một dị vật trong cái dạ dày biển sâu này, bọn họ đã bị con yêu quái đen kịt ấy quẹ ra ngoài, thậm chí còn bị hất văng lên cao khỏi mặt nước để rồi thoáng chốc sau lại đập mạnh xuống. Đèn pha sáng lóe lên trong khoảnh khắc, khiến người trên thuyền kinh hãi đến đầm đìa mồ hôi lạnh. Nếu trong tình cảnh này mà còn không có ánh sáng, thì đúng là chết thế nào cũng không biết thật rồi. Những con sóng lớn cứ nối nhau và đập, sau lưng dư chấn vẫn chưa dứt, chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, khắp nơi đều là những con sóng chồng lên nhau, cả mặt biển dao động không theo bất cứ quy luật nào, như nồi nước đang đun sôi ủng ụp, đâu đâu cũng thấy những đợt sóng cao thấp nhấp nhô, còn đối với con thuyền hình rắn của bọn trác mộc cường ba những đợt sóng chẳng khác nào vô số ngọn núi nước và có thể dịch chuyển được con thuyền nhỏ đung đưa dập dành giữa những ngọn núi lừng lững như thế hoàn toàn bất lực không chống chọi nổi một ngọn núi ập đến trước mặt con thuyền của họ liền thuận theo triển dốc sông lên được một nửa đoạn rồi trượt ngược trở xuống đúng lúc ấy phía sau lại có một ngọn núi khác ảo đến hai ngọn núi va vào nhau nhưng không hề phát ra tiếng nổ vang trời dậy đất chúng chỉ khéo léo hòa trộn vào làm một hình thành một ngọn núi khổng lồ thể tích lớn gấp đôi hai ngọn núi trước, còn con thuyền nhỏ thì bị hất vang lên đến đỉnh. Bọn Trác Mộc Cường ba đều dốc hết sức khống chế con thuyền nhỏ, để nó thuận theo triển núi khổng lồ mà trượt xuống. Bọn họ đã thành công, trượt xuống theo một góc nghiêng gần 50 độ, cả bọn bị đổ nhào hết về phía trước vì phương vị đột nhiên biến đổi. Ngọn núi khổng lồ chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, rồi nhanh chóng chia tách ra làm hai ngọn núi nhỏ hơn, một ngọn dịch chuyển ra phía sau, một ngọn lại tiếp tục đẩy con thuyền nhỏ tiến lên phía trước, cú trượt trên góc nghiêng 50 độ kia tưởng chừng như cứ kéo dài mãi mãi. Không, độ dốc vẫn đang không ngừng tăng cao, chỉ trong thoáng chốc đã trở thành 60 độ, 70 độ, 80 độ, cuối cùng thì thành một góc 90 độ, cơ hồ như vuông góc với mặt biển, khiến bọn chắc mộc cường ba ở trên thuyền không biết đạp chân vào đâu, tất cả chỉ còn trông cậy vào dây an toàn buộc chặt với thân thuyền. Tốc độ của con thuyền chậm hơn hẳn so với tốc độ dịch chuyển của những ngọn núi khổng lồ xung quanh nó phía trước lại ập đến một ngọn núi khác, lần này, con thuyền không may mắn bị hất văng lên đỉnh nữa, mà bị kẹp vào giữa lưng chừng núi. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai ngọn núi nhập vào nhau, con thuyền nhỏ hình rắn của họ bị xoắn lại. Nhờ lực nổi và trọng lực của bộ khung, thoát cái đã thấy con thuyền nổi lên từ lòng quả núi nước, cái đó lật ngược trở lại, một ngọn núi khác đã lặng lẽ áp tới, hoàn toàn không để ý gì đến đám người trên thuyền đang sống dở chết dở. Con thuyền hình rắn của họ luồn lách qua vô số ngọn núi nước, Tựa như món đồ chơi trong tay người khổng lồ, bị ném qua ném lại, rồi thường hay bị những con sóng lớn quật xuống lòng biển sâu, đảo lộn mấy vòng, trong khoảnh khắc sau đó lại nổi lên mặt nước, rồi bị đội lên đỉnh một ngọn sóng khác, cuốn đi một quãng xa. Lúc này, sức người không trọi nổi uy lực của tự nhiên vĩ đại nữa, con thuyền của họ như một chiếc lá rụng dập dềnh trôi nổi giữa muôn ngàn con sóng dữ, cứ xoay mỏng mòng không phương hướng. Những người trên thuyền cũng chuyển động theo, lúc thì ở trên cao mười mấy mét bóng rơi tự do thẳng tuột xuống lúc lại nín thở dưới làn nước sâu mấy mét. Chẳng bao lâu sau, ngọn đèn pha tuyệt vọng chớp chớp lóe sáng hai lần, rồi tắt ngúm, con thuyền nhỏ chìm vào bóng đêm tuyệt đối. Người trên thuyền không còn biết những con sóng kia đưa mình theo hướng nào, thậm chí mình đang trên mặt nước hay bị dìm dưới lòng nước sâu họ cũng chẳng hay, bởi đâu đâu cũng lạnh giá như băng, đâu đâu cũng đều đang xoay tròn. Điều duy nhất họ có thể làm, chính là bám chặt vào dây an toàn buộc trên người mình, chỉ cần sợi dây ấy không nứt, thì bọn họ vẫn còn buộc chặt với con thuyền chẳng rõ cả quá trình ấy kéo dài trong bao nhiêu lâu, đợi khi mặt biển dần trở lại phẳng lặng, những người trên thuyền đã bị quần cho tơi tả nhếch nhác, ướt súng, miệng uống no nước, hơi thở nặng nề. Song Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hữu bị thương bất tỉnh thì không tổn thương gì mấy, bọn họ đã được mặc cho đồ lặn, đeo mặt nạ lặn, buộc chặt vào sàn thuyền, bất kể là trên hay dưới mặt nước, cũng đều không ảnh hưởng gì đến hô hấp, không bị tổn thương gì cho thân thể. Trác Mộc Cường ba bật đèn, trong bóng tối ánh lên một quầng sáng trắng dịu dịu, nhạc dương ngồi đờ ra trong vũng nước lòng thuyền ít nhất đã ngập nước một nửa nước chảy tong tỏng trên tóc như chuỗi hạt lẩm bẩm cường ba thiếu ra chúng ta có phải nên nghỉ ngơi một lát không ạc à. nói tới đó liền nấc nghẹn lên trong miệng quẹ ra một bãi nước lớn vì mỗi lần con thuyền bị kéo xuống nhạc dương đều nuốt vào không ít trác mộc cường ba cũng ngồi dưới sàn thuyền cảm giác ngâm mình trong làn nước lạnh buốt ấy thực không dễ chịu chút nào gã mệt mỏi nói được rồi múc hết nước trong thuyền ra rồi tính nói đoạn, liền sung phong đi đầu, cầm một chiếc hộp thiếc lên múc nước trong thuyền đổ ra ngoài. Trương lập đổ vật ra, dựa người vào mạn thuyền, mũi miệng chảy nước ròng ròng, bụng nhồi đầy nước, cảm giác như nôn ọe thế nào cũng không thể ra hết được, chỉ hơi nhúc nhích một chút đã thấy trong bụng kêu óc ách. Nhạc Dương ở đằng sau cười cười bảo, sao hả, nào đầy một bụng rồi đúng không? Trương lập mệt đến độ không còn sức đâu mà nói đùa nữa, ọe ra một đống nước, phiêu phào hỏi Nhạc Dương, cậu có thể, có thể cho tôi một số liệu đại khái không? Rốt cuộc, rốt cuộc chúng ta đã đi được bao xa rồi? Còn phải đi bao nhiêu lâu nữa? Nhạc Dương không cười nổi nữa, tuy không tính toán kỹ càng, nhưng dựa trên khoảng cách mà Ba Tang nhìn thấy vách đá lúc ban đầu để tính, thì tốc độ của họ thực sự không thể nói là nhanh, hơn nữa trong 12 tiếng đồng hồ sau đó, bọn họ còn phải trải qua vô số lần bị sóng nước quật đi quật lại. Chỉ nghe Nhạc Dương ngượng gạo đáp, trong tình cảnh này, ai mà tính được chứ? Anh Dũng, anh có để ý xem chúng ta đã đi được bao xa rồi không? Nghiêm Dũng khó nhọc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như của loài dã thú ấy không ngờ lại thoáng ẩn hiện một tia đau đớn, anh thều thào hỏi, "Cậu nói gì cơ?" Mấy chữ ấy, tựa hồ như rít qua kẽ răng. Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên, "Sắc, sắc mặt anh sao tái vậy, anh Dũng, anh không sao chứ?" Nghiêm Dũng gượng cười khó nhọc, lắc đầu nói, "Không có gì, vừa nãy bị quăng quật dữ quá, hơi buồn nôn chút thôi." Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn Nghiêm Dũng, trao mày nói, "Không sao thật chứ?" đoạn lại quay sang bảo trương lập trương lập đứng lên đi sửa ngọn đèn cho sáng lên trương lập giơ tay lên chán nghiêm dũng nhưng bị anh ta gạt ra một cách thô bạo nói đã bảo là tôi không sao cần làm gì thì làm đi tôi nghỉ một lát là khỏe ngay trương lập lầm bầm trong miệng đi tới cuối thuyền lắp lại ngọn đèn pha mới đường mẫn ở phía sau nói anh cường ba anh qua đây xem này trác mộc cường ba đến giữa thuyền chỉ thấy mũ lặn trên đầu trương kiện đã được gỡ xuống đội trưởng, đường mẫn, lữ cánh nam và pháp sư tháp tây đều vây xung quanh. Đường mẫn rút cặp nhiệt độ trong miệng trương kiện ra, nói với Trác mộc cường ba, hình như anh ấy bệnh khá nặng. Nói rồi, cô đưa chiếc cặp nhiệt độ trong tay cho Trác mộc cường ba, 41 độ. Pháp sư tháp tây cũng bắt mạch cho trương kiện, đôi hàng lông mày nhíu chặt lại, như thể tình hình rất không ổn. Trương kiện ú à ú ớ nói, giờ con muốn nằm xuống ngủ, cầu xin chúa bảo vệ linh hồn con, nếu con phải chết trước khi tỉnh lại, cầu xin Chúa dẫn dắt linh hồn con. Sao lại như vậy? Trác Mộc Cường ba nói, không phải đã tiêm phòng uốn ván và vắc xin phòng virus cảm cúm hay sao? Tình hình sức khỏe của anh ta thế nào rồi? Đường Mẫn nói, không phải bị uốn ván, có hai khả năng, một là trong nước có vi sinh vật gây bệnh, nếu là bệnh khuẩn có khả năng kháng thuốc, thì hiệu quả của thuốc kháng sinh có tác dụng rộng chúng ta đã dùng không lớn lắm. Còn khả năng thứ hai thì phiền phức hơn nhiều, vì con thuyền bị rung lắc quá dữ dội, hơn nữa nước biển quá lạnh. Trung khu thần kinh điều khiển nhiệt độ của anh ấy đã mất khả năng kiểm soát, thân thể bắt đầu có chiều hướng suy kiệt. Nếu tình hình không có gì cải thiện thì thì rất khó mà hồi phục được. Trác Mộc Cường ba nhìn về vào bóng tối xa xăm, muốn tình hình tệ hại lúc này có thể cải thiện trong thời gian ngắn đâu phải chuyện dễ. Gã đưa mắt sang phía Tháp Tây Pháp sư, chỉ thấy ông thở dài nói, "Ừm, um, chính như tà thực, tà khí xâm nhập, đang tranh đấu với chính khí trong nội thể của anh ta, khiến thân thể lạnh buốt. Nếu bệnh tình tiếp tục phát triển tà khí bên ngoài tụ lại, tổn hại tinh huyết, ngăn trở khí huyết lưu thông, cuối cùng sẽ khiến tà khí trong cơ thể sinh sôi. Vậy thì sẽ hỏng bét đó. Trác Mộc Cường ba vội nói: vậy phải xử lý sao đây, đại sư? Tháp Tây Pháp sư nói: ừm, không được. Nếu có nhung hươu, máu bồ câu, xuân tượng, ruột linh miêu, chuột non, phối với nhân sâm hình tay người, cỏ chanh, thì có thể trừ tà phò chính, giữ ấm cơ thể. Đáng tiếc trên người ta lại không có các thứ dược vật này đừng tưởng giờ anh ta đang sốt cao nhưng tay chân đều lạnh toát anh ta cần được ấm áp hơn nhiều trác mộc cường ba chán nản đứng lên đi đâu tìm được nơi nào ấm áp hơn bây giờ lúc này đường mẫn chợt lên tiếng em có thể tiêm thuốc tổng hợp năng lượng cao cho anh ấy nhưng phải xem anh ấy có thể cầm cự qua khỏi hay không trác mộc cường ba nói được hai người còn lại vẫn ổn chứ đường mẫn nói đều ổn cả các chỉ tiêu sinh lý đều bình ổn trác mộc cường ba nhìn một lượt những người khác rồi trở về chỗ mũi thuyền. Trương Lập, Nhạc Dương múc nước ra ngoài, trong thuyền gần như không còn đọng nước nữa, Nhiêm Dũng đang ngồi yên bất động. Nhạc Dương nói, anh Dũng vừa nôn xong, cả sô cô la cũng quẹ hết ra ngoài rồi. Bên mạn thuyền còn mấy vệt màu cà phê, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi, anh Dũng, thật sự không sao chứ? Có cần ăn thêm chút gì không? Nhiêm Dũng lắc đầu nói, không cần, tạm thời không sao, có điều dạ dày sóc dữ quá, buồn nôn. Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ đây không phải là dấu hiệu tốt, một khi bắt đầu thấy choáng váng, buồn nôn, chứng tỏ rằng sức chịu đựng của cơ thể đã đến cực hạn, giống như cơ bắp bị căng quá cuối cùng sẽ dẫn đến chuột rút vậy, trong thời gian ngắn không thể hồi phục được. Nếu con thuyền tiếp tục tròng trành điên đảo, những triệu chứng này sẽ càng nặng thêm. Mạnh hạo nhiên, vương hữu và cả triệu trang sinh đều như vậy, lẽ nào ngay cả chuyên gia thám hiểm kinh nghiệm phong phú như nghiêm dũng cũng không thể kiên trì cầm cự được tiếp hay sao? Phía trước rốt cuộc còn bao xa nữa? lối ra ở đâu, liệu có thực là ở chỗ sâu thẳm nhất trong bóng tối mịt mùng kia không? Con thuyền lại tiếp tục lên đường, hướng về phía bóng tối vô tận, có điều sau một phen bị sóng nước dày vò, con thuyền nhỏ giữa đại dương của họ đã mất phương hướng. Trác Mộc Cường ba vươn hai tay ra, chỉ cảm nhận được một luồng gió nhẹ nhẹ, nhưng gió thổi từ phía trước, đằng sau, bên trái hay bên phải thì gã không sao biết được. Cũng may có Pháp Sư Tháp Tây và Pháp Sư Á La giúp chỉ đường dẫn hướng cho con thuyền lạc lối cả bọn liền theo hướng của hai vị Pháp sư đã chỉ, tiếp tục tiến vào bóng tối sâu thẳm mịt mùng. Kiên trì, rồi lại kiên trì, trên mặt biển, những con sóng cao mấy mét có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Kỳ thực, nếu xét trên cả một vùng biển lớn, như vậy đã là phẳng lặng lắm rồi, chỉ là những người ở trên mặt biển kia quá nhỏ bé mà thôi. Đi thuyền trong hoàn cảnh tăm tối mịt mùng như vậy quả là một sự dày vò, trên mặt biển không thể nào có vịnh hay vũng gì, thuyền của họ cũng không thể nào dừng lại, điều đó đồng nghĩa với việc họ không thể nào ngủ được. Lúc này, dẫu rằng người nào người nấy đều đã mệt mỏi cùng cực, bọn họ vẫn chỉ có thể tiếp tục gắng gượng kiên trì, nhưng kiên trì đến lúc nào thì không ai biết được. Lại thêm 8 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, nhạc dương cẩn thận khắc thời gian vào khung thuyền. Từ sau khi bọn họ mất hết các công cụ tính giờ hiện đại, nhạc dương liền bắt đầu khắc thời gian mà Pháp Sư Tháp Tây dùng nhịp tim và nhịp thở tính ra lên thân thuyền, để mọi người biết rốt cuộc họ đã đi được bao lâu trên mặt biển minh mang. Trương Lập nâng xô nước lên, tu ứng ực mấy ngụm lớn. Để chống lại cảm giác đói khát, hầu hết mọi người trên thuyền đều uống đầy một bụng nước. Sóng biển đang dần lặng đi, nhưng chắc Mộc Cường Ba cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã ra khỏi khu vực miệng loa kèn hay chưa nữa. Trong thế giới ngầm tối tăm này, lại đã mất đi công cụ hỗ trợ, bọn gã thực chẳng khác nào những người mù dở trạng thái tinh thần của những người trên thuyền đã xuống đến độ tất cả lặng yên như chết, càng nghiêm dũng cũng không hò hét ầm ý. Bầu không khí yên tĩnh khiến người ta cảm thấy mình biến thành một cá thể tồn tại độc lập. Đúng vậy, bọn họ đã hoàn toàn cách biệt với thế giới, cảm giác cô độc và tịch mịch dần dần trở thành nỗi sợ hãi xâm lấn thần kinh mỗi người, những ai không có ý chí kiên định, ắt sẽ bị ảo giác rằng bọn họ sẽ lập tức mất mạng trong khoảnh khắc tiếp theo. Không thể để tâm trạng này kéo dài mãi được, chắc một cường ba thầm nhủ, đoạn lớn tiếng nói, sao vậy? mọi người sao không nói gì nữa đi. Merkin cười cười đáp, xem ra không sai rồi, bọn chúng đã chọn một con đường xưa nay chưa có ai từng đi. Y thở dài một tiếng, nói, theo các tư liệu tôi đang nắm giữ, tổng cộng có hai con đường dẫn đến Sanrila, một con đường đi qua núi Thần Thánh Khiết, còn một con đường nữa thì đi qua dòng U Minh Hà tăm Tối. Trong sách cổ có ghi chép, bạc ba la thần miếu nằm ở phía bên kia dòng U Minh Hà ấy, nhưng con đường đó, xưa nay vốn không thể tìm được trong bất cứ tấm bản đồ nào cả. Trương Lập phều phào nói, cường ba thiếu gia, tôi muốn ngủ mà không sao ngủ được, bụng đói meo đói mốc, toàn thân đau nhức dã rời, lại vẫn phải chèo thuyền liên tục, lấy đâu ra hơi mà nói chuyện gì nữa chứ. Trác Mộc Cường ba nói, đừng ỉu xìu như vậy chứ, không phải cậu vẫn luôn rất vui vẻ cởi mở hay sao. Trương Lập liền nói bằng giọng của mấy diễn viên kinh kịch, giờ tôi vừa lạnh lại vừa đói, Z ơi là Z, một chữ thảm làm sao bộc lộ hết được đây, thảm, thảm, thảm. Nhạc Dương nói, được rồi, anh nhìn anh Dũng kia kìa, ai lại như anh, một chút khó khăn vậy mà đã kêu khổ kêu mệt rồi, sau này làm sao đi với cường ba thiếu ra được chứ? Lần sau đi đâu thì chớ có bảo với người ta là đi với cường ba thiếu ra đấy nhé. Chắc một cường ba nói, nhạc dương, nghe giọng cậu thì hình như tinh khí cũng vẫn còn sung mãn lắm, hát một bài cho mọi người phấn chấn tinh thần xem nào. Hả, hát một bài, nhạc dương ngoảnh đầu lại, mặt nhăn như trái khổ qua, tha cho tôi đi, cường ba thiếu ra, chúng ta đã không ngủ hơn ba chục tiếng đồng hồ rồi, giờ tôi cầm mái chèo còn thấy tay chân mềm nhún, hát hò gì nữa, chẳng còn hơi sức đâu. Trương lập tức thì bật cười hít hít. Trác Mộc Cường ba nói, cố gắng thêm chút nữa, hát một bài rồi chúng ta ăn chút gì đó, cũng sắp đến đợt nước chiều sau rồi. Cường ba thiếu ra, không phải tôi khiêm tốn đâu, nhưng với trạng thái hiện nay của tôi, có hát cũng không thể nào cổ vũ tinh thần cho ai được đâu, mà chỉ khiến mọi người thêm khổ sở thôi. Nhạc Dương nghĩ ngợi dây lát, đột nhiên lớn tiếng gọi, còm ơi. Triệu Trang sinh ở đuôi thuyền ứng tiếng đáp, gì? Nhạc Dương nói, cường ba thiếu gia bảo cậu hát một bài cho mọi người phấn chấn tinh thần. Hát, hát gì chứ? Tùy cậu đấy, hát bài gì kích động vào, bài gì khiến tinh thần người ta bừng bừng lên ấy. Ờ, Triệu Trang sinh thoáng suy nghĩ, đoạn lớn tiếng hát lên, đường phía trước ở đâu, ai cùng ta xông pha. Vừa mới hát được đoạn mở đầu, Nhạc Dương đã lớn tiếng ngăn lại, không được, không được, Bài hát của hội Beyond đau khổ lắm, đổi bài khác đi, đổi bài khác đi. Triệu Trang Sinh lại đổi một bài khác, anh nói chút đau đớn này, có đáng gì, lau khô lệ, chớ sợ hãi, ít nhất chúng ta vẫn còn giấc mơ, anh nói. Nhạc Dương lại phá đám, cố quá rồi, bài này nghe càng chán hơn. Trương Lập cũng ngùa và theo, ừ đấy, giờ tay chân mọi người đều mềm nhũn ra rồi, hát mấy bài phấn chân ấy làm gì, hát bài gì du dương mềm mại để mọi người nghỉ ngơi khôi phục thể lực mà phải có ý cảnh nữa, tốt nhất là có thể khiến mọi người cảm thấy hoàn cảnh của chúng ta lúc này rất dễ chịu vậy. Nhạc Dương không đồng ý, hoàn cảnh lúc này còn dễ chịu được à? Trương Lập nói, tất nhiên là phải phát huy trí tưởng tượng của cậu rồi, cậu có thể nhắm mắt lại mà tưởng tượng, vùng nước xanh ngắt mênh mông này phẳng lặng nhường nào, cảnh vật xung quanh đẹp mê hồn người ra sao, trời xanh mây trắng, biển biếc cát vàng, gió nhẹ phất qua. Triệu Trang Sinh được gợi ý, liền nói, có rồi, có rồi, tìm được một bài rất hợp đây. Liền sau đó, anh ta cất giọng run run hát lên rằng, thuyền nhỏ xinh xinh, đung đưa trên làn nước, đón cơn gió mát lành, đôi chúng ta cầm đôi mái chèo thuyền nhỏ xinh xinh. Nhạc Dương nghe mà dùng hết cả mình, vội vàng nói, không được, đổi bài khác đi, tôi sắp quẹ ra rồi đây. Trác Mộc Cường ba nói, đừng để Trang sinh hát, đã mấy ngày nay cậu ấy không ăn được gì rồi. Trương Lập vỗ tay cười lớn lên nói, hay lắm hay lắm, chính là ý cảnh này đây anh Dũng, anh nói xem có phải không, anh Dũng. Trương Lập đưa tay ra, nắm lấy cánh tay cầm mái chèo của Nghiêm Dũng, chỉ thấy bàn tay ấy lạnh như một khối băng, nhìn lại Nghiêm Dũng, trên trán anh vẫn đang dướm mồ hôi, cả người cong lại như con tép khô, đầu gối trống lên ngực, thân thể cuộn tròn, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két, rõ ràng là đang cố chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp. Trương Lập cả kinh, vội đặt mái chèo xuống đứng bật lên. Trác Mộc Cường Ba cũng để ý đến biểu hiện dị thường của Nghiêm Dũng, vội nói, sao vậy? Nghiêm dũng. Nhạc Dương cũng đã kêu lên, mẫn mẫn. Pháp sư tháp Tây, hai người mau qua đây. Nghiêm dũng khó nhập ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn kiên trì nói, tôi không sao, cứ mặc tôi, mau chèo thuyền đi. Lần này thì không ai tin anh ta nữa. Lúc nói câu ấy, toàn thân Nghiêm dũng run lên bần bật, tâm trạng kích động, vừa há miệng, anh đã vội ngoảnh đi, áp mặt vào mạn thuyền mà nôn ẹ. Lần này thì chắc một cường ba nhìn thấy rất rõ, thứ màu cà phê bị nôn ra ấy chẳng phải sô so cô la gì cả, mà rõ ràng chính là máu. Sau lần nôn ẹ ấy, cuối cùng nghiêm Dũng cũng không kiên trì chịu đựng được thêm nữa, thân thể lại càng co vào hơn. Đường Mẫn và Pháp Sư Á la chạy đến, đội trưởng Hồ Dương và Lữ Cánh Nam cũng xông tới, ba tang hướng ngọn đèn chiếu về phía đó, chỉ thấy nghiêm Dũng đang cố gắng khắc chế, nhưng toàn thân vẫn không tự chủ được mà run lên bần bật, bãi nôn màu cà phê phát ra mùi xù uế như của vật bài tiết. Lữ cánh nam vừa nhìn thấy tư thế và bãi nôn của nghiêm dũng, đã lập tức kinh hãi thốt lên, xoắn ruột. Bao lâu rồi? Xoắn ruột, chắc một cường ba thầm giật thoát mình. Đó là một trong vài chứng bệnh có thể dẫn đến chết người do vận động mạnh sau bữa ăn. Cảm giác đau đớn có thể khiến người ta cảm thấy như thể ruột trong ổ bụng mình bị vặn cho đứt lìa thành từng đoạn nhỏ. Người bình thường căn bản không thể nào chịu đựng nổi, sao người đàn ông này lại không hề rên lên dù chỉ một tiếng như vậy chứ? Đường mẫn kiểm tra triệu chứng, rồi buồn bã nói, có lẽ là chứng cho Chosky. Anh Dũng, sao, sao anh không nói ra chứ? Cô đã sở thấy rõ mồn một, ổ bụng nghiêm Dũng trương lên như cái trống, hơn nữa còn nghe thấy cả tiếng nước óc ách bên trong nữa, nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy bộ ruột bị ngâm trong dịch tiêu hóa và máu làm cho hoại tử, đứt lìa ra thành từng khúc theo đúng nghĩa đen. Một khi đã phát hiện xoắn ruột, ngoài phẫu thuật ra thì không còn phương pháp trị liệu nào khác, càng huống hồ là trong hoàn cảnh rung lắc dữ dội này, Cần phải mổ bụng ra kiểm tra kỹ hơn, rồi phẫu thuật trị liệu, bằng không tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Tình hình nghiêm dũng có thể nói là đã như cây cung kéo căng hết cỡ, nội tạng của anh chỉ sợ đã có hơn nửa bị dịch tiêu hóa và các loại vi khuẩn ăn mòn gần hết. Nghiêm dũng lúc này chỉ còn nhờ vào nghị lực để giữ cho thần trí được tỉnh táo, một khi sức mạnh tinh thần ấy biến mất, thì dẫu là đại la kim tiên xuất hiện cũng khó mà giúp hồi sinh được. Pháp sư Á La cũng khe khẽ lắc đầu, nét mặt hết sức thương tiếc. Nghiêm dũng cười gượng nói: Tôi ngỡ rằng, kiên trì thêm một chút nữa, sẽ có thể. Sẽ có thể nhìn thấy Shangri La, không ngờ. Không ngờ, thân thể này rốt cuộc cũng không thể cầm cự được nữa rồi. Đội trưởng Hồ Dương ôm lấy hai vai nghiêm dũng, nói, bạn già của tôi, đã đi xa được chừng này rồi, cậu cố gắng thêm một chút nữa đi. Nghiêm dũng vỗ vỗ lên lưng đội trưởng Hồ Dương như thể muốn an ủi anh, đoạn nói với Trác mộc cường ba đang đứng sau lưng Hồ Dương, cường ba thiếu ra, chúng ta, chúng ta, thực sự có thể đến được Shangri la ư? Trác Mộc Cường ba kiên định đáp, có thể, nhất định có thể. Nhiêm Dũng nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Anh cho tay vào trong áo, lần mò một lúc, rồi lấy ra một tấm ảnh, là ảnh của chính anh, không biết là chụp dưới chân ngọn núi nào. Nhiêm Dũng đưa tấm ảnh cho đội trưởng Hồ Dương, đoạn nói, "Đội trưởng, có lẽ tôi không cầm cự được đến lúc ấy đâu, khi nào mọi người đến đó thì cắt hình người trong ảnh ra, rồi chụp, chụp lại một tấm khác." Như vậy như vậy thì không sơ hở gì đâu. Đội trưởng, hứa với tôi, nếu mọi người có thể trở về, xin anh hãy mang di chúc và tấm ảnh đó giao cho con trai tôi, nói với nó, cha nó cuối cùng cuối cùng đã đến được Sanrila rồi, không còn gì ân hận nữa, không còn gì tiếc nuối nữa. Mấy câu cuối cùng ấy, cơ hồ như Nghiêm Dũng đã phải dùng hết sức lực để gào lên. Trước lúc lâm chung, hai mắt anh vẫn trợn mở trừng trừng, đôi tay nắm chặt vào cổ áo đội trưởng Hồ Dương, tựa như không cam tâm ra đi như vậy anh vẫn chưa nhìn thấy Sandrila mà mình khát khao mong mỏi cơ mà. Hai tay đội trưởng Hồ Dương run bần bật, anh cầm tấm ảnh, đôi hàng lệ nóng cuối cùng cũng không ghim nổi mà tuôn trào ra nơi khóe mắt đầy những nếp nhăn. Lại thêm một ngọn đèn nữa chìm xuống, tựa như ngôi sao băng vạch qua bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh sáng của nó chỉ lóe lên ngắn ngủi trong một khoảnh khắc, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp thê lương mê mẩn ấy. Ngọn đèn từ từ chìm xuống biển, trái tim những người đang sống cũng theo đó chìm dần theo xuống đáy nước lạnh lẽo lại một tính mạng nữa mất đi, bọn họ thực không biết lúc này mình nên bi thương hay là tuyệt vọng. Những cuộc biệt ly sinh tử diễn ra liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn ngủi khiến cảm xúc họ đều trở nên tê liệt, người tiếp theo rất có thể sẽ đến lượt chính bản thân mình. Trong lòng mỗi người ít nhiều đều có suy nghĩ ấy, bọn họ đang trôi theo dòng U Minh Hà, một nơi vốn đã thuộc về mặt bên kia của sự sống. Sau khi xác nghiêm dũng chìm xuống, trên thuyền đã không còn tiếng cười, cơn gió lạnh buốt thổi tới bủa vây từng người, ai nấy im lặng nhìn về phía ngọn đèn gắn trên mũ nghiêm dũng dần dần biến mất cho tới khi không còn nhìn thấy ánh sáng ấy nữa mới thôi nhạc dương đột nhiên rụi rụi mắt dường như anh có cảm giác đèn gắn trên mũ của nghiêm dũng vẫn chưa chìm xuống đủ sâu thì đã đột nhiên biến mất có phải ảo giác chăng anh lại rụi mắt lần nữa những hạt nước còn chưa khô chảy dọc theo mấy sợi tóc nhỏ xuống mở u bàn tay mở mắt ra ánh sáng mong manh của ngọn đèn nhỏ ấy đã hoàn toàn biến mất nhất định là ảo giác nhạc dương thầm nhủ lại thêm ba tiếng đồng hồ nữa trôi qua họ đón đợt nước chiều thứ ba trong tiếng hét hò giận dữ lần này thế nước rõ ràng là nhỏ hơn lần thứ hai rất nhiều con thuyền hình rắn của bọn trác mộc cường ba không bị lật nhào lần nào xem ra họ đã tiến vào khu vực trung tâm của vùng biển ngầm này rồi hoặc ít nhất thì cũng đã rời xa được miệng loa kèn ấy sau đợt nước chiều này trương kiện cũng rời bỏ mọi người anh lẳng lặng ra đi trong lúc cơn nước chiều đang giữ khi mặt nước trở lại phẳng lặng mới phát hiện anh đã ngừng hơi thở theo kết quả kiểm tra của đường mẫn và pháp sư Á La, anh ra đi hết sức yên bình, có lẽ cũng không đau đớn gì, chỉ như người đang say ngủ trở về với vòng tay bảo vệ của Chúa. Lại một ngọn đèn nữa tắt đi, những người còn sống vẫn dập dình theo con sóng. Nhạc dương chăm chú nhìn trương kiện chìm dần rồi biến mất, lần này thì đã nhìn rõ hơn, không hề sai, ngọn đèn gắn trên mũ trương kiện mới chìm được chừng chục mét thì đã đột nhiên biến mất, giống như có vật thể gì rất lớn đột nhiên ập tới chắn đi vậy nhạc dương kể lại hiện tượng này với trác mộc cường ba gã lặng lẽ hỏi cậu cho rằng đó là thứ gì nhạc dương đáp có sinh vật dưới nước này có sinh vật hơn nữa chúng còn đang ở xung quanh con thuyền này như thể đang đợi chờ thức ăn rơi xuống vậy trác mộc cường ba tức giận gầm lên ý cậu là thi thể của nghiêm dũng và trương kiện đều đã bị thứ ở dưới nước kia ăn sạch rồi sao nhạc dương cúi đầu nói tôi nghĩ đúng vậy nhưng rất nhanh sau đó anh lại ngẩng đầu lên nói tiếp thế nhưng nếu thực sự có sinh vật, thì chúng ta cũng có thức ăn rồi. À, Trác Mộc Cường ba thoáng nghĩ ngợi, đoạn nói, ý cậu là, chúng ta có thể câu cá. Đằng nào mọi người cũng đều đang nghỉ ngơi, chúng ta có thể thử xem sao. Trương Lập, gỡ đèn pha chiếu thử xuống nước xem nào. Chiếu đèn cả chục phút đồng hồ, nhưng chẳng phát hiện được gì. Những người trên thuyền lại thảo luận một phen, cho rằng khả năng ấy không lớn lắm, sinh vật sống trong bóng tối thông thường đều bị ánh sáng hấp dẫn, ánh sáng mạnh như vậy chiếu xuống mà không phát hiện có dấu vết gì, thì khả năng chúng tồn tại không lớn lắm. Xét cho cùng, đây cũng là nơi sóng to gió lớn, sinh vật khó mà sống nổi. Trương Lập lại lắp đèn pha, con thuyền nhỏ tiếp tục tiến sâu vào bóng tối. Trong ánh mắt của đám người 48 tiếng đồng hồ liên tiếp không ngủ này đã xuất hiện vẻ mơ hồ, không ít người bắt đầu nhớ đến câu trôi giạt ngàn vạn năm trên dòng U Minh Hà. Rốt cuộc là còn bao nhiêu lâu nữa? Lẽ nào vùng biển ngầm dưới lòng đất này thực sự không có bờ bên kia hay sao? Một tòa nhà nào đó ở Chechnya, nhìn bên ngoài trông chẳng khác nào một tòa nhà bình thường, nhưng ai đặt chân vào bên trong sẽ nhận ra nó vắng lặng không một bóng người. Tất cả cư dân đã được mời ra ngoài, hay bản thân nó là một nơi hoang phế? Nhưng nếu nói đây là một tòa nhà bỏ hoang, vậy tại sao các thiết bị bên trong vẫn còn đầy đủ trọn vẹn, ở mỗi góc đều đặt máy quay, đèn điện sáng rực? Thang máy dừng ở tầng 18 dưới lòng đất, một người đàn ông cao chừng mét 8 và một người khác hơi thấp hơn cùng bước ra ngoài. Cả hai bịt kín mặt, vừa bước ra khỏi cửa thang máy, đã có hai người bịt mặt tay cầm thiết bị điện tử, kiểm tra toàn thân một lượt để chắc chắn họ không mang theo vũ khí hay vật phẩm gì bằng kim loại. Hai con chó bớ đức đã được huấn luyện đặc biệt ngồi trồm hổm một bên. Nếu người thấy trên người hai kẻ mới đến có chút mùi gì của hóa chất dễ cháy hoặc dễ nổ, chúng sẽ không chút khách khí mà lao tới tấn công. Sau khi kiểm tra hai người bịt mặt từ trong thang máy bước ra, hai người kia lại tự dùng thiết bị điện tử già người mình một lượt, tỏ ý họ cũng không mang theo bất cứ vũ khí gì. Người bịt mặt dáng thấp hơn nói bằng tiếng Anh với người đi bên cạnh, đã kiểm tra ba lần rồi, ông Sakurov cẩn thận thật. Gã cao hơn gật đầu đáp, những người đến đây lần này đều là nhân vật lớn như ông cả, thủ lĩnh không thể không cẩn thận hơn mấy lần, dù bất cứ người nào xảy ra vấn đề, chúng tôi cũng không thể gánh nổi trách nhiệm. Đối với tay Baydila đến từ châu Mỹ này, có thể nói y vừa khâm phục, lại vừa kính sợ. Tạm không nhắc đến chuyện Baydila là đại biểu của phía vua ma túy, chỉ riêng dũng khí một mình đến đây của y, những kẻ tham dự hội nghị khác đã không ai bị được rồi. Vì giữa các thế lực hắc đạo không thể nào không tồn tại xích mích, có thể nói, ông Sakurov đã tận hết tâm cơ để giữ cho cuộc gặp lần này được tốt đẹp. Không chỉ những người tham gia hội nghị đều phải bịt mặt, tuyệt đối không mang theo bất cứ vũ khí, mà cả những kẻ bảo vệ hội nghị cũng không được mang theo vũ khí. Mỗi người tham gia có thể mang theo tối đa là 20 vệ sĩ, Ngoài tay bê la ra, những người khác vừa khéo mang đủ 20 người, bọn họ đều được sắp xếp cho ở bên ngoài tòa nhà này. Đám thủ hạ được sắp xếp giữ khoảng cách như nhau với khách tham gia hội nghị, để đồng thời vẫn nhìn thấy vị trí của ông chủ mình trong phòng họp thông qua camera giám sát, hễ thấy hơi có động thái gì khác lạ là có thể lập tức xông vào trong vòng một phút. Chỉ nghe bê la nói, tổ chức hội nghị thế này là rất mạo hiểm đó. Người cao hơn cười hùa theo nói, đúng vậy, đúng vậy. Valery dẫn ông bê đi la xuống, lại đổi một gã bịt mặt cao lớn, cơ bắp này nở đến mức gần lòi ra cả ngoài áo dẫn bê đi la đi cầu thang bộ tiếp tục xuống dưới. Tên cao lớn lúc nãy đưa tay lên quệt mồ hôi trên chán. Ở cùng một chỗ với tay bê đi la này dù thế nào cũng không phải chuyện vui vẻ sung sướng gì. Qua lớp phải che mặt, ánh mắt của bê đi la thực khiến người đối diện y cảm thấy căng thẳng. Đó là ánh mắt như thế nào chứ? Hồ nghi, không, em mờ hiểm, không, càng không, bi thương, gần gần như vậy. Ánh mắt ấy toát lên một vẻ bi thương gì đó, tựa như y mới có người thân chết đi vậy, nhưng thế vẫn chưa đủ, trong ánh mắt ấy còn có một vẻ gì đó khiến y căng thẳng, hoặc có thể nói là sợ hãi. Trong phòng họp bày một chiếc bàn tròn, xung quanh có 17-18 chiếc ghế, phía trước mỗi ghế đều đặt một tập hồ sơ, một cái bút ký, nếu người nào không biết, chắc chắn sẽ ngỡ rằng đây là cuộc họp hết sức bình thường mà thôi. Chỉ có điều, những người tham dự hội nghị đều tương đối đặc biệt. Lúc này đã có 10 người đến tất cả đều bịt mặt, đồng thời cố ý giữ khoảng cách với nhau. Ở khoảng giữa còn lại 7-8 chiếc ghế trống. Người chủ trì cuộc họp, Sakurov, ngồi đối diện với cửa lớn. Trên bức tường sau lưng y treo một màn hình máy chiếu. Sakurov cũng như những người khác, đội khăn trùm che kín đầu, chỉ lộ ra hai con mắt xanh thẳm, âm hiểm. Y nhìn đồng hồ, đã quá giờ họp 10 phút, y vẫn còn đang đợi, là bởi trong ba tay trùm đứng ra tổ chức cuộc họp lần này, Ngoài y ra, hai kẻ còn lại vẫn chưa thấy xuất hiện. Nếu không phải ba người bọn họ cùng đứng ra tổ chức, e rằng không thể triệu tập được nhiều thủ lĩnh thế lực đen phái đại biểu đến tham gia như vậy. Tất cả mọi sự vốn đã thương lượng xong xuôi, vậy mà đến lúc hành động, hai con cáo già kia lại không xuất đầu lộ diện, rốt cuộc là chuyện gì đây? Sakurob đã thoáng ngửi thấy mùi âm mưu gì đó, y biết hai con cáo già kia đều không phải hạng người nhát gan. Bọn họ không đến, nhất định là đã nghe ngóng được điều gì đó nhưng y vẫn rất tự tin với sắp xếp của mình bản thân tòa nhà này đã được thiết kế đủ để chống lại cả bom nguyên tử còn như mấy loại tên lửa dò tìm căn bản không thể làm được gì bước vào tòa nhà này bất cứ ai cũng không có vũ khí dù trong hội nghị có tranh chấp cùng lắm chỉ động đến quyền cước va chạm một chút dẫu sao cũng nằm trong giới hạn hơn nữa đám khách tham gia hội nghị lần này tên nào tên đó đều là hạng mãnh tướng đã trải nhiều khảo nghiệm nếu thực có động thủ thì bản thân cũng ước lượng được hậu quả thế nào nếu có phần tử vũ trang nào liều mạng xông vào, tạm không nói đến chuyện đây là địa bàn của y, chỉ riêng đám vệ sĩ đi theo khách dự hội nghị ở bên ngoài tòa nhà cũng đến hơn 200 tên rồi, ít nhiều gì cũng có thể cầm cự được một lúc. Y thực không hiểu, sách lược an toàn như vậy rồi, hai con cáo già kia còn lo lắng gì nữa chứ? Lại thêm 5 phút nữa, Sakuro cuối cùng cũng lên tiếng, "Được rồi, chúng ta không đợi nữa, những người chưa đến xem ra cũng không đến đâu. Hôm nay may mắn mời được các vị tới đây." chủ yếu là muốn bàn về vấn đề tài liệu liên quan tới Bạc Ba La thần miếu, hy vọng có thể khơi thông và trao đổi với mọi người một chút. Các vị ở đây chắc đều đã biết Bạc Ba La thần miếu là thứ gì, mọi người hoặc ít hoặc nhiều chắc cũng đều có nghiên cứu về nó. Có người thời gian ngắn hơn một chút, chỉ nghiên cứu vài năm, có người thì tương đối lâu, đã nghiên cứu về nơi này mấy chục năm rồi. Như chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi đã biết đến sự tồn tại của Bạc Ba La thần miếu từ năm 1946 rồi. Audio điện tử võ tấn bền Những người tham gia cuộc họp ồ lên một tiếng, bọn họ mới chỉ biết tổ chức này tiếp xúc với bạc ba la thần miếu tương đối sớm, nhưng không ai ngờ lại sớm hơn mình nhiều năm đến vậy. Đương nhiên, trong số đó cũng có những kẻ khinh khỉnh coi thường, thầm nhủ các người nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, chẳng phải cũng vẫn chưa tìm ra được cái mẹ gì hay sao. Sakurob tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư của bọn họ, lại tiếp lời, đương nhiên, tuy thời gian nghiên cứu của chúng tôi dài hơn các vị một chút, Tư liệu thu thập được có lẽ cũng nhiều hơn, nhưng tiến triển thực sự thì đúng là không lớn lắm, thậm chí có thể nói là vẫn ở trên cùng một đường chạy với các vị ở đây. Hơn nữa, theo như tôi được biết, vẫn còn những người tiếp xúc với Bạc Ba La Thần Miếu sớm hơn cả chúng tôi nữa, nhưng bọn họ cũng chưa tìm được nơi ấy. Kỳ thực, bản thân Bạc Ba La Thần Miếu có lẽ không có gì nguy hiểm, khó nhất là ở lối vào của nó, có rất nhiều người cùng mục đích với chúng ta đã bị tấm bản đồ đó khiến cho lạc lối. Hơn nữa, một nguyên nhân chủ yếu là rất nhiều tư liệu về nó đều nằm ở Tây Tạng, Trung Quốc, rất khó tìm kiếm. Đây mới là khó khăn lớn nhất của chúng ta khi tìm bạc ba la thần miếu. Ngưng lại giây lát, Sakurov tiếp lời, được rồi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Nội dung của cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là về sự kiện ổ đĩa cứng chứa tư liệu về bạc ba la thần miếu mới xuất hiện mấy tháng trước. Tin rằng các vị ở đây đều đã biết, hai năm trước, đội thám hiểm do một người tên là Trác Mộc Cường ba tổ chức đã bắt đầu bí mật tìm hiểu về bạc ba la thần miếu. Trong hơn hai năm ấy, bọn chúng thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến tòa thần miếu, thậm chí so với tư liệu nghiên cứu mấy chục năm của chúng ta còn mang tính đột phá hơn nhiều. Tuy rằng rốt cuộc chúng vẫn thất bại, nhưng những tư liệu mà chúng thu thập được cũng hết sức quan trọng đối với chúng ta. Hơn nữa, theo một nguồn tin đáng tin cậy, tuy đa phần số tư liệu ấy đã được giao lại cho chính phủ Trung Quốc, nhưng bản thân chúng cũng vẫn giữ lại một phần, đó chính là thứ được các tổ chức ngầm trên toàn thế giới gọi là ổ cứng bạc ba la. Tin rằng các vị ngồi đây đều đã từng vắt óc tính kế hỏng có được ổ đĩa cứng ấy rồi phải không? Hơn nữa, theo tôi được biết, trong các vị ở đây, chính xác là đã có người làm như vậy rồi. Những người đầu tiên có được ổ đĩa cứng ấy, có lẽ là một tổ chức của châu Á, cụ thể là tổ chức nào thì cũng không quan trọng nữa, bởi vì thời gian ổ cứng bạc ba la ở trong tay bọn họ không vượt quá 6 tiếng đồng hồ, Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt Sakurop lại quét sang hàng phía bên phải mình. Một gã bịt mặt cơ hồ đang ảo não cúi gục đầu xuống. Sakurop nói tiếp, chuyện xảy ra sau đó, tin rằng tất cả đều đã biết cả rồi. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, đã có 13 tổ chức phi chính phủ nhỏ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Ngoài ra còn có 8 tổ chức phi chính phủ nổi danh trên trường quốc tế cũng tổn hao lực lượng đáng kể. Từ châu Á, đến châu U, châu Phi, châu Mỹ, cuối cùng lại sang đến châu U, hình như tất cả các tổ chức phi chính phủ và tổ chức cấp tiến trên toàn thế giới đều đã bị cuốn vào sự kiện ổ cứng bạc ba la này, chém giết nhau đến trời long đất lở. Kết quả thì sao chứ? Chẳng phải là thậm chí rốt cuộc trong cái ổ cứng có chứa thông tin gì cũng không ai biết à. Đối với sự kiện lần này, tôi và mấy người bạn già cảm thấy hết sức chấn động, vì vậy mới lộ mặt can thiệp, chỉ mong có thể làm lắng xuống trận phong ba không cần thiết này mà thôi. Những người bịt mặt khác không ai là không mắng thầm trong bụng, còn bà nó, không phải ổ đĩa cứng ấy cuối cùng đã bị lão cướp đi rồi hay sao? Nếu trong tay lão không có cái ổ cứng ấy, có cho mới ngồi đây nghe lão đánh rắm thối như vậy. Sakuro lại nói tiếp, mong mọi người chứa nên nghi ngờ thành ý và quyết tâm của chúng tôi. Lần này tôi mời mọi người đến đây, chính là để công khai các nội dung chứa trong ổ cứng đó, mọi người đều có phần, tuyệt đối không nuốt lời. Sự thực là, tuyệt đối không có tổ chức nào có thể nuốt trôi được những thứ bên trong bạc ba la thần miếu đó mục đích của chúng tôi chỉ là mong mọi người có thể hợp tác, cùng nhau tìm kiếm bạc ba la thần miếu, từ bỏ cách làm mỗi người một kiểu, ngấm ngầm tranh đoạt trước kia đi. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể tìm được bạc ba la thần miếu trước đối thủ một bước. Những người dự hội nghị lập tức chia nhau dâm ran thảo luận, mỗi người một ý kiến. Có người cho rằng đây là cơ hội, đằng nào thì tài sản trong bạc ba la thần miếu cũng đủ để thay đổi vận mệnh của cả một đất nước, mỗi người nếu được chia phần thì cũng không hề ít, lại có kẻ cho rằng tư liệu thì có thể công khai, nhưng mọi người vẫn nên dựa vào thực lực mà hành động. Ai có bản lĩnh thì người đó có thể tránh được tai mắt của chính phủ Trung Quốc mà tìm kiếm bạc ba la thần miếu, lấy được bao nhiêu là có bấy nhiêu, dựa vào cái gì mà công khai hợp tác chứ. Ngoài ra cũng có người nghĩ rằng Sakurov nói không đúng sự thật. Cái ổ cứng đã ở trong tay y được mấy ngày rồi, làm sao biết được y không động tay động chân vào đó, giấu đi hết những thông tin quan trọng hay là làm gì khác rồi. Một lát sau, gã cao lớn bịt mặt tên là Valery bước đến bên cạnh Sakurob thấp giọng thì thầm mấy câu. Sakurob dường như rất hài lòng, khẽ gật đầu, nói, mời ông ấy vào đây. Kế đó, y lại nói với mọi người tham gia hội nghị, mọi người yên lặng. Trước tiên, xin gửi đến mọi người một phần tài liệu chúng tôi có được sau khi phá giải ổ cứng bạc ba la. Nói đoạn. Trên màn hình sau lưng y liền hiện lên tài liệu hình ảnh bọn trác mộc cường ba quay được trong địa cung Maya. Tất cả lập tức lặng người đi, nhìn chằm chằm không chấp mắt vào màn hình lớn như thể chỉ sợ để lỡ mất chi tiết gì đó lúc này baydila mới bước vào phòng họp ánh mắt hết sức cổ quái khiến sakurov cảm thấy không hề dễ chịu chút nào đó rốt cuộc là ánh mắt như thế nào vậy khiến người ta có cảm giác bị đè nén áp bức một ánh mắt u uất đúng u uất đó là một kiểu u uất băng lạnh mang theo chút bi thương hờ hững khiến người ta nhìn đã thấy khó chịu nhưng lại có gì đó quen quen y đã thấy ánh mắt đó ở đâu rồi nhỉ Beidila vừa bước vào phòng họp, mọi người liền có cảm giác như thể nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống mấy độ. Sakurob lạnh lùng nói, ông đến trễ, cũng nên cho tôi một lý do chứ. Không ngờ, Beidila hoàn toàn không để ý đến lời chất vấn của Sakurob, chỉ đào mắt một vòng quanh phòng họp nói, sao chỉ có mấy người này thôi. Ngữ khí đầy vẻ khiêu khích. Sakurob bừng bừng nổi giận, trên địa bàn của y, xưa nay chưa từng có kẻ nào dám khiêu chiến với quyền uy của y như vậy. Nhưng tên Baydila này là đại diện của vua ma túy, kẻ có quan hệ mật thiết với tất cả các thế lực buôn bán ma túy ở châu Mỹ và vùng Đông Nam Á. Bọn y muốn tiến vào Tây Tạng thì phải lợi dụng thế lực của chúng, vì vậy Sakuro không giận dữ quát tháo, mà chỉ cao giọng nói, ông kia, xin hãy chú ý đến cách nói năng. Baydila nhướng nhướng mày, tựa như Sakuro không hề tồn tại, chỉ lẩm bẩm nói một mình, không phải ông nói đã mời đại biểu của 17 tổ chức hay sao? Xem ra vẫn còn mấy con cáo giả biết trước nên đào tẩu mất rồi. Thế này thì đã rõ rành rành là đang khiêu chiến rồi. Sakurov và đám đại biểu thế giới ngầm kia làm sao còn không biết được nữa. Chỉ nghe Sakurov lớn tiếng nói, Valery, đồng thời quát hỏi, ông có ý gì vậy, Baydila? Y đã gọi ra tên đối phương, chứng tỏ đã không còn để ý đến việc giúp đối phương giữ bí mật thân phận nữa. Baydila, hắn là Baydila ở đâu vậy? Một người bịt mặt bên cạnh Sakurov cất tiếng hỏi. Sakurov nói, hắn là đại biểu của vua ma túy Colombia. Không, người bịt mặt bên cạnh y liền kêu ré lên, hắn không phải Baydila, tôi đã gặp Baydila rồi. Kẻ này là giả. Nhưng tất cả đều đã muộn, tên Baydila giả mạo ấy đột nhiên vung tay một cái, cầm tập hồ sơ trên bàn lên. Trong tay y, mép tập hồ sơ ấy đột nhiên biến thành lưỡi đao sắc bén vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã cắt đứt động mạch trên cổ hai người bịt mặt ở cạnh đó. Kế đó, bàn tay Baydila đập mạnh xuống mặt bàn, cây bút dùng để ký tên kia liền bắn tung lên, cổ tay y lật nhanh một cái, nắp bút không biết từ lúc nào đã rơi ra, ngọn bút như một mũi tên bắn vọt vào cổ họng người bịt mặt vừa chỉ ra y là kẻ giả mạo. Người bịt mặt ấy loạng choạng lùi lại hai bước, cổ họng phát ra những tiếng ọc ọc rồi ngã ngừa. Còn lúc ấy, tên beydila giả mạo đã cầm hai chiếc ghế băng lên, lần lượt ném về hai người bịt mặt khác, cái đó tung chân đá ra một bước, cả chiếc bàn hội nghị hình tròn đã bị đá văng về phía trước làm Sakurov đứng đối diện bị đụng quần cả người lại. Lúc ấy, tên Valery vai u thịt bắp kia mới xông tới chỗ chiếc bàn tròn, nhằm vào cẳng chân đá ra của Bay giả kia, nắm tay lại chặt xuống. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia lửa lóe lên ấy, hắn nhìn thấy Bay cơ hồ đang nhìn mình cười, cười lạnh lùng. Đúng lúc y còn đang ngạc nhiên trước nụ cười cổ quái ấy, đột nhiên phát hiện bàn tay mình đã chặt vào khoảng không. Liền sau đó, Valery chợt cảm thấy răng cửa đau nhói lên, một vật cứng băng lạnh đã nhét vào trong miệng mình, áp vào hàm trên rồi không ngừng tiến sâu, cơ hồ như chạm phải thứ gì đó, rồi đến cảm giác vỡ vụn, sâu trong cổ họng liền có một thứ dịch thể ấm nóng chảy ra, tràn vào trong miệng, cuối cùng mới là cảm giác đau đớn do xương cổ gãy lìa. Không thể nào, trong khoảnh khắc vòng qua chiếc bàn tròn đó, Valerie đã phán đoán chuẩn xác tốc độ xuất thủ và sức mạnh của Baydila, tại sao chỉ trong một nháy mắt, tốc độ và sức mạnh của đối phương đã tăng lên tới mức y không thể nào lý giải được như vậy chứ? Một kẻ từng lăn lộn trên sàn đấu ngầm mười mấy năm như y đương nhiên hiểu rất rõ, trong những cuộc chiến sinh tử mà phán đoán sai lầm về tốc độ và sức mạnh của đối phương sẽ dẫn đến kết quả như thế nào. Nhưng y rõ ràng là vua cận chiến không ngai của giới đấu sĩ Nga cơ mà. Tại sao? Tại sao kẻ kia lại sở hữu tốc độ và sức mạnh mà chính y cũng không thể ước đoán được như thế? Không thể nào, đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Valery trước khi mất đi ý thức. Ông vua không ngai của giới đấu sĩ Nga không ngờ mới chỉ một chiêu đã mất mạng, thậm chí cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Nếu chắc Mộc Cường Ba và Ba Tăng nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ lập tức nghĩ ngay đến việc chạy trốn như thế nào. Nhưng Sakurov không thể chạy thoát, tất cả mọi người trong căn phòng này đều không thể chạy thoát. Sakurov bị chiếc bàn hội nghị hình tròn ấy đụng phải, cảm giác như thể bụng mình bị xe tăng hút vào vậy, ổ bụng quặn thắt lên, hoàn toàn không còn sức lực phản kháng nữa, cứ vậy mà ôm bụng đổ vật xuống. Trong khoảnh khắc ngã xuống đó, y vẫn kịp nhìn thấy bay đi la tung cước đá vỡ tung một chiếc ghế băng trên không trung hai tay bắt lấy hai chân ghế nhét vào miệng tên vệ sĩ cao cấp nhất của mình và bụng một gã khách bịt mặt khác sakurov không thể ngờ gian phòng hội nghị không có vũ khí mà y cứ ngỡ là đã hết sức an toàn không ngờ lại trở thành nấm mồ chôn cả bọn tên bay đi la giả mạo ấy rốt cuộc là ai hắn hắn sao dám phạm vào sai lầm lớn đến như vậy dám khiêu chiến toàn bộ thế lực ngầm trên khắp thế giới lẽ nào hắn thật sự không biết hậu quả của việc làm ấy hay sao sakurov hết sức nghi hoặc đột nhiên nghĩ đến một chuyện không không đúng hai con cáo già kia không đến họp lẽ nào bọn y đã nghe được phong thanh gì từ trước thế nhưng đám người mà y mời đến này đều là người đại diện của các tổ chức ngầm nổi danh khắp thế giới làm gì có tổ chức nào có thể hoàn toàn không để mắt đến bọn y như vậy cơ chứ tên của từng tổ chức khủng bố thuộc hàng siêu cấp trên thế giới lần lượt hiện lên trong óc y nhưng rồi nhất loạt đều bị phủ định Lúc này, hầu như tất cả đám đại biểu bịt mặt trong phòng họp đều đã bị gã đi La kia giải quyết, gian phòng tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động. Ta sắp chết rồi sao? Sakurov nằm dưới đất, ý nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Y ra đời đã hơn 40 năm, ngày nào cũng đều trải qua tranh đấu, chém giết ác liệt, nhưng chưa từng có một giây một khắc nào y khiếp sợ cái chết giống như lúc này đây. Tên đi La đó, tốc độ ấy, sức mạnh ấy, kỹ thuật ấy, y chưa từng thấy bao giờ, không thể ngờ được một người lại có thể giết người dễ dàng như thế, bất cứ thứ gì lọt vào tay cũng đều trở thành vũ khí giết người được. Toàn bộ quá trình như thể đã được tính toán hết sức cẩn thận trong máy tính, phản ứng và động tác né tránh của mỗi người, toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Thật quá đáng sợ, tên Baydila này, thực sự là sát thủ đáng sợ nhất mà y từng gặp trong đời. Nhưng dù hắn giết sạch tất cả những người trong gian phòng này, dẫu sao thì cũng chỉ có một thân một mình, bên ngoài vẫn còn mấy trăm tên hung thần ác sát cầm vũ khí trong tay, lẽ nào y cũng có thể giết hết toàn bộ bọn chúng. Baydila đã đến bên cạnh Sakurop, từ trên cao nhìn xuống, vẫn ánh mắt đượm vẻ u uất đó, vẫn cảm giác khiến người ta lạnh toát đến tâm can đó. Sakurop đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi trước cái chết nữa, y đã buông bỏ mọi phản kháng, chỉ là vẫn thầm nhủ trong lòng, ánh mắt ấy thật quen thuộc, thật quen thuộc, rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào chứ. À, Sakurop sực nhớ ra, đó là thần sắc thường lộ ra trong mắt những người thân hay bè bạn của người chết lúc hạ táng ở nghĩa trang thương xót tiếc nuối lại đượm vẻ bi thương chỉ có điều trong đôi mắt bay đi la còn thấp thoáng cả vẻ châm biếm và khinh rẻ cái cái tên này lẽ nào trong mắt hắn mọi người khác đều chẳng khác nào người đã chết kẻ này rốt cuộc là ai vậy chứ mày mày là ai cuối cùng sakurov vẫn cất tiếng hỏi hy vọng rằng ít nhất cũng biết được rốt cuộc mình chết trong tay ai không ngờ tên baydila giả mạo kia hình như không hề nghe thấy vẫn lẩm bẩm tự nói một mình chúng mày là lũ ngu xuẩn cản đường bọn tao rồi kẻ nào cản đường bọn tao đều phải chết nói dứt lời liền giẫm nát xương ức của sakurov sakurov cảm thấy hết sức rõ rệt ngực mình như thể bị một tảng đá khổng lồ nặng cả chục tấn đè xuống trái tim y vẫn gắng sức giấy giụa đập lên nhưng sự phản kháng ấy thức quá đỗi bất lực chỉ trong thoáng chốc đã không còn nghe thấy tiếng máu chảy nữa ý thức sakurov vẫn còn tỉnh táo song y hiểu rõ rằng trái tim mình đã ngừng nhịp đập chẳng bao lâu sau nữa y sẽ chết vì thiếu máu và oxy lên não đúng lúc ấy một cái tên đáng sợ trồi lên từ nơi sâu thẳm nhất trong ý thức của y đó là một cái tên khiến người ta thậm chí còn không dám nghĩ đến bọn chúng luôn ẩn mình ở trong bóng tối thăm thẳm nhưng đến cả những tổ chức bí mật nổi tiếng nhất thế giới mỗi khi nghe đến cái tên này cũng phải dùng mình biến sắc trong khoảnh khắc ấy sakurov cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết toàn bộ thân thể dường như đang trôi nổi dập dềnh trên không trung, hoàn toàn không còn cảm giác bị đè nén như lúc ban đầu nữa, chỉ là nỗi kinh hoàng và khiếp sợ ở sâu thẳm trong ý thức khiến y cảm thấy linh hồn mình đang run lên bần bật. Y dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, khản giọng hét lên thành tiếng, mười, ba, kỵ, sĩ, ban, tròn. Trước khi mất đi ý thức, Sakurov nhìn thấy khóe mắt của Baydila. Trong đôi mắt u uất ấy, dường như đã có thêm một nét cười không sao nhìn thấu nổi. Tại sao, 13 kỵ sĩ bàn tròn, bọn họ cũng đang tìm kiếm ư. Ý nghĩ cuối cùng của Sakuro cũng vẫn đầy những nghi hoặc, liền sau đó, y bắt đầu chìm sâu vào vực sâu vô tận, không bao giờ tỉnh lại nữa. Tên Baydila giả mạo kiểm tra lại một lượt, xác nhận trong phòng họp không còn dấu hiệu nào của sự sống, Ben chậm chậm đứng lên, ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người đàn ông gầy guộc trên khoác áo gió màu trắng, dưới mặc quần bò đen. Người này cao hơn Baydila gần một cái đầu, ước chừng chưa đến 40 tuổi, lông mày rất mờ nhạt, sắc mặt trắng đến dị thường, có chút gì đó hơi giống người bị bệnh bạch tạng, nhưng mái tóc thì lại có màu nâu đỏ rất rực rỡ. Baydila nhìn thấy đối phương, liền yên tâm mỉm cười, y biết, người này xuất hiện ở đây, đồng nghĩa với việc mấy trăm tên cầm súng ngoài kia đã không còn khả năng phản kháng gì nữa. Baydila bước lên trước, khẽ cúi đầu xuống, đưa tay phải lên sờ giái tai, nói, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, đại đội trưởng Falkree. Người đàn ông tên là Falcrey ấy nét mặt trơ ra như gỗ, đưa mắt nhìn đám người nằm la liệt trong phòng, đoạn nói, đám người này hình như đều là đại diện của các thế lực ngầm thì phải. Anh làm vậy, liệu có hơi lỗ mãng không? Baydila gườm gạo nhìn về phía Tây Nam, nói, kỳ thực, tôi chỉ sợ lần hành động này. Nếu cấp trên đã giao cho anh hành động một mình thì anh cũng không cần phải tiết lộ cho tôi làm gì. Falcrey ngắt lời, có điều hôm nay tôi đã ra tay dù chúng ta có ngụy trang thêm nữa cũng vẫn bị các tổ chức lớn điều tra ra thôi. Tôi không hy vọng vì chuyện này mà gây ảnh hưởng gì đến kế hoạch của cấp trên đã vạch ra đâu. Bây đi la cười tươi nói, không sao đâu, bọn chúng không có nhiều thời gian như vậy, mà cũng không bỏ công bỏ sức ra điều tra chúng ta làm gì, dẫu sao thì tôi với anh cũng chỉ là hạng tốt nhép mà thôi. 13 kỵ sĩ bàn tròn từng nói, kế hoạch cần phải chu đáo cẩn mật, không được phép có bất cứ sơ hở nào cả. Thấy Baydila nhắc đến cái tên 13 kỵ sĩ bàn tròn đó, Fagri thoáng trao mày nói, tôi phải nhắc nhở anh, quân tốt muốn qua sông bắt vua, điều kiện tiên quyết là không được để đối thủ chú ý đến, đội trưởng đội T. Trôn, thế giới của con người, không chỉ đơn giản là phân chia thành thế giới tinh thần và thế giới vật chất, nhưng để tiện cho con lý giải, ta tạm thời chia ra như vậy đã. Chắc con cũng biết, con người có dục vọng vật chất, mà cũng có dục vọng về tinh thần, vì vậy, họ mới nảy sinh ra ham muốn theo đuổi vật chất, đồng thời cũng có những theo đuổi về mặt tinh thần khi con người không được thỏa mãn họ có ba phương thức biểu đạt khác nhau bỏ cuộc tiếp tục hoặc lơ lửng giữa bỏ cuộc và tiếp tục kiên trì chỉ lựa chọn để mà lựa chọn khi con người bị tổn thương thì người cần cho họ nhất chính là bác sĩ và mục sư bác sĩ chữa lành những vết thương của nhục thể còn mục sư thì giúp hàn gắn những khe nứt của tâm linh vì vậy họ đều là những người rất được tôn kính tuy nhiên trong thế giới vật chất trải qua mấy ngàn năm phát triển nhân loại về cơ bản đã hình thành một bộ phép tắc về vật chất tương đối hoàn chỉnh nó đặt ra một loạt các quy định đối với sự theo đuổi vật chất của con người thế nào là theo đuổi hợp lý thế nào là bất hợp lý đều đã tương đối rõ ràng thế nhưng còn thế giới tinh thần thì sao con người cơ hồ chưa từng chế định ra một bộ pháp điển tinh thần quy định những gì có thể suy nghĩ còn những gì không thể tưởng tượng có thể con sẽ nói vật chất biểu đạt bằng phương thức cụ thể còn thế giới tinh thần lại phức tạp hơn rất nhiều hơn nữa nó cũng không có phương thức biểu đạt cụ thể, không ai có thể biết được người khác đang nghĩ gì. Không sai, đây đích thực là một nguyên nhân quan trọng khiến chúng ta không thể chế định được một bộ phép tác cho thế giới tinh thần, nhưng đó không phải là toàn bộ nguyên nhân. Trên thực tế, tôn giáo xưa nay vẫn đóng vai trò quan trọng này, chỉ ít nó cũng cho người ta biết cách nghĩ nào là chính xác, cách nghĩ nào là tả ác, đồng thời dùng phương thức độc đáo mà chỉ riêng tôn giáo mới có, đặt ra những rào cản về tinh thần đối với những kẻ có tư tưởng tả ác. Trong xã hội của loài người, tác dụng của tôn giáo cũng quan trọng tương đương với pháp luật vậy. Vì thế, những bậc đại trí huệ thực sự không bao giờ liên hệ những thần tích với các thành tựu khoa học kỹ thuật ngày nay, bởi vì trong thế giới tinh thần, pháp điển của tôn giáo là độc nhất vô nhị, giáo lý của họ vượt trên bất cứ cuốn sách nào về phương diện tâm lý tinh thần hiện đại ngày nay, không có danh tác khoa học nào có thể thay thế được địa vị của tôn giáo trong thế giới tinh thần bất cứ nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng nào cũng sẽ không phản đối bài xích hoặc phủ định sự tồn tại của tôn giáo nhưng điểm này xưa nay vẫn luôn bị giải thích rằng làm vậy chỉ để tiện cho thống trị hoặc nô dịch hóa thống trị giải thích như vậy là không chính xác không toàn diện ý nghĩa thực sự của tôn giáo chính là ở chỗ nó là quy tắc pháp luật của toàn nhân loại trong thế giới tinh thần con người muốn tồn tại trước tiên cần phải có bản năng cầu sinh và sinh sôi nảy nở xã hội muốn tồn tại nhất thiết cần phải có pháp quy và người chấp hành pháp luật Tôn giáo được sinh ra do nhu cầu của con người, khi nào nhu cầu về mặt tinh thần của con người vẫn còn, nó sẽ không bị diệt phong. Con à, thử nghĩ mà xem, nếu trên thế giới này không có linh hồn, cũng không có kiếp sau và luân hồi, không có thiên đường cũng không có địa ngục, không có người ngoài hành tinh với trí tuệ phát triển cao và những nền văn minh chúng ta chưa biết đến, vậy thì con người thật cô độc xiết bao." Trác Mộc Cường ba đột nhiên sực tỉnh, lòng bàn tay đẫm một lớp mồ hôi lạnh. Mẫn mẫn vẫn cuộn tròn trên đùi gã gã có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp nơi thân thể nhỏ nhắn như chú mèo con của cô. Trương Lập, Nhạc Dương đều ôm mái trèo ngồi xổm bên cạnh mạn thuyền, ngọn đèn gắn trên đầu dập dềnh theo theo sóng. Gã có thể nhìn thấy được gương mặt tái nhợt và những đôi mắt đỏ vằn lên của các thành viên trong đoàn. Không ngờ gã lại ngủ thiếp đi, đã bao nhiêu lâu rồi. Trác Mộc Cường Ba khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn. Kỳ lạ thật, gã đã dựa vào vai đội trưởng Hồ Dương Ư vừa ngẩng đầu lên, gã liền chạm phải một gương mặt khác. Trác Mộc Cường ba vội lập tức ngồi thẳng dậy, Lữ, Lữ Cánh Nam, gã đã dựa đầu vào vai cô ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy? Vừa nãy chạm khẽ vào, chỉ mong không làm cô tỉnh giấc. Trác Mộc Cường ba nhớ lại, để chống chọi với cái lạnh, mọi người ngồi quay lại một chỗ nghỉ ngơi. Ác quy gần hết điện, Trương Lập lúc đó nói, nếu đã không chèo thuyền, thì nên tắt đèn pha đi để tiết kiệm điện năng, mọi người hãy dùng đèn gắn trên đầu để chiếu sáng. Trong bóng tối, không gian tĩnh lặng không một tiếng động, ánh sáng của ngọn đèn trên đầu lại dịu dịu, vậy nên gã ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay. Lúc này, cảm giác đói khát lại bắt đầu dấy lên đến mức khó chịu, gã bền cẩn thận giữ nguyên tư thế ngồi bất động, khẽ khàng đưa tay múc một cốc nước, ngửa cổ uống cạn, khóe mắt lại thấy bốn con mắt đỏ vằn lên ở phía đối diện. Trương Lập và Nhạc Dương đang nhìn gã chằm chằm, nét mặt cả hai hết sức quái đản, như muốn cười nhưng lại gắng hết sức nhịn không để tiếng cười bật ra vậy. Trác Mộc Cường ba nhíu mày lại, trừng mắt lên hỏi, cười cái gì mà cười. Nhạc Dương đảo mắt một vòng, nhìn Mẫn Mẫn đang nằm trong lòng Trác Mộc Cường ba, rồi lại nhướng mắt lên hất sang phía bên phải, rõ ràng là đang nhìn lữ cánh nam mà lúc nãy gã mới dựa đầu vào, cái đó anh chàng lại lè lưỡi liếm liếm môi, làm bộ liếc mắt đưa tình với Trác Mộc Cường ba, đoạn giơ ngón tay cái lên. Mấy người chưa ngủ nhìn thấy điệu bộ ấy của Nhạc Dương đều không khỏi mỉm cười. Trương Lập ngồi ngay bên cạnh lại càng cười đến không khép miệng vào được. Trác Mộc Cường ba giận giữ trợn trừng mắt lên, sát khí đằng đằng truyền đi tín hiệu cảnh cáo, răng nghiến kèn kẹt, môi mấp máy, nét mặt như thể đang nguyền rủa, ý tứ rõ là muốn nói, hai thằng nhóc các cậu, cẩn thận đấy. Nhạc Dương chẳng hề e dè dầu môi về phía đùi gã, Trác Mộc Cường ba vội cúi đầu xuống. Mẫn mẫn đâu có ngủ, cô đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào vẻ biểu cảm phong phú trên gương mặt gã. Trác Mộc Cường ba bất giác giật thoát mình, cảm giác trên mặt nóng bừng bừng còn nhạc dương thì há miệng cười nghiêng cười ngả động tác hết sức khoa trương nhưng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào vừa thấy mẫn mẫn đang nhìn mình chắc mộc cường ba liền ngồi ngay ngắn dậy kế đó con thuyền nhỏ lại tròng trành một chặp lữ cánh nam cơ hồ cũng đã tỉnh giấc sắc mặt nhạc dương và trương lập tức thì trở nên nghiêm túc vô cùng tựa như cả hai cũng chỉ vừa ngủ dậy thôi vậy lữ cánh nam cũng như không biết có chuyện gì xảy ra bình tĩnh nói thật ngại quá không ngờ tôi cũng thiếp đi mất Tôi ngủ được bao lâu rồi? Nhạc Dương đáp, theo tính toán của Pháp Sư Tháp Tây, chúng ta đã ở dưới vùng biển ngầm này được 38 canh giờ rồi. Trác Mộc Cường ba thầm chấn động trong lòng, 38 canh giờ, tức là 76 tiếng đồng hồ. 76 tiếng đồng hồ này đã trải qua như thế nào chứ? Thời gian được tính từ lúc bọn gã gặp phải lực thủy chiều đáng sợ như thể sóng thần ập đến đó, cái đó cả bọn đều phải liều mạng đua tốc độ với con sóng, khó nhọc tiến lên trong bóng đêm mịt mùng không thời gian, không cả phương hướng này. Cho đến thời điểm này, bọn gã đã trải qua 6 lần nước chiều dâng đáng sợ. Trên con sóng cuồn cuộn, nghiêm dũng, Trương Kiện đã lần lượt trầm mình nơi đáy nước, đến canh giờ thứ 23, bọn gã đã ăn hết sạch chút thức ăn cuối cùng, sau canh giờ thứ 30, cả bọn đã không còn sức để khua mái chèo nữa, ở vùng biển ngầm sâu dưới lòng đất tối tăm này, đói khát đồng hành với cái lạnh, những người trên con thuyền nhỏ đành ngồi vây lại với nhau để giữ ấm. Lúc này, bọn họ chỉ còn lại mấy ống thuốc dinh dưỡng duy trì sự sống, nhưng tất cả những người tỉnh táo đều cố nhịn cảm giác đau quặn trong dạ dày, gắng dựa vào nước ngọt dưới biển để cầm cự. Trên thuyền, vẫn còn hai người nằm thiêm thiếp, họ cần những ống thuốc đó hơn nhiều. Trôi lênh đênh trong bóng tối, tuy dòng nước biển không đẩy ngược họ trở về nữa, nhưng không ai biết được, rốt cuộc họ đang trôi đi đâu về đâu, bao giờ thì tới điểm cuối của cuộc hành trình này. Hồi nhỏ, Trác Mộc Cường Ba đã từng cho rằng những thứ gây tổn hại đến thân thể con người như cảm bẫy, mãnh thú, súng ống là vô cùng đáng sợ, về sau gã mới dần dần hiểu được, sự độc ác của lòng người còn ghê gớm hơn mãnh thú và gậy gộc, sung ống gấp bội phần, đồng thời nỗi đau khi tâm hồn bị tổn thương cũng lớn hơn rất nhiều so với những gì thân thể chịu đựng. Còn đến lúc này đây, chắc một cường ba đang dần lĩnh ngộ được những gì cha gã từng dạy, con người không hề sợ mãnh thú thượng cổ hay âm mưu bội phản. Thậm chí còn không sợ cả nỗi đau và chết chóc, thứ con người thực sự hãi sợ nhất, chính là không biết, khi không thể nào biết được khoảnh khắc tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, đó mới là lúc trong lòng con người cảm thấy sợ hãi. Trác Mộc Cường Ba cũng giống như những người khác, hai tay ủ rũ gác lên đầu gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn khoảng trống ở giữa vòng quay của mọi người. Thì ra bóng đêm đáng sợ đến nhường ấy, trong vùng tối mênh mang này, người ta vĩnh viễn không thể nào biết được khoảnh khắc tiếp theo sẽ có chuyện gì phát sinh. Tất cả chỉ có thể lặng lẽ ngồi quay lại với nhau trên con thuyền nhỏ. Đây là một nhà ngục không hề có canh phòng chỉ có tử thần đến thị sát theo thời gian quy định, mỗi lần lại lấy đi một sinh mệnh, thậm chí còn không cho những người còn lại có thời gian để mà đau đớn. Đây là U Minh Hà, dòng sông chỉ dành cho những bóng U Linh, không phải bậc dũng sĩ chân chính thì không thể có dũng khí để bước chân vào. Trác Mộc Cường Ba không nén nổi ý nghĩ, nếu không có những đồng đội này, nếu mọi người không gắng sức chống đỡ cho nhau, liệu gã có thể cầm cự được trong môi trường tăm tối này mấy nỗi, chỉ e sớm đã ngã xuống từ lâu rồi. Đồng thời gã cũng hiểu rõ, càng rơi vào bước đường cùng, tinh thần ý chí của con người càng có tính chất quyết định đối với tỷ lệ sinh tồn, không thể để mọi người tiếp tục lặng lẽ chờ đợi cái chết như vậy được. Ngoài hai vị mật tu giả là pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tây, trong đám bọn họ không một ai có thể sống lâu trong hoàn cảnh lặng im phăng phắc như thế này được. Lặng lẽ cầm cự, trong hoàn cảnh u ám, băng lạnh, cô độc, bọn họ đang trải qua một hành trình dài hoàn toàn cách biệt với thế gian. Thời gian cứ trôi đi từng phút từng giây, không biết đã được bao nhiêu lâu. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba cất tiếng hỏi, Trương Lập, cậu vẫn còn sống đấy chứ? Ừm, ngọn đèn trên đầu Trương Lập đung đưa lắc lư một chập, quần sáng cơ hồ dạng hơn một chút. Chắc chắn chứ. Trương Lập thoáng ngần ngừ, đoạn nói, đợi chút, để tôi xác nhận lại đã. Giây lát sau, nhạc dương kêu ối lên một tiếng, nói, sao anh cắn tôi? Chỉ nghe Trương Lập hỏi, đau không? Giờ hơi à, tôi cắn anh một cái xem có đau không nhé? trương lập quay sang nói với trác mộc cường ba báo cáo cường ba thiếu gia đã xác nhận tôi vẫn sống trác mộc cường ba nói tốt lắm kể câu chuyện cười đi nhạc dương tiếp lời phải kể sao cho tất cả mọi người đều cười mới thôi dứt lời anh chàng cầm bình nước lên đổ ừng ực vào miệng cũng được thôi trương lập nói tôi sẽ kể chuyện đợi tàu hỏa chuyện kể rằng một hôm nọ có một cô gọi điện đến bộ phận quản lý đường sắt phàn nàn nói mỗi khi có tàu hỏa chạy qua là nhà cô ta như là có động đất vậy, không thể nào sống nổi nữa. Bộ phận quản lý đường sắt nghe xong, thấy làm gì có chuyện nghiêm trọng như thế, bèn phái công nhân duy tu bảo dưỡng đến nhà họ xem thử. Tay công nhân ấy là một anh chàng trẻ tuổi, mới vào nghề chưa được bao lâu, mặt mũi thì, thì giống giống như thằng nhóc nhạc dương nhà chúng ta ấy, thô thô lỗ lỗ. Nhạc dương bất mãn kêu lên, anh muốn ăn đòn phải không? Trương Lập nói, đừng có đánh chống lảng, nghe tôi kể tiếp đây. Sau đó, anh chàng kia vào đến phòng ngủ nhà ấy, vừa khéo có một đoàn tàu hỏa chạy qua. Lúc ấy đang ở ngoài cửa, anh ta còn chưa thấy gì. Sau đó vào trong phòng, nhạc dương. À, không phải, anh chàng công nhân liền nói với cô kia, vừa nãy tôi đứng ngoài cửa nhà cô, có cảm thấy động đất đâu? Cô kia bèn nói với anh, bên ngoài là kết cấu bằng gạch đá, cảm giác chấn động nhỏ, nhưng bên trong là kết cấu gỗ, chấn động rất mạnh, đặc biệt là cái giường kia kìa. Tàu hỏa chạy qua là như muốn rời ra luôn vậy, không thể nào ngủ được không tin thì cậu cứ thử mà xem. Anh chàng liền định nằm lên giường thử thật, cô kia liền mắng, áo ngoài của cậu bẩn thế, định làm bẩn giường của tôi chắc. Anh chàng cũng thật lanh lợi, liền cởi áo ngoài ra nằm lên giường. Lúc ấy, cô chủ nhà lại bảo đi pha trà, rồi vào phòng trong, anh chàng kia cứ đợi trên giường, đợi mãi, đợi mãi, chưa thấy tàu hỏa đâu, cửa phòng đã đột nhiên bị người ta đá tung ra. Chỉ thấy một người đàn ông cao to trông như Arnold Schwarzenegger tay sách búa xuất hiện đứng lù lù nơi cửa vừa bước vào đã nhìn chằm chằm anh chàng nằm trên giường, đoạn hỏi, mày làm gì trên giường nhà tao thế? Anh chàng kia bèn thẽ thọt trả lời, tôi, tôi đang đợi tàu hỏa, cậu có tin không? Ha ha, ha ha. Trương Lập tự cười khan hai tiếng, chợt phát hiện ra người nghe chẳng ai cười, bèn ngượng ngập gãi gãi đầu. Lúc này nhạc dương mới cười cười bảo, thất bại rồi phải không? Câu chuyện cũ mềm này thì làm sao khiến người ta cười được chứ, kể lại, kể lại đi. Trương Lập nói, xem ra mọi người chẳng khoái kiểu chuyện cười này lắm nhỉ. Được thôi, để tôi kể chuyện khác, vừa sexy vừa bạo lực luôn nhé. Một thằng bé 4 tuổi hôn con bé 3 tuổi, con bé liền nói, anh hôn em thì phải có trách nhiệm với em đấy nhé. Thằng bé liền ra vẻ chín chắn vỗ vỗ vai con bé, mỉm cười nói, em yên tâm, bọn mình có còn là trẻ con 1-2 tuổi nữa đâu. Kể xong, Trương lập đợi phản ứng của mọi người, vẫn chẳng có ai cười cả, chỉ mỗi mẫn mẫn và nhạc dương là cố gượng gạo cười một hai tiếng lấy lệ, cả Trác Mộc Cường ba cũng hở hứng như không. Đội trưởng Hồ Dương tỏ vẻ coi thường nói, thế mà cũng gọi là vừa sexy vừa bạo lực à. Cậu định dỗ trẻ con chắc. Nhạc Dương liếc sang nhìn Lữ Cánh Nam đang nhắm mắt ngủ một chút, vội vàng thì thầm lên tiếng nói thay Trương Lập, đội trưởng Hồ, không thể lên cấp cao hơn được nữa đâu, anh không thấy giáo quan đang ngồi chỗ nào đấy hả? Chẳng may kinh động đến lão nhân ra người, chuyện kể sẽ biến thành chuyện diễn ra tại hiện trường đấy, có phải sexy hay không thì tôi chưa dám khẳng định nhưng bạo lực thì chắc chắn là không thể thiếu được rồi. Anh thấy bộ mặt này của Trương Lập cũng tạm coi được đấy chứ, lỡ bị giáo quan bụp cho mấy phát thì sao? Chắc anh cũng không mong lúc đến Sandrila, cả động vật nhìn thấy Trương Lập cũng bỏ chạy mất tâm đấy chứ. Cậu nói gì hả? Trương Lập vung nắm đấm, kêu lên. Đúng lúc ấy, lư cánh nam chợt mở bừng mắt. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức một người gãi lưng, một kẻ liên tục rung rung cổ áo, thấp giọng lầm bầm, nóng quá, nóng quá. khổ khụ, ha đột nhiên có người ho lên, rồi lại bật cười một tiếng, nhưng không phải những người đang ngồi quay ở đây. Em mờ thanh đó phát ra từ phía sàn thuyền, thì ra là mạnh hạo nhiên đang nằm trên chiếc bè hơi đặc trong lòng thuyền. Đội trưởng Hồ Dương vội hét lên, tiểu mạnh, cậu tỉnh rồi hả? Bọn chắc một cường ba cũng giật thoát mình, mạnh hạo nhiên đã được tiêm thuốc cho rơi vào trạng thái ngủ đông, lẽ ra phải đang say giấc mới phải, anh ta tỉnh dậy từ lúc nào vậy? Đường mẫn vội hỏi, anh tỉnh được bao lâu rồi? Mạnh hạo nhiên đáp, tôi cũng không biết nữa. Ừm, chắc cũng được một lúc rồi đấy. Khổ, khổ, thần chí tôi cứ mơ hồ, hình như nghe thấy tiếng mọi người hò hét, khổ khổ khổ. Sau rồi hình như bị ngã xuống nước, nước ở đây lạnh thật đấy. Khổ khổ, chắc một cường ba cuống lên, cậu đừng nói nữa, phổi cậu bị tích nước, chúng tôi vẫn đang nghĩ cách trị liệu cho cậu đây. Mạnh hạo nhiên nói, tôi, khổ, tôi biết mình chứ, không, không cần lo lắng, tôi. Trác Mộc Cường ba đưa mắt sang nhìn Lữ Cánh Nam, Mẫn mẫn, Pháp Sư Tháp Tây, trong lòng hiểu rõ, lúc này đây, anh chàng nhà thơ nhìn vẻ ngoài như thể gió thổi cũng bay này chỉ có thể dùng chưa đầy nửa lá phổi để thở. Mỗi lần hít vào thở ra đối với anh đều là một sự vùng vẫy. Mỗi lần lên tiếng nói chuyện, anh phải tốn sức gấp 10 lần người bình thường, trái tim anh đang gắng đập lên, quyết cùng số phận đấu một trận cuối cùng. Còn Nhạc Dương lại nghĩ, anh chàng thi nhân này đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng vẫn gắng nhẫn nhịn không phát ra tiếng động gì, lẽ nào anh ta muốn cứ thế lẳng lặng ra đi, không làm kinh động đến bất cứ ai hay sao? Đôi bàn tay băng lạnh run lên bần bật ấy, đang viết nên cho chính anh những áng thơ như thế nào đây? Đường Mẫn lấy ống nghe ra, hơi thở của Mạnh Hạo Nhiên đã yếu lắm rồi, nhịp tim nhiễu loạn không theo quy luật nào nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra anh đã tỉnh lại từ lâu, nhưng phải đến lúc thực sự không thể gắng gượng cầm cự được nữa, mới phát ra âm thanh ấy. Thân thể anh giờ đây có thể nói chỉ còn lại một hơi thở mong manh như đường tơ, có thể rũ áo ra đi bất cứ lúc nào. Đường Mẫn vừa lục tìm trong bao đựng đồ y tế vừa nói, anh nằm yên bất động, đừng nói gì, chúng ta sẽ có cách mà, l Elscopolamine đâu rồi nhỉ? Mạnh Hạo Nhiên phun ra một búng máu, vùng lên nói, đừng lãng phí nữa, tôi hiểu mà, cứ kéo dài thế này phòng ích gì chứ, cô muốn tôi thêm đau đớn sao? Thực ra, tôi không hề khó chịu, không hề khó chịu một chút nào cả đâu. Khí bị nghẽn lại trong ngực, khiến mỗi lần nói một câu, lồng ngực Mạnh Hạo Nhiên lại dồn dập phập phồng mấy chục lần. Kỳ thực, tuy nói rằng trên thuyền không có đầy đủ thiết bị y tế, nhưng trang bị của họ đã tốt hơn các đoàn thám hiểm bình thường không biết bao nhiêu lần rồi. Có điều hoàn cảnh đến thế này thì cũng chỉ đành bó tay mà thôi. Bầu trời, không còn lưu lại vệt cánh chim bay qua. Thế nhưng, tôi kiêu ngạo, bởi tôi đã từng bay lượn. Mạnh hạo nhiên dùng thơ tây gơ để đánh một dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Anh bỗng cảm thấy hơi thở thông suốt hẳn, không khí hít vào lồng ngực chẳng ngờ lại thanh tân đến thế, khiến người ta dễ chịu đến thế, thân thể nhẹ bấn, tựa hồ như chiếc lông lơ lửng giữa không trung. Trong bóng tối, hiện lên vô số điểm sáng lấp lánh, anh liền khó nhọc vươn tay ra, ánh sao kìa, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi. Anh thở dài một tiếng u uất, cảm giác thân thể đã theo ánh sao đó đi xa dần. Những người còn lại trên thuyền đều không hẹn mà cùng nhìn theo hướng mạnh hạo nhiên chỉ tay. Kỳ tích, thường thường xảy ra trong một chớp mắt, trên đỉnh vòm khổng lồ của vùng biển ngầm ấy đột nhiên xuất hiện những điểm sáng chấp nháy, tuy rằng hết sức yếu ớt, nếu không phải đã tắt đèn pha đi, chưa chắc gì họ đã phát hiện ra được thứ ánh sáng mong manh đó. Ánh sáng gì vậy nhỉ? Có thật là ánh sao không? Nhạc Dương ngờ vực hỏi. Đợi mọi người quay đầu lại, Mạnh Hạo Nhiên đã ra đi, trên gương mặt vẫn còn nở một nụ cười, trông thật dịu dàng, bình yên dưới ánh đèn. Đội trưởng Hồ Dương thất thanh kêu lên, Hạo Nhiên. Lại một ngôi sao nữa rơi xuống, hóa thành bóng phản chiếu dưới làn nước, hòa vào ánh sao trên đỉnh vòm, không sao phân biệt được, ngôi sao nào là Mạnh Hạo Nhiên, ngôi sao nào là nghiêm dũng nữa sau khi lặng lẽ tiến đưa mạnh hạo nhiên trác mộc cường ba cầm ống nhòm lên quay sang nhắc trương lập bật đèn pha lên nhờ cột ánh sáng của ngọn đèn pha trác mộc cường ba rốt cuộc đã nhìn thấy đó là thứ gì những thứ trông như giọt nước lại giống như pha lê treo ngược trên đỉnh mái vòm ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt lúc nãy chính là do phần dưới của chúng phát ra một cơn gió thổi qua những thứ có dạng hạt châu ấy liền đung đưa lắt lẻo sáng lấp lánh khiến trác mộc cường ba tin rằng đó chính là những giọt nước thế nhưng độ dài buông từ trên cao xuống của chúng phải đến hơn mét giống một loại dịch thể có độ dính còn nữa thứ ánh sáng huỳnh quang yếu ớt đó là như thế nào gã cũng không thể giải thích được trác mộc cường ba xem xong liền đưa ống nhòm cho nhạc dương nhạc dương vừa xem đã kêu toáng lên đây là cái gì thế trông cứ như nước mũi ấy muốn rơi xuống rồi mà lại không rơi treo đung đưa thành một chuỗi rõ là dài kế đó Nhạc Dương lại đưa ống nhòm cho đội trưởng Hồ Dương. Mấy người đều đã xem qua, khi ống nhòm đến tay son, anh ta chợt kêu lên kinh ngạc, ô, tôi nghĩ ra rồi, đó là sinh vật đấy. Sinh vật, son vật đầu, ừm, không sai, đây là loài sinh vật sống ở nơi không có ánh sáng, nhiệt độ cực thấp hoặc cực cao, vốn không thích hợp với sự tồn tại của bất cứ loài sinh vật nào khác, gọi là sinh vật cực hạn. Chúng hơi giống với loại vi khuẩn tên là Codala, nghe nói loại vi khuẩn này trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất vẫn có tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Sợi dây buông xuống như giọt nước mũi kia cứ mỗi 24 tiếng đồng hồ là lại thêm 2 đến 3 cm đấy. Chỉ có điều, thứ ánh sáng ấy rất kỳ quái, lẽ nào vi khuẩn mà cũng có thể phát ra ánh sáng sinh vật. Nhạc Dương trầm tư chốc lát, đoạn cầm lấy ống nhòm trong tay son, quan sát kỹ lại một lần nữa, rồi nói, không phải đâu, đó không phải ánh sáng của vi khuẩn phát ra, là sinh vật, tôi nhìn thấy rồi là một loại côn trùng bay nhỏ. Ở bên ngoài đám nước mũi ấy, có bám một đống côn trùng có cánh, bên trong còn bọc một số con đã chết rồi. Vì mới đầu chúng ta chỉ nhìn thấy đám nước mũi nhầy nhầy, nên hiểu lầm ánh sáng là do nước mũi phát ra. Mọi người nhìn xem, chúng đang động đầy kia kìa, giống như là đom đóm ấy, nhưng nhỏ hơn nhiều. Quả nhiên, những đốm sáng cực mong manh ấy di động, tựa như đang tiến dần về phía vòng ánh sáng của ngọn đèn pha hắt lên vách đá. Có điều, ánh sáng đèn pha quá mạnh, những điểm sáng kia vừa đến gần là liền biến mất luôn. Nhạc dương giờ ống nhòm lên nói tiếp, cái thứ giống nước mũi thòng lòng kia rủ xuống nhiều quá, gió thổi đến chẳng khác nào bức rèm ấy nhỉ, lũ côn trùng ẩn náu bên trong hình như rất an toàn thì phải. Son lập tức nói, đây là quan hệ cộng sinh, giống như quan hệ giữa cá mặt hề với sứa san hô vậy. Chúng lợi dụng vi khuẩn để hình thành một dạng nhảy dính giống như nước mũi hỏng tránh sự truy bắt của các sinh vật lớn hơn, còn những sinh vật lớn hơn ấy lại trở thành đối tượng để lũ vi khuẩn phân giải. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, còn lũ côn trùng kia thì sao? Chúng ăn gì? Son ngần ngừ đáp, trong nước hoặc giữa các khe nước trên vách đá có lẽ có vi sinh vật nào đó khác nữa. Nhạc Dương đột nhiên kích động đứng vọt lên, nói, nếu có vi sinh vật khác nữa. Anh chưa nói hết câu, nhưng những người trên thuyền đều đã hiểu ý, có nước, có vi sinh vật khác, thì có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng cho sinh vật lớn hơn. Một khi đã hình thành quần thể sinh vật, vậy thì chuỗi thức ăn sẽ trở nên hoàn thiện. Ắt hẳn phải có sinh vật lớn hơn nữa tồn tại trong không gian này, cứ vậy chắc sẽ có loài nào đó lớn đến độ đủ cho họ nhét vào dạ dày. Tuy đã ra đi, nhưng trước khi lên đường, Mạnh Hạo Nhiên không ngờ vẫn chỉ ra cho những người còn lại một con đường hy vọng. Có sinh vật xuất hiện, không chỉ giải quyết được vấn đề đói khát của họ, mà quan trọng hơn, theo dấu của những sinh vật ấy, thẳng tiến về phía nơi có nhiều sinh vật hơn, bọn họ sẽ tìm được tuyến đường chính xác, không còn là lênh đênh trôi nổi không đích đến trong bóng tối mịt mùng nữa nhất định họ có thể ra khỏi đây. Không cần thiết bị laser, không cần la bàn hay kim chỉ nam, bọn họ đã tìm được một cột chỉ đường bằng sinh vật trong bóng tối vĩnh cửu. Nhạc Dương lẩm bẩm nói như vậy, thì lúc anh Dũng trầm sát dưới nước, thứ tôi nhìn thấy không phải là ảo giác, thực sự có sinh vật ở chốn tăm tối này. Son mừng rỡ reo lên, ít nhất cũng không bị đói nữa rồi. Trương Lập nói, nhưng mà, dù ở dưới nước có sinh vật, chỗ này tối tăm như thế, cả đèn pha chiếu xuống cũng chẳng được bao xa, Nhìn chẳng thấy gì, làm sao mà bắt được chúng đây? Son nói, tôi nghĩ các sinh vật sống trong bóng tối đặc biệt mẫn cảm với ánh sáng, chúng ta có thể dùng nguồn sáng làm mồi câu, xem thử coi có thành công không. Đội trưởng Hồ Dương nói, ánh sáng? Những sinh vật sống quanh năm trong bóng tối không phải đã mất khả năng cảm nhận ánh sáng rồi hay sao? Son lắc đầu nói, tôi hiểu ý anh, đó là những sinh vật sống thời gian dài ở nơi tuyệt đối tăm tối, trải qua tiến hóa đã mất cơ quan cảm ứng ánh sáng, giống như lũ tôm mù. Kỳ rông ngủ vậy. Nhưng mà anh hồ này, anh quên mất rằng đây là biển chứ không phải ở trong hang động nữa rồi. Hoàn cảnh ở đây có lẽ giống với đáy biển sâu tăm tối hơn. Ở dưới đáy biển, sinh vật không hoàn toàn mất đi năng lực cảm nhận ánh sáng, ngược lại, có rất nhiều sinh vật sống dưới đáy nước còn lợi dụng ánh sáng để săn bắt con mồi, bởi vì chúng không hoàn toàn cách biệt với ánh sáng, vẫn còn một chỗ tiếp giáp với ánh sáng, đó chính là mặt biển. Còn chúng ta ở đây cũng có chỗ tiếp giáp với ánh sáng. Đó chính là đích đến của chúng ta, Sandrila. Loài côn trùng bay cộng sinh với lũ vi khuẩn cực hạn lúc nãy, chẳng phải cũng đã nảy sinh hiệu ứng tụ tập vì ánh đèn pha của chúng ta đó hay sao? Vì vậy, tôi cho rằng cách dùng ánh sáng để câu cá vẫn thực hiện được. Chúng ta có thể dùng đèn gắn trên đầu hoặc trực tiếp dùng đèn pha làm mồi câu, nếu phát hiện ra có động vật nào thích hợp để đánh bắt thì dùng vũ khí hạ sát. Đây là phương pháp kiếm ăn duy nhất của chúng ta lúc này đấy, thế nào thì cũng phải thử một lần mới được. Trương Lập vội nói, cường ba thiếu ra, chúng ta câu cá thôi. Nói đoạn, anh cuốn quyết lục tìm dụng cụ trong ba lô. Đồ câu dùng ánh sáng hết sức đơn giản, chỉ cần buộc đèn vào dây thừng, thả xuống nước đến chỗ vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một điểm sáng, sau đó cứ để mặc cho dập dành theo con thuyền nhỏ. Một người chuyên canh xem ánh đèn dưới đáy nước có khác lạ gì không, một người khác canh đèn pha, còn những người khác đều cầm vũ khí. Chỉ cần phát hiện bóng đèn dưới nước tắt ngóm hoặc thay đổi phương hướng, đèn pha sẽ lập tức chiếu xuống hễ phát hiện ra thứ gì nhúc nhích tất cả sẽ đồng loạt nổ súng đây chính là sách lược bắt cá của họ thời gian trôi đi từng giây từng phút dưới nước mãi không có động tính gì trường lập đã bắt đầu cuống son nói đừng nóng giờ chúng ta chỉ nhìn thấy các vi sinh vật còn chưa có quần thể sinh vật thích hợp cho chúng ta bắt làm thức ăn dòng biển đã đưa chúng ta đến chỗ có quần thể vi sinh vật cũng có nghĩa là chúng ta vẫn không ngừng tiến về đích chỉ cần chúng ta tiếp tục xuôi theo dòng chảy này thêm một thời gian ngắn nữa chắc chắn sẽ tìm được sinh vật thích hợp để bắt ăn đấy. Trương Lập nói, thế nhưng tôi lo rằng, nếu thêm một thời gian nữa, chỉ sợ dù chúng ta có câu được cá lên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bắt nó nữa ấy chứ. Pháp Sư Tháp Tây và Pháp Sư Á là gần như đồng thanh cất tiếng, về điểm này thì các cậu không cần lo lắng, nếu có sinh vật thích hợp làm thức ăn, chúng tôi có thể bắt được. Nhắc đến thức ăn, mọi người chỉ thấy cảm giác đói khát lại quặn lên càng khó chịu hơn. Trác Mộc Cường ba nhìn những cặp mắt đỏ ngầu của đám người, thảy đều ánh lên hung quang dữ tợt, trông bọn họ chẳng khác nào lũ xài lang, chỉ sợ dưới biển có cá voi bơi đến, họ cũng ăn sống nuốt tươi hết sạch chứ chẳng chơi. Đèn pha lại tắt đi, con thuyền nhỏ tiếp tục trôi xuôi theo dòng biển. Lúc này, đúng là đã thực sự cảm thấy có cơn gió mát lạnh thổi vào mặt rồi. Thú khổng lồ dưới biển sâu. Tốc độ của dòng biển và những con sóng không nhanh lắm, nhưng nhạc dương, trương lập, đường mẫn đã hết sạch kiên nhẫn càng dối lên, họ càng cảm thấy thời gian thả thuyền dập dình theo sóng đã kéo dài lắm rồi, đồng thời cũng càng cảm thấy đói khát hơn. Khi nghe Pháp Sư Tháp Tây tính toán, lại thêm hai canh giờ nữa đã trôi qua, họ cơ hồ sắp tuyệt vọng đến nơi. Nhạc dương cuối cùng không kiềm chế được nữa, cất tiếng, liệu có phải ngọn đèn lớn quá, mà ánh sáng lại yếu, có cá nhỏ bơi qua bên cạnh mà chúng ta không nhìn thấy hay không? Trương Lập cũng nói, hay phương pháp này không hiệu quả, lũ sinh vật ở đây đã mất năng lực cảm nhận ánh sáng rồi còn chúng ta thì đang uổng công vô ích son vẫn nhìn chằm chằm xuống nước đây là hy vọng duy nhất của bọn họ đồng thời anh ta cũng tin chắc vào năng lực phán đoán của mình đột nhiên ánh sáng dưới nước mở đi son cảm thấy cánh tay mình bị lôi xuống vội nói bật đèn pha lên có thứ gì đó cắn câu rồi trương lập vội bật đèn lên quả nhiên đã thấy ngọn đèn dưới nước không còn ánh sáng nhưng chỗ đèn pha chiếu tới tối đen như mực không hề có gì khác lạ. Anh vội hỏi Son có khi nào thứ ấy đã cắn ngọn đèn rồi chạy mất không. Nhưng lại thấy hai tay Son đang ra sức kéo sợi dây thừng, một chân đạp vào mạn thuyền, nói: "Không thể nào, nó nuốt đèn vào bụng rồi. Con này to đấy, mau đến giúp với, một mình tôi không kéo được." Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Tháp Tây vội chạy tới. Quả nhiên, con thuyền đã hơi nghiêng hẳn đi, đồng thời tốc độ tiến về phía trước đã tăng rõ rệt. Có thứ gì đó đang kéo thuyền tiến lên. Trương Lập vội cẩn thận quan sát dưới nước thêm lần nữa, ngọn đèn pha quét một đường tròn đường kính khoảng 10 mét trên mặt nước, nhưng vẫn chỉ thấy một vùng tối đen kìn kịt, không hề có đường nét của bất cứ sinh vật nào. Anh không nén nổi nghi hoặc nói, quả thực là không thấy gì mà, Nhạc Dương, cậu đến đây xem nào. Nhạc Dương cũng dùng đèn pha chiếu xuống nước kiểm tra, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận, chỉ có hai khả năng, thứ nhất là nó bơi quá nhanh, hơn nữa phương hướng rất hỗn loạn, đèn pha của chúng ta không theo kịp hành động của nó khả năng thứ hai chính là thể hình của nó quá lớn chúng ta chỉ nhìn thấy được một phần thân thể nó thôi vì vậy có quan sát thế nào cũng chỉ thấy một mảng tối đen khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút nhạc dương đưa mắt nhìn tốc độ và độ nghiêng của con thuyền vội nói cường ba thiếu ra son hai người mau buông tay ra thuyền sắp bị nó kéo lật mất rồi con này lớn quá chúng ta không đối phó được đâu son vẫn kiên trì nói không Tôi quyết không buông tay, đây là thức ăn của chúng ta, chúng ta có thể bắt được nó mà. Nổ súng đi, mau nổ súng, dù nó to thế nào cũng mặc sắc đi. Chúng ta nhất định sẽ chế phục được nó. Đường Mẫn và Nhạc Dương liền cùng bắn quét một đường xuống nước. Trương lập tập trung quan sát, kết quả vẫn không phát hiện ra điều gì, nhưng lực truyền từ sợi dây đột nhiên tăng mạnh, kéo cả bọn Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La, Đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư Tháp Tây, son cùng rời khỏi sàn thuyền, sợi dây thừng bung khỏi tay bọn trác mộc cường ba ngã ngửa ra thuyền, chỉ thấy sợi dây thường dài 50 mét soạt một tiếng rồi biến mất tăm vào làn nước tối om. Lần đầu tiên dùng đèn câu cá thất bại, tuy nhiên, nhìn từ khía cạnh khác, điều này cũng chứng minh lập luận của Son đưa ra chính xác, nguồn sáng đích thực có khả năng hấp dẫn lũ sinh vật sống ở nơi đây. Nhưng nhạc dương nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi, trên thuyền của bọn họ lúc nào cũng có đèn sáng, tại sao lại không thu hút lũ sinh vật kia lại gần. Bất kể thế nào, Lần thất bại này cũng không làm mọi người mất nhục trí, tuy ai nấy đã mệt dã, Ít nhất hai ngày rưỡi nay họ chưa ăn bất cứ thứ gì, nhưng dường như không ai nhớ ra, mà vẫn cứ gượng chống người dậy, một lần nữa thả mồi câu xuống. Son nói, lần này anh ta sẽ chú ý đến thể hình của con vật cắn câu, tuyệt đối không phạm phải sai lầm giống như lần đầu tiên nữa. Nhưng rõ ràng lần bắt cá thất bại đã khiến họ bị tiêu hao quá nhiều thể lực, không ai còn hơi sức tập trung hết tinh thần chăm chú nhìn xuống mặt nước nữa trương lập giữ đèn pha son cuốn dây thừng vào cổ tay những người khác lăm lăm súng tư thế của họ giống hệt nhau đuôi áp vào ngực hai tay ôm gối đầu gối lên đầu gối lữ cánh nam từng dạy họ đây là tư thế gần nhất với tư thế của thai nhi nằm trong bụng mẹ đồng thời cũng là tư thế khiến sự trao đổi chất diễn ra chậm nhất trong trạng thái nửa tỉnh táo nửa không chẳng rõ con thuyền lại trôi đi được bao lâu son đang gật gà gật gù đột nhiên giật mình nói có thứ gì cắn câu rồi trương lập vội bật đèn những người khác lập tức kéo chốt an toàn, chuẩn bị nổ súng, nhưng Son và Trương Lập đã gần như đồng thời kêu lên, đừng bắn, nó lớn quá. Son dựa vào sức kéo trên dây thừng mà cảm giác được thể hình của đối phương, còn Trương Lập thì nhìn thấy, dưới nước dường như nở bung ra một đóa hướng dương khổng lồ, những cánh hoa mềm mại vừa dài vừa mảnh, đủ để bọc cả con thuyền của họ lại. Anh lập tức hiểu ra đó là thứ gì, liền tắt ngay đèn pha. Nhạc Dương cầm súng hỏi, cái gì thế? Trương Lập lắp bắp đáp, thủy. Thủy, thủy quái. Người trên thuyền đều hiểu, thủy quái mà Trương Lập nói chính là chỉ loài động vật thân mềm họ cephalopod như bạch tuộc khổng lồ hoặc cá mực vua. Vòi một con mực vua trưởng thành có thể vươn dài đến một hai chục mét, còn bạch tuộc khổng lồ, nghe nói cũng sở hữu thể hình tầm mười mấy mét trở lên, so với con thuyền nhỏ này và những người trên thuyền, lũ quái vật này đúng là hơi quá lớn. Không ngờ dùng đèn câu cá lại câu được một con quái vật thế này. Son đã buông sợi dây trên tay ra, nhưng loài sinh vật khổng lồ vốn phải cư ngụ nơi đáy biển sâu kia dường như không hề có ý định bỏ đi. Con thuyền hình rắn phát ra những âm thanh rột rạt, có thứ gì đó đang bám mạn thuyền bò lên. Xúc tu, con quái vật khổng lồ chẳng rõ là mực hay bạch tuộc kia đã vươn vòi của nó lên thuyền, tỏ ra tò mò như một nhà khoa học, định kiểm tra xem bên trong thuyền rắn có gì không. Những rác hút trên xúc tu nhu động nhịp nhàng, mỗi cánh tay xúc tu của con quái vật khiến người ta muốn nôn ẹ này giống như một con sâu khổng lồ, lần dò phương hướng trong không khí. Một xúc tu cách đường mẫn chưa đầy mét, làm cô căng thẳng chừng như muốn khóc, Trương Lập càng đen đuổi hơn, anh chàng ngồi ở cuối thuyền phụ trách đèn chiếu, bị một xúc tu giờ lên mặt, thậm chí cảm nhận được những hàng rác hút nhỏ đang dịch chuyển trên má mình như thế nào, căng thẳng đến độ cơ mặt sắp co giật đến nơi, ai biết được con quái khổng lồ này có đột nhiên quấn lấy mình kéo đi như bắt con gà con hay không. Nhạc Dương ở bên cạnh nắm chặt hai tay, cổ vũ Trương Lập, cố gắng lên, kiên trì chính là thắng lợi. Trương Lập cũng thấy điều này qua ánh mắt của anh chàng. Ba Tang đung đưa khẩu súng trong tay, ý như muốn hỏi, có thể bắn không? Son chỉ tay xuống đáy thuyền, khe khẽ nói, nó đang ở bên dưới thuyền, có nước ngăn sung lực của đạn, hơn nữa lại là động vật nguyễn thể, trong hoàn cảnh này, chúng ta không thể gây thương tích cho nó được đâu. Nếu bắn vào xúc tu, rất có khả năng nó điên tiết lên kéo cả con thuyền này xuống đáy biển đấy. Nhạc Dương nói, lẽ nào nó sẽ tự bỏ đi? nếu chẳng may nó cũng đói mềm nuốt chừng cả bọn chúng ta vào bụng thì sao son nói ít nhất lúc này nó chắc không có ý định làm như thế có thể nó chỉ muốn tìm thứ gì đó để cuốn lấy để cảm thấy thân thiết và dễ chịu theo bản năng sinh vật giống như hồi nhỏ cậu phải ôm búp bê mới ngủ được ấy nhạc dương gắt gỏng ai bảo hồi nhỏ tôi phải ôm búp bê mới ngủ được son nói trước tiên xác định nó là thứ gì đã sau đó hãng tính cách mọi người xác nhận lại xem bên cạnh mình có thể nhìn thấy bao nhiêu xúc tu cái nào trùng thì đừng tính vào đường mẫn nói bên cạnh tôi có một trác mộc cường ba nói sau lưng tôi có một đội trưởng hồ dương nói chỗ tôi hai bên đều có hai cái đếm xúc tu để làm gì chứ pháp sư á la nói chỗ chúng tôi đây có bốn cái tôi pháp sư tháp tây và lữ cánh nam son nói hết rồi à à bên cạnh tôi còn một nửa Nhạc Dương chỉ vào Trương Lập nói, đây. Son gật đầu, ừm, um, vậy là chúng ta có thể nhìn thấy chín xúc tu, xem ra con này là mực rồi, có lẽ là mực vua khổng lồ. Đội trưởng Hồ Dương thắc mắc, sao biết được? Son giải thích, bạch tuộc chỉ có 8 chân thôi, còn mực thì có tới 10. Trương Lập cuối cùng cũng lên tiếng, vậy giờ phải làm sao? Chỉ thấy cái xúc tu kia đã rời khỏi má Trương Lập, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc khiến người ta ngửi mà muốn nôn ẹ mò xuống bờ vai, đầu nhọn luồn vào trong ngực vươn xuống vùng bụng, và còn vươn xuống nữa. Cảm giác ẩm ướt lại trơn nhảy đó khiến Trương Lập nổi da gà, anh chỉ xúc tu của con mực nói, con quái này, nó có mưu đổ bất chính với tôi đó mà. Nhạc Dương an ủi, không sao, nếu nó là giống cái, đã có cường ba thiếu gia ở đây, chắc chắn anh không bị nguy hiểm gì đâu. Trương Lập trợn tròn mắt lên nói, nhưng mà, nó đã vươn xuống rồi đây này. Nhạc Dương nói, cố nhịn đi chiến hữu của tôi, cách mạng còn chưa thành công, anh nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh tất cả. Thân thể Trương Lập run lên dữ dội, đột nhiên anh nhảy bật lên, chạy xa khỏi chỗ đuôi thuyền, giơ súng hét lớn, tôi không chịu được nữa rồi. Ba Tăng cũng cầm súng đứng lên, ra tay đi. Son lúc ấy đã hét lên, đừng, Trác Mộc Cường ba vội nói, cẩn thận, đội trưởng Hồ Dương lại nói, gượm đã. Nhạc Dương đang chuyển từ ngồi sang quỳ, chưa kịp đứng lên, thì sinh vật nhuyễn thể khổng lồ dưới nước dường như đã cảm nhận được nguy hiểm trước một bước, đột nhiên rụt xúc tu lại, buông con thuyền nhỏ ra. Người trên thuyền dương súng, nhất thời chìm vào trong một sự tĩnh lặng lạ thường, mấy quả tim cùng đập thình thịch không thôi. Kế đó, một luồng xung lực khổng lồ đột nhiên đẩy con thuyền của họ đi xa tít. Đội trưởng Hồ Dương vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Đường Mẫn nói, không biết ở đâu bỗng xuất hiện một luồng hải lưu rất lớn, đẩy chúng ta ra xa rồi. Nhạc Dương nói, Trương Lập, mau bật đèn lên xem, hình như là lực đẩy từ phía sau đấy. Trương Lập bật đèn lên, chỉ thấy trong bóng tối bỗng dưng trồi lên một hòn đảo nhỏ. Chính vật thể có thể tích khổng lồ này đã khiến sóng nước đẩy thuyền tiến về phía trước. Hòn đảo thoạt nhìn trông như sống lưng của loài động vật nào đó, đen kìn kịt, phần nổi lên mặt nước đại khái cũng cỡ bằng thuyền rắn, còn phần bên dưới thì không biết thế nào. Đó là cái gì thế? Cả Trương Lập và Nhạc Dương bất giác đều há hốc miệng ra. Liền đó nước biển bắn tóe lên, chỉ thấy một sinh vật khổng lồ màu trắng cũng nổi lên mặt nước, quăng những xúc tu dài gần hai chục mét ra quấn lấy sống lưng đen xì kia. Lúc này, Son mới nói, cái, cái màu đen kia, chắc, chắc không phải là cái nhà táng đấy chứ. Trời ơi, bọn chúng là động vật ở vùng biển sâu, sao? Sao lại xuất hiện ở đây vậy? Nhạc Dương nói, cái nhà táng là vị đại ca nào thế? Lai lịch ra sao? Son đáp, cái nhà táng cũng là sinh vật sống ở vùng biển sâu, chắc phải dài trên hai chục mét là loài cá ăn thịt. Theo truyền thuyết của các ngư dân, nó và mực vua là đôi oan gia đối đầu, cứ hễ giáp mặt là lao vào đánh nhau luôn. Có lẽ vừa nãy nó tưởng thuyền của chúng ta là xác cá nhà táng nên mới cuốn vào như thế. Trác Mộc Cường Ba nói, được rồi, được rồi, mặc kệ chúng nó là cái gì, nhân lúc hai con quái vật đang chẳng nhau, chúng ta mau rời xa đây thêm chút nữa. Còn treo thuyền được không? Trương Lập nói, treo chứ, không treo được cũng phải treo, cái con kia, thực là, thực là tởm quá đi mất. Con thuyền rắn của họ liền như con chuột lẩn qua chỗ hai con mèo đang đánh nhau, lẳng lặng, nhẹ nhẹ, len lén lướt đi như làn khói. Mặt biển lúc này đột nhiên giấy lên những con sóng lớn, đẩy con thuyền đi thêm một quãng xa nữa. Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng những người trên thuyền đều đang tưởng tượng đó sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa như thế nào. Mới trèo được một chốc đã chẳng ai còn hơi sức gì nữa. Trương Lập ngồi bệt xuống sàn thuyền nói, còn, còn câu cá nữa không? thêm hai lần thế này nữa tôi tôi chắc chẳng còn hơi sức để mà nói gì nữa đâu son tái mặt nói mọi mọi người thấy sao lũ lũ sinh vật ở đây thực to lớn quá sức tưởng tượng không thích hợp cho chúng ta săn bắt đâu trác mộc cường ba nói không sao nếu đã xuất hiện các loài sinh vật cỡ lớn như vậy chứng tỏ chúng ta cách cửa ra không còn xa nữa chúng ta nhất định có thể nhìn thấy ánh sáng nhất định có thể tìm được thức ăn thích hợp mọi người cố gắng kiên trì, chỉ cần thêm một đoạn đường nữa là đến rồi. Ha sa, Merkin nói vào điện thoại di động, tổ chức không có động tác gì, cũng có nghĩa là tên son đó muốn hành động đơn độc. Tuy rằng hắn đã trà trộn thành công vào đó, nhưng với sức của một tên thao thú sư như hắn thì làm được gì chứ, tôi không thấy hắn có gì tốt cả. Sos nói, điều khiến tôi lo không phải là hắn, mà là phía tổ chức đã có hành động, nhưng chúng ta không phát giác ra được đấy thôi. Merkin lắc đầu, không thể nào, với tác phong làm việc trước nay của tổ chức, nếu họ đã nhận định hành động lần này là cần thiết, thì nhất định phải làm cho thật lớn. Tuy cơ chế tổ nhóm của chúng ta đã gần như tê liệt, nhưng dù sao chúng ta cũng vẫn được coi là người trong tổ chức, dù thế nào cũng phải nghe được phong thanh gì đó mới đúng. Sos nói, còn chuyện ở Chechnya thì sao? Dù thế nào thì cũng không thể vô duyên vô cớ xảy ra được, phải không? Merkin nói, Amer đã nói rồi, đó là do Sakurov muốn các thế lực đó liên kết lại cùng tìm kiếm, không ngờ đàm phán thất bại, tự tàn sát lẫn nhau rồi thành ra như vậy. Kỳ thực, kẻ nào có đầu óc một chút chỉ cần suy nghĩ là biết ngay, mấy thế lực đó vốn không thể nào liên kết lại được, vậy mà Sakurov còn dám tụ tập chúng lại một chỗ, thế thì có khác nào chui vào kho thuốc súng đâu cơ chứ? Sos lại nói, cà phê đích thân nói với anh à. Merkin đáp, Mark mang tin về. Không thấy Sos đáp lời, Merkin lại cười cười nói, tôi biết, Mark là thằng hẹp hòi, hắn đã từng bất mãn với anh, đương nhiên là tôi không hoàn toàn tin hắn, xét cho cùng thì hắn cũng không có thứ trải nghiệm đồng sinh cộng tử nhiều lần như chúng ta. Chúng ta mới là những người cộng tác tốt nhất mà. Sos thầm cười khẩy trong lòng, Merkin à Merkin, anh vốn chẳng tin kẻ nào hết, thế sao anh không kể chuyện anh và cà phê u lên núi tuyết với tôi chứ? Hừ, thằng mắc đó, nói không chừng còn đáng tin hơn anh nhiều đấy. Lúc này, mắc chợt chạy hồng hộc vào phòng nói, ông chủ, ông chủ, có tin của bọn chúng rồi. Merkin đứng phát dậy, điều tra được gì hả? Mark đáp, quả nhiên chúng đã xuất phát rồi. Hạng mục huấn luyện cuối cùng của bọn chúng là đi bè cao su trên sông Crafting. Bọn chúng tập luyện trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, sau đó liền biến mất, cũng từ lúc đó, người của chúng ta không gửi tin về nữa. Merkin trầm ngâm, đi thuyền trên sông. Sauce lớn tiếng nói, có lầm không vậy? Mark, nguồn tin của mày có chuẩn xác không? Đang yên đang lành, huấn luyện đi bè trên sông làm quái gì, bọn chúng lẽ ra phải leo núi tuyết mới đúng chứ. Mắc lấy làm sợ hãi nói, không, không lầm đâu. Bọn chúng mua về rất nhiều thuyền, bè cao su, còn có cả các thiết bị lặn nữa. Sau đó xuất phát đến sông Nhã Lỗ Tạng Bố, tôi, tôi cũng không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, nhưng mà. Mơ Kin ngắt lời, được rồi, Mắc, mày làm tốt lắm, xem ra, chúng ta cũng phải đi một chuyến rồi. Sos ngạc nhiên, Ben, anh nói gì vậy? Rốt cuộc là thế nào? Merkin cười cười đáp, xem ra không sai rồi, bọn chúng đã chọn một con đường xưa nay chưa có ai từng đi. Y thở dài một tiếng, nói, theo các tư liệu tôi đang nắm giữ, tổng cộng có hai con đường dẫn đến Sanrila, một con đường đi qua núi Thần Thánh Khiết, còn một con đường nữa thì đi qua dòng U Minh Hà Tâm Tối. Trong sách cổ có ghi chép, Bạc Ba La Thần Miếu nằm ở phía bên kia dòng U Minh Hà ấy, nhưng con đường đó, xưa nay vốn không thể tìm được trong bất cứ tấm bản đồ nào cả. Sos dường như không dám tin vào đôi tai mình nữa, sao? Sao anh biết, chưa bao giờ anh nói chuyện này cả. Kin cho mày, nói, tôi, tôi chưa nói chuyện này à. Ồ, anh xem đấy, tôi cứ tưởng anh biết rồi cơ. Anh còn nhớ lần chúng ta tham gia đấu giá không? Chính là lần mà tôi tìm anh ấy, lần mà cuối cùng tôi thất bại ấy. Tôi từng nói với anh, đó là quyển trục thuộc về một vương triều cổ đại ở Tây Tạng, bên trên có chữ viết bằng bột vàng, đó là kinh quyển cổ cách, anh còn nhớ không? Sos nói, tất nhiên, làm sao tôi không nhớ chứ, chính vì vật ấy mà chúng ta mới đến Trung Quốc. Merkin lại nói, đúng thế, vậy thì nhất định anh vẫn còn nhớ, tôi từng nói với anh, quyển trục đó không hoàn chỉnh chứ. Còn nhớ không? Sos lầm bẩm lẽ nào? Lẽ nào? Merkin đáp, không sai, một nửa còn lại đang ở trong tay tôi, đó là vật của tổ tiên truyền lại, có ghi chép rất tường tận rằng, có hai con đường dẫn đến bạc ba la thần miếu. Con đường đi qua núi thần tuy gian khổ, nhưng chỉ cần có lòng kiền thành hướng đến, thế nào cũng sẽ tìm được lối vào, còn con đường qua dòng sông U Minh, là con đường chết, con đường mà những cổ nhân từ nghìn năm trước sau khi đi qua cũng không muốn hồi tưởng nữa. Tôi thực không dám tin, không ngờ bọn chúng lại tìm được con đường đó. Tuy rằng không biết chúng làm bằng cách nào, nhưng rõ ràng là chúng đã làm được, xem ra đây chính là phát hiện lớn của bọn chúng rồi. Sos nói, thế nhưng chúng ta không có bất cứ tài liệu nào về con đường đó, giờ phải tính sao đây? Merkin cười cười nói, không cần nôn nóng, chúng ta cần phải nhẫn nại, tiếp tục chờ đợi, nếu bọn chúng đến được nơi an toàn, người của chúng ta sẽ lắp đặt thiết bị phát xạ tia laser, vệ tinh của bọn Mỹ sẽ thay chúng ta tìm ra bọn chúng. Mark, mày làm tốt lắm, tao không thể không khen thưởng mày được. Gọi bọn Tây Mễ, bảo bọn chúng chuẩn bị tập hợp ở Tây Tạng. Nói đoạn, y lại cười cười bảo Sos, anh thấy đấy, mấy chuyện nguy hiểm đó cứ để bọn chúng làm, chúng ta ở nhà đợi tin tức là được rồi. Cha ơi, nói như cha, tín ngưỡng tôn giáo là một chuyện chỉ có mặt tốt mà không có điểm xấu gì hay sao? Vậy còn thánh chiến thì sao? Vì tín ngưỡng mà phát động chiến tranh cũng là chuyện tốt hay sao? Con đã gặp những người có tín ngưỡng, vì tín ngưỡng điên cuồng của mình mà họ có thể làm ra những chuyện người bình thường tuyệt đối không dám thực hiện. Cường ba, còn ta rõ ràng nhận biết của con về tôn giáo mới chỉ ở bề ngoài vẫn còn nông cạn lắm ta không biết đây có phải một nguyên nhân khiến con chán ghét tôn giáo hay không tôn giáo chỉ là công cụ bản thân nó chẳng có gì sai cả chẳng có giáo lý nào dạy người ta tin theo tà ác cả giống như con dao làm bếp vậy thôi ở trong tay người đầu bếp nó có thể làm ra những món ăn tuyệt diệu còn trong tay lũ hung đồ nó lại trở thành công cụ tạo ra máu tanh ghê rợn nhưng bản thân con dao bếp ấy nó tồn tại vì nhu cầu của con người còn những tín đồ mà con vừa nói đến, ta tin chắc rằng những sai lầm bọn họ phạm phải vì tín ngưỡng của mình cũng có những hạn chế nhất định, hạn chế này đến từ nỗi bất an ở sâu thẳm trong nội tâm họ. Trên thực tế, những người không hề có tín ngưỡng mới thực sự đáng sợ nhất. Sau rồi con sẽ hiểu, những kẻ giết người chỉ là để giết người, không hề có bất cứ nguyên nhân nào, bọn chúng trụy lạc là bởi chúng đã mất đi chút nhân tính cuối cùng. Nếu một người đã mất đi tín ngưỡng, vậy thì cuộc sống cũng không còn gì ước thúc với kẻ ấy nữa y không còn gì để mà khiếp sợ thậm chí có thể làm những chuyện còn đáng sợ hơn bản năng động vật gấp bội phần những kẻ như thế không gì không dám làm dù là chuyện tàn nhẫn tới đâu đối với chúng cũng chẳng là gì cả không tôn giáo nào lại dạy con người ta phạm sai lầm mà chỉ giúp những người mắc lỗi lầm giảm nhẹ đi cảm giác phạm tội trong lòng mà thôi con không có tín ngưỡng thật sao vậy thì ta hỏi con lúc nói dối con có cảm thấy áy náy hổ thẹn không chuyện đó đương nhiên rồi Lúc con làm chuyện gì đó, liệu có suy nghĩ trước xem việc ấy liệu có thể làm được hay không? Không. Vậy thì lúc con làm chuyện đó, con có tin rằng mình có thể thành công không? Có. Lúc con làm chuyện đó, có tin chắc rằng chỉ cần mình nỗ lực và kiên trì thì sẽ nhất định thành công hay không? Con có. Con thật sự có chứ, chắc chắn không? Đúng vậy, con có, con chắc chắn. Con thấy đấy, con trai, đây chính là tín ngưỡng. Con có. Tín ngưỡng. Đúng vậy, trừ ma quỷ ra, mỗi một người đều có tín ngưỡng của riêng mình. Còn có tín ngưỡng. Trác Mộc Cường ba mở mắt, gã không hiểu rốt cuộc là thế nào, trong không gian bít bùng, tối tăm, lạnh lẽo này, lại phải cố cầm cự với cơn đói, không ngờ gã lại mơ hồ thiếp đi một lần nữa. Bầu không vẫn đen như mực, cả đèn gắn trên đầu cũng hết điện mà tắt ngúm. Trong bóng tối, chẳng ai nhìn thấy ai, Trác Mộc Cường ba chỉ biết mẫn mẫn đang gối lên đùi mình. Đêm dài này, tựa hồ không bao giờ có thể tỉnh lại chỉ có cảm giác quặn thắt nơi bụng nhắc nhở trác mộc cường ba rằng gã vẫn đang lẩn quẩn nơi rìa trốn địa ngục tự hỏi mình còn sống không Còn, vẫn sống vẫn còn sống thì cũng phải làm chuyện gì đó gã vừa nhúc nhích mẫn mẫn liền thấp giọng hỏi anh anh tỉnh rồi à trác mộc cường ba nói tốt nhất đừng nên nói chuyện thả lòng người tất cả rồi sẽ qua thôi trác mộc cường ba cẩn thận nâng đầu mẫn mẫn lên đặt xuống sàn thuyền đoạn khó nhọc chờ mình lúc này mạn thuyền cao hơn một mét đối với gã cũng trở thành chướng ngại khó mà vượt qua nổi. Gã nằm dạp xuống, thực sự không còn chút sức lực nào để nâng người dậy, và lại, đứng lên thì phòng tác dụng gì chứ? Đứng lên thì vẫn là bóng đêm, bóng đêm minh mông bùa vây lấy bọn họ, bóng đêm mịt mùng nhắc nhở bọn họ, nơi này là U Minh Hà, cái chết mới chính là chúa tể duy nhất ở chốn đây. Trương Lập, Nhạc Dương, Đội trưởng Hồ Dương, Son. Trác Mộc Cường Ba lại gọi tên mọi người lần nữa, để xác nhận họ vẫn còn sống. Trong bóng tối vẳng lại tiếng rên rỉ khe khẽ, đó là hồi đáp của những người được điểm danh, bọn họ cũng không muốn lãng phí sức lực, hoặc giả cũng chẳng còn sức đâu mà trả lời thành tiếng được nữa. Chắc một cường ba gọi mấy cái tên đó xong cũng dừng lại, một là gã biết tiếng mình không truyền được xa nữa, hai là gã cũng tin chắc mấy người còn lại nhất định vẫn còn sống, thậm chí tình trạng còn tốt hơn gã nhiều. Chỉ là, dù lúc này tình trạng thân thể có ra sao, thì tiếp theo đây sẽ như thế nào chứ? không có thức ăn, không có phương hướng, không có ánh sáng, cả một đám người này chẳng qua chỉ đang trôi nổi dập dềnh trên biển ngầm, đợi chờ cái chết mà thôi. Đến cả ba tang cũng lần đầu tiên có ý niệm, nếu không hành mẫu, Bồ Tát nhân từ vạn năng có thể chỉ cho chúng còn ánh sáng ở đâu, con sẽ tin thờ, ngày ngày đều bái lại. Son thầm nhủ, lần này tính lầm rồi, không ngờ lại đến nước này. Tò mò hại chết người, lần này đúng là bị anh hại chết rồi, Johnson. Sớm biết thế này, hoàn thành nhiệm vụ xong là mình nên rút lui mới phải thực đúng là một quyết định ngu xuẩn trong bóng tối vang lên tiếng nói ngắt quãng của nhạc dương cường ba thiếu gia tôi nghĩ tôi sắp không xong rồi mới nói được một câu trương lập đã yếu ớt ngắt lời được được chưa hả cậu cậu vẫn còn khỏe thế tôi tôi thấy cậu nhất nhất định là đi sau tôi rồi nhạc dương bực tức nói anh chuyện này mà cũng muốn tranh với tôi sao vậy được đằng nào đằng nào sớm muộn cũng phải đi hết mỗi người để lại một câu đi trương lập nói cường ba thiếu ra sau khi tôi ra đi lúc con làm chuyện đó có tin chắc rằng chỉ cần mình nỗ lực và kiên trì thì sẽ nhất định thành công hay không con có con có trác mộc cường ba đang kéo mối suy tư ra khỏi cơn mộng mị ban nãy vừa khéo nghe thấy nửa câu đầu của trương lập câm miệng giọng nói yếu ớt của trác mộc cường ba không làm lu mờ đi sự uy nghiêm chỉ nghe tiếng gã tiếp tục cất lên trong bóng tối, các cậu định bỏ cuộc sớm vậy sao? Sau này đừng nói là đi lăn lộn với tôi nữa. Khụ khụ, không rõ là nhạc dương đang ho hay đang cười, chỉ nghe anh chàng yếu ớt cất tiếng, cường ba thiếu gia cuối cùng cũng biết. Đùa rồi, Trương Lập nói, cường ba thiếu gia anh xem, bây giờ, không nói, thì chẳng còn, cơ hội nữa đâu, chúng tôi, đã đến, cực hạn rồi, căn bản không biết, còn phải dập dành thế này bao nhiêu lâu nữa, phải lại dòng chảy này có thật sẽ đưa chúng ta đến nơi có ánh sáng hay không nói không chừng chúng ta chỉ đang chỉ đang vòng đi vòng lại ở khu vực trung tâm vùng biển mà thôi sau một thoáng trầm mặc giọng chắc mộc cường ba dần trở nên rõ ràng hơn gã nói tôi không cho là vậy ngừng lại giây lát gã mới tiếp tục nói lực thủy triều sẽ tập trung nước vào phần trung tâm vùng biển sau đó phát tán ra bốn phía xung quanh bằng những làn sóng gã lại ngừng một chút rồi tiếp lời chỉ cần chúng ta vượt qua được trung tâm của vùng biển này, những con sóng nhất định sẽ đẩy chúng ta sang phía bờ đối diện, bất kể là ở đâu, có phải là Sanbrilla hay không, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ cập bờ. Tôi tin chắc rằng, chúng ta đã vượt qua được vùng biển trung tâm, nơi chúng ta cập bờ, nhất định ở phía bên kia. Ừm, Nhạc Dương và Trương Lập khẽ phát ra một âm thanh tỏ ý hoài nghi, rồi không nói gì nữa. Họ không ngạc nhiên với lý luận của Trác Mộc Cường Ba, mà kinh ngạc vì bản thân gã sau khi nhịn đói ba bốn ngày, tại sao giọng cường ba thiếu ra nghe vẫn hùng hồn mạnh mẽ, vẫn tràn đầy tự tin, như thể anh ta chỉ vừa mới ngủ dậy, chứ không phải đã bị đói ba bốn ngày nay vậy. Trong bóng tối, Lư Cánh Nam mỉm cười, cô hiểu rõ, trước khi nói ra một câu, chắc một cường ba đều trầm mặc một lúc để thích tụ đủ sức lực, sau đó mới lưu loát nói một mạch ra, vì vậy không có kiểu phều phảo yếu ớt như bọn nhạc dương, trương lập. Đồng thời cô cũng phát hiện, càng lúc mình càng không thể nhìn thấu chắc Mộc Cường Ba nữa rồi, trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể dùng giọng nói trầm ổn như thế để vỗ yên nội tâm bất an của mọi người. Đây chính là người đàn ông được mọi người gọi là cường ba thiếu gia đó hay sao? Đổi lại là cô, chưa chắc đã có thể làm tốt được như vậy. Chắc một cường ba lại điềm đạm hỏi tiếp, có phải vậy không, đội trưởng Hồ Dương? Đội trưởng Hồ Dương chỉ ậm ừ hai tiếng, anh không biết, nên không trả lời. Trong hoàn cảnh này, anh cũng hoang mang như những người khác, anh chưa từng có trải nghiệm như vậy bao giờ cả. Tuy rằng anh cũng biết, mỗi người trong bọn họ đều không có kinh nghiệm, nhưng Hồ Dương vẫn lấy làm kinh ngạc trước sự bình tĩnh của của Trác Mộc Cường Ba. Ngay từ lần đầu tiên gặp người đàn ông tạng cao lớn này, anh đã cảm thấy trong mắt gã có thứ gì đó, trong đôi mắt ấy ẩn chứa một sự hiếu kỳ đầy lý tính, không chút sợ hãi e dè. đó là một điều cực kỳ hiếm thấy ở những người làm công tác thám hiểm. Đặc biệt là lúc ở trong động băng, lúc gã và Trương Lập cùng treo người trên một sợi dây an toàn, đôi mắt ấy đã để lại trong anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc và cả gương mặt ấy cũng khiến đội trưởng Hồ Dương có ấn tượng rất đậm nét, gương mặt gã khiến người ta có cảm giác, bất kể là có nguy hiểm thế nào, gã cũng sẽ là người đi đầu tiên, gã sẽ dùng hành động để cho những người ở phía sau biết rằng, con đường phía trước an toàn. Bạn đang đọc tại chấm cơm, không nhận được câu trả lời của đội trưởng Hồ Dương, chắc một cường ba lại hỏi, giáo quan, cô nói đi. Không hiểu là âm thanh nhỏ quá, hay là lữ cánh nam cảm thấy ngữ khí của chắc một cường ba vẫn chưa đủ, cô không trả lời, chắc một cường ba lại tích tụ sức lực, lần thứ hai cất tiếng gọi, Lữ Cánh Nam. Bấy giờ Lữ Cánh Nam mới mỉm cười nói, ừm, um, tôi cho rằng cường ba thiếu ra nói rất đúng. Chắc một cường ba lại dồn hơi sức, nói liền một hơi, tính theo thời gian, chắc là chúng ta đã cách lối ra rất gần rồi. Trước mắt, điều chúng ta cần làm chính là chờ đợi và kiên trì, đồng thời tin tưởng rằng chúng ta sẽ thành công. Chúng ta đã đi được bao lâu rồi, Pháp Sư Tháp Tây từ lúc nước chiều dâng lần đầu đến giờ đã là 89 canh giờ, cường ba thiếu ra. Người trả lời gã là Pháp Sư Á La. Chắc một cường ba lập tức nhận ra, Pháp Sư Tháp Tây đâu rồi ạ? À? Giọng Pháp Sư Á La vẫn bình tĩnh như thường, Pháp Sư Tháp Tây đã đi trước một bước rồi. Hả, lần này chắc một cường ba không hề dồn sức, mà là hết sức kinh ngạc bật ra thành tiếng, đồng thời cũng có mấy người khác kinh ngạc kêu lên. Pháp Sư Tháp Tây, Pháp Sư Tháp Tây là mật tu giả, trong lòng Trác Mộc Cường ba, đó là một dạng tồn tại vô cùng thần bí và lớn mạnh, thậm chí gã còn có cảm giác, pháp sư Tháp Tây dường như còn cao minh hơn cả pháp sư Á La nữa. Từ đầu gã vẫn luôn cho rằng, dù đám người này có chết hết đi chăng nữa, người cuối cùng còn sống nhất định chính là pháp sư Tháp Tây. Vậy mà, pháp sư Tháp Tây lại lặng lẽ ra đi như thế, gã thực không dám tin đó là sự thật. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là, những người trên thuyền đều không ai hay biết pháp sư Tháp Tây ra đi như thế nào và từ khi nào cả. Trương Lập lắp bắp, Pháp Sư, ông, ông có đùa không vậy? Ông, không hề thấy buồn lòng chút nào cả à? Pháp Sư Á La chậm rãi nói, người nào chẳng phải chết, chẳng qua chỉ sớm hay muộn mà thôi, nhìn thấu sinh tử là điều cơ bản nhất trong Phật môn. Chúng tôi không chỉ có thể tính toán thời gian của thế giới bên ngoài, đồng thời cũng biết rất rõ đâu là tận cùng của sinh mệnh bản thân. Đối với chúng tôi, chết đi, chỉ là một sự bắt đầu mới. Huống hồ, Pháp Sư Tháp Tây chẳng qua chỉ đi trước chúng ta một bước vì vậy, không cần phải buồn lòng thay ông ấy làm chi cả. Nhạc Dương không cam tâm hỏi, tại sao, chúng ta, lại chẳng hề hay biết vậy. Pháp Sư Á La vẫn nói với giọng bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, ông ấy không muốn làm kinh động đến ai, đã tự mình cởi bỏ dây an toàn, lẳng lặng, lặng chẫm mình xuống nước, vì vậy mọi người mới không biết. Hai người kinh ngạc nhất là Ba Tang và Son, họ là những người ngồi gần Pháp Sư Tháp Tây nhất, vậy mà không hề phát giác ra bất cứ điều gì. Ba Tang lấy làm nghi hoặc, Thầm nhủ, tùy lão giả ấy tuyệt thực sớm hơn những người khác một hai ngày, có điều hoàn toàn không hề có vẻ gì là sắp hết đời cả, mà lúc rời khỏi thuyền, mình cũng không hề phát giác ra. Chắc lão ta phải cao minh hơn cả pháp sư á là mới đúng, thế nhưng, đây là biển ngầm trong lòng đất vừa tối tăm vừa lạnh giá, bên dưới lại có những sinh vật khổng lồ đáng sợ, rơi xuống đó thì chết là cái chắc rồi. Rốt cuộc là vì sao, có thực là đã biết thọ hạn của mình đến rồi hay không? Thực không hiểu, không hiểu một chút nào cả. Son thì toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, không ngờ đám mật tu giả này lại đáng sợ đến vậy, nếu trong bóng tối mình mà có động tác gì, chắc chắn là đã bị phát hiện ra rồi. Trong bóng tối, tất cả lại chìm vào trạng thái trầm mặc, không có tiếng nức nở hay thở dài cảm khái, không có những tiếng khóc bi thương. Mọi người chỉ trầm mặc, rất nhiều năm sau đó, nhạc dương đã hình dung đó là sự miễn dịch trước tử vong, anh viết trong hồi ký của mình, tôi cho rằng đó không phải vì Pháp Sư Tháp Tây không quá thân quen với chúng tôi, khi cái chết ngày ngày đều diễn ra bên cạnh ta, khi cái chết có thể giáng xuống đầu ta bất cứ lúc nào, con người sẽ trở nên chai cứng hoặc giả, khi đối mặt với cái chết quá nhiều, ngược lại sẽ sinh ra một khả năng miễn dịch đối với cái chết. Sau một thoáng trầm mặc, Trác Mộc Cường ba nói, "Được rồi, coi như pháp sư Tháp Tây đã đi trước một bước, vậy thì sao chứ, ít nhất chúng ta vẫn còn đang sống, chúng ta sẽ không thất bại đâu, tôi đảm bảo với mọi người đó." Nhạc Dương lấy hết dũng khí, dè dặt hỏi, "Cường cường ba thiếu ra tại sao tại sao anh vẫn có thể kiên trì điều gì khiến anh trác mộc cường ba quả quyết nói bởi vì tôi là trác mộc cường ba bởi vì tôi là trác mộc cường ba gã lại bật lên tiếng gầm lúc ác đấu với sóng nước thủy triều dữ dội chỉ nghe trong bóng tối đá núi dường như cũng chấn động sóng biển ầm vang âm thanh truyền đi xa thật xa cả con sóng cơ hồ cũng bị đẩy tạt đi cơ hồ như cả biển lớn mênh mang kia cũng chợt nảy lòng thoái nhượng con trai đừng quên tên của mình giọng nói ấm áp của giáo sư phương tân cũng đang dấy lên những con sóng cuồn cuộn trong lòng trác mộc cường ba tôi không quên đâu thầy giáo trác mộc cường ba thầm nhủ trong lòng bóng đêm chìm trong yên tĩnh lời hứa của trác mộc cường ba chẳng hề có chút sức nặng nào ít nhất gã cũng không có chứng cứ để người khác tin phục nhưng chẳng hiểu tại sao nghe gã nói vậy mọi người đều cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang dấy lên trái tim đã băng lạnh dần trở lại ấm áp đó rốt cuộc là cảm giác gì trương lập Nhạc Dương cho rằng đó là một sự tín nhiệm, còn Ba Tang son lại nghĩ đó là tín ngưỡng, là sức mạnh tín ngưỡng trong lúc tuyệt vọng nhất đang chảy tràn trong giọng nói vang vang mạnh mẽ khiến con người ta nảy sinh hy vọng, nó truyền đến tận cõi sâu thẳm nhất trong linh hồn mỗi người, cho tàn sẽ bùng cháy lên, một đốm lửa có thể thiêu đốt cả cánh đồng, chỉ cần một đốm lửa đó thôi, là đã đủ chiếu hồng cả một bầu trời rồi. Trong bóng tối, mọi người không còn chìm sâu vào tuyệt vọng nữa, mà cùng nín thở đợi chờ sẽ có ánh sáng chăng. Cường ba thiếu gia đã nói, sẽ có ánh sáng, vậy thì nhất định là sẽ có. Mặc dù phía trước vẫn là một vùng sương mờ mịt, mặc dù Sandrila vẫn còn lẩn khuất trong mây, nhưng tiếng hét ấy, tựa hồ đã đánh thức cả lịch sử đang say ngủ. Cả bọn đứng ở mũi thuyền, ánh mắt nhìn xuyên qua tầng tầng mây vụ, ngước lên hướng gió biển, con thuyền đạp sóng tiến lên. Sandrila, sau nghìn năm tịch mịch, sẽ lại một lần nữa đóng dấu chân con người. Trong bóng tối, họ nghe thấy tiếng thở nặng nề của Trác Mộc Cường Ba, kế đó, bỗng nghe thấy gã lớn tiếng kêu lên, tôi cảm giác được rồi, chúng ta đã rất gần lối ra rồi. Giọng nói gấp gáp ấy truyền đi thông tin khiến người người đều hân hoan mừng rỡ. Nhạc Dương ngờ vực hỏi, Cường Ba thiếu ra, anh, anh và anh Ba Tang, không phải, không phải chỉ cảm ứng được, nguy hiểm thôi hay sao? Sao anh? Cường ba thiếu ra nói, tôi thực sự cảm thấy thế mà, nhạc dương, tin tôi đi. Pháp sư Á La ngồi ngay ngắn nơi cuối thuyền, cuối cùng cũng hé lộ một nụ cười, thầm nhủ, là gió, là gió đấy, cường ba thiếu ra. Không khí ô chọc đã được gột rửa làm sạch, thổi tới những ngọn gió thanh tân vô ngần, trong gió ẩn chứa thứ sức mạnh thuần khiết ấy, cậu đã cảm ứng được nó rồi, cường ba thiếu ra. Nhạc Dương còn đang định hỏi gì đó, nhưng một âm thanh kỳ dị đã làm ngắt mạch suy nghĩ của anh. Em mờ thanh ấy ở ngay bên cạnh, nhưng trong bóng tối, Nhạc Dương không thể biết được đã xảy ra chuyện gì, bèn lẩm bẩm hỏi cái gì vậy cái gì đang kêu vậy trương lập đáp làm gì làm gì có cậu không phải cậu bị ảo giác đấy chứ nhạc dương nói suyệt mọi người nghe đi anh vươn một cánh tay ra lần mò bên cạnh cuối cùng vừa chờ mình liền nhìn thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy trương lập nhạc dương không biết sức lực từ đâu đột nhiên trào lên chảy khắp thân thể mừng rỡ reo lên là máy đo khoảng cách bằng tia laser máy đo laser đấy cái gì hả tôi xem nào, tôi xem với nào. Ha ha, chúng ta vượt qua rồi, chúng ta vượt qua khu vực có từ trường rồi, có thể sử dụng lại các máy móc được rồi. Ha ha, cảm giác của cường ba thiếu ra không hề sai, nhất định là chúng ta sắp đến cửa ra rồi. Nhất định là thế rồi. Trong bóng tối, họ lại nghe thấy giọng nói cuốn hút của cường ba thiếu ra vang lên, xem kìa, ánh sáng. Nhưng lần này, giọng của Trác mộc cường ba run lên rõ rệt, gã đang cố kiềm chế cảm giác kích động trong lòng, đây cũng là lần đầu tiên trong đời gã kích động đến vậy khi thấy ánh sáng. Chính gã cũng không thể ngờ mình lại rơi lệ khi thấy được ánh sáng. Ánh sáng, đó là ánh sáng. Lúc mới đầu, chỉ thấy ở sâu thẳm trong bóng tối mịt mùng có một sợi tơ bạc chập trần hiện lên, không rõ ràng cho lắm. Chắc một cường ba phải nheo chặt mắt lại mới miễn cưỡng nhận ra được, nhưng gã tin chắc đó chính là ánh sáng, đó nhất định là lối ra khỏi trốn tăm tối này. Từng luồng không khí mang tin tức từ phía xa đến, lỗ mũi gã bắt lấy, hay lá phổi gã giải đọc thông tin trong đó, cảm giác dễ chịu và sướng khoái chưa từng có ấy là từ nơi có ánh sáng truyền đến. Cảm giác ấm áp trong từng làn gió mơn man xua đi cái lạnh đang bám dễ trong cơ thể, đây chính là sức mạnh của ánh sáng, đây chính là sức mạnh sáng tạo ra sự sống. Mỗi lúc một gần hơn, sợi tơ mong manh kia cũng dần lớn lên, phiêu siêu linh động, sáng ngời ấm áp, tựa như một sợi dây lụa đang tung bay múa lượn. Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn trông thấy, những tia sáng tựa những mũi kim bạc bắn tóe ra trên sợi dây đó, ghim vào cơ thể mình, bắn vào con thuyền. Gã giang rộng hai cánh tay, dùng thân thể mình đón lấy. Mỗi tia sáng ấy đều mang đến sức mạnh mới mẻ, thân thể gã tham lam hút lấy chúng, khoảnh khắc ấy, ánh sáng đã hoàn toàn chiếm trọn tầm nhìn của gã. Cuối cùng, bọn gã đã vượt qua được vùng biển ngầm sâu dưới lòng đất chỉ có chết chóc và bóng đêm rồi. Những người nằm trong thuyền cũng dần dần cảm giác được sự thay đổi của ánh sáng. Không gian vốn đen tuyền như mực, giờ đã biến thành một quầng tối hỗn độn, đó là một cảm giác rất khó miêu tả thành lời, bóng tối vẫn là bóng tối, nhưng lại cảm nhận được một cách rõ ràng, bóng tối lúc này đã khác hẳn lúc trước, trong bóng tối, tựa hồ đã có thêm thứ gì đó, chỉ có điều, lúc ấy họ vẫn chưa thể nhận ra đó là gì mà thôi. Ngay sau đó, họ liền cảm nhận được, bóng tối đang dần lùi đi, giống như mực tàu không ngừng bị nước trong đổ vào pha nhạt dần nhạt dần, mắt họ cũng dần dần hồi phục lại thị lực thậm chí còn cảm giác được những đường nét mơ hồ của đỉnh vòm trong bóng tối. Bóng tối lùi đi, từ nơi hỗn độn ra đến thế giới của ánh sáng mất hai tiếng đồng hồ. Đúng vậy, đây là thời gian nhạc dương xem trên đồng hồ đeo tay, tuy đồng hồ đã không thể phản ánh thời gian chuẩn xác nữa, nhưng dù sao thì nó cũng đã bắt đầu hiển thị, giống như một trái tim đã chết bỗng nhiên phục sinh, đập mạnh mẽ trở lại. Khi cường ba thiếu ra lớn tiếng hô vang, tôi là chắc một cường ba, lòng người, máy móc, con thuyền, thậm chí là cả vùng biển minh mang này đều sống dậy, tựa hồ trong cõi u minh có một thứ sức mạnh đã thức tỉnh tất cả. Hai tiếng sau, dù là nằm trong thuyền cũng có thể nhìn thấy ánh sáng. Đó là một quần sắc bạc nhàn nhạt, nhạt, như mạ lên thân con thuyền một lớp bạc lóng lánh. Còn cả người ở mũi thuyền kia nữa, người trong bóng tối nhận biết phương hướng, chỉ dẫn họ đến với ánh sáng, cường ba thiếu gia. Hào quang bàng bạc nhẹ nhàng bao phủ lên làn da màu đồng cổ của người đàn ông đó. Gã đang hướng về nơi xa xăm, ngẩng đầu đứng hiên ngang những tia sáng tinh khiết tạc nên đường nét cương nghị của gã tẩy sạch những gì như bẩn và y phục rách dưới cơ hồ như chỉ có một tầng ánh sáng trắng dịu dàng nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể kiên cường ấy vậy nhạc dương lẩm bẩm nói trương kiện mau ra xem thượng đế này giây lát sau anh mới sực nhớ ra trương kiện đã rời khỏi bọn họ từ nhiều ngày trước rồi son nhìn thân thể phát quang ấy khó mà che giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng cái tên này hắn đứng dậy từ lúc nào vậy hắn hắn vẫn còn đứng lên được hay sao trên người hắn đang tỏa ra thứ ánh sáng gì vậy đó mới thực sự là trác mộc cường ba ư đó mới thực sự là kẻ được mắc kin coi là đối thủ ngang hàng ư đó mới là kẻ duy nhất mà người kia dặn dò ta phải cẩn thận ư đúng vậy rồi sức mạnh đang chảy trong cơ thể hắn chính là tinh thần vĩnh viễn không bị đè nén vĩnh viễn bất tử trong truyền thuyết ấy hay sao hắn và những người này đều là những kẻ không tin vào số mệnh dám đấu với cả ông trời Lâu lắm mình không gặp kẻ nào đáng sợ như vậy rồi, sự tự tin ấy của hắn từ đâu ra nhỉ? Bỗng nghe tóm một tiếng, bên cạnh mạn thuyền vang lên tiếng quẫy nước. Có cá, pháp sư Á La và lữ cánh Nam cơ hồ cùng lúc bật dậy, động tác nhanh nhẹn chẳng kém gì báo săn hay loài khỉ vượt, nhìn bộ dạng tỉnh táo, tinh thần sung mãn ấy, chẳng hề có lấy một chút mệt mỏi nào cả. Thay đổi quá đỗi bất ngờ ấy khiến ai nấy trợn tròn hết cả mắt lên. Son càng không còn gì để nói nữa, cả đám này là hạng người gì vậy chứ? người duy nhất đã chuẩn bị tâm lý có lẽ chỉ có mình chắc một cường ba. Đương nhiên gã hiểu rõ, như gã mới nắm được một chút về sức mạnh chakra mà đã hấp thu được sức mạnh từ trong không khí, càng huống hồ hai mật tu giả đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt như Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam. Hai người này dù có nhịn đói cả tháng trời e rằng cũng không thành vấn đề. Cả một đàn cá, chỉ thấy dưới con thuyền, có cả ngàn vạn con cá nhỏ không biết tên đang tụ lại với nhau, như một tấm thảm ma thuật biến ảo vô thường, ánh lên vô vàn tia sáng bàng bạc, Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam mỗi người một bên, lợi dụng ánh sáng để quan sát tình hình bầy cá bên dưới. Chỉ thấy pháp sư đột nhiên lật cổ tay, một sợi dây mảnh như tơ vàng liền bắn vút ra. Dây móc, có thể sử dụng lại dây móc rồi. Khi sợi dây được kéo lên, một con cá không biết tên, trông bèn bẹt tròn tròn đã bị kéo theo lên khỏi mặt nước, ném vào thuyền. Mới đầu mọi người vẫn còn nhìn con cá hình dáng kỳ quặc này với ánh mắt nghi hoặc, nhưng Ba Tang đã dẫn đầu, chẳng buồn để tâm xem đó là thứ gì chụp lấy cho vào miệng, dùng hai hàm răng giật ra một mảng thịt như loài dã thú, nhai nhai vài cái rồi nuốt ực. Tiếp theo đó, những người khác cũng đều bổ tới, chẳng còn để tâm gì nữa, chỉ biết rằng xé nhét vào miệng. Trên con thuyền này, Son đã học được hai câu thành ngữ tiếng Trung Quốc, ăn sống nuốt tươi và ăn như thần trùng hút mả. Những cách phân biệt có độc hay không, phòng ký sinh trùng trong sinh vật như thế nào mà lữ cánh nam dạy họ đều bị quên sạch sành xanh, họ chỉ cần có thứ nhét được vào miệng, đâu còn ai quan tâm được nhiều như vậy nữa. Hết con cá này đến con cá khác bị dây móc bắn trúng, quăng lên trên thuyền, chưa kịp rơi xuống sàn thì đã chẳng còn lấy cả khúc xương nữa. Nhạc Dương quệt miếng lòng thòng không hiểu là bụng cá hay lòng cá trên khóe miệng, thỏa mãn chép chép miệng. Đây là thức ăn ngon nhất mà anh từng ăn trong đời, thậm chí anh còn chẳng biết mùi vị nó như thế nào nữa, chỉ biết nhét vào miệng là nhai, nhai hết sức vui vẻ, hết sức thỏa mãn. Mấy thứ thức ăn ngon bình thường tuyệt đối không thể nào mang đến cảm giác thỏa mãn như vậy được. Trương Lập vừa ăn vừa cười ngây ngốc, ăn đến quên hết mọi chuyện trên đời. Tuy thứ cá này trông kỳ quái lạ đời, không có đuôi, hình dáng giống như con mắt, nhưng những chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng đến khẩu vị của bọn họ. Cả Mẫn Mẫn cũng chẳng để ý đến hình ảnh, vươn tay tranh giành với đám đàn ông, ăn uống nhồm nhoàm. Trong khoảnh khắc này, bản năng đầu tiên của sự sống cuối cùng đã hoàn toàn bộc phát ra hết. Đội trưởng Hồ Dương lấy móng tay xỉa răng, không biết có phải xương cá đã mắc vào kẽ răng hay không nữa, anh cũng không dám tưởng tượng mình làm thế nào mà nhai nát cả xương cá cứng chắc ấy thành bã như kẹo cao su vậy. Son ăn no căng bụng ra rồi mà vẫn không thôi, vừa ăn vừa quơ vô số cá ôm vào lòng. Có trời mới biết sau đây có còn cả đàn cá vừa khéo xuất hiện ở đúng nơi thuyền đi qua nữa hay không chứ? Tới khi cả bọn ăn no, ăn đủ rồi, mới thấy Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Trác Mộc Cường ba chầm chậm chậm mổ bụng cá, rửa sạch thịt cá. Khi ấy, những người còn lại mới nhận ra, có lẽ mình đã ăn cả những thứ không nên ăn rồi, nhưng cũng chẳng hề gì, ít nhất là họ vẫn còn sống, điều này quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mẫn mẫn lau lau miệng, rồi nói, để em đi xem hai người đang ngủ kia thế nào. Đội trưởng Hồ Dương thì nói với Trương Lập, xem thử coi, có thể liên hệ với bên ngoài không, có tín hiệu vô tuyến điện không. Nhịp thở của Vương Hữu và Triệu Trang Sinh vẫn bình thường, đường mẫn hân hoan gật gật đầu. Còn Trương Lập thì không được may mắn như vậy, chỉ thấy anh lắc đầu nói, không có tín hiệu. Đội trưởng Hồ Dương khẽ gật đầu một cái, điều này đã nằm trong dự liệu rồi. Trác Mộc Cường ba nhìn con cá trong tay, thấy không có vẩy cũng chẳng có đuôi, cả xương cũng rất ít, gã thực không hiểu nổi, con cá như vậy thì làm sao bơi được trong nước biển nữa, cắn thử một miếng, thấy thịt cá không nhẵn mịn mà có cảm giác giống như nhai cỏ khô. Gã liền hỏi, mọi người đã thấy giống cá này bao giờ chưa? Ai nấy đều lắc đầu, Trương Lập nói, có điều, tôi chắc chắn nó không có độc. Trác Mộc Cường ba cười cười, nếu Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam phán đoán chúng có độc, tất nhiên sẽ không quăng lên thuyền. Lúc này, Son mới bắt đầu quan sát lũ cá mình đã vơ vào các túi áo túi quần, nhưng lục tìm khắp trong ký ức, đừng nói tên của loài cá này là gì, đến cả những chủng loại tương tự anh ta cũng không hề có chút ấn tượng nào. Son bất giác thầm nhủ, lẽ nào đây lại là một loại cá chỉ sống dưới đáy biển sâu? Đường Mẫn nói, mà kệ nó là cá gì, nếu đã có thể ăn được, chúng ta nên tích trữ nhiều một chút. Không phải lúc nào cũng gặp được cả đàn cá như vậy đâu. Son cũng ủng hộ ý kiến này. Trác Mộc Cường ba gật đầu nói, được rồi, nếu đã nghỉ ngơi đủ, có thể hoạt động được thì mọi người đều đi bắt cá đi. Trương Lập và Nhạc Dương đã dục dịch muốn thử từ lúc nãy, liền đứng bật dậy như được đặc xá, chẳng buồn để ý đến cơ bắp yếu ớt vẫn còn run run, nhào ra bên mạn thuyền dơ cổ tay lên bắn dây móc. Kể ra thì cũng thật lạ, đàn cá này giống như lũ cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, cứ tụ tập ở xung quanh thuyền của bọn họ mãi. Có lúc dây móc bắn ra có thể xuyên qua ba bốn con cá liền. Trong thuyền ngoài thuyền phút chốc nước bắn tung tóe, đám người mới nhìn thấy ánh sáng sau một thời gian dài bị bóng tối triền miên bùa với đó, ai nấy đều phát ra những tiếng cười tự đáy lòng mình. Trác Mộc Cường ba cho một lát thịt cá vào miệng, cảm thấy hết sức thô giáp, lại ngạc nhiên hỏi, loại cá này không có xương răm nhỉ. Lữ cánh nam đáp, Ừm, cả vây cũng không có nữa, nhưng lại không phải động vật nguyễn thể, nó có xương sống, chỉ có điều xương sống không giống với những loại cá chúng ta từng thấy. Anh xem đi, nói đoạn, cô nhổ trong miệng ra một miếng xương cá, nhìn trông tròn tròn, tựa như một cái còi vậy. Son cầm một con cá lên chăm chú quan sát một hồi lâu, bộ dạng như một nhà nghiên cứu, rồi lắc đầu nói, trước tiên có thể xác định nó là động vật có xương sống, nhưng không rõ có phải thuộc họ cá hay không nữa. Chắc chắn không phải cá xương cứng, nhưng nếu nói nó là loại cá nhuyễn thể thì tôi chưa từng bao giờ thấy hình thái này cả trác mộc cường ba nói thì ra anh son hiểu biết về động vật nhiều như vậy son cười cười nói cùng với khảo cổ tôi cũng tương đối có hứng thú với các loài động thực vật nữa lữ cánh nam nói vậy anh có nhận định gì về loài cá này son đáp ấn tượng đầu tiên của tôi là hình như chúng còn chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng nói gì thì nói chủ yếu là có thể ăn được anh cường ba cá này Đường mẫn kêu lên, Trác một cường ba ngẩng đầu nhìn, liền thấy một con cá không đuôi vạch trên không chung một đường cong, bay thẳng về phía mình. Gã vội giơ tay lên bắt, chẳng ngờ loại cá không đuôi này trơn như thoa mỡ, bắt trượt một cái, con cá liền chui tọt vào trong áo gã. Trác một cường ba vội vàng cuống cuồng đứng dậy rũ rũ vạt áo. Đường mẫn bật cười khanh khách, đôi hàng lông mi dài còn dính những hạt nước long lanh. Vẻ đẹp trong khoảnh khắc ấy đã che mờ đi tất cả nét tiểu tụy nơi cô, Trác Mộc Cường Ba bất giác nhìn đến ngây người ra. Cùng lúc ấy, Lữ Cánh Nam cũng đang nhìn Trác Mộc Cường Ba, Son thì nhìn Lữ Cánh Nam, còn Pháp sư Á là lại nhìn Son, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. "Cường Ba à, anh mau đến xem đi." Đường Mẫn lại nhảy cẫng lên nói, xưa kìa, có nhiều sứa quá." Trác Mộc Cường Ba cho một miếng thịt cá lớn đã rửa sạch vào miệng nhai, rồi bước tới bên cạnh Đường Mẫn. Cô ôm lấy cánh tay gã, chỉ xuống mặt nước nói, "Anh xem kìa, đẹp quá, đẹp quá đi." chỉ thấy mặt nước loang loáng ánh sáng vô số con sứ hình chiếc ô đang rung động nổi từ dưới đáy nước lên con nào con nấy to bằng nắm tay màu sắc của chúng tựa như ánh đèn neon có xanh lam có hồng phấn xanh lục rực rỡ đủ sắc đủ màu cả ngàn vạn con sứ cùng bơi dập dềnh cảnh tượng khiến người ta càng thêm xúc động chỉ có điều chắc mộc cường ba lại ngấm ngầm cảm thấy có gì bất ổn những con vật này dường như cũng bị con thuyền hình rắn của họ thu hút lại xem chừng như càng lúc càng tụ tập về nhiều hơn son đứng lên nhìn thử lấy làm kỳ quái nói sao lại có màu sắc như vậy nhỉ đây là loại sứa gì thế trác mộc cường ba mẫn cảm nói có gì không ổn hả son nói anh nhìn dưới nước đi giờ ánh sáng cũng không phải rõ ràng cho lắm vẫn có thể coi là tương đối ảm đạm nước biển màu xám cho trong suốt còn màu sắc của lũ sứa này lại thật rõ ràng sắc nét hiển nhiên không phải do vi khuẩn cộng sinh bám trên bề mặt chúng phát sáng mà là bản thân chúng đang phát sáng đó là sinh vật quang Đường mẫn nghe đến mê mẩn cả người, ồ, oh, đẹp quá đi, anh xem kìa, xem con kia kìa. Nhìn theo hướng ngón tay đường mẫn chỉ, liền thấy một con sứa màu xanh lục đang kéo theo sợi xúc tu dài thướt tha, vươn dài xuống bên dưới làn nước. Sợi xúc tu ấy không những rất dài, mà cứ cách 10cm lại có một điểm phát quang trông như hạt chân trâu, đung đưa trong nước, nhìn như một giải lụa có gắn đèn vậy. Son lại nói, sợi xúc tu đó rõ ràng không hợp với thể hình của nó chút nào đây, đây rốt cuộc là thứ gì chứ? Một con sứ đang ở ngay sát mạn thuyền, Trương Lập trông thấy bèn nói, mẫn mẫn, xem tôi bắt con này lên nhé. Nói đoạn định cúi người xuống vớt lên, bỗng nghe lữ cánh nam đột nhiên quát lớn, Trương Lập, không được. Thân thể Trương Lập xứng lại, không hiểu xảy ra chuyện gì. Lữ cánh nam lại nói, cẩn thận có độc, cô đứng bên mạn thuyền, quan sát lũ sứ ấy, rồi chỉ tay vào đàn cá nói với Trương Lập, cậu xem lũ cá kia kìa chỉ thấy lũ cá nhỏ không có đuôi dường như hết sức hoảng loạn, đội hình vốn ngay ngắn chỉnh tề bỗng nhiên tản hết cả ra. Những dải dây phát quang tựa như chấn song lao tù mà chúng không thể nào xông qua được, vô số cá bị những dải dây đó quấn lấy rồi chìm xuống, không còn thấy đâu nữa. Đường Mẫn bất mãn kêu lên, sao lại thế chứ? Trương Lập vội rụt người lại, xoa xoa ngực thốt lên, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Nhạc Dương cười cười bảo, còn muốn bắt sứ nữa không? nếu chẳng phải có giáo quan anh đã bị sứa bắt ăn thịt mất rồi đấy son đưa mắt quan sát những giải dây phát quang phân bố xung quanh thuyền đột nhiên nói thứ chúng ta thấy không phải là thân thể con sứa đâu mà chỉ là xúc tu của nó thôi thân thể nó có lẽ vẫn ở bên dưới ngay dưới con thuyền này này con này lớn đấy đội trưởng hồ dương cũng tò mò đứng dậy hỏi cái gì lại một con gì lớn nữa hả son căng thẳng nhìn xuống dưới có một số loại sứa thể hình rất lớn như là sứa dáng mây vậy, đường kính tán dù có thể lên tới 3 mét, xúc tu vươn ra dài từ 30 đến 50 mét, xúc tu của nó mà vươn hết ra thì lũ cá trong chu vi mấy trăm mét vuông đấy đều khó mà chạy thoát. Hy vọng con sứa này không đến nỗi lớn như vậy. Lúc này, ba tàng ở đuôi thuyền chợt lên tiếng, còn lớn hơn anh nói nữa, đến đây mà xem này. Son vội chạy đến xem thử, liền giật nảy mình, chỉ thấy phía dưới đuôi thuyền có một cái bóng mơ hồ nổi lên từ dưới đáy biển sâu đen kịt, cái bóng hình dạng như bánh xe ấy, tạm bỏ qua không tính đến sai số thị giác do độ sâu, thì đường kính ít nhất cũng phải trên 5 mét, đám giải dây phát sáng kia chính là xúc tu của con quái vật khổng lồ này. Giọng son đã trở nên lắp bắp, chúng ta, chúng ta mới chỉ nhìn thấy chỗ xúc tu tập trung thôi, tán ô của nó xòe ra chỉ sợ còn to hơn cả cái mảng đen dưới kia nữa, vậy thì, vậy thì xúc tu của nó chẳng phải dài đến hơn 50 mét rồi sao? Đây là quái vật gì vậy chứ? Lúc đường mẫn nhìn thấy diện mạo thực sự của đám giải dây phát quang đó, cũng hoảng sợ đưa tay lên bịt miệng. Nhạc dương vội vàng thu dây móc về, nói với chắc một cường ba, cường ba thiếu ra, đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Sao động vật ở đây toàn to tổ bố thế này chứ? Anh còn chưa dứt lời, đột nhiên con thuyền hình rắn đã rung lắc một chặp, mặt biển cũng dập dềnh bất an. Đội trưởng Hồ Dương bám chắc mạn thuyền kêu lên, lẽ nào lại là sóng thủy triều? Pháp sư Á la lắc đầu, không phải, chưa tới lúc đó. Nhạc Dương nói, liệu có phải con sứa bên dưới dở trò không? Son nói, không phải đâu, xúc tu của nó không thể khỏe như vậy được. Ở kia kia, là cái thứ kia, Trương Lập ở mũi thuyền hét lớn. Mọi người ở đuôi thuyền lại chạy lên, chỉ thấy phía xa xa có một ngọn núi nhỏ đang chìm dần xuống nước. Cái đó là một bóng đen lao vun vút về phía con thuyền của họ, hình thành nên những đợt sóng làm cả mặt biển dập dần rung động. Trở lại đại cổ sinh. Bóng đen ấy tiến đến mỗi lúc một nhanh, trái tim những người trên thuyền cứ chìm dần xuống. Cái bóng ấy, cái bóng ấy thực sự quá lớn, khi nó đến bên dưới con thuyền, những người bên trên thậm chí còn không dám nhúc nhích, chỉ biết lẳng lặng nhìn thứ đáng sợ đó lướt qua bên dưới đáy thuyền. Đường mẫn sợ hãi vùi đầu vào vòng tay chắc một cường ba, cả nhìn cũng không dám. Son thầm tính toán sơ qua một chút, ước chừng chiều dài cơ thể nó cũng phải gấp 2 đến 3 lần con thuyền hình rắn của họ, thể tích cỡ gấp 10 lần, cái đầu của nó có lẽ phải dài đến gần 5 mét, trọng lượng ít ra cũng phải tầm 150 tấn trở lên. Ở vùng biển này, gặp phải hạng mãnh thú khổng lồ như thế, vũ khí nào cũng đều trở nên hết sức nhỏ nho yếu ớt. Điều duy nhất bọn họ có thể làm, chỉ là cầu nguyện mà thôi. Cái bóng đen ấy dường như cũng không hứng thú lắm với con thuyền nhỏ của bọn chắc một Cường Ba, chỉ lướt vèo qua bên dưới một cái. Sau đó, mới nghe ba Tăng nói, chắc là nó ăn con sứ khổng lồ kia rồi. Nhạc Dương cố gắng lục tìm trong ký ức của mình, cuối cùng mới lẩm bẩm nói, có. Có phải là cá voi xanh không nhỉ? Chắc chắn là cá voi xanh rồi, đúng không? Nhưng chính bản thân anh cũng không dám khẳng định, cá voi xanh hình như không phải như vậy. Cái bóng đen ấy thoạt nhìn trông như một cỗ máy xay thịt khổng lồ, rõ ràng là loại nhe nanh múa vuốt dữ tợn vô cùng, chẳng hề có chút gì liên quan đến loài động vật hiền hòa kia cả. Son đưa tay quệt mồ hôi trên trán, lắc đầu một cách máy móc, không, không phải cá voi xanh đâu, có lẽ nhỏ hơn cá voi xanh một chút nhưng nhưng chắc chắn cá voi xanh không phải đối thủ của con quái ấy cái bóng đen đó bóng đen đó nó nó nhất định là quái vật đứng cuối cùng trong chuỗi thức ăn ở đây rồi mọi người có nhìn thấy bóng cái đầu nó không cái đầu ấy trông như đầu cá xấu vậy thế tức là miệng nó miệng nó dài bằng cả cái đầu đấy cái miệng như thế có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì chết tiệt thật tôi chưa từng thấy loại quái vật thế này bao giờ son cảm thấy như mình sắp sụp đổ đến nơi hy vọng cầu sinh vừa mới cháy bùng lên đã lại bị cái bóng đen đáng sợ kia đập tan tành anh ta vốn rất tự tin với kiến thức về sinh vật của mình nhưng ở vùng biển xa lạ này ở vùng biển không có tên trên bất cứ tấm bản đồ nào này anh ta lại không hề biết một loài sinh vật nào cả chẳng những vậy loài nào loài nấy đều to đến mức đáng sợ đây đúng là một thế giới hoang đường nhất định là do ở trong bóng tối quá lâu mọi người đều nảy sinh ảo giác đúng vậy đó là ảo giác tập thể trong y học cũng có một chứng bệnh như vậy. a à, ba tang đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, loạn trọng lùi lại một bước. Chắc một cường ba vội hỏi, sao vậy ba tang có phải anh nhớ ra gì đó không? Ba tang lắc đầu nói, không, không phải, vừa nãy tôi nhìn thấy. Cái bóng đen kia, dường như bị, bị thứ gì đó, nuốt chửng rồi. Trương Lập đứng ngớ người, đội trưởng Hồ Dương liền căng mắt ra nhìn, chỉ thấy phía sau đuôi thuyền vẫn một mảng tối đen, nào có nhìn được gì. Nhạc Dương hỏi, anh Ba Tang, anh, anh không nhìn lầm đấy chứ? Anh đang nói tới cái bóng đen vừa bơi qua lúc nãy phải không? Nó mà cũng bị thứ gì đó nuốt chửng luôn à? Liệu có phải là nó bơi vào trong bóng tối, thế nên anh có cảm giác giống như? Ba Tang lạnh lùng nói, không, tôi không nhìn lầm, chắc chắn là bị thứ gì đó nuốt chửng rồi. Lòng bàn tay chắc Mộc Cường ba bắt đầu vã mồ hôi. Nếu cả cái bóng đen khổng lồ ban nãy mà thứ đó cũng có thể nuốt chửng một hơi, vậy thì đám người trên con thuyền nhỏ này của bọn gã chẳng phải chẳng bỏ nhét kẽ răng cho nó hay sao? Nơi này chẳng những kỳ dị không thôi, xét ra nó được gọi là địa ngục cũng chẳng sai chút nào. Gã không ngừng tự hỏi bản thân, không ngừng suy nghĩ, nếu giáo sư Phương Tân ở đây, không biết ông sẽ làm như thế nào? Đội trưởng Hồ Dương ngồi phịch xuống sàn thuyền, thở hồn hển nói, chẳng nhìn thấy còn tốt hơn. Trương Lập cũng nói, phải đấy, ở sâu trong chỗ tối tăm mù mịt kia chẳng thấy gì cả, ngược lại còn không sợ, đến trốn quái quỷ này. Anh ngẩng đầu lên ngước nhìn về phía trước, vách đá hình cung tựa một cái miệng khổng lồ, ánh sáng chiếu qua môi trên dọi vào, thoạt nhìn sắp ra ngoài đến nơi rồi, nhưng có đi thêm mấy tiếng nữa, e rằng con thuyền nhỏ của họ vẫn ở trong cái miệng đó mà thôi. Trương lập thở dài, rốt cuộc chúng ta còn cách cửa ra bao xa nữa đây. Mà bên ngoài kia còn gì nữa chứ? Nhạc Dương nói, bên ngoài kia có gì à? Lại chẳng phải đám quái thú đó hay sao, tôi còn tưởng đã thoát khỏi bóng thần chết rình rập rồi, hức hức. Thật tức cười, vất vả cực nhọc một hồi, rốt cuộc chúng ta vẫn còn đang nguy khốn, một con quái thú vu vơ cũng đủ nuốt chừng cả bọn rồi. Trương lập tự an ủi bản thân, nói, không sợ, không sợ, ra tới bên ngoài, đến được Sandrila là tốt rồi. Son nói, ừm, um, nếu dưới biển toàn loài vật khổng lồ thế này, vậy thì lên bờ, liệu có gì hơn được cơ chứ? Nhạc Dương đột nhiên sực nhớ ra gì đó, vội hỏi, cường ba thiếu gia anh. Quyển, quyền kinh cổ ấy nói thế nào ấy nhỉ? Chính là quyển kinh trong nhà anh ấy. Trương Lập nhớ lại, lầm nhầm, bọn họ lênh đênh ngàn vạn năm trên dòng U Minh Hà, dọc đường gặp rất nhiều quái thú ác ma, có trâu biết bay, có voi biết lặn, quái thú cao đến ba tầng lầu, da dày như bọc thép, mũi to bằng con lợn, rán có thể ăn thịt người. Đường mẫn xịu mặt ủ rũ, là thật đấy, thì ra trong đó đều là sự thật, vậy xem ra, dù có lên được bờ, khắp nơi cũng toàn là quái thú thôi thế thế mà gọi là sanrila à trương lập lẩm bẩm cao ba tầng lầu vậy thì cũng giống lũ quái thú dưới biển này rồi còn gì nhưng mà rốt cuộc sẽ là bọn quái vật kiểu như thế nào nhỉ nhạc dương sực hiểu ra vội chụp lấy tay trác mộc cường ba hỏi á cường ba thiếu ra lũ quái thú cao ba tầng lầu ấy là khủng long bạo chúa đấy trác mộc cường ba ngạc nhiên hỏi sao cậu lại nói vậy nhạc dương liền nói anh có nhớ bộ xương khủng long bạo chúa hóa thạch mọi người nhìn thấy trong địa cung Maya không? Tại sao người Maya lại đặt hóa thạch của khủng long bạo chúa trong cung điện của tử thần? Mà về sau khi chúng ta nghiên cứu về thần Viracocha của người Maya, cũng từng phát hiện bên cạnh tượng của ngài còn khắc rất nhiều sinh vật khổng lồ trông giống như con thần lằn đứng, độ cao ước chừng bằng 5 lần con người. Nếu nói tất cả những chuyện này có liên hệ với nhau, thì chúng ta có thể đặt ra giả thiết, vị sứ giả vượt ngàn dặm xa đến châu Mỹ để triển hiện thần tích ấy, đã mang đến một sự sùng bái tâu tầm khác. Ông ta từng nhìn thấy những con quái thú cao ba tầng lầu, đồng thời coi loài quái thú trông như con thần lằn đứng ấy là hóa thân của sức mạnh. Trương Lập bổ sung tiếp, vị sứ giả ấy đã giúp vua Maya xây dựng địa cung, vì vậy đám người Maya đó mới đảo hóa thạch của khủng long bạo chúa lên, thờ làm thần bảo vệ của địa cung thay cho hổ châu Mỹ. Nếu đúng vậy thì Sanrila mà chúng ta sắp tới đây, chính là một công viên kỳ Jura thực sự đấy. Gương mặt anh đã không còn vẻ sầu não u uất, ngược lại còn thoáng lộ ra vẻ hưng phấn thích thú. Đội trưởng Hồ Dương nói, mặc xác là cái gì, tóm lại rằng người ta đã từng nói với chúng ta, đó là một lũ quái thú rất đáng sợ, cần phải bàn tính xem nên đối phó với bọn ấy như thế nào trước đã, với mấy khẩu súng quèn này, chỉ sợ chẳng có tác dụng gì mấy đâu. Son cảnh giác nhìn một bóng đen khác vừa lướt qua ở phía xa xa, mặt biển lại dấy lên một đợt sóng cuồn cuộn, dùng mình nói, nếu chúng ta sống được mà lên bờ thì hãy bàn tính đi. Trác Mộc Cường ba đảo mắt một vòng nhìn những người trên thuyền. Hầu hết mọi người trong mắt đều thoáng hiện lên một vẻ bất an sâu thẳm. Gã đột nhiên nhớ tới lời cha mình đã nói, thứ con người thực sự sợ nhất chính là những gì họ chưa từng biết đến. Đúng vậy, chính vì bọn họ không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì nên mới thấy sợ hãi. Trong bóng tối đã như vậy, giờ gặp phải lũ quái thú này cũng vẫn như vậy. Thứ bọn họ trông thấy đó, không giống khủng long cho lắm, nhưng lại không thể nói được là thứ quái thú gì. Như Lữ Cánh Nam cũng từng dặn đi dặn lại bọn họ rằng, trong thế giới vị chi, tất cả mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Chính là sự mù mờ không biết này đã khiến cho nỗi sợ nảy mầm trong lòng thành viên trong đoàn. Phải rồi, máy tính, trong máy tính sách tay giáo sư Phương Tân đưa cho gã, chẳng phải đã cài đặt toàn bộ thư viện Britannica vào rồi hay sao, ít ra chắc cũng có thể tra tìm các tư liệu liên quan chứ. Chắc Mộc Cường ba nghĩ tới đây, liền nói ngay, không cần lo lắng như vậy, không biết là cái gì, thì chúng ta tra cứu là sẽ biết ngay. Nhạc Dương, máy tính đâu? Nhạc Dương cũng nói, phải rồi, nếu quét vật mẫu vào máy tính, để nó đối chiếu hình ảnh, vậy là chúng ta có thể tìm được tài liệu tương ứng trong kho của Thư viện Britannica rồi. Sao mà tôi không nghĩ ra được nhỉ, giáo sư Phương Tân đã dặn đi dặn lại chuyện này rồi cơ mà. Máy tính đã được lấy ra, lắp đặt xong xuôi, mọi thứ vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Trước tiên bọn họ dùng ống kính cỡ nhỏ quét hình dáng của lũ cá quái gì kia vào máy tính, xử lý thành hình ảnh, sau đó sử dụng phần mềm đặc biệt do giáo sư Phương Tân cài đặt bắt đầu tìm kiếm. Sau khi nhập vào một số thông tin cần thiết, máy tính sẽ tiến hành tìm kiếm so sánh giữa hình ảnh quét được và kho hình ảnh của nó, các hình ảnh nào thỏa mãn điều kiện sẽ được mở ra, nếu không tìm được, nó sẽ tự động thêm thứ này vào trong kho hồ sơ của mình. Tốc độ xử lý của máy tính rất nhanh, tổng cộng tìm ra được 138 bức ảnh có những nét tương đồng. Sau đó 9 người bọn Trác Mộc Cường ba bắt đầu quay thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, dùng mắt thường để phân biệt. Rất nhiều loài cá có những đặc trưng rõ ràng là khác hẳn bị loại ngay lập tức. Đến ảnh thứ 57, nhạc dương kêu toáng lên trước tiên, chính là nó rồi. Quả nhiên, bức ảnh con cá trong máy tính và loài cá họ bắt được hết sức giống nhau, cũng hệt như một con mắt, không có đuôi cũng không có vây, thân thể bèn bẹt, nhưng phần chú thích bên dưới lại khiến họ giật mình đánh thoát, đây là hình ảnh phục nguyên dựa trên hóa thạch của một loài cá Trung Quốc sống ở cửa biển từ kỳ Cambrian cách đây 530 triệu năm, chỉ dài khoảng từ 1-1.5 cm, hiện nay đã được các nhà khoa học công nhận là thủy tổ của các loài động vật có xương sống hiện đại. Son vò vò mái tóc bạc kêu toáng lên, ô, bun xít. Nhạc dương run run, kỳ Cambrian, 500 triệu năm trước, còn sớm hơn cả khủng long nữa hả? trương lập thì lập bập không ngừng, không thể nào, không thể nào lũ cá chúng ta bắt được to hơn trong này nói nhiều. Tuyệt đối không thể nào như vậy được. Đội trưởng Hồ Dương lau lau khẩu súng trong tay, nói, xem ra, chúng ta lạc vào thế giới tiền sử mất rồi, hừ. Trong óc ba tang chợt lóe lên điều gì đó, câu nói ấy, chắc chắn là anh ta đã nghe ai nói rồi. Xem ra, chúng ta lạc vào thế giới tiền sử mất rồi. Ai nói vậy nhỉ? Chắc Mộc Cường ba cũng không ngờ lại tra ra kết quả như thế, nhưng hình ảnh 3D trong máy tính và con cá hôm nay bắt được giống nhau đến 95%. Sự tồn tại của những sinh vật này đã vượt quá phạm vi có thể lý giải của họ rồi. Lẽ nào ở vùng đất bí mật trong truyền thuyết này, lũ sinh vật tiền sử ấy vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay? Xem ra, shangri không chỉ là thiên đường của nhân loại, mà còn là thiên đường của tất thảy các loài sinh vật khác nữa. Ở vùng đất đầy rẫy những loài thú khổng lồ ấy, tỷ lệ sống sót của họ liệu được bao nhiêu phần trăm? Không, không thể sợ hãi được, ta không thể sợ hãi được." Gã lắc mạnh đầu, thả lỏng cơ mặt đang căng cứng, nở một nụ cười. Nhạc Dương để ý thấy nụ cười trên mặt Trác Mộc Cường Ba, liền hỏi: "Cường Ba thiếu ra lẽ nào anh không sợ ư?" Trác Mộc Cường Ba mỉm cười đáp: "Nếu chúng ta đã biết chúng là thứ gì, vậy thì sao phải sợ nữa chứ?" Đoạn đường đen tối nhất, khó khăn nhất chúng ta còn vượt qua được, còn chuyện gì đáng sợ hơn là trôi giạt lênh đênh giữa một vùng biển không có ánh sáng, không có phương hướng, cũng chẳng có thức ăn đây? cần gì phải tự mình dọa mình làm gì chứ. Nhạc Dương nghe Cường Ba Thiếu ra nói vậy, nghĩ lại thấy cũng phải, nỗi sợ trong lòng lập tức giảm đi một phần đáng kể. Lúc này, chỉ nghe Pháp Sư Á la nói, nhìn kìa, chúng ta sắp ra đến nơi rồi. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, nếu nói vùng biển ngầm này và tầng nham thạch bên trên giống như một cái miệng khổng lồ há lớn, vậy thì con thuyền nhỏ của họ đã từ trong sâu trong cổ họng đi ra đến đầu lưỡi lúc này nhìn qua môi trên của cái miệng khổng lồ ấy đã trông thấy bầu trời thuộc về Sunrilla rồi. Chỉ có điều, bên ngoài cái miệng khổng lồ này là một thế giới như thế nào đây? Nham tầng màu đen trên đầu hướng dần lên phía trên, vạch một đường cong ra xa, đoạn cuối ở hai bên núi liền với biển. Còn ở đây, đỉnh vòng đá đen cách mặt biển cả mấy trăm mét, đi tiếp về phía trước, mặt phẳng nghiêng đột nhiên lớn hẳn, giống như bị lưỡi dao cắt liệt. Vô số thực vật họ dây leo không rõ là loài gì mọc buông xuống bên mép mặt cắt, trông giống như lũ sứa vung vẩy xúc tu. Có lẽ chúng rất dài, nhưng từ xa nhìn lại, chỉ có cảm giác như những sợi lông nghi cong cong mà thôi. Nhìn qua tấm rèm do dây leo quây thành ấy, bên ngoài chính là bầu trời của Sandrila, một nơi không thuộc về bất cứ ngóc ngách nào của thế giới này, mà chỉ thuộc về Sandrila. Giống hệt như hình ảnh trong hương ba la mật quang bảo giám. Lúc này họ mới biết, người xưa đã tả thực Sandrila như thế nào. Đồng thời họ cũng hiểu, vầng mặt trời tựa như ánh đèn huỳnh quang ấy là như thế nào. Bầu trời của Sandrila giống như một khe nứt, giống như một nét vạch trên nền trời khi ta ở trong hang sâu nhìn lên bầu không, nhưng lại khác ở chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, không thấy bầu trời mà chỉ có mây. Đây là một thế giới, không thấy mặt trời mọc ở phương đông, cũng không thấy mặt trời lặn ở phương tây, nhưng quanh năm đều được ánh dương tỏa chiếu. Toàn bộ bầu trời của Sangrila bị một tầng mây trắng che phủ, không thấy bầu trời xanh trong, cũng không thấy núi non, chỉ thấy một khe hẹp dài màu trắng toát, bên trong cuồn cuộn mây trắng. Những đám mây ấy cũng không phải thứ mây trắng thông thường, mà không ngừng biến đổi màu sắc, có chỗ như dáng chiều rực rỡ, có chỗ lại như cực quang. Những tia sáng chẳng biết từ đâu mà ra, giống như chấp lóe trong các tầng mây lúc mưa bão vậy, nhưng uy lực thì lớn hơn tia chấp cả trăm ngàn lần. Cả một dải mây dài rực lên những tia sáng trắng chói, trói lòa cả một vùng Sanrila, hình thành nên vầng dương giống như ánh đèn huỳnh quang mà Trương Lập từng nhận xét. Có lẽ, nói một cách chuẩn xác hơn thì bầu trời của Sanrila giống như một con rắn khổng lồ quấy động, toàn thân phát ra tia sáng bạc. Bên dưới con rắn bạc lại có thể trông thấy từng đóa từng đóa mây, màu sắc biến ảo theo sắc trời, lúc như ngọn lửa rực cháy, lúc lại lóe sắc lam của tia chớp, rồi thoát cái đã chuyển thành màu xanh lục của cầu vồng, giống như vô vàn pháo hoa liên tục nở rộ giữa tầng mây, đóa này vừa trắng bạc lóa lên, đóa khác lại tim tím hồng hồng, đóa này vừa tắt đã có đóa khác lập tức bùng lên rực rỡ. Đây chính là bầu trời của Sandrila, có thể nói, nó giống như một đại vũ đài được trang trí rực rỡ sáng người hơn. Trên nền ánh sáng trắng có vô số ánh sáng rực rỡ đủ màu chiếu tới thực là một vẻ đẹp hoàn toàn khác với vẻ đẹp thông thường, là ân điển của tự nhiên vĩ đại, chỉ ai được chứng kiến mới có thể cảm nhận, chứ dùng bút mực thực khó hình dung cho hết. Những người trên thuyền đều ngẩng đầu lên nhìn trời, nhất thời ngây ngẩn, hoàn toàn quên hết mình đang ở đâu, quên cả những mối hiểm nguy đang rình rập xung quanh họ. Đó chỉ là do vô số mây mù che khuất cả bầu trời, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mây gây phản xạ chiết xạ, thế nên ở bên trong nhìn ra sẽ thấy những đám mây phát sáng. Trương Lập nói, đúng vậy, chúng ta biết, Nhạc Dương và những người khác đáp. Trong tầng mây có vô số ion mang điện, va chạm nhau, nên mới có ánh chấp lóe lên. Năng lượng bùng phát cường độ khác nhau, nên màu sắc hiện ra cũng khác nhau. Đội trưởng Hồ Dương nói: "Đúng vậy, chúng tôi biết, Đường Mẫn và những người khác đáp. Ở đây có không gian đủ lớn nên đã hình thành một hệ thống khí quyển đặc hữu như một tầng mây mù. Bên dưới đó còn có các áng mây do hoàn cảnh xung quanh và khí hậu đặc biệt của Sandrila nên nhìn chúng có vẻ trắng hơn một chút." Ba Tang nói: "Đúng vậy, tất cả những điều này chúng tôi đều biết cả." Nhạc Dương không nhịn được nói, "Nhưng có thể kết hợp một cách hoàn mỹ như vậy" Ngoài tự nhiên vĩ đại ra, thử hỏi còn ai có thể làm được nữa đây? Trương Lập cũng không nén được, hướng về phía bên kia bờ biển hét lớn, "Sandrila, chúng ta đã đến. Sandrila, chúng ta đã đến." Bị cảm xúc của Trương Lập chi phối, cả bọn đều hướng về vùng mây khói huyền ảo ấy, đồng thanh hét vang. Mặc dù phía trước vẫn là một vùng sương mờ mịt, mặc dù Sandrila vẫn còn lẩn khuất trong mây, nhưng tiếng hét ấy tựa hồ đã đánh thức cả lịch sử đang say ngủ. Cả bọn đứng ở mũi thuyền ánh mắt nhìn xuyên qua tầng tầng mây vụ, ngước lên hướng gió biển, con thuyền đạp sóng tiến lên. Sandrila, sau nghìn năm tịch mịch, sẽ lại một lần nữa đóng dấu chân con người. Dường như Sandrila cũng hồi đáp lại tiếng hét của bọn họ. Xa xa nổi lên những âm thanh ồn ã từ phía bóng tối sau lưng vẳng đến. Lúc này những người trên thuyền đều đã có kinh nghiệm nên lập tức nhận ra đó là âm thanh của nước chiều. Cuối cùng, đợt thủy chiều thứ 15 đã tới, chỉ có điều lần này, sóng lớn sẽ đem họ cuốn về phía Sandrila, về nơi thiêng liêng thần thánh nhất trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều trở về vị trí, buộc chặt dây an toàn, nín thở chờ đợi. Sóng thủy triều nhanh chóng đẩy con thuyền hình rắn tiến về đích đến, nhưng phía trước là biển rộng mênh mang chứ không phải địa hình miệng loa kèn, sóng không còn cuồn cuộn hung hãn như lúc ở trong vùng tối tăm kia nữa, mà giống như đồi cát di động, đẩy con thuyền nhẹ nhàng lướt nhanh ra khỏi vùng bị vòm đá che khuất. Cuối cùng, con thuyền cũng như chú chim nhỏ thoát khỏi gông cùm, hoàn toàn rời khỏi vách đá khổng lồ phẳng như đao cắt phía trên. Bây giờ bọn họ mới thực sự nhìn rõ vùng biển đầy rẫy những loài sinh vật thời tiền sử này, dưới nước, hoàn toàn là thiên đường của lũ sinh vật phù du, các loại cá nguyên thủy và sứ không rõ tên tụ tập từng đàn từng đàn trên mặt nước, thì thoảng lại có một bóng đen to lớn thình lình ở dưới nước sâu trồi lên, miệng tựa như cái thìa khổng lồ, xúc một xúc rồi lập tức bỏ đi, như thể sợ bị loài nào khác to hơn đuổi giết vậy. Bọn họ trông thấy một con cá mập khổng lồ, rất giống cá mập trắng, nhưng hình dáng to gấp 2-3 lần, đại khái dài khoảng 10 mét, đang ăn một lũ cá nhỏ có cái đầu trông như mũ giáp, vì nấn ná tham lam đấp thêm một miếng nữa, liền bị tên thợ săn còn đáng sợ bội phần ở phía sau cắn ngang lưng nứt làm đôi mảnh, tên thợ săn khổng lồ hình dáng giống cá voi lưng gù, nhưng lại sở hữu hai hàm răng sắc nhọn, chỉ ngậm nửa sau của con cá mập khổng lồ vội vã chạy khỏi hiện trường, sau lưng nó là một con quái vật đáng sợ khác. Có bốn vây mái trèo, đầu trông như đầu cá sấu, dài đến ba chục mét đang đuổi theo con vật giống cá voi lưng gù đang nuốt vội nuốt vàng nửa con cá mập bị đuổi cuống quá đột nhiên đổi hướng lao thẳng xuống đáy biển như một cái bóng khổng lồ chỉ thoáng hiện trong bóng tối đã biến mất không tâm thích như thể bị một kẻ mai phục nào đó nuốt chửng rồi con vật có cái đầu cá xấu dường như cũng dự cảm được nguy cơ liền quay đầu bơi đi chẳng mấy chốc cũng biến mất ở vùng biển sâu trên mặt biển lại nhanh chóng tụ tập lại một đám sinh vật phù du và cá nhỏ cùng với con thuyền của bọn trác mộc cường ba dập dềnh theo sóng tiến về phía bờ biển bên kia. Đây là thế giới nguyên thủy ngập tràn giết chóc và cướp đoạt, cảnh truy bắt và bỏ trốn diễn ra liên tục mọi lúc. Nhìn những loài cá và sinh vật biển không biết gọi tên thế nào kia, bọn họ cuối cùng đều vững tin rằng, đây chính là thời đại cổ sinh, thời gian nơi vùng đất này dường như đã dừng lại, tạo nên một thời không vĩnh hằng trong hoàn cảnh bị cách ly hoàn hảo. Ở nơi đây, dù là sinh vật cổ từ mấy trăm triệu năm trước, đều không hề tiến hóa một chút nào. Trên mặt biển hơi nước dâng mờ mịt, tầm nhìn xa đại khái không vượt quá 2 km. Trong khu vực hình tròn có bán kính 2 km ấy, họ liên tiếp chứng kiến những cuộc chiến sinh tồn diễn ra, như từng bộ phim về thời tiền sử liên tục được chiếu lên màn hình, vô cùng sinh động và chân thực. Lữ Cánh Nam sực nhận ra một vấn đề, lên tiếng, "Con thuyền này của chúng ta ở đây không thể coi là lớn lắm, tại sao lại không bị tấn công nhỉ?" Đội trưởng Hồ Dương bực dọc trả lời, "Hừ, hừ, phải đấy." chỉ cần một cú thôi là cả bọn chúng ta toi hết rồi nhạc dương nói đợi chút đã tôi nghĩ là mình có đầu mối rồi đây cường ba thiếu ra còn nhớ lúc chúng ta mới phát hiện ra con thuyền này không lúc ấy chúng ta có tranh luận một hồi không biết vỏ ngoài con thuyền này làm bằng vật liệu gì chúng ta đã cho rằng đấy là vật chất nhân tạo dạng keo ấy là bởi chúng ta cho rằng người xưa không thể tìm được sinh vật khổng lồ nào để lột da bọc cho cả một con thuyền dài mười mấy mét nhưng giờ xem ra trác mộc cường ba nói ý cậu là, vỏ ngoài của con thuyền này. Nhạc Dương gật đầu, không sai, đây chính là trí tuệ của người qua ba hoặc giáo đồ của giáo phái bí mật ấy. Con thuyền này được căng bằng da của một loại sinh vật nào đó, nguyên hẳn một tấm da. Sinh vật nào sở hữu một tấm da lớn như vậy, chắc hẳn lúc sống thể hình cũng hết sức vĩ đại. Trong tấm da chế tạo nên con thuyền, nhất định là có tín hiệu sinh học nào đó mà chúng ta không thể cảm ứng được chính tín hiệu này đã cảnh báo với các sinh vật khác ở đây rằng con thuyền của chúng ta rất nguy hiểm lũ cá nhỏ hẳn là muốn đến bên để được nương nhờ bảo vệ con sứ khổng lồ rõ ràng không có mắt hoặc cảm ứng sai sót gì đó nên mới tùy tiện đến tìm thức ăn còn những loài sinh vật khổng lồ khác thảy đều không dám tiến lại thuyền của chúng ta quá gần cũng có nghĩa là những người khác dẫu có tìm được lối vào qua sông ngầm thì cũng chỉ có con thuyền mà chúng ta đang ngồi đây mới có thể tiến đến gần sunrila được trí tuệ của cổ nhân thật đáng sợ, thật đáng sợ. Son nói, không đúng, cậu quên con mực khổng lồ ở trong bóng tối rồi à? Nó còn quấn cả con thuyền của chúng ta lại còn gì? Chẳng lẽ nó cũng không có cảm ứng gì sao? Nhạc dương biện bác, nhưng mà, anh Son này, đừng quên rằng con mực ấy không hề tấn công thuyền của chúng ta, nó chỉ quấn lấy, nhẹ nhẹ, chậm chậm, như sợ làm kinh động hoặc làm hỏng con thuyền này vậy, đúng không nào? Son gật gật đầu trầm tư, ý cậu là, con mực ấy vốn không hề có ý định tấn công thuyền của chúng ta, mục đích của nó cũng giống như lũ cá nhỏ kia, chỉ muốn tìm sự bảo vệ thôi à. Son tức khắc thấy sống lưng lạnh toát, đến cả con vật khổng lồ với những xúc tu dài hai ba chục mét cũng áp sát con thuyền này để được bảo vệ. Từ đây có thể tưởng tượng, lúc còn sống, con vật đã bị lột ra để chế thành con thuyền này lớn đến chừng nào. Trương Lập nói, ừm, um, con thuyền này chắc chắn là mới được chế tạo về sau, vậy thì những người thời đó làm cách nào để tiến vào Sanvrila nhỉ? bọn họ không thể sở hữu một con thuyền như vậy từ trước khi đến shangri được nhạc dương gật đầu không sai nhưng anh có còn nhớ bức bích họa trong đảo huyền không tự mà cường ba thiếu ra kể không thuyền người xưa sử dụng lớn hơn con thuyền này rất nhiều có thể họ đã tìm được một đường sông ngầm thích hợp sử dụng thuyền lớn còn chỗ rộng nhất của con sông ngầm chúng ta đi qua cũng chỉ khoảng hai ba chục mét hơn nữa người xưa đâu chỉ có một con thuyền lớn trên vùng biển này nếu có đội thuyền lên đến cả ngàn con thuyền lớn đương nhiên họ mới chính là chúa tể của Hải Dương rồi. Sinh vật trong giới tự nhiên có to lớn đến mấy, thì cũng sao bị được với máy móc của con người. Anh nhìn thấy những con tàu chở dầu tải trọng lên đến mấy chục nghìn tấn chưa? Trong tự nhiên làm gì có sinh vật nào to lớn được đến thế đâu cơ chứ? Lời của Nhạc Dương làm mọi người bất chợt miên man suy tưởng. Nghìn năm về trước, một đội thuyền vô địch gồm hàng ngàn con thuyền khổng lồ lênh đênh trên vùng biển Nguyên Thủy tiến về thánh địa trong lòng họ cảnh tượng ấy mới thực hùng tráng xiết bao. Chờ tiếng kêu của đường mẫn vang lên kéo mọi người đang đắm trong suy tư vụt quay về thực tại, Sandrila. Nhìn kìa, đó chính là Sandrila. Càng tiến về phía trước, hơi nước mờ mịt càng nhạt dần. Nơi xa xăm phía trước tựa như một bức tranh thủy mặc trong xương. Sandrila trong truyền thuyết đang dần vén tấm màn xa mông lung lên, phô bày vẻ đẹp diễm lệ nhất của mình trước mắt đám người đã bị dày vò suốt một chặng đường dài đến đây ấy những con sóng dập dìu đẩy sanrila phía xa xa lại gần đám người ôm hy vọng đã vượt qua bao khó khăn đó sanrila tựa nàng thiếu nữ trong đêm đầu buông rơi dần từng lớp áo mỏng như cánh ve thẹn thùng để lộ thân thể đẹp mê hồn khiến lòng người không khỏi bừng bừng dậy sóng thứ đầu tiên hiện lên trong quầng xương là những bóng cây màu xanh xám không nên nói là bóng rừng mới đúng nhìn từ xa vạt rừng màu xanh mực bất chợt lơ lửng hiện ra rậm rạp um tùm như một tấm thảm ma quái trải giữa không trung và tận cùng thì biến mất nơi đường chân trời. Những người trên thuyền đều hiểu rõ, nhìn từ xa, ba tầng bình đài chỉ có phần đầu chìa ra ngoài trông thấy được, nên cảnh đẹp mới như thể có đình đài lầu các lớp lớp ngọc giữa không chung vậy. Đến gần hơn nữa, trong rừng cây lại thấp thoáng thứ khác, những bóng nước lấp lóa, thì ra là thác nước khổng lồ. Nhưng cảnh tượng thực sự nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây một ấy, sợ rằng cả thi tiên Lý Bạch cũng chưa chắc đã được tận mắt thấy. Chỉ ba tầng bình đài ở đây mới có độ chênh trên 2.000m theo chiều thẳng đứng như thế, dù cách xa nhìn dặm, cảnh tượng non vẫn rõ ràng. Ngoài nơi này ra, ở bất cứ nơi nào, bất cứ ngóc ngách nào trên trái đất này, cũng không thể thấy được thác nước nào khác như vậy. Từ xa nhìn lại, như có muôn vàn sợi tóc mây mượt mà buông xuống bờ vai mịn màng trắng muốt của nàng thiếu nữ, có sợi buông trùng xuống mặt biển, khiến người ta có cảm giác như thấy những giải lụa từ trời cao buông xuống có thể cứ nương theo đó mà leo lên, còn lại hầu hết đã tan biến không tâm tích giữa tầng không. Cuồng phong vừa nổi lên, những sợi tóc mong manh đó bay tung, thác nước lúc này thực chẳng khác nào con rồng múa lượn trên chín tầng trời cao, cuồn cuộn giữa biển mây. Đến gần hơn nữa, thác nước bỗng trở nên mông lung, cuồn cuộn tung bay, tỏa sáng lấp lánh đón cơn gió lành, vô vàn giọt nước lóng lánh tựa như cát bạc từ kẽ ngón tay tiên nữ mở mịt rơi xuống. Nước từ bình đài ba bậc tuôn thẳng xuống, đúng như cổ nhân đã nói, thượng cấp như phiêu vân đà luyện, trung cấp như toái thạch thôi băng, hạ cấp như ngọc long tẩu đàm hai. Rừng cây cũng nhạt dần màu xanh mực, hiện lên sắc biếc như màu ngọc phỉ thúy, cảnh tượng vô cùng thơ mộng. Tầng xương mù mờ mịt dày đặc trong khoảnh khắc bị xuyên thủng, ánh sáng hiện ra. Không còn hơi nước ngăn trở, chỉ thấy nước ở trong núi, núi soi bóng dưới biển, biển xanh cát bạc, trời nước liền nhau, mây lững lờ trôi dưới biển, cá bay trên trời cao, không sao còn phân biệt nổi đâu là trời, đâu là núi, đâu là nước nữa, thật đúng là như đặt chân vào thời đại cổ sinh, người đi giữa mây và nước. Cảnh tượng khiến người ta nghẹt thở, không cần đến đôi mắt để quan sát nữa, mà chỉ hít cơn gió biển trong lành mát rượi, lắng nghe tiếng sóng tựa như tiếng đàn, thân thể và tâm hồn đã thư thái khoan thai, từng mm da thịt đều như được bàn tay mềm mại của người tình vuốt ve nhẹ nhẹ, từng lỗ chân lông đều căng lên hít đầy không khí, như muốn hòa làm một với thế giới này. Đó là lời kêu gọi của Sandrila, là nỗi nhớ nhung đã nung nấu quá lâu, Họ thực sự khao khát được lắp cho con thuyền này thêm đôi cánh, đón gió bay thẳng đến bến bờ thần thánh bên kia, như chim én về rừng, bay vào thiên đường trong lòng họ. Tất cả mọi người đều không sao gìm nổi cảm xúc dâng trào lên trong lòng, mặc cho mục đích riêng là gì, khi tận mắt trông thấy Cinderella, họ đều đã bỏ lại tất thảy những ý niệm thế tục tầm thường, chỉ cầu mong được đến gần thêm chút nữa, gần thêm nữa. Duy chỉ có Ba Tang, đôi mắt lạnh lùng hờ hững nhìn chằm chằm vào chốn xa xăm mờ mịt, trong lòng thầm cười nhạo, phi một thế giới đầy dẫy quái thú hoành hành, địa ngục chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Chẳng bao lâu sau, Nhạc Dương bắt đầu thấy buồn bực khó chịu, bởi vì giữa trốn mây xanh núi biếc ấy, mãi vẫn chưa thấy những tòa kiến trúc hùng vĩ vẽ trong hương ba la mật quang bảo giám, mà chỉ có một màu xanh trải dài ngút ngát. Nhạc Dương lấy làm nghi hoặc thầm nhủ, đây rốt cuộc có phải Shangri La không nhỉ? Liệu có khi nào chúng ta đã trôi dạt đến một nơi kỳ quái khác rồi không? Có thể ở chỗ này không đúng góc độ, anh chàng thầm tự an ủi mình như thế. Lần này sóng thủy triều đưa con thuyền nhỏ đi một mạch đến cách bờ chưa đầy 10 dặm rồi mới rút xuống, con thuyền tiếp tục thuận đà tiến lên. Chỉ có điều, những người trông thấy vùng xanh mút ngàn ấy đã không sao nén nổi kích động trong lòng, không cần phát hiệu lệnh, ai nấy lần lượt cầm mái trèo lên, trong thuyền ngoài thuyền đồng loạt vang lên tiếng quạt nước ỉu ạp. Vùng nước gần bờ khác hẳn vùng biển sâu, nước trong suốt phản chiếu rõ nét từng vệt mây trên cao, cũng có thể trông thấy bãi cát dưới đáy biển và cả một thế giới rực rỡ khác. Dạng san hô rực rỡ sắc màu như những tòa pháo đài, sứ ngũ sắc và các loài cá bơi lội tung tăng trong các pháo đài ấy, còn có cả những sinh vật chưa từng thấy bao giờ lộ ra bộ mặt nhanh ác, chằm chằm rình dập cư dân sống trong pháo đài và những kẻ đang chạy trốn tìm nơi ẩn nấp. Dưới lớp cát là nơi náu thân của sâu ba lá, loài động vật vỏ cứng mọc xương bên ngoài ấy nhất định là chẳng ngon lành gì, nên có thể bơi lội tung tăng khắp nơi trong làn nước, cơ hồ không chút lo lắng về an nguy của bản thân. Chỉ thi thoảng, nền cát đột nhiên cuốn lên một làn khói mù, vài vật thể to tướng được ngụy trang rất khéo bất ngờ từ phía dưới nhau lên. Bọn chúng có đôi càng lớn rất khỏe, vỏ thân sâu ba lá không hứng chịu nổi dù chỉ một đòn. Bọn chắc mộc cường ba còn trông thấy hải sâm cụ ba dài ba bốn chục mét, to như cánh tay người, cua cụ riêng cái mai đã rộng đến hai mét, nếu tính cả đôi càng thì cơ thể phải dài đến hơn sáu mét, và cả tôm cụ. Dĩ nhiên, chúng đều là thức ăn của một loài động vật giáp xác khổng lồ khác nào đó. Về sau tra lại, loài sinh vật cổ ấy tên là Sam Bay, là tổ tiên của Sam hiện đại. Nhiều lúc hải sâm cụ bị san hô cụ đuổi ra khỏi pháo đài, trở thành món ngon cho các loài động vật khác, còn bọn cầu gai cụ thì xem ra từ thời viễn cổ đã bắt đầu ra tay với lũ san hô cụ rồi. Ngoài ra còn có những thứ kỳ hình quái dạng như con bút đá, lùi biển, bách hợp biển nữa, ngay lập tức bọn họ không cách gì đoán ra được chúng là cụ kỵ của loài gì, về sau phải tra lại tư liệu mới biết được. Nhưng tuyệt đại đa số các sinh vật này, ngay cả trong tư liệu cũng chẳng có gì. Chẳng hạn như một con nhện biển khổng lồ, áng chừng là cổ kỳ của loài nhện, có 6 cái chân khẳng khiu dài hơn 3 mét, có thể dệt lưới dưới mặt nước. Để duy trì hô hấp, không biết lũ nhện này dùng cách gì mà bọc được một khối không khí dưới nước, làm thành một cái túi hơi để nằm bên trong, rồi quăng tấm lưới vừa dệt ra như ngư phủ đánh cá, bản thân chỉ việc ở trong túi khí đợi con mồi xa bẫy họ còn trông thấy rất nhiều loại thực vật họ thủy tảo, hình dạng quái đản lạ kỳ, có thứ giống con hải sâm khổng lồ, cũng có thứ trông như con cầu gai, chẳng rõ là lũ sinh vật biển ký sinh trên đám thực vật ấy, hay đó chính là động vật nữa. Đến gần hơn nữa, bờ biển đã ở ngay trước mắt, bãi cát màu bạc trải miên man, sau bãi cát là vùng đất ba gian đỏ rực như lửa. Vào sâu hơn nữa, ban đầu hiện lên những cây đại thụ khổng lồ mọc lưa thưa, cuối cùng thì dày đặc dần lẫn vào nhau thành một biển xanh mênh mông. Làm sáng, trắng bạc, đỏ lửa, lục biếc, tựa như có cây bút trong tay người họa sĩ vẽ tranh sơn dầu đã tô các sắc màu lên khung cảnh bên dưới bầu trời Sanrila, như thể những làn sóng biển không dừng lại mà vẫn tiếp tục tràn lên bãi cát dài để hóa thành dải màu sắc dập dờn lan tỏa. Mặt biển biêng biếc, bờ cát trắng gợi nhắc cho người ta mùa xuân ở Hawaii. Vô số vỏ sò và những sinh vật biển thuộc họ giáp sát trông như lũ rùa theo sóng tập đi tập lại cách lên bờ. Nhìn bước chân chập trứng loạn choạng, thấy rõ ràng là chúng vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu. Nơi đây là vùng đất đã bị lịch sử lãng quên. Ha ha, chúng ta tới rồi. Ha ha, mấy người bọn Trương Lập, Nhạc Dương, son đều cười lớn, nhảy cẫng lên ở phía đầu thuyền. Họ đã tới rồi, họ vẫn còn sống, họ phải gào thét lên với bầu trời, để cả Sanrila này nghe thấy tiếng hô hoán hạnh phúc của họ. Mực nước sâu chưa đến 2 mét, Trương Lập nôn nóng không thể chờ đợi được thêm nữa, chỉ nhăm nhăm trực nhảy xuống nước, cảm nhận xem biển ở Sanrila thế nào nhưng đều bị đội trưởng Hồ Dương kéo tay ngăn lại, hỏi, cậu có còn muốn đi xa hơn nữa không đấy? Không sợ bị ăn thịt à? Trương lập giật bắn mình, giờ mới sực nhớ ra nơi đây không chỉ là vùng sơn thanh thủy tú như những gì họ đang thấy, mà đồng thời cũng là trốn hiểm nguy bốn bể đầy dẫy những điều đáng sợ rình rập. Đến khi thuyền mắc cạn trên bãi cát, không thể tiến lên được nữa, mọi người mới ngừng tay khua mái trèo, anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh, không xác định được có nên lập tức nhảy xuống thuyền không cuối cùng tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nhìn bãi cát bằng phẳng, phẳng phía mũi thuyền, chỉ thấy có một số động vật giáp xác cỡ nhỏ, xa xa giải rác rất nhiều đồi cát hình mảnh trang lưỡi liềm, xa hơn nữa thì bắt đầu có thực vật sinh trưởng, sâu hơn nữa vào trong có thể thấy những mảnh lụa bạc từ trên trời cao buông xuống. Đây chính là Sanrila, chính là nơi họ đắm say hướng về. Đã đến đây rồi, chứng tỏ các vị thần minh ở Sanrila đã đồng ý cho chúng ta lên bờ. Tuy phía trước vẫn còn khảo nghiệm, thế nhưng, bước đầu tiên này, thế nào thì cũng phải dẫn tới đi chứ. Lấy ba lô của mọi người đi, chúng ta tiến lên. Nói đoạn, gã vươn tay sách ba lô của mình lên, nhảy xuống thuyền trước tiên. Hai chân dẫm lên mặt cát mềm mịn, tất thảy đều hết sức chân thực, không phải giấc mơ. Son, Trương Lập, Nhạc Dương đều lần lượt nhảy xuống theo, cuồng chân chạy như điên trên bãi cát, tung tăng nhảy cẫng lên. Lữ cánh nam hỏi họ đang làm gì, Trương Lập cười lớn đáp, chúng tôi đang khảo sát xem ở đây có nguy hiểm gì không đúng không mọi người nhạc dương đứng thẳng hai chân trên bãi cát làm bộ hết sức nghiêm túc sải chân bước một bước dài sau đó cầm súng ngang trước ngực đứng nghiêm như một anh lính nghi trượng hùng hồn hô vang tôi nhạc dương bước đi một bước nhỏ nhưng đây là một bước lớn của toàn nhân loại anh chàng còn chưa dứt lời trường lập đã nhảy trồm tới đè cả người lên lưng hai người cùng xoay mòng mòng rồi ngã lăn ra đất trác mộc cường ba bế đường mẫn xuống thuyền đảo mắt nhìn những người đồng hành bên cạnh, lúc xuất phát là 18 con người khỏe mạnh rồi rào tinh lực, lúc này chỉ còn lại 9 người hành động được. Ai nấy gầy guộc tong teo, tựa như mới chạy khỏi nạn đói ở Phi Châu đến, đàn ông thì dâu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù như tổ chim, còn phụ nữ, dung nhan tiều tụy, tóc tai rối bời sơ xác trên người tỏa ra một thứ mùi mà chính bản thân họ còn không chịu đựng nổi. Nghe lời tuyên bố chính thức ấy của nhạc dương, chắc một cường ba chợt thấy chua sót trong lòng, lần mạo hiểm này của bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có người ghi chép lại, vô số lần ác đấu với tử thần trong bóng đêm cũng chỉ có thể tồn lưu trong ký ức của mấy người ở đây. Những người cũng ôm đầy khát khao hướng về Sandrila đã bỏ mạng trong bóng tối mịt mùng ấy, tên tuổi họ lại càng không được ghi trong lịch sử, nhưng sẽ khắc sâu vào tâm khảm của những người còn đang sống. Trác Mộc Cường Ba nói với Đường Mẫn, mình phải đến chỗ đổi cát quan sát địa hình. Mẫn Mẫn gật đầu, nhưng lại ngước nhìn vào trong thuyền, ý muốn nói vẫn còn hai người đồng hành đang say ngủ, đã đến lúc phải đánh thức họ dậy rồi. Thấy Mẫn Mẫn đã trưởng thành hơn trước, chắc Mộc Cường Ba cảm thấy được an ủi bội phần. Nếu là trước đây, chắc chắn mười mươi là cô sẽ cuống quyết nhảy bổ lên lưng gã, nặng nặc đòi theo đến chỗ đồi cắt rồi. Chắc Mộc Cường Ba đứng lên đồi cắt gần bọn họ nhất, dõi mắt nhìn phía xa, không phát hiện ra sinh vật khổng lồ nào, xem ra tạm thời họ đã an toàn cập bờ. Gã ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấy các thành viên trong đội của mình. Trác Mộc Cường ba thấy Mẫn Mẫn đang khó nhọc kéo chiếc ba lô to tướng bước đi trên bãi cát, Son và đội trưởng Hồ Dương đang giúp khiêng triệu trang sinh và vương hữu xuống thuyền, Trương Lập và Nhạc Dương phát tiết xong, cũng đến giúp một tay neo buộc con thuyền chặt lại. Họ còn phải kéo nó lên bờ nữa, trước mắt không ai có thể nói trước được họ có còn phải ngồi trên con thuyền này trở về thế giới văn minh nữa không. Ba tang đứng phía đằng xa, tay sách theo ba chiếc ba lô, có vẻ như anh ta đang nhớ lại, có điều nhìn nét mặt ấy, dường như cũng không có bao nhiêu ký ức được khơi gợi lên thì phải pháp sư á la và lữ cánh nam đang điều chỉnh máy móc pháp sư cứ lắc đầu lia lịa sau đó lại gọi trương lập tới nhìn những thành viên trong đội của mình muôn vàn cảm xúc khác nhau trào dâng trong tâm thức trác mộc cường ba những con người này vừa mới cùng mình trải qua một cuộc hành trình vốn không thể nào hoàn thành được trong những giờ khắc tuyệt vọng nhất giữa bóng tối mịt mùng chính nhờ mọi người cổ vũ lẫn nhau mới có thể kiên trì đến phút cuối cùng này đây rất có thể hành trình họ vừa trải qua là chuyến đi thuyền gian nan nhất trong lịch sử nhân loại bảy nhà thám hiểm ưu tú nhất đã vĩnh viễn biến mất trong bóng đêm những người còn lại đã dựa vào sức mạnh ý chí như thế nào để kiên trì đến tận bây giờ niềm tin của họ lớn lao biết nhường nào không có bọn họ thì không thể có thời khắc này điều làm trác mộc cường ba cảm động nhất là mặc cho gặp phải hoàn cảnh khốn cùng tới đâu mặc cho phải đối diện hiểm nguy nhường nào dẫu rằng cái chết đang ập đến gần, song không một người nào mở miệng nói muốn trở về hết cả. Những âm thanh rất nhỏ như tiếng vỏ sò bị dẫm nát làm chắc một cường ba cảnh giác. Gã không nhấc chân lên khỏi mặt đất, hơi dùng sức nhấn xuống, chỉ thấy gò cát dưới chân có dấu hiệu muốn lỏng ra, quan sát phía xa hơn, cả mười mấy gò cát hình mảnh trăng khuyết trên bãi cát này giống hệt như nhau, chỉ khác có mối kích cỡ lớn nhỏ, xem ra không khỏi quá quy luật rồi. Trác Mộc Cường ba vội nhảy xuống khỏi gò cát, chạy ra phía thuyền nhạc dương đang buộc dây thừng nước lên hỏi cường ba thiếu ra có chuyện gì à trác mộc cường ba nói những gò cắt bên kia quá ngay ngắn hình như là tổ của loài sinh vật nào đó tuy chúng còn chưa có động tĩnh gì song tôi không dám chắc rằng chúng sẽ không tấn công nhanh lên một chút có thể chúng ta phải rời xa nơi này đấy tôi đi xem mẫn mẫn thế nào đã cô ấy đang gọi lữ cánh nam thấy trác mộc cường ba bước đến liền nói với gã nơi đây vẫn bị một loại điện từ hoặc thứ gì đó che chắn Kim Chỉ Nam và La Bàn đều không thể chỉ đúng hướng, cũng không liên lạc được với thế giới bên ngoài. Trác Mộc Cường Ba nói, vẫn không thể liên lạc được với bên ngoài à. Lữ Cánh Nam đáp, nhưng giữa chúng ta với nhau thì có thể thông tin được. Trương Lập chỉ lên đỉnh đầu nói, các giải đá xung quanh và đỉnh núi trên đầu đều có từ trường mạnh, gần như hình thành nên một cái lồng chụp xuống, sóng điện nào cũng không thể xuyên qua được, vì vậy chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài, từ bên ngoài cũng không thể nào phát hiện ra nơi đây. Trác Mộc Cường ba nói, các máy móc khác thì sao? Có hoạt động bình thường không? Lữ Cánh Nam nói, trước mắt thì chưa có vấn đề gì, đang thu thập và sắp xếp các loại số liệu. "Phải rồi, anh biết không, hàm lượng oxy trong không khí ở đây đạt đến 37%, gần gấp đôi so với không khí mà chúng ta trước vẫn hít thở đấy." Nhạc Dương nói, "Chẳng trách tôi lại cảm thấy không khí ở đây đặc biệt trong lành, sức lực dường như cũng đột nhiên tăng lên gấp bội." Nói đoạn, anh chàng lại hít mạnh vào hai hơi nữa son nói đây có lẽ là một nhân tố khiến sinh vật ở đây to lớn như vậy đường mẫn ở cạnh đó chợt lên tiếng hai người bọn họ dường như dường như không ổn lắm trác mộc cường ba nói sao rồi đường mẫn lắc lắc đầu không biết họ ngủ rất say vẫn ở trong trạng thái ngủ sâu không tài nào gọi dậy được trương lập nói cô mẫn mẫn có dùng thuốc quá liều không đường mẫn nói tôi phải giảm bớt liều đi đấy vì dược phẩm căn bản không đủ để duy trì trạng thái ngủ đông lâu như thế. Trác Mộc Cường Ba nói, tạm thời gác chuyện đó lại đã, chuẩn bị cáng, chúng ta phải rời khỏi chỗ này, trong cắt hình như có thứ gì đó. Hai người bọn họ, Trác Mộc Cường Ba chạm tay vào động mạch cổ của Triệu Trang Sinh, cảm giác vẫn đập mạch, bèn nói tiếp, có lẽ nghỉ ngơi thêm một chút sẽ thuyên giảm thôi. Trác Mộc Cường Ba quay sang nhìn Ba Tăng đang quan sát bình đài trên đỉnh núi phía xa xa, hỏi, Ba Tang anh nhớ ra gì chưa? Ba Tang vuốt vuốt hàm dâu quay nón sơ sát, nhưng giờ đã rất dài. Lắc đầu nói, nếu là chỗ đó. Nhìn theo ánh mắt của Ba Tang, tầng bình đài thứ ba của Sandrila hoàn toàn bị che phủ trong mây mờ đã hòa lẫn vào bầu trời tỏa sáng. Nếu bọn Ba Tang hồi đó ở trên tầng thứ ba ấy, thì vốn không thể nào thấy gì ở bên dưới. Hơn nữa bình đài chẳng qua chỉ là một cách gọi tượng trưng, có lẽ đó là địa hình bậc thang rộng đến ba bốn chục cây số cho dù đi trên đất bằng cũng phải mất một hai ngày, càng huống hồ đó là rừng nguyên sinh bốn bể hiểm nguy rình rập. Nếu bọn ba tang thực sự đã đến tầng bình đài thứ ba, sợ rằng cũng chưa đến được chỗ rìa mép mà nhìn xuống. Phía bên kia, dây thừng đã được buộc chắc, hai chiếc cáng đơn giản cũng được làm xong, Trương Lập Thu dọn thiết bị điện tử, cùng khiêng vương hữu với lữ cánh nam. Nhạc dương và đường mẫn khiêng triệu trang sinh, những người khác quấn dây thừng quanh người làm trạo phu kéo thuyền, họ phải kéo con thuyền hình rắn này lên bờ, cất giữ xong xuôi trước. Con thuyền không chỉ kiên cố chắc bền, mà còn rất nhẹ, cả con thuyền lớn vậy mà áng chừng chỉ chưa đầy trăm cân. Trác Mộc Cường ba kéo một cái, liền bảo ngay đội trưởng Hồ Dương và ba tang ra thay lữ cánh nam và đường mẫn. Cả bọn tiến sâu vào phía trong bãi cát. Một phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Vọng lưu sơn bộc bố, lý bạch. Hai tầng trên như mây bay lững lờ, tầng giữa như vỡ đá nát băng, tầng dưới tựa rồng ngọc về đầm. Ba cách đặt tên của nhạc dương, hễ thấy giống con vật nào thì liền gọi là cụ kỵ của con vật đó. Audio điện tử võ tấn bền Mới đi được mấy bước, nhạc dương đi đầu tiên đột nhiên kêu toáng lên, gượm đã, mọi người chứa động đầy. Thấy bộ dạng căng thẳng của nhạc dương, trương lập trêu chọc, sao hả? Dẫm phải mìn à? Nhạc dương nghiêm túc nói, cường ba thiếu gia anh vừa nói, những gò cắt kia là tổ do loài sinh vật nào đó xây lên, vì vậy chúng ta nên cố gắng hết sức tránh xa chúng ra, phải vậy không? Trác Mộc Cường Ba nói, ừm, um, sao hả, có vấn đề gì? Nhạc Dương nói, không, giờ tôi mới phát giác ra, tổ của chúng sợ rằng không chỉ là những gò cắt hình mảnh trăng lưỡi liềm ấy, mà là cả bãi cắt này cơ, mọi người xem đi, kia kìa. Nhìn theo hướng ngón tay Nhạc Dương chỉ, quả nhiên, trên bãi cắt phẳng lì bỗng xuất hiện vô số gò cắt nhỏ mắt thường khó mà nhận biết được. Những gò cắt nhỏ ấy rõ ràng là đang chuyển động, lướt qua nơi nào, cát nơi ấy liền lún cả xuống, để lại những rãnh cát dài. Hiển nhiên là có sinh vật gì đó đang đào bên dưới lớp cát tiến lên. Trương Lập căng thẳng thốt lên, ủa, là gì vậy? Son nói, không cần hoảng hốt, nếu là sinh vật ăn thịt thì chắc là sẽ từ từ vây kín lại, nhưng chúng không hề làm vậy, mà chỉ di chuyển không mục tiêu bên dưới lớp cát. Tôi đoán có lẽ là một loài sinh vật nguyên sinh tiến hóa chưa cao lắm, không khéo cả cái miệng cơ bản cũng chưa tiến hóa ra nữa kìa, chúng ta không cần để ý đến chúng làm gì. Nghe son nói, chắc một cường ba bèn thử dẫm chân lên mấy chỗ loài động vật dưới cát kia tụ tập tương đối nhiều, quả nhiên không bị tấn công. Bấy giờ cả bọn mới yên tâm kéo thuyền đến cuối bãi cát. Bãi cát rộng chừng 500 mét. Một đầu là bãi đá tảng bị sóng biển triền miên xối vào non như những tảng thịt bị vuốt thú xé toang, tầng nham thạch rắn màu đỏ nâu lộ cả ra ngoài. Đến được chỗ nham thạch đỏ này cũng tạm coi như đã an toàn đây dường như một vùng đệm thiên nhiên, tầm nhìn rộng mở, bên dưới nham thạch kiên cố không thể có loài sinh vật nào di chuyển với tốc độ cao được, chỗ này cũng cách rừng rậm đến mấy dặm nữa, nếu có sinh vật ăn thịt nào xông ra, cũng có thể dễ dàng phát hiện. Mấy người bọn trương lập khiêng vương hữu và triệu trang sinh lên đặt trên vùng nham thạch đỏ, hai người ở lại chăm sóc, mấy người quay về giúp kéo thuyền. Son lầm bẩm hy vọng con thuyền này được làm bằng da của một loài lưỡng thê đội trưởng hồ dương lấy làm kỳ quái nói anh nói gì thế nhạc dương lặp lại một lượt trương lập lập tức vỗ tay nói tôi hiểu rồi nếu là sinh vật biển khi lên bờ ắt sẽ bị tấn công ngay đội trưởng hồ dương lại thắc mắc giải thích thế nào son bèn nói nếu thuyền của chúng ta chế tạo bằng da thuộc của một sinh vật biển dẫu có là bá chủ của vùng biển này chăng nữa thì cũng có lúc nó chết già hay trọng thương gì đó một khi đã bị sóng đánh lên mắc cạn ở đây cũng chỉ còn đường chờ chết Lúc ấy, thân thể khổng lồ của nó sẽ trở thành bữa ngon cho lũ động vật ăn thịt lưỡng thê và trên cạn. Lữ cánh nam gật đầu nói, lo lắng của son không phải là không có lý. Nếu nó không phải là động vật lưỡng thê, chúng ta kéo con thuyền này lên bờ đúng là không được an toàn lắm. Có điều, những cổ nhân ấy có trí tuệ như vậy, lúc chế tạo thuyền chắc là đã nghĩ đến điểm này rồi chứ nhỉ. Trác Mộc Cường ba tổng kết lại, nói cách khác, lúc chúng ta ngồi thuyền lênh đênh trên biển thì an toàn, nhưng khi con thuyền này rời khỏi mặt biển hoặc chúng ta rời khỏi con thuyền, an toàn sẽ không được đảm bảo nữa. Ý của anh Son có phải vậy không? Son gật đầu, ừm, tóm lại là cẩn thận một chút thì hơn. Trong gió chợt phẳng lên tiếng lào xào lạo xạo, mấy người kéo thuyền đang bị lời nhắc nhở của nhạc dương làm cho căng thẳng hồi hộp quay ngoắt đầu lại. Chỉ thấy bãi cát vẫn thanh bình như thế, gió nhẹ cuốn lên những đợt sóng cắt lăn tăn, bình lặng đến độ có chút gì đó bất thường. Trác Mộc Cường Ba nói, nhạc dương, cậu sang bên trái kiểm tra, xem bên dưới bãi cát có thứ gì chui ra không. Ai kiểm tra bên phải? Trương Lập liền sung phong, tôi đi. Những người khác lại kéo thuyền đi thêm mấy chục mét nữa. Nhạc Dương nói, không có phát hiện gì cả, cường ba thiếu ra. Trương Lập đứng trên một gò cắt hình tam giác khác, vung vẩy hai tay nói, tôi cũng không có phát hiện gì, cường ba thiếu ra. Chắc một cường ba tự diễu nói, được rồi, cả một người to đùng như tôi đây, vậy mà bọn họ đều không phát hiện ra mẫn mẫn nghe vậy thì bật cười khúc khích đúng lúc đó nhạc dương bỗng kinh hãi kêu lên cẩn thận đấy trương lập trác mộc cường ba ngoảnh đầu sang nhìn chỉ thấy trên gò các trương lập đang đứng từ phía sau lưng anh chàng không biết từ lúc nào đã vươn ra mấy sợi xúc tu uốn éo vươn lên trời như lũ rắn trương lập vẫn hoàn toàn không hay biết còn vẫy tay gọi nhạc dương tôi ở đây vù một tiếng sợi xúc tu to như cánh tay trẻ sơ sinh đột một quật tới trương lập tức thì bị cuốn lên rồi sợi xúc tu ấy vung lên một cái, ném Trương Lập xuống bãi cát bên dưới. Trương Lập dường như không bị thương nặng lắm, nhanh nhẹn bò lên phía trước mấy bước, định thần quay đầu nhìn lại, kêu toáng lên, chó chết, đây. Đây là quái vật gì vậy? Mấy người bọn chắc một cường ba, son và lứa cánh nam vội bỏ dây thường xuống, cầm vũ khí chạy đến chỗ Trương Lập, phòng qua gò cắt ấy, liền thấy một con quái thú có cái đầu trông như cá mực đang nấu mình trong cát, bên trong gò cắt lộ ra nửa cái đầu và bảy tám cánh tay xúc tu cái đầu nó phải cao đến 2 mét, xúc tu thì dài tới mười mấy mét, đang bất an quét qua quét lại trên bãi cát, nhưng trông có vẻ yếu ớt lắm. Son thốt lên, đây, đây chắc là ốc anh Vũ rồi, nghe nói là nó to như cái xe tải, là tổ tiên của loài cá mực, nhưng con này sắp chết rồi, vừa nãy anh đứng trên lưng nó, không hiểu đã làm gì khiến nó tức giận, nên mới dùng nốt chút sức lực cuối cùng hất anh xuống. Trương Lập hỏi, ốc gì cơ? Sao mà to thế? Nhạc Dương nói, được rồi, được rồi, anh không chết là may mắn lắm rồi. Đây chính là cụ kỵ của ốc nhồi, đám cụ kỵ này ở đây đều to lắm, chúng ta không dây vào được đâu, tốt nhất là trở lại kéo thuyền đi, đến bãi đá kia là an toàn rồi. Bên này Trương Lập vừa bị một phen hú vía, thì phía bên kia đội trưởng Hồ Dương đã lại hét lên, cường ba. Mọi người mau trở lại kéo thuyền đi, có thứ gì, có thứ gì dưới biển bò lên kia, chỉ thấy anh và ba tang đã rời khỏi dạng đá đỏ, chạy về phía con thuyền, Trác Mộc Cường ba quay đầu lại nhìn, giật thoát mình, bờ biển trắng xóa trong trước mắt đã biến thành một vùng đen kịt, không biết có thứ gì dưới biển bò lên. Gã nhìn chằm chằm nhạc dương nói, không phải bị cậu nói đúng rồi đấy chứ. Cả bọn bèn không để ý đến con ốc anh vũ sắp chết đó nữa, chạy thẳng trở về cạnh con thuyền. Lúc này, lũ sinh vật dưới biển bò lên kia đã lộ rõ thân hình, con nào con nấy đều có càng to như kìm sắt, mỗi con tổng cộng hai đôi, cái đuôi vỉnh lên cao, kèm theo một cái đầu nhọn to cỡ bóng đèn điện, nhìn bề ngoài rất giống bò cạp bò cạp biển cụ kỵ của lũ bò cạp nhạc dương kêu toáng lên trương lập lo lắng hỏi chúng nó ăn thịt hay ăn chay thế nhạc dương trừng mắt lên nhìn trương lập một cái nói anh nhìn ngoại hình của chúng đi chẳng lẽ anh cho rằng bộ dạng ấy mà lại ăn chay à hơn nữa hơn nữa số lượng này cũng đội trưởng hồ dương lắc đầu nhiều quá đi mất ba tang kêu lên đừng có lắm lời ở đây nữa chạy mau chỉ trong chớp mắt khắp đường bờ biển mà mắt họ nhìn thấy được, đều chi chít ken đặc lũ bò cặp biển đen ngòm, thân hình khổng lồ dài đến 2-3 mét, trông như thể một binh đoàn thiết giáp đang lao sầm sập tới. Bọn chắc một cường ba vừa kéo thuyền chạy vù vù, vừa ngoảnh đầu lại quan sát. Quân đoàn bò cặp ấy không nhằm vào bọn họ, mà bắt đầu tìm kiếm trên bãi cát, những đôi càng dài mạnh mẽ hất cát lên cao như chiếc máy xúc đất, đôi còn lại gần miệng hơn bới tìm thứ gì đó trong cắt ăn. Chẳng mấy chốc cả bãi cát đã trở thành bàn ăn cho quân đoàn bò cặp mở tiệc. Trong lúc ấy, con thuyền hình rắn của họ cuối cùng cũng được kéo lên dạng đá đỏ. Trác Mộc Cường ba dẫm chân lên nền đá cứng, trong lòng mới có cảm giác chắc chắn phần nào, nhưng gã vẫn không hề dám lơ là. Lúc này sau lưng gã đã biến thành một bãi cát đen nhung nhúc nhu động. Còn vùng nham thạch đỏ nâu phía trước thì không hề bằng phẳng, những tảng đá đỏ to bằng nửa cái sân bóng rổ, còn có những cái rãnh hõm xuống hình bán nguyệt, tưởng như dung nham từ hàng trăm triệu năm trước còn chưa nguội tắt, hãy còn cuồn cuộn bọt khí bên trong. Mấy khúc xương khổng lồ đến mức có thể làm cột cung miệng nằm giải rác trên vùng đá đỏ, chẳng biết là của loài động vật khổng lồ gì đã chết từ bao nhiêu năm trước, nhưng giờ đây thì chỉ còn lại xương trắng, cắt mịn bay bay trong khe hở giữa các khúc xương, như lặng lẽ kể lể thở than, khiến giải đá đỏ vốn đã vắng lặng này càng thêm mấy phần hoang lương cô quạnh. "Giờ chúng ta tính sao?" Nhạc Dương hỏi, nhìn chằm chằm vào quân đoàn bò cạp khiến người ta phát hoảng kia. "Tính sao đây?" Trác Mộc Cường ba ngước sang phía lữ cánh nam theo thói quen gã chợt phát hiện ra Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La cũng đang nhìn về phía mình. Nơi này đã không biết bao nhiêu năm nay không có người lai vãng, cũng không ai biết trong rừng rậm ở cuối bãi đá này có thứ gì nữa. Chưa một ai từng trải nghiệm những chuyện này, con đường họ đi, chỉ có thể dựa vào chính mình dò dẫm từng bước mà thôi. Son chợt lên tiếng, còn làm sao được nữa? Dĩ nhiên là giấu thuyền đi trước, đánh thức hai người này dậy, chạy vào bên trong thôi chứ sao? Lời vừa dứt, trong rừng bỗng vang lên tiếng gào, lại một quân đoàn khác gồm hai màu vàng đen hiện ra giữa đám cây lưa thưa nơi bìa rừng, nhanh chóng xông về phía họ. Trong tầm mắt họ lần này là một bầy động vật dài cỡ 2-3 mét, da màu vàng, có đốm vằn đen, miệng rất rộng, đuôi vừa to vừa dài, khí thế hừng hực sồng sộc ập đến. Cả đám người bọn chắc mộc cường ba căng thẳng nhìn những thân thể đang cử động lao đến đó, bắn ư, số lượng nhiều như thế, dù bắn hết sạch đạn cũng chưa chắc giết được bao nhiêu con, mà nổ súng lại rất có thể thu hút thêm sự chú ý của nhiều quái thú khác. Nếu phá vòng vây xông ra thì sao? Mỗi người đều không thể không tự ước lượng xem liệu mình có thể xông lên được bao nhiêu bước. Không tấn công, bọn chúng đã mỗi lúc một áp đến gần hơn, tốc độ nhanh kinh người, ai biết được lũ sinh vật bộ dạng quái dị này rốt cuộc muốn gì, nếu để chúng áp sát rồi thì thực đúng là không thể kháng cự được. Bọn họ lúc này đây, tựa như những kẻ lớn ngớ đi vào giữa chiến trường của hai quân đoàn đang ác chiến, mà song phương đều là những thứ họ không dây vào được, cũng chẳng hề muốn dây vào. Giờ thì cả bọn đã hiểu được nỗi gian nan của kẻ sinh tồn trong khe hẹp là như thế nào. Tấn công hay không tấn công, Trác Mộc Cường ba cần phải phán đoán và đưa ra quyết định trong một hoặc hai giây, một quyết định liên quan đến sự sống chết của tất cả những người này. Gã đưa mắt nhìn số lượng bọn quái thú mới xuất hiện, rồi lại nghĩ tới quân đoàn bò cặp sau lưng, kiên quyết nói, "Trở vào thuyền, đừng nổ súng." Cả bọn khiêng hai người đang ngủ say như chết vào thuyền, rồi tất cả cũng nhảy vào theo bọn quái vật chỉ còn cách họ chưa đầy 50 mét. Nòng súng của mọi người đều hướng cả ra bên ngoài, họ căng thẳng quan sát lũ quái vật đang nhanh chóng tiến sát đến. Trác Mộc Cường ba ấn chặt bàn tay đang run run của Trương Lập, giúp anh bình tĩnh lại. Giờ phút này mà để cướp cò súng vì quá căng thẳng thì thật không hay chút nào. Son hờ hững liếc sang phía Trác Mộc Cường ba một cái, thầm nhủ, phán đoán chỉ dựa vào trực giác thôi à, quả nhiên cũng có chút tài năng đấy. Son, anh xem bọn chúng có phải động vật ăn thịt không? Trác Mộc Cường ba hình như cũng cảm nhận được Son đang nhìn mình, bèn hỏi luôn một câu. Son nói, ừm, um, chắc là động vật ăn tạp, có lẽ chúng chủ yếu ăn cá tôm nhỏ và các sinh vật phù du. Nhạc Dương thắc mắc, sao anh nghĩ vậy? Son đáp, cậu không thấy miệng của chúng à? Ngạnh cứng trong miệng đó, dùng để nghiền thức ăn thì được, nhưng lại thiếu hàm răng sắc nhọn, không thể xé thịt, ăn gì cũng phải nuốt chừng. Thể tích của chúng ta vừa khéo lại to hơn cái miệng chúng một chút, không thể nuốt trôi. Không biết có phải Cường Ba dựa trên đặc điểm này để phán đoán mức độ uy hiếp của chúng đối với chúng ta hay không. Trác Mộc Cường Ba nói, đến rồi, đừng hoảng hốt nhé. Chỉ thấy dòng chảy pha lẫn hai màu vàng đen ấy đến sát gần con thuyền hình rắn của họ, quả nhiên là tách ra làm hai, đến đuôi thuyền lại hợp vào thành một, chẳng hề để mắt nhìn con thuyền và những người ngồi trong nó lấy một lần. Trong mắt những sinh vật ấy dường như chỉ cần thứ nào to hơn miệng mình là chúng không thèm để ý tới. Coi như đã qua được một nạn lớn, những người trong thuyền lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Trương Lập nói đó là cụ kỳ của thần lằn, nhạc dương bảo trông giống con thạch sùng khổng lồ hơn, rồi vẫn là son chỉ ra, đây có lẽ là loài động vật lưỡng thê giống như con cá cóc, có thể nói là tổ tiên của loài kỳ nhung cũng không sai. Trương Lập bò ra mép thuyền nói, bọn chúng hành động tập thể với quy mô lớn như vậy, rốt cuộc là đang làm gì nhỉ? Nhạc Dương đáp, còn chưa nhìn ra à dành bữa tối chứ còn làm gì son chợt lên tiếng nhắc nhở trương lập đừng gác đầu lên mạn thuyền như thế bị đớp cho một cái thì chẳng phải chuyện chơi đâu trương lập vội rụt đầu lại nói anh son không phải vừa nói thể thích của chúng ta to hơn miệng chúng chúng phải chẳng hứng thú gì với chúng ta mới phải chứ son nói nhưng cậu gác đầu lên mạn thuyền như thế thì chúng chỉ nhìn thấy cái đầu cậu thôi không thấy mắt chúng đều mọc trên đỉnh đầu à tư thế đó của cậu cũng vừa khéo đấy biết đâu cũng có con nào muốn thử món mới thì sao. Quân đoàn pha hai màu vàng đen ấy ùn ùn tràn xuống giải đá đỏ như sóng thủy triều, xông thẳng vào giữa trận địa của lũ bọ cạp đen, chẳng cần phải trái đúng sai gì, vùi đầu xuống cắt tìm kiếm ngay. Thì ra, bọn chúng đến cướp thức ăn của lũ cụ kỵ nhà bọ cạp thật. Móng vuốt của những sinh vật giống con kỳ nhung ấy không thích hợp để đào bới trong cát, nên chúng phải nhau đến cướp thức ăn mà bọn tổ tiên nhà bọ cạp đào lên được. Cụ kỵ nhà bọ cạp chưa tiến hóa xong, miệng còn nhỏ, ăn chậm, không như lũ tổ tiên nhà kỳ nhông, há miệng một cái đã xong một bữa. Mà lũ tổ tiên kỳ nhông này còn lợi dụng thân thể khổng lồ và bộ da chân nhẵn, khiến lũ tổ tiên bò cạp chẳng làm gì được. Đôi càng bò cạp không kẹp được thân thể vừa lớn vừa trơn tuồn tuột của kỳ nhông, còn thân thể mỏng manh của chúng lại bị lũ động vật to béo nần nẫn kia chen chúc dồn cả vào một bên, nên lũ bò cạp chỉ đành trơ mắt ra nhìn thức ăn mình đào lên được bị nuốt sạch. Tổ tiên bò cạp cũng có cách đối phó, chúng dùng gai ở đuôi đâm vào bọn ăn trộm đáng ghét. Bọn ăn trộm ấy ra thô thịt lại dày, bị đâm mấy phát mà chẳng đau chẳng ngứa gì, nhưng chúng lại quay sang tự đánh nhau để tranh giành thức ăn. Khá nhiều tổ tiên bò cặp lợi dụng khoảng trống do bọn tổ tiên kỳ nhông đánh nhau ấy, ăn được một chút thức ăn thừa vương vãi. Các sinh vật dưới các kia quả thực quá nhỏ, bọn chắc mộc cường ba không nhìn rõ, chỉ thấy từng tảng thịt bị hất vang lên trong cuộc tranh đấu giành thức ăn giữa tổ tiên bò cặp và tổ tiên kỳ nhông từng mảng thịt to tướng và máu xanh như mực bắn tóe lên không trung đường mẫn kéo kéo vạt áo rách bươm của trác mộc cường ba nói kinh kinh quá trác mộc cường ba an ủi cô không sao đâu quen rồi sẽ thấy bình thường thôi đường mẫn kinh hoàng kêu lên anh anh muốn nói chuyện chuyện như vậy sẽ sẽ gặp rất nhiều à trác mộc cường ba gật gật đầu chắc chắn rồi em phải chuẩn bị tâm lý trước xét cho cùng đây cũng là một thế giới hoàn toàn xa lạ với chúng ta hiện tại những động vật đó không ăn thịt chúng ta không có nghĩa là chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió nói không chừng đường mẫn càng nắm chặt bàn tay hơn lo lắng nói sao có thể thế được nơi đây nơi đây đúng là sanrila à sanrila chẳng phải là thiên đường của con người hay sao trác mộc cường ba mỉm cười đáp có vẻ như mọi người đã hiểu lầm rồi sanrila phải là thiên đường của tất cả sinh vật mới đúng sự sống từ mấy trăm triệu năm trước không ngờ vẫn có thể tồn tại cho đến tận ngày hôm nay dùng hai chữ kỳ tích để hình dung e rằng vẫn còn chưa đủ. Đường Mẫn nói, bọn chúng tàn sát lẫn nhau như thế, rõ ràng là cá lớn nuốt cá bé, thế cũng có thể coi là thiên đường ư? Trác Mộc Cường ba đáp, bọn chúng tự do. Đội trưởng Hồ Dương nhìn sang Trác Mộc Cường ba với ánh mắt kính trọng, bốn chữ đơn giản ấy đã khắc họa được thế nào là thiên đường thực sự. Ngoại trừ vùng đất Sanrila, trên hành tinh thuộc về loài người này, hiện giờ còn có loài động vật nào được tự do thực sự đâu? bọn chúng chẳng qua chỉ sinh tồn dưới ý chí của con người mà thôi. Ba tang lạnh lùng nhìn hai đám quái thú tiền sử tranh đoạt thức ăn, trong lòng chợt thoáng giấy lên một tia sợ hãi, nhưng không sao nắm bắt được, rồi anh ta nhanh chóng hiểu ra rằng, mình chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, vì vậy không thể nào khơi gợi được thêm nhiều hồi ức khác. Dòng chảy hai màu vàng đen lẫn lộn ấy phải mất nửa tiếng đồng hồ mới hoàn toàn qua hết khu vực xung quanh thuyền hình rắn, tuy cũng có vài con tổ tiên kỳ nhung đưa đôi mắt nhỏ tí hin tò mò quan sát con thuyền, nhưng cũng không dò xét gì hơn. Kích thước bộ não của chúng quyết định rằng chúng chỉ sinh tồn để ăn và sinh sôi nảy nở, không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Trên bãi cát dưới dạng đá đỏ đã trật ních toàn là quái thú, trông chẳng khác nào một nồi cháo nhão khổng lồ, đến bản thân lũ quái thú ấy cũng bị ních chật đến không thể nhúc nhích gì được. Đúng lúc ấy, một bầu không khí bất an chợt lan tỏa khắp xung quanh. Tổ tiên bò cạp ở sát bờ biển bắt đầu rút lui xuống nước, đám cụ kỳ kỳ nhông cũng ngừng tranh giành thức ăn cô số đôi mắt nhỏ nhìn chừng chừng lên không trung, đầu ngỉnh cao, gầm rú vang động hết đợi này đến đợt khác. Quân đoàn vàng đen lẫn lộn ấy cũng bắt đầu tiến về phía biển, nhưng bãi cát quả thực đã quá chật trội, muốn tiến lên thì phải chen chúc xô đẩy, khiến cảnh tượng lại càng thêm hỗn loạn bội phần. Những con cụ kỳ kỳ nhông đến sau cùng còn chưa kịp ăn miếng nào, cũng chạy xô xuống biển. Cùng lúc ấy, chắc Mộc Cường Ba và Ba tang đều cảm giác thấy có gì đó bất bình thường. Son và Nhạc Dương cũng nhíu mày, cơ hồ như nghĩ ra điều gì đó trương lập nghi hoặc đang diễn trò gì vậy đổ bộ nóc mang đi à nhạc dương đáp cuộc rút lui chứ trác mộc cường ba nói dòng lũ đã rút chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này thôi đội trưởng hồ dương lấy làm lạ hỏi đi đâu bây giờ không phải nói chỗ này tạm thời tương đối an toàn sao son lắc đầu không không an toàn cần phải đi khỏi đây lần này trương lập là người đầu tiên phát hiện trên bãi cát một bóng đen chùi chui phủ lên giữa đám tổ tiên bò cạp và kỳ nhông, anh chàng ngẩng đầu lên, rồi hét toáng, nhìn kia. Máy bay, nói dứt lời lại tự hỏi mình, không thể nào, máy bay. Nhạc dương chỉ lên những viên đá mã ni ở tầng cao nhất. Cổ văn bên trên đã bị phong hóa không còn gì nữa, hướng dòng chảy của biển ngầm dưới lòng đất giữ được tính ổn định, nó sẽ đưa con thuyền băng qua biển ngầm đến những nơi tương đối gần nhau. Cổ nhân của một nghìn năm trước, cũng bắt đầu từ đây, bước chân lên con đường du hành vùng đất sanrila này đừng quên những viên đá mã ni này đều là đá núi lửa mật độ rất cao còn rắn hơn cả đá hoa cương nữa từ mức độ phong hóa của chúng có thể thấy những viên đá này đã được đặt ở đây cả nghìn năm rồi cũng có nghĩa là sau khi vào rừng sâu những bậc tiền bối kia không còn trở lại đây nữa cả bọn ngẩng đầu lên chỉ thấy bên dưới vầng mặt trời của sanrila một bóng đen có cánh đang bay một cách vững chãi nhìn ngoại hình ấy Nhìn tư thế bay theo một đường thẳng tắp vững vàng ấy, đích thực là rất giống máy bay. Tuy nhiên, nếu ở Sanrila vẫn có thể nhìn thấy phương tiện giao thông hiện đại này, thì từ bên ngoài cũng có thể thấy được nơi này mới đúng chứ. Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã nhận ra, máy bay không chỉ có một cái, mà là cả một bầy. Người đầu tiên có phản ứng là Ba Tang, anh ta nhảy khỏi thuyền, nói lớn, "Chạy mau, không phải máy bay." Đồng thời, trong lòng anh cũng hết sức nghi hoặc, sao tay run thế này? sao tay run thế này, cơ thể muốn nói gì với mình vậy, lẽ nào mình đã thấy thứ này rồi. Trác Mộc Cường ba cũng nói, là cảm giác nguy hiểm. Mau lên, kéo con thuyền này vào rừng, nhanh lên, xuống hết đi. Cả bọn vội nhảy xuống thuyền, rồi lại vội vã kéo thuyền rời xa bãi cát, chạy vào khu rừng đầy những cây cổ thụ khổng lồ phía trước. Mới chạy được chưa đầy 200 mét, những cái máy bay khổng lồ kia đã bổ nhào xuống gần bãi cát. Lúc này họ mới nhìn rõ, đó chẳng phải máy bay, mà là một đàn chim khổng lồ. Nhìn bằng mắt thường, lũ chim khổng lồ ấy xài cánh phải dài đến hơn chục mét, thoạt nhìn trông chẳng khác gì chiếc máy bay cả. Mỏ chúng dài tầm 1-2 mét, hình cong cong, trông giống như đầu máy bay con đo của Nga, không cần phải nghi ngờ gì về khả năng tấn công của cái mỏ ấy, dẫu là nham thạch rắn chắc sợ rằng cũng bị bửa vỡ ra như chơi. Chỉ thấy đàn chim khổng lồ đó đảo lượn xen kẽ nhau bên trên bãi cát, mỗi lần bổ xuống, là đều có một hai con bò cạp biển hoặc kỳ nhông bị bốc lên khỏi mặt đất, đôi móng vuốt khổng lồ như thể cái bừa sắt gắn trên xe cẩu, lũ bò cạp biển và kỳ nhông bị chộp chúng thậm chí còn chẳng có cơ hội kêu lên một tiếng cứu mạng thì đã tắt hơi. Bãi cát vang động những tiếng gào rú thê thảm, đám người bọn Trác một Cường ba bị tiếng kêu gào bi thiết ấy xua chạy, lại càng tăng tốc mau chóng rời khỏi chốn lò mổ khủng khiếp, nếu bị bọn sinh vật khổng lồ đó bao vây thì thật đáng sợ. Lũ chim ở đó ăn người và bò dê, giống như gà mổ thóc vậy, Lúc này họ mới có thể hiểu được, người xưa đã miêu tả lũ quái thú khổng lồ ở Sandrila này chân thực sinh động nhường nào. Trương Lập nhớ đến con đại kim điêu từng gặp ở Khả Khả Tây Lý. Nếu nói bọn chim khổng lồ ở đây mới thực sự là hùng ưng, thì so với chúng, con đại kim điêu ấy cùng lắm cũng chỉ có thể tính là chim sẻ mà thôi. Trác Mộc Cường Ba vừa chạy vừa thở hồng hộc hỏi, "Son, anh có biết gì về bọn chim này không?" Son không nhịn được phải chửi bậy một tiếng, biết được cái cước chó ấy cái chỗ này, thực là điên mẹ nó rồi. Trương Lập nói, nhưng mà vẫn còn đỡ, bọn quái vật bay ấy đều không phát hiện ra chúng ta, chỉ cần bị một con phát hiện ra, thì cũng tiêu đời rồi. Nhạc Dương liếc sang nhìn Trương Lập với ánh mắt lo sợ, không ngờ chuyện như vậy mà anh cũng nói ra miệng được. Quả nhiên, lời Trương Lập vừa mới dứt, khi họ còn cách cây cổ thụ khổng lồ gần nhất chưa đầy 200 mét, một con chim khổng lồ hình như đang làm nhiệm vụ tuần tra đã chú ý đến con quái vật hình rắn đang di động bên dưới, bèn định đảo xuống xem cho rõ ràng. Cảm giác thấy tiếng gió vù vù, đội trưởng Hồ Dương liền lớn tiếng chửi, chết tiệt thật, quả nhiên bị phát hiện rồi. Trác Mộc Cường ba thúc dục chạy nhanh lên. Chân người sao có thể nhanh bằng cánh chim, son mảnh đầu lại nói, không kịp mất rồi. Đội trưởng Hồ Dương hét lớn, lấy đồ ra, dứt lời, anh liền dùng cùi trỏ hất ba lô sang một bên, hai tay lăm lăm súng, những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến với tốc độ và phản ứng kinh người không ai để ý đến ba tang vẫn bẩn thần ra đó, chết chắc rồi. Anh ta lẩm bẩm bằng giọng nhỏ đến nỗi chỉ mình mình nghe thấy. Lữ cánh nam dặn dò cả bọn, đừng bắn bừa bãi, tiếng súng sẽ làm kinh động đồng loại của nó hoặc lũ quái thú trong rừng, nhất định phải cho nó một đòn chí mạng luôn. Trác Mộc Cường ba nói, cô nói nổ súng, thì chúng tôi sẽ bắn. Trương Lập đầy tự tin hùa theo, nó mà dám lại đây, chúng ta sẽ cho nó biết thế nào là thực lực của đội ngũ tinh anh này. Đến gần rồi, bóng đen khổng lồ che khuất cả mặt trời, trong gió hòa lẫn tiếng rít gào, cả một vật thể khổng lồ từ trên không trung bổ nhào xuống, hình chưa tới nhưng âm thanh thì đã đến trước, khí thế như muốn nuốt trọn cả hồn phách người ta. Lữ cánh nam cầm chắc súng trong tay, thầm tính toán khoảng cách giữa họ và con chim khổng lồ. Nếu hướng thẳng họng súng lên trời xạ kích, muốn gây ra thương tích chí mạng cho con vật khổng lồ ấy, thì khoảng cách nổ súng không thể vượt quá 200 mét. Không kịp sử dụng ống nhòm điện tử, cô chỉ còn cách dựa vào độ cao của bình đài làm chuẩn, cùng đôi mắt tinh nhanh đã trải qua rèn luyện nhiều năm để quan sát thực tế. Từng con số liên tục nhảy lên trong óc cô, 1.300m, 1.100m, 800, 700, 500. Lữ cánh nam không ngừng nhắc nhở mọi người, đợi chút đã. Đợi chút đã, đợi thêm chút nữa, lòng bàn tay người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi. Con chim ấy đúng là lớn thật, càng đến gần, càng cảm giác được áp lực do sự chênh lệch quá lớn về thể hình mang đến. Chín người cộng với cả con thuyền hình rắn, đã hoàn toàn bị bóng đen của nó che lấp. Đúng vào khoảnh khắc lứa cánh nam sắp thốt lên nổ súng, con chim khổng lồ ấy liền đột nhiên đập mạnh hai cánh, cô lập tức nghĩ ra, lũ chim đang lao nhanh xuống cần phải đập cánh để giảm bớt đà lao trước khi chạm đất, không ngờ con chim này lại bắt đầu giảm tốc từ khoảng cách xa như vậy. Khi hai chữ nổ súng thốt ra khỏi miệng thì đã chậm mất một bước, đôi cánh chim dài hơn 10 mét ấy mà đập lên thì đâu phải chỉ phất qua một cơn gió nhẹ. Đám người trên mặt đất bị gió thổi cho ngã nghiêng ngã ngửa, cát đá quất vào những chỗ hở trên cơ thể đau rát như roi mây, rát như lửa đốt, mắt cũng không sao mở ra nổi nữa. Trong lúc hỗn loạn ấy chỉ có hai ba người nổ súng được, nhưng nòng súng nghiêng ngả ấy căn bản không thể nào bắn chúng được con chim khổng lồ. Ba tang cảm thấy cơ thể mình đột nhiên co rút lại, cái đó là hai bàn chân rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không chung, anh ta vội hét lớn, nó bắt được tôi rồi. Nó bắt được tôi rồi, lữ cánh nam cũng hét, nó không bắt anh, nó bắt thuyền của chúng ta. Chỉ trong một khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, ba người đội trưởng Hồ Dương, Đường Mẫn, Nhạc Dương đều lần lượt bị bốc lên khỏi mặt đất. Cắt dây thừng, đừng, bọn vương hữu vẫn ở trên thuyền, nổ súng, nổ súng, ai chọc súng vào người tôi thế. Cẩn thận cướp cò bây giờ, tiếng la hét vang lên ẩm ý. Chợt nghe lữ cánh nam gầm lên trong gió, mọi người đừng nổ súng, cẩn thận mộ thương lẫn nhau. Dừng lại hết, Pháp Sư Á La, đều nhờ ngài cả. Pháp Sư Á La nghe gió đoán tiếng, nhắm mắt hướng lên không trung bắn liên tiếp mấy phát liền, chỉ nghe một tiếng rít the thé bi phấn cất lên, những người đang bị treo lơ lửng trên không trung bỗng cảm thấy thân thể trầm hẳn xuống, rồi sau đó nặng nề rơi bịch xuống đất, thoáng sau đó, gió cắt ngừng bay, khi mở mắt ra lần nữa thì con chim khổng lồ kia đã bay mất. Trác Mộc Cường ba thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc nhìn thấy con thuyền hình rắn thì gã lại đớ người ra. Khung thuyền đã bị móng vuốt bén như sắt thép của con chim khổng lồ ấy quắp vào làm gãy mất mấy nhánh, cả xương sống ở giữa cũng bị gãy làm hai đoạn, vỏ thuyền dày chắc đến cả dao quân dụng cũng không đâm thủng được đã bị móc rách mấy vệt dài cả mét. Con thuyền đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhạc Dương cằn nhằn với Trương Lập, anh không nói thì có chết ai đâu chứ, nói cái gì không nói, lại bảo con chim kia sẽ lao xuống, giờ thì hay rồi, chúng ta khỏi phải cất giữ con thuyền này làm gì nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, giờ không phải lúc các cậu cãi nhau. Mau mau rời khỏi chỗ này, nó có thể trở lại bất cứ lúc nào đó. Son gật đầu nói, hình thể lớn như vậy mà vẫn còn hành động tập thể, quá nửa là có quan niệm gia tộc nguyên thủy rồi, chắc chắn nó đang đi tìm trợ thủ đấy. Một mình chắc mộc cường ba cóng vương hữu, đội trưởng Hồ Dương và ba tang cùng khiêng triệu trang sinh lên, những người khác vác theo tất cả những thứ có thể vác đi được. Trải qua mấy lần đụng độ, ý chí chiến đấu của đội ngũ tinh anh này đã hoàn toàn tiêu tan, cả bọn cuống cuồng chạy tháo mạng vào rừng sâu. Chỉ có vào được trong rừng, những cây cối cao lớn rậm rạp kia mới ngăn cản được sự tấn công của lũ chim khổng lồ ấy. Nhạc Dương co cẳng chạy, vấp chân ngã hoạch một cái, Trương Lập vội quay lại kéo anh chàng lên. Nhạc Dương nhổm dậy vừa chạy vừa hét lớn, mặc kệ tôi, chạy đi, chạy đi. Trương Lập bất chợt ngước mắt nhìn trời, kêu lên kinh hãi, ôi trời ơi, nó dẫn theo đám anh em đuổi tới rồi kìa. Nhạc Dương đấm cho anh một cú thật mạnh, hét lớn, còn đần thối ra ấy làm gì, mau chạy đi. Đường mẫn không kìm được ngoảnh đầu lại liếc nhìn, chắc một cường ba vội quát, không được quay đầu lại, chạy đi nhanh lên. Pháp Sư Á La cũng nói, để tôi đoạn hậu, khi nó tới tôi sẽ báo với mọi người, tất cả cứ chạy thẳng về phía trước đi. Trước áp lực đè nặng, cả bọn chợt cảm thấy như thể được thần linh trợ giúp, vai gánh lưng gồng, vậy mà vẫn chạy với tốc độ cơ hồ có thể phá được kỷ lục thế giới môn chạy cự ly ngắn 200 mét. Có điều, chỉ có một hai cây cổ thụ vẫn không được, họ còn phải tiếp tục chạy vào sâu hơn nữa, chạy đến nơi rừng cây rậm rạp hơn. May thay, không biết có phải đám người của bọn Trác Mộc Cường ba quá nhỏ bé hay không, mà không hề thu hút sự chú ý của lũ chim khổng lồ, chúng chỉ lấy con thuyền hình rắn của họ làm mục tiêu chút giận, vừa mổ vừa quặp, cho đến khi phá nát con thuyền tội nghiệp thành một đống mảnh vụn bầy nhầy mới bực tức bay đi. Đám người đang chạy trốn hoàn toàn không biết điều đó, vẫn cứ chạy như điên cuồng trong rừng. Cuối cùng, khi cây cối xung quanh bắt đầu ken dày, mặt đất cũng trở nên mềm xốp hơn, họ mới từ từ thả bước chân chậm lại, mấy người to gan bắt đầu ngoảnh lại quan sát xem lũ chim kia có còn đuổi theo nữa hay không. Son chạy phía trước cả bọn, vừa nghe thấy đội trưởng Hồ Dương ở đằng sau nói, an toàn rồi, bọn chúng không đuổi theo nữa đâu, nhất thời không chú ý, bước chân bỗng hững một cái, toàn thân lập tức chìm xuống. Anh ta vội hét lên, vũng lầy, vũng lầy, kéo tôi lên với, câu nói ấy vừa mới dứt, hai chân đã hoàn toàn chìm hẳn vào trong bùn nhão. Lúc này người ở gần son nhất là ba tang chỉ cách anh ta chưa đầy 10 bước, đồng thời những người khác cũng đã phát hiện ra, lúc chạy không ai có cảm giác, nhưng chỉ hơi dừng lại một chút, thân thể sẽ chìm xuống dưới. Bùn đất dưới chân quá mềm, hoàn toàn không thích hợp để đứng trong tình trạng mang vác nặng, muốn sông đến kéo son thì đã quá muộn rồi. Lữ cánh nam lướt qua bên cạnh trác mộc cường ba, vung tay lên dây móc bắn vào một thân cây lớn, cùng lúc nói với son, bắn dây ra. Cả bọn vội bắn dây, móc vào cành cây khổng lồ, son cũng kịp thời bắn dây móc được vào một cây lớn trong lúc nguy cấp, rồi bám vào dây thép kéo thân hình dính đầy bùn nhão leo lên trên, chỉ hiềm là ba chiếc ba lô anh ta đeo trên lưng đã bị rơi mất hai. Trác Mộc Cường ba bảo vệ Vương Hữu, đội trưởng Hồ Dương lo cho Triệu Trang Sinh, cũng lần lượt lên cây, chín người chia nhau dựa vào bốn thân cây lớn. Mãi đến lúc đứng vững được trên thân cây, mọi người mới nhận ra, cây cối ở đây đều vô cùng quái dị. Cả một vạt rừng dường như chỉ có một loại cây, phần thân cây sát bên đầm lầy xòe ra theo hình nón, đường kính chỗ lớn nhất phải lên tới 5 mét, càng lên trên thì càng nhỏ dần, cuối cùng thì thu nhỏ lại đến khoảng chưa đầy nửa mét, nhưng cứ vươn thẳng lên cao mãi, sừng sững cả trăm mét, cây không phân nhánh, trên ngọn cao hơn trăm mét mới xòe rộng ra như cái ô, lá xanh biếc che kín cả bầu trời. Lúc cả bọn đang dựa vào mặt nghiêng trên thân cây hình nón ấy nghỉ ngơi dây lát, nhạc dương tranh thủ hỏi Son đang đứng phía xa xa, anh Son ơi, ở đây có gì nguy hiểm không? Son cười khổ nói, cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ? Chắc Mộc Cường Ba đặt phương hữu lên một cành cây, đường mẫn bèn đến kiểm tra cho anh ta. Đội trưởng Hồ Dương cũng đặt triệu trang sinh xuống, Lữ Cánh Nam cũng tới xem tình hình thế nào. Trương Lập đứng trên một thân cây khác nhân mặt nói, mẫn mẫn, nghĩ cách đánh thức họ dậy đi, cứ cóng họ chạy mãi thế này cũng không phải là cách, nơi đây chỗ nào cũng nguy hiểm hết đó. Đường mẫn nói, tôi biết chứ, nhưng mà thật sự chẳng có cách nào hết cả. Tôi đã thử qua đủ các loại kích thích, nếu là người thường thì đã tỉnh lại từ lâu rồi. Lữ Cánh Nam kiểm tra triệu trang sinh, Tình hình cũng tương tự. Nhạc Dương nói, "Để tôi thử xem nào." Nói đoạn, anh chàng nhảy lên người Triệu Trang Sinh, hai tay béo má đối phương, vừa kéo vừa giật, vừa hét lên, "Dậy đi, dậy đi." Son thì lại lấy làm hứng thú với thân cây nơi họ đang dừng chân. Vỏ cây hơi giống vỏ quả dứa, có vô số mắt hình thoi gồ lên che phủ toàn bộ. Anh ta gõ gõ khắp bốn phía, lấy con dao nhỏ ra cắt thử, quan sát, cuối cùng nói, "Lẽ ra tôi phải nghĩ ra từ trước rồi mới đúng." đây đều là thực vật họ dương xỉ cả đó. Đường mẫn lại thử thêm mấy phương pháp kích thích khác, vẫn không có hiệu quả gì, nhưng hơi thở và mạch đập của vương hữu đều hết sức bình thường. Cô lắc đầu nói, vẫn không được, chỉ còn cách đợi bọn họ tự tỉnh lại thôi. Hoặc có lẽ vì chúng ta cứ liên tục bôn ba, không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi cho tử tế, nên họ vẫn ở trong trạng thái hôn mê để tự bảo vệ. Trác Mộc Cường ba gật đầu, trạng thái hôn mê để tự bảo vệ mình này Lữ Cánh Nam đã nói với họ, rất nhiều sinh vật trong giới tự nhiên đặc biệt là động vật có vú có cơ chế hôn mê đặc biệt để tự bảo vệ khi gặp biến cố trọng đại hoặc nỗi sợ không thể chịu đựng nổi để bảo đảm cho hệ thần kinh không bị sụp đổ vì biến đổi quá lớn và tâm lý sợ hãi dữ dội bộ não của chúng sẽ tự động phát ra mệnh lệnh để cơ thể tự chìm vào hôn mê như loài đà điểu vùi đầu vào trong cát hoặc như con cá xấu bị trác mộc cường ba dọa cho ngất xỉu ở rừng mãng xa đều là các biểu hiện của cơ chế hôn mê tự bảo vệ mình trương lập nhìn nhạc dương cưỡi trên người triệu trang sinh ra sức hành hạ bất giác chợt thấy cảm khái trong lòng lịch sử lúc nào cũng giống nhau đến kinh hồn như vậy hay sao nhạc dương đã tắt cho hai má triệu trang sinh đỏ tấy xương vù cả lên lữ cánh nam liền ngăn anh lại nhạc dương đừng gọi nữa cậu làm vậy không khiến cậu ta tỉnh được ngược lại còn khiến cậu ta bị thương nữa chợt nghe nhạc dương mừng rỡ reo lên cậu ấy tỉnh rồi giáo quan cậu ấy tỉnh rồi mẫn mẫn cô lại đây xem xem Đường mẫn vội tung dây móc lên, đu qua thân cây đó, chỉ thấy triệu trang sinh mấp máy môi, ú ớ, chẳng ai hiểu anh ta đang nói gì. Trong mắt anh ta chuyển động bên trong hốc mắt, ngón tay cũng bất giác co rút lại, đích thực là đã tỉnh rồi. Đường mẫn dựa theo cơ chế đánh thức nghiêm ngặt thử thao tác hai lần, chỉ nghe triệu trang sinh thốt lên một tiếng, tôi bị say sóng. Cặp mắt nhắm nghiền chậm chậm mở ra, triệu trang sinh chỉ thấy mấy bóng người mơ hồ, rồi từ từ trở nên rõ ràng hơn, nhưng người có thấy đâu, đó đều là những cây cổ thụ cao trọc trời cả. Lát sau, anh ta hỏi, tôi, đây đây là đâu vậy? Ha ha, nhạc dương cười lớn, bắt trước giọng điệu của Trương Kiện nói, hỡi nhân loại đã thức tỉnh kia, người đã được ban phước lành. Triệu Trang sinh giờ mới nhìn rõ, bên cạnh mình có mấy gương mặt thân thuộc, nhạc dương, mẫn mẫn, đội trưởng Hồ Dương. Nhạc Dương vẫn còn ở bên cạnh Bolo Bala, chúng ta đến rồi. Đây là Sandrila, đây là Sandrila đấy chúng ta đã đến sanrila rồi cậu là đồ lười nhác chúng tôi phải liều sống liều chết mới đến được đây cậu thì chỉ cần ngủ một giấc là xong xuôi hết cả ông trời thực đúng là không có mắt triệu trang sinh nghe nói đến sanrila vội cố gượng vùng dậy nhìn nhưng lại bị đường mẫn ấn trở xuống nói giờ sức khỏe anh vẫn còn rất yếu ngoan ngoãn nằm đó không được loạn động uống chút nước trước đã triệu trang sinh đưa mắt nhìn ba người bên cạnh mình lập tức kinh hãi kêu lên sao chỉ có mấy người này lúc tôi đi ngủ trên thuyền còn mười mấy người cơ mà. Giáo quan đâu, cường ba thiếu ra đâu, tới đây, anh ta lại không nén được hỏi tiếp, những người khác đâu rồi. Nhạc Dương nói, trên các cây khác, cậu đừng có cửa quậy lung tung, chỗ này hẹp lắm đấy, bên dưới là đầm lầy, cậu mà lăn một cái là rơi ngay xuống đó. Chắc một cường ba ở đằng xa cũng lên tiếng, triệu trang sinh, tỉnh rồi à, giờ cảm giác thế nào? Mẫn mẫn ở ngay bên cạnh cậu, cứ nghe lời cô ấy là được rồi. Triệu Trang Sinh nói, cường ba thiếu ra, tôi không sao, tất cả đều ổn, chỉ là, chỉ là, toàn thân mệt mỏi không có chút sức lực nào thôi. Nhạc Dương nói, đương nhiên là không có chút sức lực nào rồi, cả mấy ngày nay có ăn gì đâu, dù là có ngủ suốt cả ngày thì hệ trao đổi chất cũng không thể ngủ theo cậu được, dinh dưỡng đã dùng hết sạch từ lâu rồi. Trương Lập ở trên một thân cây khác nói, hay, còm, hoan nghênh cậu trở lại đoàn du hành địa ngục. Những ngày tháng tốt đẹp cậu mơ mộng trốn thiên đường phải kết thúc rồi tóm lại là ăn chút gì đó trước đi bọn tôi để dành cho cậu ở chỗ anh son đấy son ủ rũ nói rơi rồi cái gì rơi rồi cá rơi hết rồi ba lô trong đầm lầy son xòe hai tay ra nhún vai đầy bất lực ừm trương lập ngần ngừ một chút lại nói với triệu trang sinh không sao ở đây đầy thức ăn chỉ cần miệng cậu đủ to nhiều mấy cũng có cho cậu ăn triệu trang sinh từ từ tỉnh hẳn được đường mẫn giúp đỡ Tay chân anh ta cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Việc đầu tiên anh ta làm là đưa tay lên sờ mặt mình, rồi lấy làm ngạc nhiên hỏi, sao tôi có cảm giác mặt mình hơi sưng sưng nhỉ? Hà, Nhạc Dương đưa mắt nhìn mấy người bên cạnh, thấy không ai tỏ thái độ gì, liền lập tức ra vẻ dịu dàng nói, có à? Sao chúng tôi lại chẳng thấy gì nhỉ? Theo phán đoán và suy luận của tôi, chắc chắn là cậu xuất hiện ảo giác rồi. Cậu vừa mới tỉnh lại, vậy nên khó tránh khỏi cảm giác không được chân thực cho lắm, nghỉ ngơi thêm một chút đừng nghĩ ngợi nhiều quá làm gì chắc chắn cậu có thể khôi phục lại sức chiến đấu mà yên tâm đi nói hết một chàng nhạc dương lại liếc sang phía vương hữu nói với đường mẫn có cần thử cách của tôi nữa không đường mẫn lắc đầu không ổn sức khỏe vương hữu hư nhược hơn anh triệu nhiều huống hồ cũng không phải cứ tăng kích thích là nhất định có thể đánh thức được anh ấy phương pháp của cậu thô bạo quá nhạc dương ngoảnh đầu lại thấy triệu trang sinh đang nghi hoặc nhìn mình vội vàng giải thích vấn đề chúng tôi đang thảo luận thuần túy là vấn đề học thuật thôi, cậu không hiểu đâu, đợi lát nữa tôi giải thích cho. Giờ sao đây, đội trưởng Hồ Dương hỏi Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn bầu trời tối dần đi phía trên khu rừng, tuy không biết trận sóng chiều họ vừa trải qua lúc nãy là chiều sớm hay chiều đêm, nhưng giờ xem ra thì chắc quá nửa là chiều đêm rồi. Gã lại đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, những thân cây khổng lồ bị đầm lầy nửa bùn nửa nước vây kín, khắp nơi nổi bong bóng khí, tiếng lục bục không ngừng vang lên tận sâu trong rừng. Trác Mộc Cường Ba nói, "Trước tiên, mọi người đối chiếu thời gian một chút, để cố gắng đảm bảo đồng bộ với thời gian ở thế giới bên ngoài, phiền pháp sư Á La cho chúng tôi một thời gian đại khái trước đã." Sau khi pháp sư Á La tính toán, mọi người liền thống nhất điều chỉnh thời gian thành 7 giờ 13 phút tối. Cuối cùng, sau khoảng 5 ngày trong trạng thái vô thời gian, họ đã có lại nó ở miền đất Sandrila. Tiếp đó, Trác Mộc Cường Ba nói, "Bước kế tiếp chính là cố gắng hết sức tìm một nơi tương đối thích hợp để nghỉ ngơi." Triệu Trang Sinh hỏi, chỗ này không được sao? Trác Mộc Cường Ba nói, ừm, um, chỗ này không được, ở đây quá gần tầng đáy của khu rừng, bốn bể đều là nguy cơ. Gã liếc nhìn lên cành cây, đoạn nói với Lữ Cánh Nam, mọi người ở bên dưới chú ý an toàn, tôi và Lữ Cánh Nam sẽ lên trên đó xem xét tình hình. Mẫn mẫn, em qua đây chăm sóc cho vương hữu. Dứt lời, gã lấy súng bắn đinh tán và rùi, cùng với Lữ Cánh Nam leo lên ngọn cây. Đường mẫn bên dưới gọi với theo, cẩn thận đấy cặp mắt cứ ngước lên nhìn chằm chằm chắc một cường ba và lữ cánh nam. Triệu trang sinh đảo mắt nhìn quanh, thấy cả một vạt rừng cây tĩnh lặng, xung quanh còn có mấy vũng nước lớn, lấy làm ngạc nhiên hỏi, chỗ này cũng được mà, sao lại không ổn chứ? Nhạc Dương giải thích, cậu vừa mới tỉnh lại, không biết vừa nãy chúng ta vừa mới trải qua nguy hiểm như nào. Chỗ này là tầng thấp nhất của Sandrila, có lẽ là không giống với Sandrila trong tưởng tượng của cậu cho lắm, mà là một khu rừng nguyên sinh khắp nơi đều có sinh vật từ thời tiền sử động vật ở đây đều hết sức khổng lồ. Tuy chúng ta có các loại vũ khí, nhưng đối với bọn quái thú đó, thương tích do vũ khí của chúng ta gây ra cho chúng quả thực quá nhỏ nhặt. Triệu Trang Sinh nhìn Nhạc Dương, rồi lại nhìn những người khác, cảm thấy dường như Nhạc Dương không hề nói ngoa. Anh ta lại hỏi, thế nhưng, tại sao tôi chẳng thấy con nào thế nhỉ? Ừm, um, chuyện này, Nhạc Dương nói, chuyện này nói ra thì cũng khá là phức tạp đấy, bởi vì cậu gia nhập sau, vẫn chưa biết rừng nguyên sinh là như thế nào, những khu rừng nguyên sinh có những cây cối cao lớn thế này. Son liền bổ sung thêm, là thực vật họ dương xỉ, tôi có nói qua rồi. Nhạc Dương gật đầu, những khu rừng do các loài thực vật họ dương xỉ cao lớn cấu thành, thông thường chia làm 3 tầng. Tầng cao nhất là ngọn cây, mái nhà của cả khu rừng, là nơi chim chóc và các loài động vật linh trưởng sinh sống, tuy có lẽ không thể tìm thấy động vật linh trưởng cao cấp, nhưng chim chóc thì cũng hơi đáng sợ, vì vậy tầng cao nhất không thích hợp cho chúng ta nghỉ chân, dưới tầng ngọn cây là tầng giữa chủ yếu là cành cây có ít chủng loại sinh vật nhất cho dù có thì cũng chỉ là một số loài côn trùng đục rỗng ruột cây mà thôi còn tầng dưới cùng là nơi tập trung nhiều chủng loại sinh vật nhất môi trường cũng phức tạp nhất đặc biệt là trong những khu rừng nguyên sinh mà chúng ta hoàn toàn không có hiểu biết gì dừng chân nghỉ lại dưới mặt đất chỉ là hành động trong lúc không có biện pháp nào khác mà thôi thông thường dù muốn hạ trại qua đêm dưới đất thì cũng phải chọn nơi nào rộng rãi gần nguồn nước đất đai chắc chắn xung quanh không có nhiều bụi cây bụi cỏ nếu không thì cứ chờ mà bị nhai xương đi. Đang mải nói liên hồi, nhạc dương bất giác bật cười nói, những gì giáo quan dạy chắc không dùng được ở đây rồi. Chúng ta có biết gì về các loài động thực vật ở đây đâu chứ, giờ chỉ còn biết dựa vào tự mình nhận biết thôi vậy. Triệu Trang Sinh nói, cậu nói nhiều như vậy, thì có liên quan gì tới việc không nhìn thấy động vật ở đây chứ? Son nói, tôi nghĩ có mấy nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất là đám thủy tổ của loài kỳ nhung thần lằn vốn sống ở đây vừa trở về dưới biển, thứ hai, Giờ vừa mới qua giờ ăn tối, hầu hết các loài động vật đều đã về hang nghỉ ngơi. Thứ ba, chúng ta là khách lạ ở vùng đất này, bọn chúng vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối ngầm quan sát chúng ta. Tuy tôi ngờ rằng chúng vẫn chưa tiến hóa được đến mức có bộ não phát triển tới mức ấy, nhưng cũng không loại trừ đó là do bản năng sai khiến." Trương Lập nói, "Nhưng mà vậy vẫn còn đỡ, ít nhất ở đây chúng ta không bị một số loài động vật nhỏ không nhìn thấy được cắn xé." Triệu Trang Sinh thắc mắc, "Sao lại nói thế?" Trương Lập cười ha ha nói, vì vậy mới nói cậu đã để lỡ mất phần đặc sắc nhất rồi, động vật ở đây ấy à, từ lúc lên được đến bờ, tôi thấy chúng ta là cái loại nhỏ nhất rồi đấy. Triệu Trang Sinh lại càng hoang mang, thế nghĩa là sao? Cái gì mà chúng ta là loại nhỏ nhất rồi đấy? Nhạc Dương bèn lên tiếng, còn nhớ đoạn ghi chép về người bộ tộc qua ba thời cổ đại khai sáng kỷ nguyên mới mà chúng tôi từng kể với cậu không? Quái thú ở nơi ấy cao bằng ba căn nhà, da dày như giáp sắt, có lũ chim ăn thịt người và bò dê như lũ chim chích mổ thóc, côn trùng cao bằng người. Còn nhớ không? Triệu Trang sinh gật đầu, à, để tôi nghĩ xem nào. Ừ, hình như có nghe Trương Lập nói rồi, đấy là thần thoại mà. Nhạc Dương lắc đầu, không, 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 đấy là sự thật đấy, khắc họa hết sức chân thực. Chúng tôi vừa mới thấy lũ chim khổng lồ ấy, cậu đã bao giờ thấy con chim nào sải cánh dài một hai chục mét chưa? To như cái máy bay ấy. Không thể nào, Triệu Trang Sinh nói gì cũng không chịu tin, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Trương Lập nói, hi hi, cậu cứ không tin đi, lát nữa gặp rồi thì đừng có mà xón ra quần đấy nhé. Ba tang lục tung đống vũ khí trong ba lô ra, thuốc nổ dẻo, lựu đạn, đạn nổ, thủ pháo, mỗi món anh ta đều cầm lên một lượt, rồi lại lắc lắc đầu, cất trở lại ba lô. Pháp Sư Á La thấp giọng nói, không tác dụng gì đâu, vũ khí chúng ta mang theo không đủ để tiêu diệt các loài động vật lớn như thế, lựa chọn duy nhất của chúng ta là bỏ đi, cố gắng không tiếp xúc chính diện với bọn chúng. Bàn tay đang nạp những viên đạn nổ 12,7 dặm li mét của ba tăng bỗng run lên bần bật, thể hình khổng lồ như chiếc máy bay, cả một đàn lớn như một binh đoàn. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con chim khổng lồ ấy, ba tăng đã nhớ ra, anh ta từng thấy chúng. Trên thảo nguyên xanh màu ngọc bích, dưới ánh dương rực rỡ trói người, lũ chim khổng lồ ấy bị mùi máu của linh dương Tây Tạng thu hút đến, che lấp cả mặt trời, không thể nào chống đỡ, không thể nào đánh trả. Khi nhìn thấy thể hình to lớn của chúng, bất cứ ai cũng đều sẽ nghi ngờ không biết súng đạn trong tay mình có thể gây tổn thương cho vật thể khổng lồ ấy được hay không. Afada, Amu, Alafu, tất cả bọn họ đều bị quắp đi, trong chớp mắt đã biến mất giữa sương mù mờ mịt dày đặc, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn vẳng xuống từ trên 9 tầng mây cao, trở thành tiếng rú gào thê thảm không thể nào xóa nhòa trong ký ức. Tại sao họ phát ra tiếng kêu thảm thiết đến thế, ba Tan cũng nhớ ra rồi. Sumu ở sau lưng anh ta, khi tiếng gió sượt qua, Sumu bỗng hét lớn cẩn thận phía sau. Anh ta đã nhảy bổ tới đè lên người mình, lẽ ra kẻ bị quắp đi ấy phải là mình mới đúng. Hai con chim khổng lồ, một con ngậm chặt ngang lưng Sumu, con còn lại bổ vào khoảng không, chiếc mỏ lớn chỉ khẽ mổ lên người Sumu một cái, một cái chân của Sumu cùng với lòng ruột bên trong khoang bụng và cả xương cốt da thịt liền bị xé lìa ra, miếng ruột già máu me đầm đìa lòi ra từ chỗ chân bị xé rách, lơ lửng giữa không chung. Sumu vẫn còn sống, tiếng hét đó. Nghe âm thanh ấy, ba tăng cảm giác như người bị xé toang ra giường như là chính bản thân mình. Trên bầu không vẫn còn vô số tiếng kêu la của đồng đội anh ta, thịt, não tương, trong mắt, ruột non, ruột già, da thịt cùng với cơn mưa máu rơi xuống, mà từ thảo nguyên chỗ bọn họ đang đứng đến chỗ rừng cây ít nhất cũng phải chạy thêm một 000 mét nữa. Ba tăng cũng nghĩ rằng mình cầm chắc cái chết, thế nhưng... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ký ức của ba tang lại gián đoạn ở đó, nhưng đôi bàn tay đang run rẩy của Ba Tang đã nói cho anh ta biết, chuyện xảy ra sau đó còn đáng sợ bội phần, đồng thời cũng là chuyện mà anh ta không thể nào nhớ lại. Pháp sư Á La lại thấp giọng nói, "Vũ khí hoàn toàn không phải sức mạnh tuyệt đối đáng tin cậy mà con người sở hữu. Muốn chiến thắng quá khứ và chính bản thân mình, mãi mãi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi." Ba Tang đưa mắt nhìn ông, đặt băng đạn xuống, rồi lấy thanh đao cong trong ba lô ra, buộc vỏ đao vào bắp chân rút ra lưỡi đao sắc bén sáng ngời, rồi lại cha mạnh vào, lưỡi đao và vỏ đao ma sát, phát ra một tiếng chen đanh gọn. Này, mẫn mẫn, vương hữu sắp tuột xuống rồi kìa, nhạc dương nhắc nhở đường mẫn đang nghiền cổ nhìn lên cao. Đường mẫn giật mình, vội đưa tay kéo chặt vai áo vương hữu, rồi bỗng á lên một tiếng. Thì ra cô phát hiện không phải vương hữu tự trượt xuống, mà là có thứ gì cắn vào ống quần kéo anh ta xuống dưới. Cái thứ ấy toàn thân đen như mực, mềm nhũn, trông chẳng khác nào con ốc sên chui ra khỏi vỏ. Nó cắn chặt, không, phải nói là hút chặt ống quần của vương hữu mới đúng. Cái miệng ấy tựa như bông hoa hướng dương đang nở rộ, trong miệng chi chít những ống hút nhỏ như đầu kim. Trên sống lưng thứ ấy có mấy cái gai dài gần nửa mét, xúc tu có thể thu vào kéo ra hệt như vòi ốc sên. Vừa nãy còn có mấy sợi xúc tu bám vào ống quần vương hữu, nhưng giờ đều đã rụt cả về. Nhưng cái miệng nó thì vẫn hút chặt lấy quần vương hữu không chịu nhả ra. Đường mẫn kéo một cái, lôi từ dưới đầm lên một con quái vật nhuyễn thể dài gần một mét, toàn thân nó xuất hiện ngay trước mắt cô, hiện rõ là một con sâu thịt dạng ống, trên lưng có mấy đôi gai nhọn, có phần hai màu vàng đen giao nhau, từng đôi từng đôi chân thịt thô ráp xù xì. Đó, đó chính là một con sâu gióm khổng lồ, không, còn đáng sợ, đáng kinh tởm hơn sâu gióm gấp bội phần. Đây là cái gì vậy? Đường mẫn sợ nhất chính là thứ này. Bọn chúng chỉ dài chưa đến 2cm thôi cũng đã đủ khiến cô nhắm tịt mắt lại, vừa rú vừa nhảy lên rồi, huống hồ trước mắt lại là một con dài đến cả mét lộ ra khỏi mặt nước. Đường mẫn rốt cuộc cũng không tự chủ được mà buông vương hữu ra, hét toáng lên. Hừ, chết tiệt thật, ở những nơi khác cũng đã xuất hiện các sinh vật tương tự. Cổ tay ba tang vung lên, dây móc gắn ở tay trái lập tức bắn ra, nòng súng trong tay phải đồng thời tóe lửa, đạn nổ hất bùn nước dưới đầm lầy bắn lên tung tóe khắp phía. Lũ côn trùng quái dị chúng đạn ngách cả đầu lẫn đuôi lên, các cặp chân thịt nhung nhúc, khiến mặt đầm bên dưới sôi lên sùng sục. Bấy giờ họ mới phát hiện ra là cả bọn đã bị lũ quái vật này lẳng lặng vây chặt kín rồi. Một con sâu khổng lồ từ dưới đầm lầy vươn đầu lên thân cây, triệu trang sinh sợ co rút cả người lại, cuống cuồng hỏi, cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy hả? Trương lập bắn dây móc đu người qua, nói, thấy chưa hả, đây chắc là cổ kỵ của sâu gióm rồi. Thể hình như vậy là thuộc loại nhỏ nhất rồi đấy, lũ bọn tôi gặp lúc nãy mới gọi là to cơ. Son nhìn lũ sâu kỳ quái bị ba tang bắn cho đầu đuôi lộn phổ cả lên trong đầm lầy, chỉ thấy một đầu to một đầu nhỏ, đầu to thì trông như quả bóng bơm đầy những nước, những cái xúc tu dài đến cả thước anh, lúc rút vào trong bụng thì lại không nhìn thấy chút dấu vết nào nữa, bảo nó là động vật nguyễn thể cũng chẳng phải cho lắm, vì những gai nhọn trên lưng kia vừa dài vừa cứng, có khác gì thanh kiếm của các tuyển thủ môn fencing sinh đâu. Thực đúng là hết sức quái dị, đột nhiên, một cái tên sinh vật tiền sử bỗng xuất hiện trong óc anh ta. Hallucigenia, lũ này là loài Hallucigenia. Son hét lớn, vì một con Hallucigenia đã không chút khách khí bỏ lên thân cây nơi anh ta đang dừng chân, anh ta vội đeo ba lô tung dây móc đu sang chỗ khác. Đội trưởng Hồ Dương không kịp lấy vũ khí, tiện tay rút luôn cái cuốc chim bằng sắt ra bổ thẳng xuống con Hallucigenia nhuyễn thể đó, cảm giác chỉ thấy chân tuột mềm nhũn, tựa như quật trúng một quả bóng cao su bên trong chứa đầy dầu nhơn. Nhạc Dương liền hỏi, Hallucigenia, là cái thứ gì thế? chẳng phải anh nói không hiểu lắm về các loài sinh vật tiền sử cơ mà. Son đáp, loài này rất nổi tiếng ở kỳ Camry giống như sâu ba lá vậy. Vì nó quá đối quái dị, đến nỗi người phát hiện ra đã đặt cho nó cái tên có nghĩa là loài sâu có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, hay còn gọi là sâu quái đản. Chỉ là, chỉ là tiêu bản hóa thạch mà người ta phát hiện đều dài chưa đến 1 cm thôi, sao? Sao chúng có thể dài đến thế này được chứ nhỉ? Nhạc Dương lầu Bảo nói, trải qua 300 triệu năm có trời mới biết chúng biến thành cái giống gì rồi. Lúc này chỉ thấy con sâu quái đản dưới chân son tách miệng ra, phần da dưới cổ con lại lộ ra tầng tầng nếp nhăn, trông như người ta sắn tay áo len lên vậy. Trong miệng cấu tạo trông như nòng pháo. Nhạc Dương thốt lên, con, con sâu ấy đang làm gì vậy? Son dịch người sang một phía khác, nói, không biết, nhưng hình như là muốn phun ra thứ gì đó. cố gắng đừng mặt đối mặt với chúng. Đường Mẫn từ nãy đã dùng dây móc leo lên thật cao miệng vẫn không ngớt kêu la, mau đuổi bọn chúng đi, mau đuổi bọn chúng đi. Mẫn mẫn, sao thế, em không sao chứ, giọng chắc một cường ba phía trên vẳng xuống, bọn họ đã leo trở xuống. Chỉ thấy lữ cánh nam trượt dây thường xuống với tốc độ nhanh chưa từng thấy, trong ánh mắt dường như có chút hoảng loạn, còn cách mặt đất chừng mười mấy mét đã kêu lên, mau rời khỏi chỗ này. Khi ấy những người khác mới thấy bóng chắc một cường ba cũng đang trượt xuống. Nhạc Dương dùng dây móc leo lên mấy bước, giọng hỏi, sao vậy, cường ba thiếu ra Chắc một cường ba đưa ống nhòm điện tử cho nhạc dương, nói, ba lô của tôi đâu? Mọi người mau chuẩn bị rời khỏi đây, trên cành cây có một số sinh vật rất quái dị, có thể gây tổn thương đến chúng ta. Những người bên dưới đều giật mình đánh thót, xem ra trên cây còn có thứ gì đó, nhưng mà, thứ gì có thể khiến cả giáo quan cũng phải sợ đến mặt hoa thất sắc thế kia, lẽ nào phía trên cao kia cũng bỏ nhung nhúc một lũ sâu quái đản nữa sao? Chẳng mấy chốc mọi người liền trông thấy cái thứ đến cả lữ cánh nam cũng không muốn chạm vào. Đó, đó rốt cuộc là sinh vật gì chứ? Nhìn ngoại hình của nó, trông như thể một bãi đầm của người khổng lồ vừa khạc ra, không có hình thái cụ thể, toàn thân xanh xanh vàng vàng, bốc ra một mùi tẩm lợm khiến người ta chỉ muốn nôn ẹ, chúng rơi xuống đầm lầy, liền dính chặt luôn vào như thuốc cao, thân thể trải ra lớn chừng bằng cái chậu rửa mặt. Chỉ thấy phần đầu của sinh vật ấy, hoặc giả có thể nói là bộ phận tạm coi như cái đầu của nó chảy về phía trước như bãi đầm đang sôi lên cuồn cuộn, kế đó là phần đuôi chậm chậm co rút theo, rồi thân thể lại giãn ra theo một hướng khác, sau đó phần đuôi lại nhích theo, kiểu di chuyển ấy, hệt như loài trùng biến hình trong giới vi sinh vật. Nhạc dương cố chịu đựng mùi thối khiến người ta tắc thở, bịt chặt mũi lại nói, đây là cái gì? Tẩm quá đi mất, sao lại còn nhúc nhích được thế kia? Ba tang cũng không dám nổ súng vào lũ sinh vật không có hình thái cố định ấy, chỉ sợ chất dịch xanh xanh vàng vàng đó bắn tóe lên người mình lữ cánh nam không kịp trả lời chỉ lớn tiếng quát đi mau đi mau bọn chúng ở trên cao bay xuống đấy trác mộc cường ba chỉ ngón tay về phía trước mé bên phải nói cách chúng ta khoảng hai cây số về phía tây bắc chúng tôi nhìn thấy thác nước hình như còn có cả kiến trúc nhân tạo nữa mọi người hãy tiến về phía ấy mẫn mẫn đừng lao nhanh thế pháp sư á la phiền ngài cõng vương hữu nhạc dương đỡ tiểu triệu đi trương lập son hai người giúp họ xách ba lô, ba tang đừng bắn nữa, không hết đâu, trên cây nhiều lắm, chúng còn biết nhảy lên nữa đó, mau chạy thôi. Lời gã vừa dứt, chỉ thấy lũ sâu Halucisonia trong đầm lầy đột nhiên co rút thân thể lại, phun ra một đám gì đó, chỉ nghe bẹt một tiếng, đã dính luôn vào thân cây, chính là cái chất dịch nhầy nhầy như ngủ màu xanh vàng ấy, có điều bãi nhảy ấy nhỏ hơn thứ trên cây rơi xuống nhiều. Trương Lập cũng kêu lên, tẩm quá đi mất, vừa nãy hình như có một bãi đầm dính lên mà tôi mất rồi mặt tôi, mặt tôi bị nó cào rách rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, dung nhan của tôi bị hủy mất rồi. Son lầm bầm nói, thật điên cuồng quá đi mất, cái thế giới này quá điên cuồng rồi. Vô số sinh vật dạng đầm nhầy từ trên cao rơi xuống, có con giãn người ra, chậm chậm đảo tròn lướt xuống như một chiếc lá, có con lại co lại như một giọt nước nhiều xuống, chạm tới đầm lầy hoặc gốc cây, liền chảy về phía trước như chất lỏng. Đồng thời, Vô số lũ sâu Halocyzonia trong đầm lầy lại ra sức bắn những đám đầm nhầy nhụa ấy lên, thân thể thứ đó hệt như kẹo cao su, chạm vào đâu là liền dính chặt vào đó. Nhất thời, cả khu rừng đâu đâu cũng là đám sinh vật nhuyễn thể rơi là tả hoặc bắn lên bay vèo vèo, căn bản không có chỗ nào để né tránh. Cả đám người sử dụng dây móc đu trên không trung chỉ thấy trên không toàn là những kẻ địch bầy nhầy nguy hiểm, dưới chân thì là đầm lầy đang ủng ụp bọt khí và lũ sâu quái dị có gai nhọn hoắt đang uốn éo cuồn cuộn, cuộn tình thực đã tệ đến mức không thể nào hơn. Bẹt, chân phải Trương Lập bị một đám nhảy bọc kín, Trương Lập vội lấy tay định hất con vật nhuyễn thể ấy ra, ai ngờ vừa chạm vào, đã bị dịch nhảy dính luôn vào tay, nhấc tay lên, chất nhảy liền kéo thành những sợi tơ mảnh như nhựa cao su, mùi mủ hôi thối nồng nặc sộc lên mũi. Trương Lập chỉ thấy khó chịu khôn tả xiết trong lồng ngực. Lúc ở trên thuyền lắc lư dữ dội như thế mà anh cũng không hề nôn mửa, nhưng giờ đây rốt cuộc không nhịn nổi, bụng anh quặn lên một chặp, dạ dày nhộn nhạo, bao nhiêu thịt cá xương cá ăn được đều phun ra hết sạch. Tôi dính trưởng rồi, tôi dính trưởng rồi, Trương Lập hét toáng lên. Trác Mộc Cường ba nói, cố gắng lên, lát nữa kiếm chỗ nào rửa sạch đi, cậu đừng để rơi xuống đấy. Nói cho cậu biết, rơi xuống là không ai cứu cậu đâu, rơi xuống là chết chắc đấy. Lời vừa mới dứt xong, đã nghe bếp một tiếng, đầm đặc đã bọc kín cả bàn chân phải gã, rồi treo lửng lơ như một đám ngủ cao su dưới gót chân, không sao hất đi được bếp ba tang đột nhiên tăng tốc lướt vù vù phía trước cả bọn thứ ấy đã dính lên vai anh ta còn có một phần bám vào má bên trái nữa nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của ba tang cả bọn chỉ lo anh ta sẽ tự chặt luôn cả cánh tay trái mất triệu trang sinh thì thào nói với nhạc dương chắc tôi không xong rồi nhạc dương nói cậu đừng có mà nói bậy triệu trang sinh nói thật đấy cái thứ đó cái thứ đó dính vào lưng tôi rồi không chỉ một hai bãi đâu tôi cảm thấy ít nhất cũng phải năm sáu bãi ấy Nhạc Dương trầm mặc không nói gì. Triệu Trang Sinh lại lo lắng hỏi, cậu, sao cậu không nói gì thế? Cậu đang nghĩ gì vậy? Nhạc Dương đáp, tôi đang nghĩ, không biết có nên ném cậu xuống không nhỉ? Cái gì, cậu dám nghĩ vậy à? Triệu Trang Sinh nói, cậu nghĩ vậy thật đấy hả? Nhạc Dương ngập ngừng nói, nhưng mà, ai biết được chúng có bám lên lưng cậu rồi tiện thể trườn luôn lên người tôi không? Cậu là đồ vô tình, vừa nãy có người bảo là cậu đánh tôi sưng vù mặt lên tôi còn không tin, xem ra quả đúng là cậu làm rồi. Ai hả, ai bán đứng tôi hả? Được lắm, quả nhiên là cậu. Đừng cử động, bảo cậu đừng cử động cơ mà, thấy chưa, giờ thì cả tôi cũng dính trưởng rồi. Đu dây trong rừng được nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng phát hiện ra nơi hình như có kiến trúc nhân tạo mà chắc Mộc Cường Ba nói tới, nơi này so với rừng rậm, có thể nói là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Đó là một bình đài bằng nham thạch núi lửa khá cao so với vùng đầm lầy, trên mặt đá phẳng nhẵn không có loài thực vật nào sinh trưởng trời đất tức thì rộng mở ra minh mông từ xa nhìn lại giống như bàn chân một người khổng lồ dẫm xuống giữa khu rừng trên mờ u bàn chân có một dải băng màu bạc đó là dòng thác chảy từ trên tầng thứ hai xuống dòng thác tụ lại thành một đầm nước trong trên mờ u bàn chân nước lại chảy tràn qua đó xuống đầm lầy bên dưới còn những thứ thoạt nhìn tưởng như kiến trúc nhân tạo ấy nằm ở phần nhô cao lên của bàn chân người khổng lồ từ xa xa trông lại chỉ thấy giống từng đống từng đống đá vụn chất cao hoặc những tảng nham thạch hình chóp nhọn bị phong hóa. Nhìn sự phân bố, hình dạng, độ cao của ụ đá, trông chẳng hề giống kiến trúc nhân tạo chút nào, thậm chí còn khiến họ có cảm giác như đó là hang ổ của loài động vật nào đó xây nên. Khi thực sự đến gần, mới nhận ra bàn chân khổng lồ ấy không chỉ to bình thường. Ở đây đá đỏ phải nhô cao hơn mặt đất ít nhất 50 mét, chỗ cao thậm chí còn ngang hàng với ngọn những thực vật khổng lồ họ dương sỉ, chiều rộng áng chừng khoảng 2.000 mét trải sâu vào khu rừng, có vẻ như nối liền với chân núi. Nhưng khi cả bọn đến phía bên dưới thì mới phát hiện ra, bàn chân khổng lồ trên to dưới nhỏ, muốn bám vách đá leo lên chẳng phải chuyện dễ dàng. Có điều, cũng vẫn còn may mắn, dòng thác chảy qua mẫu u bàn chân khổng lồ cũng xối xuống dưới tạo thành một đầm nước sạch nho nhỏ. Hiện giờ, thứ bọn họ cần nhất, chính là nước sạch, cần phải rửa hết những thứ kinh tởm đến không còn lời nào diễn tả dính trên người trước đã. Sau một bận đu dây trong rừng, người nào người nấy đều đã dính đòn, trên thân mỗi người ít nhiều cũng có một hai con sinh vật dạng đầm lầy nhầy bám chặt. Son là thảm nhất, từ đầu đến chân anh ta bị sinh vật ấy bọc kín, thoạt nhìn cứ như mặc một bộ đồ ngụy trang rằn di hai màu xanh vàng, mái tóc bạch kim thì như bị ai tương hàng đống trứng gà sống, dính bết vào nhau. Nhìn thấy đầm nước sạch, Son liền không ghim được, lao thẳng tới, chẳng ngờ, lại bị hai tiếng quát lanh lảnh ngăn lại. Đứng lại, Son, câu đầu tiên là mệnh lệnh của Lữ Cánh Nam. Son, anh đứng lại cho tôi. Câu thứ hai là tiếng hét của đường mẫn. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Son Hoang Mang không biết xảy ra chuyện gì, tựa hồ anh ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng lắm vậy. Hai cô gái nổi giận bừng bừng lao đến trước mặt anh ta, "Anh, sao anh có thể đi trước chúng tôi được chứ? Phải đấy, phải đợi chúng tôi rửa trước rồi mới đến lượt các anh chứ." Thì ra, cả hai cô đều nhất trí quan điểm rằng đầm nước sạch sẽ này bị đám đàn ông thối tắm rửa xong rồi chẳng phải thành một đầm nước vừa bẩn vừa thối sao, làm sao còn dùng được nữa. Vì vậy, lẽ đương nhiên là phải cho họ hưởng dụng trước. Son giờ mới vỡ nhẽ, thì ra mình đã phạm một sai lầm mang tính lễ tiết. Anh ta vẩy vẩy bàn tay dính đầy chất niêm dịch kinh tởm, rồi lại nhìn thân thể bị dính nhơ nhấp xanh xanh vàng vàng, lẩm bẩm. nhưng mà tôi. Nhưng mà tôi, lưỡi cánh nam liếc nhìn cái đầm nhỏ xíu chưa đầy 10 mét vuông bên dưới thác nước, thấy xung quanh toàn là bùn nháo ủng ục, nói thế nào cũng không chịu cho son rửa trước. Lữ cánh nam đã nói nhanh như gió, đường mẫn cũng ngồm năm miệng mười, hai người một sướng một họa, lua xa lua xua nói một chàng những đạo lý Trung Quốc mà son nghe chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng, dưới hai tầng áp bức, anh ta nào còn dám không chịu đầu hàng. Một đám đàn ông thối danh xứng với thực tập trung lại một chỗ, chỉ thấy mùi tanh tưởi hôi thối trên người mình mỗi lúc một sộc vào mũi nồng nặc hơn. Nhìn bộ dạng ủ rũ của son, nhạc dương miễn cưỡng dặn ra một nụ cười an ủi, giờ chính là thời cơ để phát huy phong độ quý tộc của anh đấy đàn ông chúng ta chẳng việc gì phải tranh giành với đám đàn bà ấy cả. Son nói bằng thứ tiếng trung lơ lớn ngượng ngập, quý với cả tộc cái bà nội cậu ấy. Mọi người đều rất tự giác xoay lưng lại phía đầm nước, quay thành một hình cung, ngoài Trác Mộc cường ba, những người còn lại thậm chí còn không dám ngoảnh đầu lại liếc nhìn một cái. Khổ khổ, Trương Lập đột nhiên hắng giọng nói, thực ra, tôi cảm thấy. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi nhé, cường ba thiếu ra, anh có thể qua tắm chung với bọn họ cũng được đấy cả đám đàn ông đều nở một nụ cười gian dảo. Trác Mộc Cường Ba làm bộ nghiêm nghị trả lời, tôi sợ bị đá bay đi mất. Cả bọn đều ngoác miệng ra cười, nhưng chỉ có một người phát ra âm thanh. Ha ha, Trương Lập cười lớn thành tiếng xong, mới nhận ra những người khác đều chỉ ngoác miệng ra, chứ không hề phát ra âm thanh gì, bỗng sực nhớ ra người ở phía sau mình có thính giác cực kỳ siêu tuyệt, tư duy cũng mẫn tiệp hơn người, lẽ nào lại không nghe ra ý đồ xấu xa trong tiếng cười đó. Vừa nghĩ tới đây, Bỗng như có một trận gió âm thổi tới, anh chàng lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng bịt chặt mũi miệng lại. Đội trưởng Hồ Dương và Pháp Sư Á La thì ở một chỗ cách xa đầm nước, lợi dụng ánh sáng lờ mờ nghiên cứu cấu tạo bàn chân người khổng lồ. Quan sát từ cự ly gần, sẽ phát hiện ra bàn chân này không phải một khối nham thạch nguyên vẹn, mà do từng khối đá hình lăng trụ ghép lại với nhau, sắp xếp hết sức thẳng thớm chỉnh tề, như thể do bàn tay con người dựng nên, nhưng cả đội trưởng Hồ Dương và Pháp Sư Á La đều biết, đây chính là một kỳ tích do thiên nhiên vĩ đại tạo ra. Khi dung nham núi lửa nhanh chóng nguội lạnh, nham thạch nứt nẻ đồng thời hình thành một hình thái tương tự như kết tích, hình thái của mỗi trụ nham thạch đều ngay ngắn quy cách hệt như tổ ong, phía trên hơi cong cong lại thành hình cung. Đứng bên dưới vách đá này, cảm giác tựa như đang đứng lặng dưới hành lang của tòa cung điện nào đó từ thời viễn cổ, đội trưởng Hồ Dương đưa tay sờ những trụ đá hình lục lăng chỉnh tề ấy, thầm thở dài trước sự thần kỳ của thiên nhiên, còn pháp sư Á La thì khẽ ngẩng đầu lên, như đang ngẫm nghĩ. Từ lúc vừa mới xông vào khu rừng, ánh mắt của đại sư đã dừng lại trên khối đá khổng lồ này, nơi đó mới chính là bức tường ngăn cách mà họ cần phải vượt qua. Vách đá lớn ngăn cách giữa tầng bình đài thứ nhất và thứ hai. Chỉ khi đến gần bàn chân người khổng lồ, ông mới thấy rõ, cả vách đá khổng lồ như một con sóng thần đang cuộn lên rồi bị đông cứng lại trong trước mắt. Một con sóng cao đến cả nghìn mét, ngước lên chẳng thấy đầu ngọn sóng đâu, Phần mép của bình đài thứ hai xòe rộng như chiếc ô che phủ tầng bên dưới. Còn các khe hở giữa những trụ lục lăng tưởng chừng như tách biệt độc lập với nhau kỳ thực lại sát sàn sạt đến mức một tờ giấy mỏng cũng không thể nào nhét vào được. Dạng vách nham thạch này thường được các cao thủ leo vách đá gọi là vách than thở. Trên vách đá không có khe hở để nhét mũi dùi vào, buộc phải dùng máy đục lỗ, đến đoạn cuối, người leo phải treo mình lộn ngược như con nhện trên trần nhà mới vượt qua được. Loại vách đá này nếu độ cao dưới trăm mét thì các cao thủ leo trèo còn có thể dựa vào thể lực ngoan cường vượt qua, nhưng vách đá này lại cao tới gần 2.000 mét. Tạm không nói đến phần đỉnh xòe ra như cái ô của nó, cho dù chỉ là vách dốc đứng thôi thì cũng phải mất mấy ngày trời, cùng với vô số thiết bị leo núi mới vượt qua được. Pháp Sư Á là thầm nhủ trong lòng, vách đá thế này, người đó có thể tay không leo bám lên được hay sao? Còn mình, lúc này, đội trưởng Hồ Dương nói, đại sư, ông nghĩ vách đá này được hình thành như thế nào nhỉ? Pháp Sư Á La lại ngẩng đầu lên, ánh mắt như nhìn xuyên qua chân người khổng lồ, dừng lại trên tầng bình đài thứ hai. Trong tâm trí ông, chợt xuất hiện cảnh tượng từ muôn vạn năm trước, dung nham như một dòng thép lỏng cuồn cuộn chảy, men theo các thông đạo, tràn ra ở tầng bình đài thứ hai. Tới vị trí này, dòng dung nham dần dần nguội lạnh bắt đầu dồn lại, một phần nhỏ còn nóng chảy vòng qua những chướng ngại vật phía trước, chảy đến mép bình đài tầng thứ hai, nhỏ giọt rơi từ trên cao xuống, hình thành nên bàn chân khổng lồ của ngày hôm nay pháp sư á la nói ừm giống như suy đoán của chúng ta lúc hương ba la mật quang bảo giám xuất hiện trước mắt lần đầu tiên họ đã không ngừng thảo luận xem nơi này có thể được hình thành như thế nào muốn cấu thành được địa thế răng cưa trên rộng dưới hẹp thế này cần phải là loại đá kết cấu hết sức chặt chẽ mới có thể chịu đựng được áp lực phía trên mà không gãy lìa mà núi lửa hiện đại thì đa phần đều phun từ chính giữa lên hình thành nên hình chóp giống như kim tự tháp cũng có nghĩa là địa hình này có lẽ được hình thành từ thời viễn cổ mấy trăm triệu năm trước vào giai đoạn đầu của kỳ nghi, các khối đại lục vẫn chưa ổn định vỏ trái đất có rất nhiều vết nứt khổng lồ khi vỏ trái đất vận động nham thạch nóng chảy trong lòng trái đất tràn ra khỏi các khe nứt ấy đó chính là núi lửa dạng khe nứt thời xa xưa nham thạch chảy lan khắp mặt đất mênh mông như một tấm thảm hình thành nên vô số cao nguyên sau khi hình thành các vùng cao do dung nham tạo ra vỏ trái đất lại vận động tiếp tục dồn dung nham ở dưới lòng trái đất tràn lên lại tạo nên một vùng cao khác phía trên vùng cao ban đầu, cứ như vậy trồng lên từng tầng, từng tầng một, tạo ra địa hình dung nham hết sức kỳ quái. Sự thực là, ở ba tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quế Châu của Trung Quốc có vô số nơi địa hình tương tự như vậy, nhưng sau khi rời khỏi vùng Xuyên Tây, đi tiếp về phía Tây nữa, thì rất ít phát hiện địa hình tương tự, cho tới khi băng qua Tây Tạng, đi về phía Ấn Độ thì mới lại xuất hiện những bãi đất cao lớn do dung nham núi lửa hình thành. Sau khi giáo sư Phương Tân tham khảo ý kiến nhiều vị chuyên gia, cùng với kinh nghiệm của đội trưởng Hồ Dương, bọn họ đã đưa ra được một kết luận tổng thể. Đó chính là, sau khi hình thành nên địa hình đặc thù này, mấy chục triệu năm về trước, do các khối lục địa va chạm vào nhau, khiến dãy Himalaya và các mạch núi xung quanh gồ lên, dẫn đến những bãi đất cao do dung nham nóng chảy hình thành và địa hình xung quanh lại tiếp tục được nâng lên cao nữa, tạo thành đỉnh núi cao nhất thế giới của ngày nay. Đồng thời, hầu hết các vùng đất cao khác thì bị những khối lục địa dồn ép vỡ toát ra, không tiếp tục trồng cao thêm được nữa. Nơi mà họ muốn tìm kiếm, hiển nhiên nằm ở trong cái hở giữa các khối đại lục, vẫn còn giữ được hình thái của mấy trăm triệu năm về trước. Vì nằm giữa các khối đại lục, vận động của vỏ trái đất ở đây cực kỳ không ổn định, nên cho đến ngày nay, hiện tượng núi lửa phun trào vẫn có khả năng xảy ra. Các giáo đồ bản giáo cổ đại nói, Thánh địa ngụy Ma Long Nhân, cứ mỗi 1028 năm lại tái sinh trong ngọn lửa, rất có thể chính là chỉ hiện tượng núi lửa phun trào. Còn con đường đi tới thánh địa cũng chính là dòng sông U Minh mà họ vừa vượt qua, hoàn toàn là thông đạo dung nham hình thành khi núi lửa cổ đại phun trào, chứ không phải do dòng nước xâm thực tạo ra. Nhưng hiện nay lại có một vấn đề khác đặt ra trước mắt họ, nếu như nói ở đây cứ mỗi 1028 năm lại xuất hiện một lần núi lửa phun trào quy mô lớn, vậy thì hình thái đa dạng của sinh vật nơi đây làm cách nào có thể giữ gìn được một cách hoàn chỉnh như thế? Phải biết rằng, núi lửa phun trào có sức phá hoại khủng khiếp nhất trong tự nhiên mỗi lần dung nham nóng chảy tràn lên là động thực vật xung quanh sẽ hoàn toàn bị hủy diệt huống hồ ở trong môi trường gần như là khép kín này đừng nói những thứ khác chỉ riêng khí độc sản sinh ra lúc núi lửa phun trào hoặc thậm chí là không phun trào cũng đủ để giết chết tất cả mọi sinh vật ở đây rồi nhưng sự thực là chất lượng không khí bọn họ đo được lại tốt đến mức không thể nào tốt hơn ám chừng những người chuyển đến sống ở đây đều có thể tăng tuổi thọ thêm nhiều năm pháp sư á la đoán rằng đây có thể là núi lửa chết đã kết thúc sinh mệnh từ mấy trăm triệu năm trước, xét cho cùng thì trong các ghi chép bằng văn tự của người Tạc, gần như không phát hiện ra tư liệu gì nhắc đến việc núi lửa phun trào cả. Còn con số 1028 kia, rất có khả năng là một con số thần thánh đối với tín đồ bản giáo cổ đại, giống như người ngày nay thích số 6 với số 8 vậy, còn chuyện tái sinh trong ngọn lửa cũng hoàn toàn có thể lý giải theo phương diện ý nghĩa tinh thần trong tôn giáo. Đội trưởng Hồ Dương lại có quan điểm khác, anh cho rằng nếu trong văn bản không ghi chép thì có hai khả năng một là đã từng xuất hiện nhưng không có ai ghi chép lại một khả năng nữa là chuyện này đã được ghi chép nhưng văn bản đã bị thất lạc trong dòng sông lịch sử chảy cuồn cuộn không ngừng anh khẳng định chắc chắn rằng mấy mạch núi lớn vắt ngang qua tây tạng bao gồm cả dãy himalaya đều nằm trên vành đai núi lửa thái bình dương tần số xảy ra động đất ở đây có thể nói là hết sức lớn thế nhưng trong lịch sử những ghi chép về động đất có thể tìm được lại thực sự rất hiếm hoi, huống chi là chuyện núi lửa phun trào. Hai người mang quan điểm của mình ra trình bày với cả đội, lập tức làm nổ ra một cuộc tranh luận mới. Trương Lập, Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh đều giữ thái độ kiểu chuyện gì cũng có thể xảy ra, ủng hộ đội trưởng Hồ Dương, Son, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tăng thì phân tích một cách lý tính hơn nhiều, có điều họ cũng hơi nghiêng theo chiều hướng ủng hộ đội trưởng Hồ Dương. Trác Mộc Cường Ba lý giải rằng, nếu nơi này đúng là nằm trong khe hở giữa các khối lục địa, vậy thì vỏ trái đất ở đây có lẽ mỏng hơn một chút, hoặc biết đâu vẫn còn tồn tại núi lửa dạng khe nước từ thời viễn cổ, nham thạch nóng chảy không phun trào ra, mà giống như chiếc chậu đựng đầy nước dành ra từng chút từng chút một, nếu không thì cũng có khả năng là núi lửa lặng, nham thạch nóng chảy nhẹ nhàng bắn tóe ra giống như nồi cháo đang sôi ủng ục chứ không phun trào lên dữ dội. Giống như núi lửa ở Hawaii cũng thường xuyên phun trào, nhưng chỗ đó vẫn là vùng du lịch nổi tiếng đấy thôi, dân cư xung quanh cũng sống vẫn rất thoải mái, lại còn chẳng hiếm những kẻ mạo hiểm đến tận miệng núi lửa chụp ảnh núi lửa phun trào nữa. Son thì giải thích về tính đa dạng của sinh vật nơi đây từ phương diện sinh vật học. Anh ta nói, mọi người đã quá coi thường khả năng thích ứng của sinh vật rồi đấy. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài cá nhỏ ở gần khu vực núi lửa dưới đáy Thái Bình Dương. Bọn chúng đã hoàn toàn phá vỡ nguyên lý protein sinh vật sẽ đông cứng lại ở nhiệt độ cao hơn 5-60 độ của tự nhiên, sống trong tầng nước có nhiệt độ từ 80 đến 90 độ, nếu nhiệt độ nước xung quanh quá thấp, ngược lại chúng còn bị chết cóng nữa. Nếu nói núi lửa ở đây phun trào một cách chậm rãi ôn hòa, thì trong cả quãng thời gian dài đằng đẵng như thế, sinh vật ở nơi đây hoàn toàn có thể thích ứng với môi trường sống này, càng không cần phải nói đến loài người có trí tuệ làm gì nữa. Ba Tăng thì phân tích nguyên nhân khí độc núi lửa không gây ảnh hưởng đến hoàn cảnh sinh thái từ góc độ khí tượng. Anh ta giải thích, cái gọi là khí độc là chỉ trong dung nham núi lửa có chứa những vật chất không thích hợp cho quá trình sinh trưởng của động thực vật, song không phải tất cả các núi lửa đều có chứa những vật chất ấy, khi núi lửa ở đây có thể không có độc tính. Thêm nữa, nếu nói khí núi lửa có độc tính, vậy thì phải xem miệng núi lửa ở chỗ nào, nếu như ở trên tầng bình đài thứ ba kia, vậy thì khe nứt đưa ánh sáng xuống đây sẽ có vai trò cực kỳ then chốt đối với nơi này. Ba tan thường ngày rất kiệm lời, chẳng khi nào nói được mấy câu, chính bản thân cũng cảm thấy không biết chọn từ ra sao, Nhìn bộ dạng mặt đỏ tía tai, gân xanh gồ lên nổi khắp trán của anh ta, cả bọn còn tưởng là anh ta lại nhớ đến cảnh tượng đáng sợ lúc những đồng đội trước đây của mình mất mạng. Cũng may là khi ấy Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đã tắm rửa xong xuôi quay lại. Hai cô cũng đã nghe mọi người trình bày ý kiến của mình, liền giúp ba Tăng bổ sung thêm mấy câu. Lữ Cánh Nam đưa ra hai giả thuyết, nếu nói rằng cả vùng Sanrila là một không gian khép kín, thì ánh sáng trên cao kia chỉ có thể là kết quả va đập của các electron nhưng các electron và đập không thể nào phát ra ánh sáng mạnh như thế được, vì vậy giả thuyết này không hợp lý. Tình huống thứ hai là, những khe bị mây mù dày đặc che phủ ấy liên thông với thế giới bên ngoài, như vậy, những tia sáng ấy không chỉ là do các điện tử va đập vào nhau sản sinh ra, mà còn có cả ánh mặt trời bên ngoài chiết xạ vào nữa. Nếu không gian đã liên thông, bầu không khí cũng tương thông, nếu các thiết bị họ mang đến không bị từ trường ảnh hưởng gây ra sai số quá lớn, tầng bình đài thứ ba đang ẩn mình trong mây mù kia có lẽ cao khoảng trên 6.000 mét, phần đỉnh khe sẽ càng cao hơn, rất có khả năng chính là đỉnh núi tuyết bên ngoài. Mọi người đều biết, không khí trên đỉnh núi tuyết rất loáng, áp suất khí quyển cực thấp, gió rất mạnh, còn kết cấu không gian này lại khiến khí áp ở đây tương đối ổn định bất biến, sai biệt về khí áp giữa nơi này và thế giới bên ngoài, cộng với ảnh hưởng của gió mạnh trên đỉnh núi tuyết sẽ làm không khí trên tầng bình đài bị mây mù che phủ tuần hoàn lưu truyền. Lữ cánh nam chuyển động hai ngón tay trỏ giải thích, bầu không khí trên tầng thứ ba lưu chuyển tuần hoàn sẽ dẫn theo bầu không khí bên trong sanrila này lưu chuyển tuần hoàn, giống như hai cái bánh răng vậy, bầu không khí ở tầng thứ nhất và thứ hai sẽ lưu chuyển ngược hướng với bầu không khí trên tầng thứ ba. Như vậy, dòng không khí bên trong không gian gần như kín mít này sẽ trở nên hoạt hóa, rõ ràng lại là một kỳ tích khác nữa của thiên nhiên vĩ đại. Chính vì thế, môi trường tự nhiên và bốn mùa ở đây tạo nên một thế giới hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Mẫn mẫn hiểu ra đầu tiên, bèn giải thích một cách hình tượng hơn, à, bầu không khí lưu chuyển ở đây giống như lá phổi trong cơ thể người ấy, hút không khí trong lành từ thế giới bên ngoài kia vào, sau đó thông qua tuần hoàn, đẩy khí thể độc hại ra ngoài, tầng bình đài thứ ba bị mây mù che phủ kia, chính là nơi trao đổi khí. Nhạc Dương lại vặn hỏi, vậy nếu đúng là do các electron và đập tạo ra ánh sáng mạnh như thế thì sao? Lữ cánh nam mỉm cười, vậy thì bầu trời ở Sandrila sẽ tiếp tục sáng mãi, không có bóng đêm, mà trên thực tế, kết quả quan sát của chúng ta là. Cô ngừng đầu lên, nói tiếp, sắc trời ở đây, đang dần dần tối đi. Đội trưởng Hồ Dương giờ mới sực hiểu ra, mọi người đắm chìm trong không khí thảo luận vui vẻ, không ngờ đã quên bén cả mùi hôi thối nồng nặc trên cơ thể, tới khi đường mẫn và lữ cánh nam đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, lấy tay bịt mũi xua bọn họ mau đi tắm rửa sạch sẽ, đám đàn ông mới nhớ ra, liền cười đùa nhảy xuống nước. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Mọi người cảm thấy kỳ thực mức độ nguy hiểm của loài sinh vật đó với cơ thể người vẫn là rất thấp. Chất dính đó không phải cường toan, cũng không phải chất kiềm mạnh, không có độc tính với cơ thể hay gây ra dị ứng, chỉ là bộ dạng chúng quá kinh tởm, ngoài ra còn mùi tanh thối nồng nặc khiến người ta không thể chịu đựng được mà thôi. Giờ đây khi đứng dưới vách đá hình bàn chân người khổng lồ, sắc trời dần tối, họ lại phải đối mặt với một vấn đề khó khăn khác, cắm trại ở đâu bây giờ? Ngay dưới bàn chân khổng lồ ấy chăng, bốn bề ẩm ướt rườn rượt, đen ngòm gió âm thổi từng trận từng trận, thêm nữa họ cũng vừa mới thoát ra khỏi vòng vây của bọn sâu Halucisonia quái đản và trùng biến hình, cảm giác cũng không được chắc chắn cho lắm, leo lên trên vách đá qua đêm trăng, ai biết được trên đó là gì, cả một vùng trống trải mênh mông, nếu gặp phải bọn chim khổng lồ kia hay thứ gì đấy khác, vậy thì coi như là mất ngủ cả đêm rồi. Mà bọn họ lúc này lại hết sức cần được nghỉ ngơi, đã hơn 5 ngày nay không ai được chập mắt chút nào rồi, giờ toàn bộ đều nhờ vào cảm giác hưng phấn khi mới đặt chân đến Sandrila cùng sự kích thích của lũ quái thú mới kiên trì giữ được tinh thần tỉnh táo. Hơn nữa, leo lên vách đá còn một điểm khó khăn nữa, đó chính là ba mặt của tảng đá khổng lồ này đều nghiêng vát vào bên trong, ngoài việc cần sử dụng công cụ ra, còn phải có thể lực rất tốt mới leo lên được. Chẳng những vậy, họ còn phải đeo theo một vương hữu đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, càng làm cho việc leo núi khó khăn bội phần. Chút năng lượng họ có được do ăn mấy con cá nhỏ trên biển đã tiêu hao sạch từ lúc chạy trốn rồi, giờ mà không ăn thêm gì nữa, sợ rằng sẽ chẳng có ai leo lên được mất. Trong môi trường hoàn toàn xa lạ này, chắc Mộc Cường Ba cũng không đưa ra được chủ ý nào, gã bèn tỏ ra hết sức dân chủ để mọi người cùng thảo luận. Sau một hồi bàn bạc, với 6 phiếu thuận 3 phiếu chống và một người bỏ quyền nêu ý kiến, cả bọn quyết định hạ trại bên dưới vách đá, nghĩ cách kiếm chút gì ăn được, rồi sáng sớm mai sẽ leo lên tảng đá khổng lồ thương lượng xong, tìm kiếm thức ăn và dựng trại trở thành nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Cuối cùng, công việc được phân công như sau, ba người trương lập, ba tang, son lấy đầm nước sạch làm trung tâm, tìm kiếm thức ăn trong vòng bán kính 100 mét, những người khác phụ trách dựng lều trại. Lần này họ dựng trại giữa lưng chừng vách đá. Cách dựng trại này khá giống với nhà cây mà bọn trác mộc cường ba đã có lần dựng trong rừng rập. Trước tiên, dùng khoan khoét lỗ cách mặt đất khoảng chục mét, đóng vít nở và ống thép cố định, kế đó bắt đầu ghép các thanh ngang trên ống thép, sau khi phần giá đỡ phía dưới giống kiểu sạn đạo được ghép xong, thì lấy đó làm nền, phủ lên trên một tấm màng hai lớp ở giữa đệm không khí, vậy là xong xuôi, nhìn từ xa trông cứ như là quan tài treo của người dân tộc bạc. Từng gian trại nối liền với nhau, cuối cùng nhìn như thể một đoàn xe lửa treo lơ lửng trên vách đá dựng ngược. Lều trại kiểu này có thể phòng ngừa độ ẩm phía dưới mặt đất quá cao, đồng thời cũng để phòng bọn sâu Halucinonia và các loài khác đột một tấn công, tránh gió tránh mưa lại càng không phải nghĩ đến hiểm họa đá lở phía trên, đặc biệt thích hợp khi dựng bên dưới vách đá dạng nghiêng chéo vào bên trong như thế này. Lều trại dựng xong xuôi không bao lâu, bọn Trương Lập cũng trở về, chỉ có điều. Lại kéo theo một con sâu Halucisonia dị hợp. Mấy cái gai nhọn trên lưng con vật không xương dài một mét rưỡi trông như sợi gân bò màu đen vẫn còn run nhẹ, rõ ràng là nó vẫn chưa chết hẳn. Đội trưởng Hồ Dương chỉ tay vào con sâu quái đản hỏi, các cậu. Sao các cậu lại mang cái con này về? Định làm gì đây, bữa tối? Trương Lập thốt ra câu trả lời mà cả bọn đều không muốn nghe nhất. Triệu Trang Sinh nhảy dựng lên, bảo tôi ăn cái thứ này á. À? Thế thì thà ăn cứt còn hơn. Ba tang ném bịch con sâu mềm nhũn xuống đất, nói, chỉ có cái này, không ăn thì thôi. Son xòe tay ra nói, cả một vùng đầm lầy xung quanh đây toàn loại sâu này, tôi nghĩ là có thể ăn được. Nhạc Dương nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ không có sinh vật nào khác à, thực vật cũng được, Trương Lập cười gian xảo, có đấy, lẽ nào, cậu muốn chúng tôi mang hai bãi đầm đặc về nếm thử. Uệ, Nhạc Dương vừa nghe thấy từ đó, đã không nhịn nổi bắt đầu nôn khan. Son giải thích, thực ra, đây là một dạng sống rất kỳ quái. Hình thái đầm đặc chắc là ấu trùng của lũ sâu Halucisonia, hoặc là một dạng biến đổi chưa hoàn chỉnh, còn bọn tổ tiên kỳ nhung kỳ đà mà chúng ta thấy lúc nãy, ban ngày sống trong đầm lầy, hẳn là cũng ăn thứ sinh vật có dạng đầm nhầy đó, còn bọn sâu Hallucisonia, để bảo đảm có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, đã tiến hóa ra khả năng leo cây, khi sinh sôi thì phun ấu trùng ra như khạc đờm, lợi dụng chân giả biến hình và thân thể nhẹ nhàng để leo lên cây, tiếp tục sinh trưởng khi thể trọng lớn hơn lực hút tự thân. Chúng sẽ bay xuống như lá rụng, tiếp tục phát triển bên dưới đầm lầy. Mùi hôi thối đặc biệt chắc cũng là một biện pháp để bảo vệ lũ ấu trùng. Dựa trên số lượng của kỵ loài kỳ nhông mà chúng ta thấy lúc đầu, Tôi e rằng cả vùng đầm lầy quanh đây chỉ có mỗi loại sâu này thôi, nếu ấu trùng của chúng đã không gây tổn thương đến cơ thể chúng ta, hơn nữa bọn kỳ nhông còn ăn được, tôi đoán loài động vật nguyễn thể này có thể ăn được. Chúng ta tiến hành phân tích sinh hóa qua một chút, sau đó, sau đó ăn thử xem sao. Triệu Trang Sinh quyết liệt lắc đầu, "Không, tôi không ăn, tôi kiên quyết không ăn." Trương Lập Vỗ vỗ vai, an ủi anh ta, "Thực ra cũng không đáng sợ vậy đâu." chẳng qua là hình dạng nó hơi quái dị một chút thôi mà, biết đâu thịt lại ngon thì sao. Cậu nhắm thịt mắt vào, tưởng tượng đó là con sò hay con ốc là được mà. Cả bọn ngồi quay lại, người này nhìn người kia, cuối cùng mọi người mới ý thức được, tại sao người ta thường hay nói, người đầu tiên ăn cua cần dũng khí lớn tới nhường nào. Họ cứ nhìn con vật quái đản ấy, là liền nghĩ tới thứ đờm đặc xanh xanh vàng vàng, chính con vật này đã phun cái thứ đờm kinh tởm ấy ra, liệu họ có ăn được nó không? trương lập đột nhiên đưa tay về phía nhạc dương nói mời nhạc dương cũng đẩy ngược tay lại mời anh trương lập lắc đầu liên lịa tiếp tục đưa tay về phía nhạc dương không không mời cậu xơi trước không 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 mời anh xơi trước chứ tôi mời cậu trước mà thôi tôi cứ mời anh xơi trước hai cậu làm trò gì đấy chơi ám hiệu hả vừa nghe đội trưởng hồ dương lên tiếng hai người liền không mời đi mời lại nữa một lúc sau Nhạc Dương nói với Triệu Trang Sinh, còm à, cậu đã đói lắm rồi còn gì, còn như chúng tôi, lúc nãy lót dạ đầy một bụng cá rồi, cậu nhất định phải bổ sung dinh dưỡng đấy. Triệu Trang Sinh hằn học trừng mắt lên nhìn Nhạc Dương, nghiến răng kèn kẹt, quyết không chịu há miệng ra. Ba tang hừ một tiếng nhổ người dậy, mắt nhìn trừng trừng vào con sâu quái dị, bàn tay nắm chặt cán dao, mọi người đều tưởng anh ta sắp ra tay, không ngờ ba tang chỉ nắm một cái, rồi lại chầm chậm buông lỏng bàn tay ra, ngồi xếp bằng trở xuống như lão tăng nhập định. Son hết nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, như thể đang tìm mũi trên không chung, chỉ là không liếc mắt nhìn khối thịt ấy đến một lần, mẫn mẫn cũng không dám nhìn con sâu cỡ bự đó. Pháp sư Á La thì đã nói từ trước chỉ cần uống nước vẫn có thể duy trì sinh mạng, thức ăn quý giá như vậy, để lại cho mọi người hưởng dụng thì tốt hơn. Xoạt, một luồng sáng lạnh lóe lên, chắc một cường ba hết sức nhanh nhẹn vung dao cắt một miếng thịt, cắm lên đầu mũi dao mà nó vẫn ngúc ngoa ngúc ngoắc như con cá sống. Son bảo đấy là hiện tượng chết chậm của động vật cấp thấp. Có những dạng sống cứ mỗi phân ra lại có một hệ thần kinh dạng xoắn vòng độc lập, cho dù cắt lìa khỏi cơ thể, vẫn có thể hoạt động như thường. Nhìn vật thể màu đen dạng keo đông vẫn nhúc nhích, chắc một cường ba nghiến răng nói, sợ cái gì, kinh tẩm cách mấy thì cũng là hydrocarbonate thôi, chúng ta nướng lên ăn xem nào. Vật thể dạng keo ấy đã được nướng cháy khét, mùi hương lan tỏa khiến ai nấy nước dãi ròng ròng chống bụng đánh liên hồi nhưng đều chỉ nhìn chằm chằm vào tay trác mộc cường ba gã chưa cho miếng thịt đó vào miệng mọi người đều không hề tỏ ra có ý muốn ăn đây cũng là lần đầu tiên trác mộc cường ba ăn trước ánh nhìn chăm chú của nhiều người đến thế vừa nãy là dũng khí nhất thời giờ muốn tiếp tục cũng hơi khó khăn nhưng gã cũng hiểu mình không động vào những người khác cũng không dám làm gì chỉ thấy miếng thịt trên đầu mũi dao cách miệng mỗi lúc một gần Cuối cùng, chắc một cường ba cũng đưa miếng thịt vào miệng, khẽ khép hai hàm răng lại như người cắn móng tay, rút ra một chút xíu, đoạn lấy đầu lưỡi ấn xuống chậm chậm nhai, những người còn lại đều nhìn chầm chầm vào sắc mặt gã, mẫn mẫn đặt tay lên bao dụng cụ y tế, sẵn sàng nhau đến cấp cứu bất cứ lúc nào, còn thanh đao của ba tan thì đã rút ra một nửa, nếu chắc một cường ba có gì khác lạ, anh ta sẽ vung đao cắt luôn lưỡi gã. Chỉ thấy đầu lưỡi chắc một cường ba lè ra liếm một vòng quanh môi, miệng nhai nhồm nhòm, hai hàng lông mày nhíu lại, kế đó lại đưa miếng thịt trên mũi dao vào miệng, vừa nhai vừa nhíu mày, như thể là khó nuốt lắm, khiến cả bọn vừa kinh vừa sợ. Một lúc sau, Trác Mộc Cường ba lại lấy con dao cắt thêm một miếng thịt nữa trên thân con sâu dị hợp, đưa lên trên ngọn lửa nướng, nhưng lông mày gã càng lúc càng nhíu chặt lại. Mọi người đều chẳng hiểu gì. Cuối cùng, Nhạc Dương mới không nhịn nổi cất tiếng hỏi, Cường ba thiếu ra, thế nào rồi? Anh nói gì đi chứ? Cậu nói xem, hàng lông mày nhíu chặt của trác mộc cường ba từ từ giãn ra khóe miệng nở một nụ cười gian dảo ăn được cả bọn giờ mới biết mình mắc bẫy đã có người dẫn đầu nỗi sợ của những người còn lại đương nhiên cũng bớt đi nhiều một vài người cuối cùng vẫn e ngại thấy những người khác đều ăn nhồm nhòm ngon lành rốt cuộc cũng gia nhập vào cuộc chiến giành thức ăn thứ thịt đó vào miệng mát rượi nhai rất có vị lớp bên ngoài nhai đã như thịt bò rán tầng bên trong thì mềm tuột như môi cá huống hồ bọn trác mộc cường ba còn đang ở trong trạng thái đói khát sâu quái dị halosizonia chỉ trong chớp mắt đã biến thành đại từ thay thế cho những món ăn ngon lành trên đời sau khi ăn no trước khi mọi người đi ngủ đường mẫn phát hiện ra vương hữu đã tỉnh sức khỏe vương hữu cực kỳ yếu vẫn chưa thể mở mắt ra được đường mẫn đút cho anh ta một chút nước nhưng anh ta lắc đầu tỏ ý không cần chỉ muốn nói chuyện với trác mộc cường ba trác mộc cường ba đến bên cạnh vương hữu khẽ nói anh tỉnh rồi vương hữu muốn ngồi dậy trác mộc cường ba vội nói đừng cử động anh vẫn chưa ăn gì tuy rằng anh luôn hôn mê bất tỉnh nhưng cơ thể anh đích xác là đã tuyệt thực năm ngày nay rồi chúng tôi sẽ mang cho anh chút thức ăn ngay đây vương hữu lắc đầu không không cần đâu cường ba à chúng ta chúng ta còn bao lâu nữa mới đến sanrila trác mộc cường ba nói chúng ta đã đến sanrila rồi chỗ anh đang nằm đây chính là vách đá ở sanrila hả vương hữu thở gấp rõ ràng là đã dùng rất nhiều sức định trở dậy anh ta kinh hoàng thốt lên, đây, đây là vách đá, tại sao? Tại sao tôi chẳng thấy gì hết cả thế? Chúng ta đến Sandrila thật rồi sao? Trác Mộc Cường Ba nói, đúng thế, chỉ là, trời đã tối rồi, chúng tôi sợ mắt anh không chịu được kích thích, nên không bật đèn lên đấy thôi, anh đợi một chút. Nói đoạn, Trác Mộc Cường Ba điều chỉnh cho ngọn đèn trên đầu sáng lên một chút, để Vương Hữu nhìn rõ căn lều anh ta đang nằm, nhìn rõ vách đá đỏ của Sandrila bên cạnh. Vương Hữu chỉ lên nóc lều trên đầu, tôi muốn nhìn phía bên ngoài. Trác Mộc Cường Ba nói, không được, ban đêm ở San là một vùng tối đen như mực, nếu có ánh sáng, có thể sẽ dẫn đến rất nhiều nguy hiểm. sáng sớm mai, sáng sớm mai là có thể nhìn rõ mọi thứ rồi. Vương Hữu lắc đầu nói, có lẽ, có lẽ tôi không cầm cự được đến sáng ngày mai đâu, tôi muốn xem ngay bây giờ. Trác Mộc Cường Ba nói, đừng nói bậy, sức khỏe anh chỉ tạm thời hư như vậy thôi, còn nhớ lúc ở trong địa cung Maya không? một mình anh còn cầm cự được đấy thôi sáng sớm mai là anh có thể tận mắt nhìn thấy toàn cảnh sanrila rồi đúng là một nơi tiên cảnh đẹp đẽ vô cùng vương hữu lắc đầu thở dài xin lỗi có một chuyện tôi vẫn luôn giấu anh trác mộc cường ba ngắt lời giờ không cần nói gì hết anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã có gì để sau khi tinh thần anh hồi phục lại vương hữu lại ngắt lời gã không nhất định phải nói cường ba à tôi đã gạt anh hả vương hữu cười gượng không phải anh rất lấy làm lạ là tại sao tôi phải đặt ra kỳ hạn 6 tháng ư. Tôi nói cho anh biết đây, thực ra tôi đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u phình đa động mạch não. Cái, cái gì, chắc một cường ba cả kinh thốt lên. Vương Hữu cười cười, nói, đó là một thứ được gọi là quả bom trong não, bình thường thì không khác gì người khỏe mạnh cả, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị kích thích dẫn đến vỡ động mạch não, nhẹ thì nằm liệt giường thành người thực vật, nặng thì toi mạng. Tình trạng như tôi lúc này, tỷ lệ tử vong trong vòng 48 tiếng là 98%. Vương Hữu chỉ tay vào đầu mình, nói tiếp, tôi chỉ là một kẻ chờ chết, chẳng những vậy, động mạch não của tôi đã bị nó xâm lấn gần hết rồi, nó mỗi lúc một phình to hơn, khi ấy bác sĩ nói với tôi, cùng lắm tôi cũng chỉ sống được 6 tháng nữa thôi. Giờ thì anh đã hiểu chưa, Cường Ba, bởi vì tôi muốn, trước khi chết, có thể trông thấy shangri trong truyền thuyết. Trác Mộc Cường Ba nói, sao anh không ở lại bệnh viện phẫu thuật? Anh, Vương Hữu lắc đầu, vô dụng thôi, không phải tôi vừa nói với anh rồi sao, là chứng u phình đa động mạch não, bác sĩ cho tôi xem ảnh chụp CT và cộng hưởng từ rồi, ba phần tư thành mạch máu trong não tôi đã trở nên mỏng hơn, mỗi nhánh động mạch đều hình thành một khối u phình ra, với kỹ thuật y học ngày nay, căn bản không thể phẫu thuật được, chỉ có thể nhìn chúng ngày ngày lớn dần lên, rồi cuối cùng vỡ tung ra mà thôi. Bây giờ, anh có thể mở lều, cho tôi nhìn bầu trời đêm của Sandrila một chút được không? Thấy chắc Mộc Cường ba ngần ngừ, Vương Hữu lại nói, coi như là lời khẩn cầu của một kẻ đang hấp hối cũng không được sao. Trác Mộc Cường Ba nói, được rồi, nhưng tôi phải tắt đèn đi, có lẽ anh sẽ thất vọng đấy. Trong bóng đêm, Trác Mộc Cường Ba nói, mở ra rồi, anh nghe thấy chưa, đó là tiếng thác nước. Vương Hữu lấy làm ngạc nhiên hỏi, mở ra thật rồi à? Sao tôi chẳng thấy gì hết vậy? À, tôi cảm nhận được rồi, có gió, đây đúng là bầu trời đêm của Sunrilla sao? Chẳng có chút ánh sáng nào vậy. Không có bất cứ thứ gì trong tưởng tượng của Vương Lục, không có sao, không có trăng, không có những cặp mắt lóe lên của lũ chim đêm, nơi đây hoàn toàn chẳng khác gì thế giới dưới biển ngầm, một màn đêm tuyệt đối, bầu trời đêm của Sandrila không ngờ cũng chỉ là một màn đêm tuyệt đối. Trác Mộc Cường ba thở dài nói, đúng vậy, bầu trời đêm ở Sandrila là một màn đêm tuyệt đối, sáng sớm ngày mai anh mới có thể thấy được toàn cảnh của vùng đất này. Vì vậy, giờ tốt nhất là anh nên ăn một chút gì đó thì hơn ta còn đứng là ta còn tồn tại vương hữu không ăn bất cứ thứ gì chỉ nhấp một chút nước rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu sắp xếp cho vương hữu xong xuôi đâu đó đường mẫn nói sức khỏe anh ấy yếu quá em lo lắng lắm sợ rằng anh ấy không cầm cự nổi đến ngày mai mất nhạc dương nói chẳng lẽ chúng ta không có cách nào hay sao đường mẫn nói nói theo ngôn ngữ của y học thì công năng của nhiều cơ quan trong cơ thể anh ấy đã suy kiệt đây là quá trình không thể nào nghịch chuyển được Giống như con người đến rốt cuộc rồi cũng phải già đi, các bộ phận trên cơ thể đều dần dần suy yếu, cuối cùng thì không thể làm việc bình thường được nữa. Hiện giờ anh ấy đang bước đến điểm tận cùng của cuộc sống rồi. Có điều, những bệnh nhân thời kỳ cuối như anh ấy, thông thường đều có chuẩn bị thuốc riêng. Chúng tôi đã kiểm tra thứ vitamin ấy của anh ta, đó là một loại thuốc có tác dụng giảm đau cực mạnh, nhưng cũng rất dễ gây nghiện. Có điều, giờ không thấy đâu nữa, chắc hẳn là đánh rơi mất trên đường rồi. Lữ Cánh Nam nói. Đường Mẫn nói, chật, u phình đa động mạch não có thể đè lên các tổ chức trong não, cảm giác đau đớn ấy, nghe nói giống như bộ não bị trực tiếp kích điện vậy, chỉ lên cơn nhẹ thôi đã khiến cơ thể bị co giật dữ dội rồi, rồi, thuốc của chúng ta chẳng có tác dụng gì với loại bệnh này cả. Trác Mộc Cường ba vỗ vỗ vai mọi người nói, ngủ đi, sáng sớm mai tỉnh dậy, chúng ta leo lên vách núi, nhất định phải để anh ấy nhìn thấy bầu trời Sandrila. Ngày hôm sau, khi bầu trời ngoằn ngoèo như con rắn ấy vừa hửng lên, cả bọn đã bắt đầu hành động kiểu vách đá hình tam giác ngược này là khó leo lên nhất gần như hoàn toàn phải dùng ngón tay bám chặt vào những chỗ gồ lên căn bản không có nơi nào để đặt chân nhưng đối với những người này thì như thế cũng chẳng đáng vào đâu nhạc dương chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đã có thể leo lên trước tiên những người phía sau cũng theo đó bám dây thừng leo lên sau đó dùng dòng dọc ghép lại thành một gáng nâng chuẩn bị đưa vương hữu lên lúc này hơi thở vương hữu đã chỉ còn thoi thóp sắc da tái nhợt gương mặt tiều tụy khô héo hốc mắt trũng sâu thể hiện rõ ràng là anh ta đã đốt cháy nốt phần sinh mạng cuối cùng của mình. Trác Mộc Cường ba nhìn người đàn ông ấy, anh ta đã từng sở hữu gia tài hàng trăm vạn, từng hô phong hoán vũ trên thương trường. Chính người đàn ông ấy đã muốn liều mạng đến tận hơi thở để xem Sandrila rốt cuộc là một nơi như thế nào. Gã từng nói, anh ta cũng giống mình thôi, thế nhưng, con người trước mắt gã đây giờ đã như một lão già lọm khọp, hình dung tiểu tụy. Để được tận mắt nhìn thấy Sandrila một lần, anh ta đã buông bỏ tất cả, kể cả linh hồn, kể cả tính mạng của chính mình. Này, nhìn thấy Sandrila chưa? Chúng tôi sẽ kéo anh lên ngay đây, anh cố gắng cầm cự thêm chút nữa, là có thể thấy được toàn bộ diện mạo của Sandrila rồi." Trác Mộc Cường Ba nói với Vương Hựu. Đôi mắt hõm sâu của Vương Hựu khẽ chuyển động bên trong hốc mắt, cặp môi khô khốc mấp máy lộ ra hàm răng khấp khỉnh, anh ta thốt lên, "Cây cối ở đây to quá." Trác Mộc Cường Ba nói, "Chuẩn bị xong chưa? Họ kéo anh lên rồi đấy." gã vung tay những người bên trên bắt đầu kéo dây thừng trác mộc cường ba thầm khấn nguyện ông trời xin hãy cho anh ta thêm một chút thời gian một phút thôi cũng được gã ngước nhìn bầu trời dáng mây rực rỡ trôi nổi sau đó lại nhìn về phía khu rừng khổng lồ và hướng lúc họ tới đây sau đó cũng bám vào dây thừng leo lên nhưng khi trác mộc cường ba leo lên được lên bàn chân khổng lồ liền phát hiện đám trương lập nhạc dương đã đi thăm dò tình hình phía trước vương hữu nằm giữa đường mẫn và lữ cánh nam ngồi bên cạnh thấy chắc một cường ba leo lên tới nơi, đường mẫn ủ rũ ngước nhìn gã một cái, chán nản lắc lắc đầu, tỏ ý vương hữu tắt thở trong lúc được đưa lên, đã không còn cách nào để xoay chuyển. Son lặng lẽ đứng bên cạnh, không biết có phải đang thầm thương tiếc cho người bạn cùng đi phượt ngày xưa này hay không. Chắc một cường ba hít sâu một hơi, cơn phẫn nộ tắc nghẹn trong lồng ngực. Gã phẫn nộ với ông trời, tại sao, tại sao lại keo kiệt như vậy? Chỉ có một phút thôi mà cũng không chịu ban cho con người cố chấp ấy. Gã ngửa mặt lên trời, Dáng mây xanh lam lướt qua phía chân trời tựa như nàng thiếu nữ đang vung giải lụa nhẹ màu xanh lên ngúa lượt, một con chim chẳng rõ tên giang rộng xải cánh lướt qua làn mây ngũ sắc, khu rừng nguyên sinh dưới chân trải ra một màn xanh ngút mắt dưới bầu trời sanrila, toát lên một sức sống bừng bừng mạnh mẽ, xa xa hơn nữa có thể nhìn thấy biển lớn mênh mông, sóng nước cuồn cuộn, phía trên là mấy thác nước như thể chiếc bình bạc trong tay nàng tiên nữ bị đánh đổ, quỳnh tương ngọc dịch trốn thiên giới chảy xuống nhân gian đứng dưới vách đá đỏ khổng lồ, toàn bộ vẻ đẹp của Sandrila hiển hiện trước mắt. Tất cả hài hòa êm ái siết bao, mỹ diệu nhường nào, tất cả mọi thứ, ngoại trừ cỗ thi thể đó, thân thể hao gầy, gương mặt vặn vẹo, con người khát vọng được nhìn thấy Sandrila nhất, vậy mà giờ đây anh ta chỉ còn là một cái xác băng lạnh. Trong lòng chắc Mộc Cường ba bừng lên một ngọn lửa, song gã cũng không biết mình nên phát tiết nỗi phẫn nộ ấy với ai nữa. Từ lúc tiến vào U Minh Hà, tất cả đều không ổn, những người bên cạnh gã đang lần lượt chết đi, còn bản thân gã lại không thể nào giữ họ ở lại được rốt cuộc là tại sao gã cảm thấy mình thật vô dụng thật không xứng với vị trí đội trưởng này này vương hữu đến rồi mở mắt ra nhìn đi đây chính là sandrila là nơi mà anh mong mỏi được đến nhất trong đời đấy mở mắt ra đi trác mộc cường ba bước đến bên cạnh vương hữu gầm lên giận dữ tiếng hét bất ngờ của gã khiến đường mẫn và lữ cánh nam giật thót mình đường mẫn không biết tại sao trác mộc cường ba lại đột nhiên nổi giận cô vội ngăn gã lại, anh Cường Ba, anh ấy chết rồi. Anh ấy đã chết rồi. Trác Mộc Cường Ba nhấc cổ vương hữu lên, lớn tiếng hét, anh dùng tấm gương ấy, ép tôi phải chấp nhận thời hạn 6 tháng. Tôi đã đưa anh đến Sandrila rồi đây này, anh đứng dậy cho tôi, mở mắt ra nhìn đi. Lữ cánh nam điềm đạm nói, Cường Ba, anh ấy đang cười đấy. Động tác của Trác Mộc Cường Ba xứng lại trên không trung. Đúng vậy, trên gương mặt suy kiệt của vương hữu, không ngờ lại hé ra một nụ cười tàn khốc. Anh ta đang cười, phải chăng trước lúc lâm chung, khi vẫn đang ở lưng chừng không, anh ta đã nhìn thấy Sandrila trong lòng mình rồi mới nhắm mắt. Trác Mộc Cường Ba cũng thấy được an ủi phần nào, buông lỏng cổ áo Vương Hựu ra, đứng thẳng người dậy, rồi chăm chú nhìn mảnh đất địa ngục đẹp tuyệt trần này thêm một lần nữa. Đúng lúc Trác Mộc Cường Ba buông Vương Hựu ra, Đường Mẫn đột nhiên kêu lên, "Mọi người, mọi người xem, miệng anh ấy, trong miệng anh ấy có gì kìa?" Cô đưa tay bụng lấy miệng mình. Trác Mộc Cường ba định thần nhìn lại, thấy trong miệng vương hữu, nơi vốn phải là chiếc lưỡi, bỗng nhiên xuất hiện thứ gì đó lông lá bầm sầm, giống như một lớp rêu đỏ phủ lên mặt lưỡi. Quan sát kỹ hơn, đó là những sợi tơ đỏ trông còn to hơn sợi tóc, hình như là bên trong giống, như thể trên mặt lưỡi mọc ra một bó mạch máu xoắn lại với nhau, vì vương hữu đã chết, sắc đỏ ấy cũng dần dần nhạt đi bớt. Đường Mẫn nói, cả ngày hôm qua em cũng không phát hiện ra thứ này. Chúng, chúng, phải đến đêm qua mới mọc ra son lấy làm tò mò đút tay vào miệng vương hữu nhón lấy một sợi tơ đỏ ấy chuẩn bị giật xuống chẳng ngờ vừa mới chạm nhẹ một cái cả đám tơ đỏ đột nhiên cọ quậy một cách bất an như thể là vật sống chuẩn bị đâm vào ngón tay son làm anh ta giật thoát mình vội vàng rụt về đầu ngón tay đã di dỉ máu nhưng thứ kỳ dị như mạch máu kia cũng đã mất màu đỏ tươi không còn nhúc nhích gì nữa lữ cánh nam nghi hoặc thắc mắc đây rốt cuộc là thứ gì vậy tim son đập loạn nhịp lên cổ độc chúng ta thật ngu xuẩn đây là cổ độc sao anh ta lại chúng phải thứ này nhỉ chúng từ lúc nào có phải là sau khi gia nhập vào nhóm chúng ta không hay là từ trước đó rồi trác mộc cường ba còn chưa tìm ra đáp án phía đằng xa đã vang lên tiếng gọi cường ba thiếu ra mau qua đây xem ở đây phía đó nhạc dương trường lập đang vung vẩy tay hét lớn trác mộc cường ba chạy tới vừa chạy vừa hỏi sao vậy xảy ra chuyện gì rồi nhạc dương nhạc dương lớn tiếng đáp là công trình nhân tạo, đúng là công trình nhân tạo thật rồi. Anh chàng đang đứng cạnh một đống đá, bộ dạng trông kích động hết sức. Trác Mộc Cường ba thầm giật mình, gã cũng không ngờ đến, vốn là chỉ thấy hơi hơi giống, gã bèn thuận miệng nói bừa, không ngờ lại là sự thật. Nếu hôm qua mà nhìn rõ, có khi cả bọn đã bò cả đêm lên trên này rồi cũng không chừng. Đến gần, chỉ thấy đó là những đống đá vụn, nhỏ thì như mô đất, lớn thì như tháp cao, trải dài ra tít tắp, không thấy điểm tận cùng trên cái mờ u bàn chân khổng lồ này, không biết có bao nhiêu đống đá vụn như thế. Càng đến gần, chắc một cường ba càng cảm thấy, nơi này giống như một bãi đá rối loạn, gã cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác ấy. Đến gần hơn, chỉ thấy những viên đá vụn ấy đều có màu nâu đỏ, rõ ràng là được lấy ngay tại chỗ, hình dáng thì muôn hình vạn trạng, nhưng có một điểm rất quan trọng, trên bề mặt của vô số viên đá đều có một tầng muội than màu đen, rõ ràng chính là dấu vết đã từng bị thiêu đốt trác mộc cường ba còn chưa đến nơi nhạc dương đã dơ cao một viên đá vụn hướng về phía gã nói bên trên có chữ trác mộc cường ba càng thêm kinh ngạc vội chạy đến hỏi có nhận ra được không trên đó viết gì trương lập đứng bên cạnh nói đương nhiên là tiếng tạng cổ ta không ta có không tồn tại viết cái gì vậy nhỉ trác mộc cường ba đón lấy viên đá quan sát thật kỹ chỉ thấy trên tảng đá màu đỏ ấy được dùng đao khắc những hàng chữ tạng cổ siêu vẹo giống như thơ cổ Trung Quốc, tổng cộng có bốn hàng dọc. Giải nghĩa theo mặt chữ, thì toàn là những câu kể quái gì kiểu chân ngã vô ngã gì đó, càng đọc càng thấy khó hiểu, chỉ biết bốn chữ đầu tiên của mỗi hàng dọc đều là tôi. Một vài chữ đã trở nên mờ nhạt không rõ, xem ra những viên đá này được đặt ở đây cũng đã rất nhiều năm rồi. Trác Mộc Cường ba lầm bẩm hỏi, đây là gì vậy nhỉ? Nhạc Dương nói, viên đá nào cũng có, đều như thế này cả, hoàn toàn giống hệt nhau. Pháp sư Á là bước ra từ giữa các đống đá, nghiêm giọng nói là gò mã ni, mã ni, gò mã ni. chắc một Cường ba thầm chấn động trong lòng, gã cũng từng ngờ vực, song vẫn không dám khẳng định. Trước tiên là vì những gò mã ni ở đây toàn màu đỏ, cái đó là những viên đá vụn ở đây có đủ hình dạng khác nhau, khác hẳn với những viên đá mã ni phẳng phẳng dẹt dẹt thường thấy. Hơn nữa thể chữ và ký hiệu khác trên đó cũng không giống với đá mã ni thông thường, mà hơi giống với hai gò mã ni bọn họ trông thấy ở cánh cửa địa ngục. Pháp sư Á La giải thích, câu kệ khác trên đây, nếu dịch sang tiếng hiện đại thì đại khái nghĩa là: Ta còn đứng là ta còn tồn tại. Ta kiêu ngạo, ta là duy nhất. Đội trưởng Hồ Dương không kìm được thốt lên: Ta tư duy ta tồn tại một. Pháp sư Á La mỉm cười nói: Không sai, đây cũng có thể nói là một dạng đơn giản thuần phác của tư tưởng triết học ta tư duy ta tồn tại của cổ nhân. Nhưng đúng hơn, thì nó là một lời thề, biểu thị quyết tâm không sợ hãi cái chết. Những gò mã ni này chính là bia mộ. Bia mộ, chắc mộc cường ba nhất thời cũng chưa thể hiểu được cách lý giải này. Pháp sư Á La nói, đúng vậy, không giống với gò mã ni trong ấn tượng của cậu, phải không? Không phải loại đá mã ni màu trắng, bên trên chỉ viết lục tự đại chân ngôn. Pháp sư Á La thở dài, nói tiếp, thực ra, cậu có biết, sự sùng bái màu trắng của người tảng đã có từ thời viễn cổ. Vào thời đồ đá khoảng 6 bảy năm trước, họ đã sử dụng các tảng đá màu trắng làm công cụ, sau khi có văn tự từ hơn 2.000 năm trước, họ đã viết lên những câu nhớ nhung tưởng niệm, những lời cầu xin thần minh ban phúc trên những khối đá màu trắng. Còn lục tự đại chân ngôn trên đá mã ni thì là chuyện về sau này, khi mật giáo được truyền bá rộng rãi khắp các khu vực có người tạng sinh sống, mới hình thành nên vỏ mã ni và tường đỏ mà ngày nay mọi người vẫn thấy. Pháp sư đón viên đá mã ni trong tay chắc một cường ba, nét mặt nghiêm túc nói, còn lại đá mã ni bên trên khắc mật ngữ này, chính là bia mộ người xưa tưởng niệm các vị dũng sĩ. Khi họ chết trong chiến tranh, không thể nhận ra thi thể, hoặc không thể tìm được thi thể, người ta liền thống kê số người, rồi dùng những tấm bia mộ không khắc tên để tưởng niệm anh linh người chết trận. Người ta tin rằng, linh hồn người dũng sĩ ẩn sâu giữa khối đá rắn chắc màu trắng, vì vậy khắc lời cách ngôn của dũng sĩ lên khối đá, có thể siêu độ được linh hồn. Vì vậy, mỗi viên đá ở đây đều đại diện cho một sinh mạng. Nói đoạn, ông trang trọng đặt viên đá mã ni trở lại chỗ cũ, miệng lầm nhẩm niệm kinh văn. Đại sư, sao ông biết thế? Nhạc Dương Hiếu kỳ hỏi. Pháp Sư Á La nói, cuốn ninh mã cổ kinh gia truyền của cường ba thiếu gia không phải có ghi chép đó sao? Các vị hiền chiết băng qua địa ngục tăm tối không ánh mặt trời, 10 người chỉ còn sống một, những người sống sót đỡ đần nhau tiến sâu vào thánh địa, họ không tìm thấy thi thể những người đồng hành, bèn dùng đá mã ni nhúm máu, khắc vào lời cách ngôn, ta còn đứng vững, ta còn tồn tại. Ta kiêu ngạo, ta là duy nhất. Ta còn đứng vững, ta còn tồn tại. Ta kiêu ngạo, ta là duy nhất trong bốn hàng cổ văn ấy ẩn chứa biết bao nhiêu khảng khái hào hùng. Trác Mộc Cường ba lại ngước mắt nhìn lên, những gò mã ni nằm san sát chi chít, phải đến hàng trăm hàng nghìn, mà mỗi gò mã ni ấy lại do hàng trăm hàng nghìn viên đá chất lên mà thành. Ở đây rốt cuộc chất chứa bao nhiêu tấm bia của các liệt sĩ vô danh chứ? Trong khoảnh khắc, những người đang đứng sướng trước những gò mã ni ấy bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trong đầu Trác Mộc Cường ba, tựa hồ hiện lên cảnh tượng của hơn nghìn năm trước đó, những người băng qua dòng u minh hà của địa ngục tới đây để chôn vùi bóng đêm, mười người chỉ còn một, những người còn sống lại dìu đỡ lẫn nhau, leo lên mảnh đất cao này, phóng mắt nhìn ra khu rừng đầy những hiểm nguy chết chóc và mặt biển đen ngòm đã vùi chôn xác của không biết bao nhiêu đồng bào họ. Họ vẫn phải tiếp tục tiến lên, chỉ có thể ký thác niềm thương tiếc nhớ nhung của mình với người chết lên những viên đá đỏ như thể bị nhuộm bằng máu này, khắc ghi nỗi niềm trong lòng lên đá, chất thành đống. Để rồi sau đó, họ lại dìu đỡ lẫn nhau, tiếp tục tiến về bóng tối sâu thẳng vô biên vô tận, tiếp tục tiến lên. Trương Lập nói, cha, vậy chẳng phải là chết nhiều người lắm sao? Không phải chết ở đây đâu, có lẽ là cũng giống như chúng ta thôi. Nhạc Dương chỉ ra phía biển, Trương Lập lập tức im bặt không nói gì. trác một cường ba chậm rãi rảo bước giữa vô số gò mã ni, trong lòng cảm thấy như đang bước chân vào chốn mộ địa, tâm trạng nặng nề mà trang nghiêm. Mỗi một viên đá ở đây đều đại diện cho một sinh mạng dũng khí và quyết tâm của người xưa, khiến Trác Mộc Cường ba gã càng thêm kiên định với niềm tin của mình. Gã thầm nhủ với lòng, hỡi những bậc tiên hiền đã say ngủ dưới lòng đất, các vị có biết chăng, một nghìn năm sau, cũng có một nhóm người đã bước chân lên con đường của các vị đã đi qua. Trương Lập đột nhiên nói, nếu đã có gò mã ni, nói không chừng gần đây lại có người cư trú cũng nên, chúng ta sắp tìm được người của bộ tộc qua ba rồi. Không, Nhạc Dương chỉ lên những viên đá mã ni ở tầng cao nhất. Cổ văn bên trên đã bị phong hóa không còn gì nữa, hướng dòng chảy của biển ngầm dưới lòng đất giữ được tính ổn định, nó sẽ đưa con thuyền băng qua biển ngầm đến những nơi tương đối gần nhau. Cổ nhân của một nghìn năm trước cũng bắt đầu từ đây, bước chân lên con đường du hành vùng đất Sandrila này. Đừng quên những viên đá mã ni này đều là đá núi lửa mật độ rất cao, còn rắn hơn cả đá hoa cương nữa. Từ mức độ phong hóa của chúng có thể thấy, những viên đá này đã được đặt ở đây cả nghìn năm rồi. Cũng có nghĩa là, sau khi vào rừng sâu, những bậc tiền bối kia không còn trở lại đây nữa. Trác Mộc Cường ba trầm mặc dây lát trước đống gò mã ni, đoạn thấp giọng nói, chúng ta cũng dựng lên một chiếc gò mã ni đi, tiện thể mai táng vương hữu ở đây luôn. Cả bọn liền cùng bắt tay hành động, đục lỗ chôn thuốc nổ, định cho nổ ra vài tảng đá làm nguyên liệu. Trương Lập vừa đục lỗ vừa cân nhằn, đá ở đây cứng thế, người xưa làm sao mà đục ra được nhỉ? Bọn họ làm gì có thuốc nổ? Đội trưởng Hồ Dương nói, Cậu không thấy à, những viên đá mã ni đó đều có dấu vết từng bị thiêu đốt. Người xưa đã nung nham thạch đến nhiệt độ rất cao, sau đó dùng nước lạnh tạt vào, đá sẽ tự động nứt toát ra thôi. Đó chính là trí tuệ của người xưa đấy. Sau khi lắp xong dây dẫn, cả bọn liền lùi ra xa. Đội trưởng Hồ Dương lo lắng nói, tiếng nổ liệu có làm kinh động đến những động vật khác ở đây không nhỉ? Son lắc đầu, không sợ đâu, tiếng nổ lớn như thế, các sinh vật khác đều sẽ bị dọa cho chạy mất thôi, cứ ấn nút đi. Một tiếng ầm vang động, vách đá đỏ nổ toát ra một hố lớn, họ lấy được khá nhiều viên đá nhỏ. Họ đặt thi thể vương hữu vào trong hố, phủ đá vụn lên trên, đồng thời chọn lấy một số viên đá tương đối lớn, hình dáng khá hoàn chỉnh, chuẩn bị đắp nên một gò mã ni cho những người đã chôn thân trong thế giới tăm tối nơi biển sâu. Ta còn đứng, ta còn tồn tại, ta kiêu ngạo, ta là duy nhất, dòng cổ văn ấy được khắc lên viên đá mã ni, mỗi người đều khắc rất cẩn thận, tuy những con chữ nghiêng nghiêng ngả ngả, song bọn họ vẫn dồn hết tâm tư vào việc điêu khắc ấy. Chiến hữu Lý Hồng An nghỉ tại đây, nhạc dương thấy sau khi khắc hàng cổ văn đó, triệu trang sinh lại khắc thêm một hàng chữ khác, khắc xong, liền đưa lên trước mắt nhìn một hồi thật lâu, nét mặt thẫn thờ. Nhạc dương liền khẽ huyết anh ta một cái, hỏi xem sao lại ngây người ra thế. Triệu trang sinh cười khổ, hôm nay, chúng ta lập bia cho họ, ngày mai, liệu ai khắc chữ cho chúng ta đây? Bàn tay cầm viên đá mã ni của nhạc dương bỗng khẽ run. Lý Hồng, Lê Định Minh, Trương Nghiêm, Trương Kiệt, Nghiêm Dũng, Mạnh Hạo Nhiên, Vương Hữu, bảy mạng người, nay đã là bảy khối đá, bảy khối đá đỏ như máu. Còn về Pháp Sư Tháp Tây, Pháp Sư Á là không đặt lên khối đá nào cả, ông giải thích rằng, họ tin thờ theo tôn giáo của riêng mình, các nghi thức khác biệt rất lớn so với ngày trước, vì vậy không cần phải khắc đá mã ni cho Pháp Sư Tháp Tây. Mọi người quay lại thành một vòng, lặng lẽ tiến đưa những người tuấn nạn, cầu khấn cho linh hồn họ được ăn nghỉ, Sớm ngày đến Miền Tây Thiên Cực Lạc, sớm được luân hồi. Cơn gió của Sandrila đưa tới tiếng thì thầm từ ngoài sang nhìn dặm, ta còn đứng, ta còn tồn tại, ta kiêu ngạo, ta là duy nhất. Đây là lời tuyên ngôn duy nhất họ còn để lại trên thế giới này, những người còn sống đều tin rằng bạn bè họ sẽ mãi mãi ở trốn Sandrila này. Làm xong mọi việc ấy, tất cả lại đưa mắt nhìn về phía Trác Mộc Cường Ba. Giờ đây, họ coi như đã đứng trên tầng bình đài đầu tiên ở Sandrila một bên của bàn chân người khổng lồ này nối liền với chân núi đi sâu vào trong có thể thẳng tiến đến bên dưới thác nước đi sâu nữa chính là chỗ hõm bên dưới tầng bình đài thứ hai bên trong là một khu rừng tuyền một màu đen rừng cũng chia làm hai bên trái phải giờ đây họ mới chỉ đang ở điểm xuất phát của con đường mà trên bản đồ hiển thị con đường duy nhất từ tầng bình đài thứ nhất lên tầng bình đài thứ hai nằm ở phía phải sandrila nhưng tỷ lệ thu nhỏ của bản đồ mật quang bảo giám ấy quả thực quá lớn những đặc trưng địa hình chẳng hạn như bàn chân người khổng lồ này căn bản không thể tìm thấy được trong đó. Vì vậy, bọn họ có thể đang ở bên trái con đường duy nhất ấy, cũng có thể đang ở bên phải. Nếu như tỷ lệ của mật quang bảo giám tương đương với tỷ lệ tấm bản đồ vẽ hệ thống sông ngầm, vậy thì mỗi tầng bình đài ở Sanrila này ít nhất cũng phải rộng đến mấy trăm cây số. Nếu đi sai hướng, vòng đi vòng lại cũng không phải chuyện chơi. Càng huống hồ chỉ có trời mới biết trong khu rừng đen tối ấy có những loại sinh vật gì tồn tại. Ở trốn không phân biệt được phương hướng này, không có cách gì để xác định vị trí hiện tại của họ, trước mắt, họ chỉ có thể đánh cuộc với số phận một phen mà thôi. Nhạc Dương đứng bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, khẩn thiết nói, Cường Ba thiếu ra, chúng tôi cần anh chỉ ra phương hướng. Trương Lập cũng nói, Cường Ba thiếu ra, anh nói đi, chúng tôi đi theo anh. Anh là đội trưởng. Đường Mẫn mở to mắt, Lữ Cánh Nam cũng khe khẽ gật đầu. Trác Mộc Cường Ba chậm chậm giơ tay phải lên, ngón trỏ đang cong dần duỗi ra, cuối cùng cũng vươn thẳng tắp, chỉ về phía xa, cứng rắn như thể có cốt thép bên trong. Những người còn lại đều không nói một lời, ai nấy sốc lại hành trang nặng nề, xài bước chân tiến về phía trác mộc cường ba vừa chỉ. Dù ngón tay cường ba thiếu ra chỉ tới đâu, họ cũng kiên định tiến thẳng về phía đó, không cần lý do, mà cũng chẳng cần nguyên nhân gì hết. Audio điện tử võ tấn bền Sau 10 phút đằng đẵng chờ đợi trong lo lắng, mọi người mới nghe thấy tiếng Pháp Sư Á la vang lên trong thiết bị truyền tin, không có cạm bẫy, không có nguy hiểm. Mọi người, mau vào đây đi, mau vào đây xem. Rốt cuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy trời? Em mờ thanh ấy, dường như không phải của một ông già năm sáu chục tuổi, mà giống một đứa trẻ năm sáu tuổi hơn, ngữ khí không giấu nổi sự mừng rỡ và kinh ngạc, khiến ai nấy đều trở nên kích động. Duy chỉ có mình Lữ Cánh Nam là nhận ra sự hụt hẫng to lớn trong câu nói cuối cùng của Pháp Sư Á La, bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà họ không thể nào tưởng tượng nổi. Sâu bên trong khu rừng, đầu đầu cũng là những cạm bẫy vô hình, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Duy chỉ có ngọn gió nghìn năm là vẫn thổi lào xào giữa các tán cây, bình thản quan sát mọi sự xảy ra hàng ngày. Một sinh vật nhuyễn thể trông như con sen dài chừng một mét, chậm chậm bò dọc lên theo cành cây, vì thân thể quá nặng nề nên rơi xuống gốc cây đánh bẹt một tiếng. Một con giống con nhện nặng chừng khoảng ba chục cân thấy có cơ hội, liền xông ảo tới đè lên sinh vật nhuyễn thể kia đấp liền hai phát cũng giống như loài nhện hiện đại trước tiên nó dùng tuyến độc dưới hàm khiến đối thủ tê liệt sau đó bơm vào chất dịch để tiêu hóa đối thủ từ bên trong tiếp sau đó thì chỉ còn đợi để thưởng thức bữa ăn ngon lành nhưng số nó không được may mắn cho lắm một con vật khác lớn hơn cũng để mắt đến sinh vật nhuyễn thể ấy đó là một con bọ ngựa cao tầm một người trưởng thành nó từ trên cao nhảy xuống vung càng chém đôi con nhện khổng lồ kia ra nhưng nó còn chưa kịp phản ứng thì con sinh vật nhuyễn thể kia đã bay vút lên. Con bọ ngựa khổng lồ trợn trừng cặp mắt ở hai bên chiếc đầu hình tam giác, nhìn con mồi của mình đã bị một con chuồn chuồn dài hơn mét quắp bay đi mất. Con chuồn chuồn khổng lồ chưa bay được bao xa, một con trâu chấu cũng dài chừng một mét đã ở trên cao lao xuống, thoát cái đã đè chuồn chuồn xuống đất. Kế đó là con thứ hai, con thứ ba, con chuồn chuồn khổng lồ vùng vẫy hai ba cái, rồi không nhúc nhích gì được nữa. Lúc này, đã có hơn hai chục con châu chấu trụm lại một chỗ, tranh nhau bữa ăn ngon lành. Đúng lúc ấy, lớp cỏ trộn lẫn với bùn bên dưới bỗng lơi ra, một tấm lưới lớn tung lên, bắt gọn cả đàn châu chấu tham ăn. Một người trên cành cây quấn dây thừng vào chân đảo người lộn xuống, thì ra chính là Trương Lập. Anh cười lên ha hả, nói với người ở trên cây, một con ốc sên không vỏ, đã dụ được cả một đàn châu chấu đông thế này, giờ không ngại thiếu thức ăn nữa rồi. Nhạc Dương ở trên cành cây nói, anh son bảo rồi mà, con sen, không phải ốc sen." Trương Lập nói, như nhau cả thôi mà, thả tôi xuống thấp chút nữa để thu lưới lên cao hơn. Đến hôm nay, họ đã ở trong khu rừng này được 15 ngày. Trong 15 ngày này, họ đã dùng phương pháp sinh tồn đặc biệt mà lữ cánh nam truyền thụ, dần dần tìm hiểu và quen thuộc với khu rừng nguyên sinh thực sự ấy. Trong rừng mọc đầy những cây họ quyết cao đến cả trăm mét. Những cây này chỉ có một thân chính, không chia nhánh, đến ngọn thì đột nhiên xòe rộng thành tán trông như cái ô che phủ cả một vùng trời. Lá của loài thực vật này cũng không giống với lá cây thông thường, trên thân cây mọc ra các cọng, có vô số phiến mỏng hình bầu dục phủ lên bên trên cọng như vảy cá, những phiến mỏng ấy chính là lá cây. Ở giữa mỗi chiếc lá đều có cuống. Thực ra, những chiếc lá này cũng là hạt giống của thực vật họ quyết, lá rơi xuống đất là lại mọc lên một cây quyết khổng lồ nữa. Ngoài ra, sâu trong rừng còn có một loài thực vật cổ xưa hơn nữa. Chúng không có rễ, cũng không có lá, chỉ có thân nhìn từ xa, trông chẳng khác nào vô số con run đất khổng lồ, uốn éo ngoằn ngoèo quấn mình quanh các cây họ quyết. Mới đầu cả bọn còn tưởng đó là động vật, sợ đến nỗi không dám đu trên những cây ấy, sau mấy lượt thử đi dò lại, mới phát hiện ra đó là thực vật. Ba tang cũng nói đó không phải loài thực vật quấn người mà anh ta từng gặp phải, thân dễ của loài ấy không to đến như vậy. Còn các loài động vật trong rừng đa phần đều là động vật nguyên sinh thể hình to lớn mà không có não, chỉ hành động theo bản năng. Một khi tìm hiểu rõ được thói quen, chúng cũng không thể uy hiếp gì nhóm thám hiểm. Trong 15 ngày này, các loài động vật họ gặp phải, đa phần đều đã trở thành bữa ăn của cả bọn, hơn nữa còn được phân chia thành mấy loại dựa trên chất lượng thịt nữa. Chẳng hạn như con sên khổng lồ, thịt ăn cũng khá ngon, nhưng lại có mùi rất khó ngửi, khiến thứ hạng bị giảm xuống mấy bậc, nhưng nó lại là món ăn ưa thích của các loài động vật khác, đặc biệt là bọn châu chấu. Lũ châu chấu này sống quần cư, hoạt động ở ven các đầm lầy trong rừng. Thứ gì cũng ăn, tuy bộ dạng dữ tợn hung hăng, nhưng thịt ăn lại hết sức vừa miệng, đặc biệt là thịt bên trong lớp vỏ ở hai đùi, ăn khá giống thịt cua. Chỉ là bọn châu chấu này rất khó bắt, thường đi theo bầy, phạm vi hoạt động rất lớn, lại có thể bay ở độ cao thấp, lúc chiến đấu thậm chí có thể đứng thẳng lên bằng đôi chân sau mạnh mẽ. Khi đứng thẳng lên, nó cũng cao tầm một người trưởng thành, đồng thời đôi chân trước có gai nhọn và cái miệng khỏe như gọng kìm cũng có thể gây tổn thương lớn cho các sinh vật khác lúc bọn Trác Mộc Cường ba gặp lũ châu chấu khổng lồ này lần đầu tiên, cũng phải trải qua một trận ác đấu gian khổ, ba tang còn bị thương. Nhưng về sau thì đã tìm hiểu rõ, lũ châu chấu này cùng lắm chỉ bay được cao khoảng 10 mét, cũng không khác gì loài chuồn chuồn khổng lồ. Vậy là bọn họ bèn đặt bẫy ở chỗ cao để bắt châu chấu. Đồng thời, họ cũng phát hiện ra, càng đi sâu vào rừng, lũ sinh vật càng tiến hóa lên cao, các bộ phận càng phức tạp và hoàn thiện hơn, động tác cũng nhanh nhẹn hơn nhiều muốn bắt hay muốn né tránh chúng đều khó hơn trước rất nhiều. Trong 15 ngày, áng chừng họ đã từ khoảng 450 triệu năm đi tới khoảng 350 triệu năm về trước. Dĩ nhiên, không có giới hạn nào tuyệt đối, chỉ là son nói, anh ta cảm giác như vậy mà thôi. Lũ châu chấu ấy có vỏ rất cứng, tứ chi vừa khỏe vừa có gai nhọn, nhưng vùng bụng lại rất mềm, bị lọt vào lưới một lúc là không dễ dụa gì được nữa. Ăn xong thịt châu trấu, cả bọn móc hết thịt ở chân chúng ra gói lại, rồi tiếp tục tiến về phía bên phải. Ở Sanrila này, không có phương hướng gì cả. Điều duy nhất họ biết là, mấy mạch núi lớn ở Tây Tạng như mạch núi Himalaya, mạch núi Cương Đệ Tư, đường Cổ Lạp, đều vạch một đường vòng cung theo hướng Đông Nam Tây Bắc, hướng đi của họ có lẽ cũng là từ Đông Nam hướng về Tây Bắc. Ngoài ra, địa từ trường ở đây dường như rất khác với thế giới bên ngoài, tất cả các thiết bị xác định phương hướng đều không hoạt động, dựa vào bầu trời, vào hướng mọc của thực vật, hoặc các phương pháp phân biệt phương hướng nơi hoang dã khác cũng đều không có tác dụng, Họ chỉ có thể dựa vào phương pháp nguyên thủy nhất mà cũng hữu hiệu nhất, mới không đến nỗi bị lạc đường trong rừng sâu, đánh dấu. Trương lập đặt một máy phát sóng điện công suất nhỏ ở nơi họ xuất phát, sau đó họ chỉ cần định kỳ kiểm tra khoảng cách và vị trí của họ so với nguồn phát sóng là sẽ biết mình có bị mất phương hướng trong rừng hay không. Chỉ có điều, có nhiều loài sinh vật nguyên thủy không biết tên và đầm lầy thường xuyên chặn mất lối đi, nên mỗi ngày nhiều nhất họ cũng chỉ đi được khoảng trên dưới 20 cây số. Từ núi tuyết Đa La đến núi tuyết Mông Đạt Khoảng cách đường thẳng khoảng gần 200 cây số, cũng có nghĩa là khe nứt phía trên bầu không Sanrila rộng khoảng 200 cây số. Khoảng cách bên dưới của địa hình hình chóp ấy còn lớn hơn rất nhiều, có lẽ phải gấp đôi hoặc còn hơn nữa. Tóm lại, họ cho rằng tiến lên theo phương hướng hiện tại là chính xác, nếu như đi sai hướng thì sau 15 ngày chắc cũng đã đi đến mép của khe nứt Sanrila rồi. Dùng dây móc đu trên tán cây được một đoạn, Nhạc Dương ở phía trước phụ trách trinh sát dừng lại, nói với mọi người ở phía sau phía trước lạ quá, có một lớp xương mù mờ mờ, không hiểu có gì nguy hiểm không. Son đón lấy ống nhòm quan sát, vừa nhìn đã không nén nổi kinh hãi thốt lên, cái gì đấy, lại là thứ tôi chưa từng thấy bao giờ. Máy tính đâu? Trong 15 ngày này, chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân đã giúp họ rất nhiều, gặp phải loài sinh vật nào không biết, họ đều tìm câu trả lời trong máy tính. Một số nhà khoa học nước ngoài đã dùng tiêu bản hóa thạch để phục dựng lại hình ảnh ba chiều của các loài sinh vật cổ, về cơ bản thì hình thái và kết cấu khá chính xác, mặc dù không nhiều chủng loại lắm, nhưng dù sao cũng giúp họ có hiểu biết đại khái về giới sinh vật cổ. Trương Lập đang đứng ở chỗ rẽ nhánh trên đỉnh một cây họ quyết, lấy máy tính ra, dùng ống nhòm điện tử đưa tín hiệu vào máy tính, một hình ảnh rõ nét liền hiện trên màn hình. Bọn Trác Mộc Cường ba nhìn kỹ lại, thì thấy sau khi được ống nhòm điện tử phóng lớn lên 10 lần, đám xương mù mờ mờ đã biến thành những vật thể dạng hạt màu xanh nhạt, toàn bộ tán cây phía trước đều bị những vật thể ấy phủ kín ống nhòm tiếp tục phóng lớn hơn nữa, phát hiện ra đó là những trái cầu lông bầm sờm, mỗi trái cầu lại do vô số sợi lông tơ tạo thành, trông hơi giống với hạt bồ công anh, tất cả đều đang lơ lửng trên không trung. Cái gì vậy? Trương Lập vừa hỏi, vừa ấn bàn phím để phần mềm tiến hành so sánh hình ảnh, trước khi làm rõ phía trước là thứ gì, họ sẽ không mạo hiểm tiến lên. Khoảng nửa tiếng sau, máy tính đã kiểm tra hết toàn bộ kho hình ảnh, chỉ tìm được vài tấm hình hoa bồ công anh và hoa tuyết, nhưng tỷ lệ giống đều chưa đến 50%, rõ ràng đây lại là một loài hoàn toàn mới. Những quả cầu lông trôi nổi trên không ước chừng còn cách họ khoảng hai cây số, nhìn từ xa lại, trông như một áng mây lững lờ trôi theo gió. Theo quan sát của Nhạc Dương, ở giữa đám mây ấy, dường như có vô số dòng suối phun trào. Anh nói, tôi muốn lại gần quan sát xem sao. Trác Mộc Cường Ba nói, nhớ kỹ, đừng lại gần quá, chúng ta vẫn chưa biết thứ đó có gây hại cho cơ thể không. Nhạc Dương cười cười, gật đầu nói biết rồi một lúc sau nhạc dương trở lại ở bên dưới có thứ gì đó là một loại phun lên trên trương lập nói bên dưới có gì hả nhạc dương gượng cười tôi cũng chẳng biết tả thế nào nữa mọi người cứ đến xem thì biết còn nữa tôi phát hiện trong đầm lầy ngay bên dưới đám sương mù dày đặc ấy có rất nhiều động vật chết chắc là thứ này có hại cho sinh vật trác mộc cường ba gật đầu nói được chúng ta xuống dưới lại gần quan sát nếu không được thì đi vòng qua. Dưới tầng tán cây, ánh sáng trong rừng rất yếu, bộ rễ của đại đa số thực vật họ quyết đều ngâm trong nước, những vũng nước lớn và đầm lầy phủ khắp tầng đáy, dòng nước chảy róc rách như một vật thể sống nhu động, lạnh băng, ẩm thấp, tối tăm, đây chính là toàn bộ cảm giác mà rừng sâu nguyên thủy mang đến cho họ. Vì những vật thể hình cầu kia trôi lềnh phềnh trên không trung, nên họ không đu dây chuyển cành nữa mà xuống mặt đất, bước đi trên đám bùn chân tuồn tuột. Mới đi được một lúc, liền trông thấy thứ kỳ quái ấy, có lẽ nên nói đó là một loại cây, thế nhưng... Ở chỗ gần ngọn cây, có năm sáu vật trông như túi thịt treo thành hàng. Đường kính chúng khoảng 7-8 mét, chiếm đến hơn nửa thân cây, trông như quả dừa, nhưng đầu nhọn lại chĩa lên trời. Những túi thịt hình quả dừa ấy không ngừng co giãn, tựa quả tim đang đập, mỗi lần co giãn, lại phun ra vô số vật như quả cầu lông lên cao hơn trăm mét. Đây chắc chính là dòng suối phun trào mà Nhạc Dương đã nói rồi. Hơn nữa, Loại cây này chỉ cao chưa đầy 20 mét, thực khó mà tưởng tượng nổi chúng sinh tồn trong khu rừng này như thế nào. Cả một khoảng rừng phía trước đều là loại thực vật kỳ dị ấy, vô số túi thịt đang phun lên không một lượng lớn những quả cầu lông nhỏ, xòe rộng ra như tán nấm che phủ cả một khoảng không rộng, muốn đi vòng thì cũng chỉ có thể đi theo đường phía dưới này mà thôi. Trời đất, cái gì vậy? Đường Mẫn kinh ngạc kêu lên. Đội trưởng Hồ Dương cũng nói, đó là sinh vật ký sinh trên thực vật hay bản thân thực vật vậy? Thực vật có thể động đậy thế sao? Trong nhận thức của đội trưởng Hồ Dương, cho dù là thực vật ăn thịt, cũng không thể nào vận động như có cơ bắp thế này được. Nhưng những vật thể dạng túi thịt ấy đúng là mọc ở trên thân cây, còn cả những vật như quả cầu lông kia nữa, rõ ràng cũng có các thuộc tính của thực vật. Trương Lập nói, dùng máy tính, dùng máy tính đi. Son lắc đầu, không cần đâu, chắc chắn là không tìm thấy gì cả. Nếu thật sự phát hiện ra hóa thạch của loài sinh vật này, Chắc chắn đã chấn động cả giới sinh vật cổ rồi, nhất định tôi cũng sẽ biết. Có lẽ, đây chính là một loài nằm trên đường danh giữa động vật và thực vật mà một số nhà cổ sinh vật học đã từng nhắc đến, chúng sinh trưởng như thực vật, nhưng lại có một phần khả năng vận động mà chỉ động vật mới có. Nhạc Dương nói, "ranh giới giữa động vật và thực vật, sinh trưởng như thực vật, lại cử động được như động vật." "Mẹ ơi, thế này thì ly kỳ quá rồi." Trác Mộc Cường Ba cũng nói, "Tôi chưa từng nghe đến giả thuyết này bao giờ cả." Son cười hì hì nói, đúng thế, không phải ai cũng biết đâu, từ khi thuyết tiến hóa được nêu lên đã tồn tại tranh luận này rồi. Có nhà sinh vật học cho rằng, từ khi các loài sinh vật nguyên sinh như nấm và khuẩn tồn tại, giữa động thực vật đã xuất hiện ranh giới rõ ràng, mỗi bên đều phát triển theo hướng của riêng mình, nhưng cũng có một số nhà sinh vật học lại cho rằng, khi ở hình thái sinh vật đơn bào, động thực vật không có ranh giới rõ rệt, mà sau này khi tiến hóa đến hình thái phức tạp hơn, động vật và thực vật cũng không hoàn toàn tách rời. Mỗi bên phát triển một hướng, mà xu thế phát triển của chúng giống như sóng điện vậy. Phân tách, rồi hợp lại, giao thoa, sau đó lại phân tách. Nếu không lầm, đây có lẽ là điểm giao thoa đầu tiên của động vật và thực vật nguyên thủy sau khi hình thái sinh vật đơn bào kết thúc. Dù là ngày nay, cũng vẫn còn rất nhiều sinh vật dạng này tồn tại. Trương Lập nói, không thể nào. Son Điềm Đạm nói, có biết vi khuẩn phức hợp axit amoniac không? Nói theo cách của người Trung Quốc cổ, gọi là thái tuế đấy nhìn rất giống thịt, nhưng nói một cách chính xác thì là một loại khuẩn nấm cỡ lớn, có thể sinh trưởng trong thời gian dài, sống đến nghìn năm vạn năm, nhưng rất khó nói chúng là một cá thể sống hay là một tập hợp của vô số các cá thể. Có một số loại thái tuế đặc biệt, khi lấy tay khẽ vuốt phe lên, nó sẽ có rút lại như cơ thịt, giống như người ta bị vuốt phe lên tay chân vậy thôi, nghe đâu thậm chí còn phát ra cả âm thanh như tiếng cười nữa. Người ta gọi loại thái tuế ấy là hài nhi ngứa, thứ ấy, có thể nói là một loại nấm khuẩn phức hợp, cũng có thể gọi là một dạng kết hợp giữa động vật và thực vật Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau Trong lòng đều thầm nghĩ Người tên son này xem ra không hề đơn giản Lúc này son lại chuyển sự chú ý từ đám thực vật sang mặt đất ở xung quanh Dưới ra những loài động vật đã chết kia có những chỗ gồ lên rõ rệt Như thể dễ cây đã chen chúc nhau bên dưới Thậm chí có con còn mọc cả nầm non ra từ mắt tai mũi miệng Như là một con trâu trấu cách họ chưa đến trăm mét kia chẳng hạn một mầm non đã chọc thủng cả lớp vỏ cứng trên đầu nó, trông như thể trên đầu con châu chấu mọc lên một cái sừng nhọn, khắp xung quanh cái sừng nhọn ấy lại bám đầy các bào tử hình nấm. Son thầm lạnh sống lưng, nói, xem ra chúng ta phải đi vòng thật rồi, đây là thực vật ký sinh. Thực vật ký sinh, Son nói, còn nhớ thứ nấm chúng ta gặp phải ở rừng châu Mỹ không? Loại đó và loại này giống nhau, chỉ khác là kích cỡ lớn hơn nhiều mà thôi, chúng được cơ thể mẹ phun lên không chung, bay theo gió, một khi bị động vật hít vào, gặp được môi trường và nhiệt độ thích hợp, sẽ bắt đầu sinh trưởng, mọc rễ bên trong cơ thể con vật ấy, hút chất dinh dưỡng, cuối cùng thì phá vỏ chui ra, mọc thành một cây mẹ cao lớn khác. Nếu không muốn chết, tốt nhất nên đi đường vòng. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam lại không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cổ độc. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một lúc. Trong đầu ba tang như có sấm nổ, những lời son vừa nói lại khơi gợi dậy hồi ức của anh ta. Nhớ ra rồi, là lôi, miệng anh ta sùi bọt mép trắng xóa, Ngẹn ngào nói một cách khó nhọc tôi cảm thấy rồi nó ở trong cơ thể tôi nó ở trong cơ thể tôi mỗi ngày đều đang lớn lên tôi đau lắm thật sự đau lắm cầu xin anh đội trưởng giải thoát cho tôi đi cầu xin anh đấy đó là chiến sĩ dũng mãnh nhất trong đội thần kinh còn vững hơn cả sắt thép rốt cuộc là thứ gì đã khiến anh ta đau đớn đến không muốn sống nữa ba tan nhắm mắt lại chỉ thấy trong óc hiện lên đôi mắt mở to tròn của lôi miệng hơi hé ra không ngừng trào tuôn bọt mép trắng xóa không còn hơi thở, nhưng tim vẫn đập, không còn chi giác, nhưng vẫn vùng vẫy tay chân không tự chủ được. Đội trưởng cầm lưỡi dao nhọn, rạch ra lôi ra, máu tươi bắn tung tóe, họ mở khoang ngực anh ta ra như mở cửa mui một chiếc xe hơi hạng sang, trời đất, đó là thứ gì vậy? Nó quấn chặt lấy tim lôi, trái tim đã ngừng làm việc từ lâu, nhưng nó vẫn không ngừng co bóp, những xúc tu của nó tỏa ra như con bạch tuộc, từng sợi xúc tu trắng sữa đâm vào huyết quản và các dây thần kinh của lôi, vừa hút chất dinh dưỡng vừa phá hoại cảm giác và khả năng vận động của anh ta, chính là thứ này đã khiến lôi phải đau đớn khi lưỡi dao của đội trưởng cắm vào trái tim lôi, thứ màu trắng ấy vươn xúc tu ra, vung vẩy trên không trung. những người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ấy thật chẳng khác nào nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh cả. đi thôi, vòng qua, trác mộc cường ba điểm đạm nói, nhìn những xác chết nằm la liệt giữa đám sương mù bọn họ không dám du dây băng qua, đành phải chậm chậm dẫm lên giải đất bùn ướt nhẹt nguy cơ tứ bề mà tiếp tục tiến về phía trước. Mới đi được mấy bước, bỗng nghe bên trái có tiếng loạt soạt, một con rết dài chừng 5 mét trườn ra, trên mình nó là lớp vỏ cứng dày, thoạt nhìn như một chiếc xe tải cỡ lớn. Con rết hoảng hốt chạy vào giữa bọn họ, vừa thấy phía trước có kẻ cản đường, nửa thân trên liền nhổm lên, cái đầu nghiền cao phải đến 2 mét. Hai sợi xúc tu không ngừng ve vẩy. Nhưng bọn chắc Mộc Cường Ba đã quá quen với những chuyện thế này, chỉ nghe gã lạnh lùng nói, nổ súng. Khẩu súng trong tay nhạc dương và son lập tức nhả đạn, con rết khổng lồ chỉ kịp dẫy dụa vài cái, rồi nằm bẹp ra. Tiếp tục tiến lên, trên mặt đất xuất hiện các hố lớn, trên miệng hố trăng đầy một thứ trông như tơ màu trắng. Nhạc dương nhón một sợi tơ trắng trông như sợi lụa lên, ngạc nhiên hỏi, cái gì vậy nhỉ? Đột nhiên, trong một hố lớn phía trước bỗng vươn ra một cặp hàm sắc nhọn, một sinh vật tám chân nần nấn thịt bò ra. Không chỉ một con, hai con, ba con, trong các hố khác cũng có những con to như chậu rửa mặt bò ra. Hình như là lũ nhện thì phải. Chúng phải ổ nhện Mesothelae rồi. Son thốt lên, chạy mau. Vất vả lắm cả bọn mới thoát khỏi hang ổ của lũ nhện Mesothelae, leo lên một con dốc. Trương Lập đứng không vững, bị trượt xuống dưới, đụng phải một cành cây khô, kêu lên một tiếng, ối cha. Kế đó anh lại hét lên, mau đến mà xem, đây là cái gì này. Cả bọn liền xuống dốc, đến bên cạnh Trương Lập, chỉ thấy khúc gỗ mà Trương Lập đụng phải ấy, không ngờ lại bị khoét rỗng ở giữa một hốc hình chữ nhật dài một mét, rộng chừng nửa mét. Nhìn vết cắt gọn ghẽ phẳng phiu, có thể khẳng định chắc chắn là do con người làm ra, chẳng trách Trương Lập lại kêu toáng lên như thế. Chắc Mộc Cường ba đưa tay vuốt nhẹ dọc theo mép hốc lõm, bờ mép thẳng thớm mà chân nhẵn, tuyệt đối không thể hình thành trong tự nhiên được. Gã quả quyết nói, đúng thế, là do con người tạo ra. Chắc là gần đây có người. Nhạc Dương lấy làm lạ nói, khúc gỗ này dùng để làm gì nhỉ? Xây nhà chắc. Son lắc lắc đầu, không, không, nhìn hình dáng thì đây hẳn là một cái trống gỗ, có lẽ là loại trống nguyên thủy nhất rồi đấy. Người xưa khoét giống một khúc gỗ, gõ vào để phát ra âm thanh, nhiều nơi có loại trống nguyên thủy này lắm. Nói đoạn, anh ta tiện tay nhặt lên một cục đá gõ vào mép khúc gỗ đó, khúc gỗ liền phát ra một loạt âm thanh bung bung bung. Bạn đang đọc chuyện được tại. Trác Mộc Cường Ba nói, được rồi, nếu đã phát hiện đồ vật nhân tạo thì chúng ta hãy tìm kiếm ở vùng quanh đây. Hai người một nhóm, tản ra theo hình rẻ quạt về ba hướng đông, nam, bắc. Nhớ là phải giữ liên lạc, chú ý mọi động tĩnh khả nghi, cẩn thận có cạm bẫy, nếu gặp con người thì phải giữ bình tĩnh, kiềm chế, cố gắng không xung đột với họ. Mọi người hiểu cả chưa? Xuất phát. Ba Tang và Son một nhóm, Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh một nhóm, đội trưởng Hồ Dương và Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La và Trương Lập Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn, năm nhóm người tản ra năm hướng khác nhau, liên lạc với nhau bằng đồng hồ nguyên tử đeo trên cổ tay. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đi về phía bắc được khoảng 500 mét, những thành viên khác trong đội cũng đã khuất sau tán cây rừng từ lâu. Sau khi dùng thiết bị liên lạc trên đồng hồ lần lượt hỏi han tình hình mọi người, không ai có phát hiện gì mới, Trác Mộc Cường Ba quyết định tiếp tục đi sâu vào rừng. Đường Mẫn cầm súng trên tay, nhưng vẫn rất sợ hãi, căng thẳng bám sát sau lưng Trác Mộc Cường Ba, mỗi lần nghe thấy tiếng chim tiếng thú, cô đều giật thoát mình dừng lại. Chắc một cường ba an ủi, không cần phải căng thẳng quá như vậy, không sao đâu. Lại đi được thêm 500 mét nữa, vành tay chắc một cường ba khẽ giật giật, gã vội kéo đường mẫn lại thì thầm nói, em nghe thử xem. Đường mẫn bèn nghiêng tai chăm chú lắng nghe, rồi mỉm cười nói, nước, là tiếng nước đấy, phía trước hình như có nước. Nói đoạn, cô ngẩng đầu lên nhìn, rồi nghi hoặc lẩm bẩm ở đây đâu có thác nước, sao lại có tiếng nước được nhỉ? Trác Mộc Cường ba vỗ nhẹ lên lưng Đường Mẫn, cười cười nói: Em quên rồi à? Ngoài thác nước ra, còn có nước trong khe núi nữa mà. Đi thôi, xem thử thế nào. Có nước cũng đồng nghĩa với có khả năng con người cư trú quanh đây. Bởi sống bên cạnh nguồn nước chính là tập quán của con người. Tiếng nước lớn dần, xem ra phía trước không đơn giản là một con suối nhỏ. Vài phút sau, Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn đã đến được nguồn nước. Chỉ thấy trên mặt sông rộng gần trăm mét róc rách chảy xuyên qua rừng cây ấy vẫn có vô số cây cổ thụ cao lớn, cành cây dễ cây rủ xuống mặt nước, hình thành nên kỳ quan sông giữa rừng cây, cây mọc trên sông. Dòng sông rất rộng, nhưng cũng rất nông, trông như một tấm khăn lụa trải giữa khu rừng, chỉ hướng dẫn đường. Dòng sông rẽ ngoặt ở khoảnh rừng dưới hạ du, rồi biến mất khỏi tầm mắt, có điều, nhìn theo hướng nó ngoằn mèo gấp khúc tiến về phía trước, dường như là có thể ra thẳng đến bờ biển. Càng khiến chắc Mộc Cường Ba cảm thấy kinh ngạc hơn là, khi nghĩ đến biển, dường như gã còn nghe thấy cả tiếng sóng giạt rào. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn vừa đi dọc lên theo dòng nước, vừa báo tình hình với những nhóm khác. Pháp Sư Á La và Trương Lập cũng nhìn thấy dòng nước trong rừng, cũng đang đi ngược lên. Bọn nhạc dương cũng đã nghe thấy tiếng nước, đồng thời tìm được một số dấu vết do con người tạo ra trên thân cây, càng bất ngờ hơn nữa là, họ còn phát hiện ra hai đường dây bằng kim loại trong rừng, trông như đường dây xe lửa. Trương Lập cho rằng thứ này giống đường dây để tượng đồng di chuyển trong đảo huyền không tự hơn. Họ sợ đụng phải cạm bẫy, đang đi vòng qua. Đội trưởng Hồ Dương và Lữ Cánh Nam đã đến được chân núi, phát hiện ra một số tảng đá có dấu vết bị mài rúa, hiện đang men theo chân núi tiếp tục vòng sang phía phải. Ở chỗ họ cũng phát hiện ra đường dây bằng kim loại, còn nói đường dây đó hình như thông thẳng vào làng. Phạm vi tìm kiếm của mọi người bắt đầu được thu hẹp lại. Càng tiến lên phía trước, những dấu vết của con người để lại càng thêm rõ rệt cuối cùng một công trình kiến trúc điển hình của con người đã lấp ló giữa những tán cây rồi hiện ra trước mặt bọn trác mộc cường ba đó là một bức tường đá cao trên tường cắm đầy giáo sắt cây nào cây nấy thẳng đứng hướng lên trời dưới chân tường đá còn có vô số gò đá nhỏ bên trên gò đá cắm đầy giáo sắt mũi giáo nhọn hoắt chắn ngang đường phía trước nhìn cách bố trí ấy trác mộc cường ba lập tức nhận ra đây là hàng rào mà người ở đây dùng để ngăn cản lũ thú giữ khổng lồ trác mộc cường ba và đường mẫn dừng bước phía trước rất có thể là nơi người bộ tộc qua ba quần cư, tiếp tục mạo hiểm tiến lên e sẽ gặp phải những nguy hiểm khó lường. Gã thông báo cho các nhóm khác, yêu cầu mọi người đến dưới bức tường đá ấy tập hợp. Cả bọn đã tề tựu, nhìn những bức tường đá cắm đầy giáo sắc nhọn hoắt, không ai còn nghi ngờ gì nữa, phía sau bức tường đá này chắc chắn có một khu tập trung dân cư, nhưng bên trong có bao nhiêu người, tập tính của họ thế nào, phải xử sự, sự với họ ra sao thì lại là một vấn đề phiền phức mà bọn Trác Mộc Cường ba dẫu sao cũng hoàn toàn chưa hay biết gì về nơi đây. Nhạc Dương tinh mắt, hình như đã phát hiện ra gì đó, liền lùi lại hai bước, chỉ vào sườn núi đằng sau bức tường cao, mọi người nhìn xem, đó là gì vậy. Nhìn theo ngón tay chỉ của Nhạc Dương, cả bọn mới để ý thấy, vách đá phía sau những bức tường cao đối diện với họ không giống những nơi khác. Vách đá ở những chỗ khác đều nghiêng vào phía trong, từ xa trông như một ngọn sóng khổng lồ đang ập tới trước mặt, chẳng những vậy, nước bên trong dỉ ra còn khiến chúng trở nên trơn nhẵn. Còn vách đá ở đây lại như có một thứ vật chất dạng keo màu nâu đỏ chậm chậm, chậm chảy dọc theo triển dốc, rồi đông đặc lại, những nếp uốn trên vách đá còn hình thành nên các bậc cấp khá rõ rệt, rất giống một tòa kim tự tháp dốc đứng hay đỉnh nhọn của tòa đại giáo đường Cologne. Màu sắc của nó khác hẳn với đá núi xung quanh, trông như một mũi tên đánh dấu màu đỏ đang tiết lộ với họ rằng, từ đây đi lên, con đường của các người chính xác rồi đấy. Ngoài con dốc núi màu đỏ bắt mắt ấy ra, vách đá xung quanh cũng đều thuộc loại nghiêng vào bên trong. Vách đá ở phía tây nam khu làng là nghiêng nhiều nhất, trông như luôn sẵn sàng sụp xuống bất cứ lúc nào. Ánh sáng ở đây cũng rất ảm đạm, hắt về phía bóng tối, cơ hồ tạo nên một vòng cung chẳng khác nào một cái lỗ đen khổng lồ vô tận cả. Trác Mộc Cường ba đưa mắt quan sát xung quanh, trong đầu đã từ từ phát họa ra hoàn cảnh địa lý của khu làng này. Không gian chỗ bọn họ đang đứng đây, có thể hình dung như là ở bên trong một chiếc giày khổng lồ, khu làng phía trước tọa lạc ở gần với mũi giày, trên đỉnh đầu họ chính là mặt trên của chiếc giày, tầng nham thạch nghiêng hẳn xuống, khiến người ta có cảm giác bị đè nén đến khó chịu. Còn chỗ gót giày thì đã bị đám thực vật kỳ dị đang phun hạt giống chắn mất, ngăn cách bọn họ với hầu hết các loài động vật hoang dã. Vách đá họ muốn leo lên, nằm ở một bên thành giày, thành giày phía bên kia là khu rừng giáp với biển ngầm dưới lòng đất. Đúng rồi, nếu nói chúng ta sắp đến chỗ khép lại của cả khe nứt, thì khoảng rừng này rất gần biển, vừa nãy tiếng sóng mà mình nghe thấy không phải là ảo giác. Nếu tiếp tục tiến về phía tây nam thì sẽ như thế nào? Hai bên vách đá khép dần lại, cuối cùng thì hẹp đến mức không thể lách người qua được, hay là giống như lúc chúng ta đến đây, bên dưới vách đá là mặt biển tối tăm vô tận. Nhìn hoàn cảnh độc đáo nơi đây cùng với con đường có thể tiến lên phía trước, trong đầu chắc một cường ba nổi lên trăm mối tơ vò. Dung nham trồng chất, đội trưởng Hồ Dương lớn tiếng kêu lên, chính là ở chỗ này rồi, chỉ có chỗ này chúng ta mới có thể leo lên được có điều không biết những người sống bên trong có cho phép chúng ta đi qua không nhỉ trương lập nói nếu người ở đây đều nói tiếng tạng cổ thì tốt quá ít nhất cũng có thể giao lưu được chỉ sợ họ không phải người qua ba mà là người gì khác ấy chứ nhạc dương lắc đầu nói đừng quên người điên kia khả năng đây là làng của người qua ba là rất lớn hay là để tôi leo lên tường kia quan sát xem sao pháp sư á la lập tức phản đối không được nếu đây là địa giới của người qua ba thì chạm vào bất cứ thứ gì cũng đều rất nguy hiểm. Cậu nhìn những cây giáo sắt kia mà xem, độ ẩm ở đây cao như thế, vậy mà không có lấy một vết gì, chứng tỏ rằng bên trên chắc chắn có bôi thứ gì đó. Ba Tam nói, chúng ta cứ thế mà vào thôi, bọn chúng mà dám ra tay thì xử lý luôn. Hả, mọi người nghe vậy đều giật mình ngạc nhiên. Đường Mẫn nói, chúng ta vốn đến để nhờ họ giúp đỡ, nếu vừa gặp mặt đã động tay động chân, chẳng phải là Ba ta nhìn nét mặt hoảng hốt của mọi người, nói, dùng vũ lực khuất phục bọn chúng, có gì không ổn đâu chứ? Pháp sư Á La nói, dĩ nhiên là không ổn. Trước hết, vũ khí của chúng ta chưa chắc đã mạnh hơn cổ độc, dù sao thì đó cũng là thứ chưa ai từng thấy bao giờ. Thứ nữa, nếu dùng vũ lực khuất phục bọn họ, vậy thì họ sao còn chịu toàn tâm toàn ý cứu chữa cho cường ba thiếu ra nữa? Chi bằng, để tôi đi trước thăm dò xem sao. Trác Mộc Cường ba gật đầu đồng ý, chắc rằng Pháp Sư Á là có thể tránh được các cạm bẫy ấy, nếu có nguy hiểm, ít nhiều gì ông cũng có thể lùi về an toàn. Pháp Sư Á là đặt ba lô xuống, bóng người khuất sau tường đá, thoát cái đã biến mất, những người còn lại đều nhìn theo bóng Pháp Sư, ngẩng đầu chờ đợi. Không ngờ Pháp Sư Á là đi được một lúc mà vẫn bật vô âm tín, hồi lâu sau cũng không thấy có động tính gì, muốn liên lạc thì lại sợ ông đang âm thầm bí mật tiến lên, sử dụng thiết bị truyền tin sẽ làm bại lộ hành tung. Sau 10 phút đằng đẵng chờ đợi trong lo lắng, mọi người mới nghe thấy tiếng Pháp Sư Á la vang lên trong thiết bị truyền tin, không có cảm bẫy, không có nguy hiểm. Mọi người, mau vào đây đi, mau vào đây xem. Rốt cuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy trời? Em mờ thanh ấy, dường như không phải của một ông già năm sáu chục tuổi, mà giống một đứa trẻ năm sáu tuổi hơn, ngữ khí không giấu nổi sự mừng rỡ và kinh ngạc, khiến ai nấy đều trở nên kích động. Duy chỉ có mình Lữ Cánh Nam là nhận ra sự hụt hẫng to lớn trong câu nói cuối cùng của Pháp Sư Á La, bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà họ không thể nào tưởng tượng nổi. Con đường bên trong trận địa tường đá ngoằn ngoèo khúc khuỷu, những chỗ chật hẹp chỉ có thể đi từng người qua, nhưng hoàn toàn không thể ngăn được tâm trạng nôn nóng muốn vào bên trong của mọi người. Vòng qua bức tường chắn cuối cùng, cảnh tượng phía trước bỗng mở bừng ra. Trước mắt họ là một bức tranh hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi tầm mắt họ hoàn toàn bị phủ kín bởi màu xanh ngút ngàn, như thể họ vừa đột nhiên từ khu rừng nguyên sinh bốn bề đầy những hiểm nguy rình dập đến mảnh đất đào nguyên thế ngoại. Ở nơi đây, rừng cây cổ thụ cao dập trời đã được con người khai phá thành một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, cỏ non xanh dập chân trời, che trúc hát bóng nước, trồi non lộc biếc, cây cỏ tốt tươi, hoa đào đỏ thắm, hoa lê trắng muốt, điểm xuyết trên thảm cỏ xanh ngắt như thể sao trời lấp lánh. Bức tường đá xám xịt cắm đầy những ngọn giáo sắt sau lưng họ, Tựa như đường ranh giới giữa địa ngục và thiên đường, tách rời hai thế giới hoàn toàn khác nhau ấy. Đồng thời, cũng giống như một tấm màn ma thuật, mang đến cho những vị khách bất ngờ này những cảm nhận thị giác như mộng như ảo. Những kiến trúc ở đây lại càng khó tin hơn nữa. Nếu nói sự thay đổi về thực vật làm môi trường nơi đây khiến tâm trạng của đám người vừa thoát ra khỏi địa ngục ấy khó thể bình tĩnh được, thì cảm giác mà kiến trúc ở nơi đây mang đến cho họ, hoàn toàn chỉ có chấn động và kinh ngạc mà thôi thậm chí cả Pháp Sư Á La cũng khó kiềm chế được cảm giác ấy. Cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người đều là không thể hình dung, không thể tin nổi, bởi vì ở trước mắt họ đây là một kiểu kiến trúc mà họ chưa từng thấy bao giờ. Từng dãy từng dãy nhà gỗ được ghép từ những tấm ván màu vàng kim, giống như những hàng cây hoa một trồng ngay ngắn ở đầu bờ ruộng, những dây leo trông như loài tử la lan phủ trên mái nhà thành rèm tre, rừng trúc xanh biếc vây chúng vào giữa, như thể một hàng rào, Mỗi dãy nhà gỗ đều được phân bố cân đối theo tiêu chuẩn hình học hết sức nghiêm khắc, diện tích ruộng đất hai bên nhà gỗ cũng hoàn toàn bằng nhau, hệt như là soi gương vậy. Nhìn tổng thể, khu làng này trông như một chiếc quạt xếp khổng lồ xòe rộng, những dãy nhà gỗ trụm lại một phía, như những nan quạt, còn ruộng đất giữa các căn nhà thì giống giấy bồi giữa những nan quạt. Ngoài ra lại có một đường phân giới màu xanh nhạt ngăn tách phần nan quạt màu xanh ngọc và phần giấy quạt màu xanh lá mạ ra, đó là một chẳng cỏ rộng chừng hơn 30 mét hình chữ S, quây quanh nhà gỗ và đất ruộng. Vô số kênh dẫn nước chảy xuyên qua chàng cỏ và ruộng đất, cuối cùng chảy ra phần đỉnh chiếc quạt xếp, hợp lại thành một dòng sông lớn. Kết cấu các dãy nhà gỗ giống hệt nhau, các căn nhà ở gần vòng ngoài làng to lớn nhất, càng vào bên trong càng nhỏ dần lại, nhưng đều chia làm ba tầng trên, dưới và giữa, mỗi tầng có hành lang có thể đi thông khắp các phòng. Nhìn phía ngoài hình lăng trụ của các gian phòng, có thể thấy tất cả các phòng đều có hình lục lăng hoàn mỹ, chỉ là diện tích lớn nhỏ hơi khác nhau một chút, sắp xếp khít chặt như tổ ong. Giữa các dãy nhà gỗ tỏa ra ấy, cứ cách chừng trăm bước, lại có một cây cầu gỗ núi liền hai dãy nhà lại với nhau. Không biết người xưa đã dùng kỹ thuật gì mà bên dưới cây cầu gỗ dài cả trăm mét chẳng hề có trụ cầu, mố cầu chống đỡ, hoàn toàn chỉ là bắc qua không trung. Trên cầu mọc đầy các dây leo đủ màu sắc rực rỡ, cả nghìn cây cầu gỗ lơ lửng đan chéo nhau, nhìn từ xa trông hệt như một dải hành lang làm bằng hoa và dây leo lơ lửng giữa không trung bức tường gỗ cao mấy chục mét màu vàng kim đã ở ngay trước mắt những hình vẽ thần bí và ô cửa sổ được chạm trổ hết sức kỳ công đã có thể thấy rõ mồn một bất ngờ hiện ra trước mắt như vậy rồi vươn dài ra đến tưởng chừng như vô tận vô số những ống mềm lớn nhỏ khác nhau vươn ra từ hai tầng dưới của những tòa nhà gỗ màu vàng thấp thoáng ẩn hiện giữa rừng trúc cũng giống như những dây leo kia ống nhỏ thì đung đưa trong gió ống lớn thì giống những cẳng chân bằng máy to tướng cắm thẳng xuống đất những đường dây bằng kim loại vươn ra từ dưới chân các căn nhà gỗ này, có vô số đường giao nhau, giống như một tấm lưới mảnh bằng kim loại trải trên ruộng đồng. Tấm lưới cứ vươn ra xa, cuối cùng vươn đến ngoài khu làng, đến khu rừng tăm tối đầy rẫy những hiểm nguy. Nhìn những đường dây ấy, Trác Mộc Cường ba cảm giác dường như mình đang đứng trước một đoàn tàu khổng lồ màu vàng kim, đầu tàu hướng về phía mình, thân tàu kéo dài ra vô tận. Đoàn tàu chạy đến thiên quốc ấy nghiến qua cả lịch sử, đang hú lên tu tu chạy về phía xa xa. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, bốn bề đều là những bạn đồng hành của nó đang trở trên mình vô số linh hồn muốn sang miền hạnh phúc ở thế giới bên kia. Tất cả những người còn lại cũng hoàn toàn bị quần thể kiến trúc trước mặt chinh phục. Tuy trông có vẻ hơi quái dị một chút, nhưng không thể nghi ngờ gì, chúng hết sức hùng vĩ, hoành tráng và đẹp tuyệt trần. Những kiến trúc ấy trông như cánh tay lực lưỡng căng đầy nhựa sống của người khổng lồ, những cây cầu gỗ thì giống đình đài lầu các lúc ẩn lúc hiện trên không trung, còn ruộng đồng và cây ăn quả thì càng chẳng khác nào ở chốn thế ngoại đào nguyên cả. Tất cả những điều ấy lại kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, không phân biệt đâu là chính, đâu là phụ. Ngôi làng kỳ diệu này cứ vậy mà nằm lặng lẽ bên dưới vách núi ngất ngưỡng, một mình hưởng thụ sự yên bình tĩnh lặng của chốn hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng rồi mọi người lại mau chóng phát hiện ra, ngôi làng này yên tĩnh đến độ có gì đó kỳ lạ. Ngoài tiếng gió, tiếng nước róc rách, tiếng cây cỏ xôn xao xào xạc, thì nơi đây không còn bất cứ âm thanh gì khác. liền sau đó, tiếng thở dài của Pháp Sư Á La đã đưa họ từ những tưởng tượng đẹp đẽ đến với vùng đất u ám của ác quỷ Tu La. Pháp Sư Á La từ đằng xa bước trở lại, lắc đầu nói, không có một người sống nào. Ông ngừng dây lát, rồi lại nói, không có một động vật sống nào hết. Tâm trạng cả bọn trùng hẳn xuống, giờ họ mới để ý thấy, giữa những bụi cỏ thấp thoáng xương cốt trắng hiếu, bên trong hành lang những căn nhà gỗ, dường như cũng có những bộ xương đang dựa vào với đủ tư thế khác nhau phía xa xa cuối dãy nhà gỗ cũng có khá nhiều vệt đen tựa như vết cháy triệu trang sinh bước lên vài bước đột nhiên giẫm phải một vật tròn lông lốc giật bắn mình tung chân sút mạnh cả một cái đầu lâu liền bay vút lên theo đường parabol đúng vào khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó trác mộc cường ba lập tức nhớ đến những lời của người điên ở mông hà tất cả dê đều bị cắn chết hết cả rồi tất cả mọi người đều bị cắn chết hết cả rồi giờ đây khi ở trong cảnh tượng ấy gã bỗng dùng mình ớn lạnh sự tàn khốc trong câu nói ấy không ngờ lại khiến người ta khó chấp nhận đến nhường ấy đường mẫn thất thanh kêu lên ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ngôi làng thanh bình yên tĩnh này hóa ra lại là một ngôi làng chết nhà cửa vẫn còn giữ nguyên không suy xuyển nhưng không hề có một sinh vật sống nào đứng trên khu ruộng đất rộng mênh mông trống trải nhìn xương trắng giải đầy dưới chân cả bọn đều lạnh toát cả người chúng ta vào trong xem sao, mang trong lòng tâm trạng kính sợ cùng vô số nghi hoặc, chắc một cường ba bước về phía tòa kiến trúc cao lớn màu vàng kim. Dồn sức đẩy hai cánh cửa gỗ nặng nề ra, âm thanh kéo. Kẹt được không gian rộng rãi bên trong nhà gỗ phóng đại lên, gây cảm giác như họ đẩy cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Một cảnh tượng bừa bãi lộn xộn đập vào mắt lại khiến họ kinh ngạc đến bần thần người ra một lần nữa. Đây là... tôi biết là sẽ thế này mà. Không thể tin được, không thể tin được. Trong nhà là một gian công xưởng khổng lồ, rộng bảy tám chục mét, vào sâu cả trăm mét. ở giữa giường như chỉ có một vài cột trống, một cánh cửa lớn khác chỉ có khung cửa nối liền với gian xưởng phía sau. Trong công xưởng xếp bừa bãi đủ các loại máy móc vỏ gỗ, nằm nghiêng nằm ngửa, tất cả đều bị phá hoại nghiêm trọng, linh kiện, lò xo, giống như những món nội tạng bị banh khỏi ổ bụng nằm rải rác khắp nơi nhưng vẫn còn vương vấn nối liền với vỏ máy. Vừa nhìn thấy những thứ máy móc bị tàn phá nặng nề ấy, Trương lập tức thì trở nên hưng phấn trông thực chẳng khác nào kẻ nghèo rất mồng tơi thình lình phát hiện ra kho báu, hai mắt sáng bừng, chạy đi chạy lại giữa đống máy móc vỡ bung vỡ bét, miệng không ngừng kêu lên, tuy chỉ là vỏ gỗ, nhưng hầu hết bộ phận bên trong đều làm bằng kim loại cả. Không, là thép hợp kim đấy, còn nhẹ hơn thép nữa, độ giãn và độ cứng cũng hơn nhiều. Ha ha, lò so gấp đây mà, hóa ra họ cũng phát minh ra thứ này rồi. Đây là mộng và chốt, đây là bánh răng xích, đây là con lăn, đây là một một loại cây ở miền đông bắc trung quốc nhạc dương và triệu trang sinh mỗi người một bên đi theo sau trương lập tuy cũng trông thấy tất cả các thứ ấy nhưng chẳng ai có vẻ hứng thú như trương lập cả triệu trang sinh thì chỉ thấy một đống những phụ tùng linh kiện chẳng biết thứ gì là thứ gì nhạc dương không kìm được hỏi những cái này dùng để làm gì nhỉ trương lập tức thì quay ngoắt người lại chộp lấy nhạc dương lắc mạnh nói thế mà cậu cũng không nhìn ra à rồi anh ta lại ngoác miệng lớn tiếng nói đây chính là máy móc tự động hóa đấy có thấy những đường dây kia không? bên dưới các máy móc này đều có ngạnh, có thể chuyển động tiến lui trên những đường dây ấy, hoàn toàn tự động, thật là đáng kinh ngạc. hơn nữa họ còn dùng loại máy nhiều cánh tay, lắp lên các cánh tay máy khác nhau, cỗ máy sẽ có những công năng hoàn toàn khác nhau. cái này để cày ruộng, để cấy mạ, đây là để thu hoạch, để đập lúa, cái kia để chặt cây, chắc là còn có loại đập đá nữa, nhưng đây không có, chắc là không ở trong nhà này. kia là để cắt kim loại, đây là để để nhặt trứng gà nhìn những cánh tay máy đã hoàn toàn bị phá hoại, mà Trương Lập vẫn có thể nói vèo vèo công năng. Càng nhìn lại càng thấy kỳ diệu, càng nhìn càng thấy khâm phục trí tuệ của người xưa, cuối cùng anh chàng cười ngây ngốc nói, tôi biết là vậy mà. Anh huyết huyết nhạc dương, rồi lại thúc vào người triệu trang sinh một cái, nói, các cậu biết không, ngay từ lúc vừa nhìn thấy những dãy nhà gỗ này, là tôi đã tự nhủ, cái làng này, hoàn toàn có thể coi như một công xưởng lớn, những dãy nhà gỗ sắp xếp như những dây chuyền sản xuất, từ thu thập nguyên liệu, tuyển lựa, đến gia công thô, gia công tinh, cuối cùng thì được lắp ráp thành hình, ha ha, thật là hoàn mỹ. Triệu Trang sinh kiểm tra những máy móc đã nát bươm ấy rồi nói, hình như không có thiết bị điện thì phải, những thứ này hoạt động như thế nào nhỉ? Trương Lập đập mạnh lên cánh tay Triệu Trang sinh một cái, lớn tiếng nói, đây chính là chỗ giỏi nhất của người xưa đấy. Họ dùng nguyên lý đơn giản nhất, các linh kiện đơn giản nhất, vậy mà có thể lắp ráp lại thành những cỗ máy tự động hóa cao độ thế này. Hồi nhỏ các cậu có bao giờ chơi thứ nào giống thế chưa? Chúng có đủ các hình dáng, trên lưng có một dây cót, vặn vài vòng, liền có thể tự động đi qua đi lại, có thứ còn kèm theo tiếng nhạc rất hay nữa. Còn cả đồng hồ lên dây cót, vặn một vòng thì có thể chạy cả một ngày. Những máy móc này chính là dùng nguyên lý ấy, có lò xo dây cót, bánh răng, mộng và chốt, cộng với sự dẻo dai của hợp kim, có thể tạo ra năng lượng rất lớn cho cỗ máy, hoàn toàn là sự chuyển hóa giữa cơ năng và cơ năng. Bên trong chúng dường như còn có thiết bị tự động, khi động năng không đủ, chúng sẽ tự động trở lại chỗ này, ở đây chắc chắn là có chỗ để lên dây cót cho chúng, à. Hoặc là ở trong nữa, những thứ máy móc này, trông như dùng để làm chướng ngại vật ấy. Kỳ lạ thật, nếu nếu kỹ thuật cơ khí đã phát triển thế này, tại sao còn phải làm vỏ gỗ nhỉ? Câu hỏi của Nhạc Dương lập tức khiến Trương Lập Tắc Tị. Mấy người hội Son và đội trưởng Hồ Dương thì đi sang phía bên kia công xưởng. Ở đây có một khúc xương động vật khổng lồ đặt nằm trên chiếc bàn lớn trông như một thứ tiêu bản, bên cạnh còn một đống đồ trông nhăn nheo như vải buồm. Son nhìn khúc xương thở dài cảm khái, đúng là vĩ đại thật. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, cái gì đấy? Son đáp, khúc khấu đuôi của một loài động vật nào đó. Khấu đuôi, giọng đội trưởng Hồ Dương nghe lạc cả đi, cái thứ cao hơn 2 mét, dài hơn chục mét ấy, không ngờ lại chỉ là một khúc khấu đuôi. Vậy thì, vậy thì con vật ấy, Lúc còn sống rốt cuộc là to đến chừng nào? Ừm, là một loài sinh vật biển hoặc lưỡng thê. Son bước tới cầm vật thể trông như vải buồm lên, khi ấy mới nhận ra độ dày của nó hơn xa anh ta nghĩ, bèn a ha lên một tiếng, lần tay ra tìm chỗ mép, hóa ra lại dày đến cả chục phân. Anh ta bèn gắng sức nhấc lên, thử cảm giác ở tay, rồi lại đưa mắt nhìn các thứ công cụ xung quanh, đoạn nói, nếu tôi đoán không lầm, đây chính là nguyên liệu chế tác ra con thuyền hình rắn chúng ta ngồi tới đây. Thật không? Lữ cánh nam hỏi, vỏ ngoài thuyền rắn đâu có dày đến vậy? Son đáp, chắc chắn là họ đã dùng công nghệ đặc biệt gì đấy để khử lớp chất hữu cơ tích tụ trên tấm da này, rồi lại gia công trà sát, mới hình thành được lớp vỏ ngoài vô cùng bền chắc ấy. Nghĩ ngợi dây lát, anh ta lại ngạc nhiên thốt lên, muốn bắt được sinh vật to lớn như thế để chế tạo thuyền, phải cần đến những vũ khí và công nghệ cực kỳ tiên tiến mới được đó. Nói xong, Son lại lấy ra một con dao găm, đâm mạnh xuống miếng da, kết quả giống như đâm vào một quả bóng cao su cứng, lấp da lõm xuống dưới nhưng ấn dao xuống mãi cũng chẳng thấy rách cuối cùng son chán nản nói khó hơn bắt cá voi nhiều lắm trác mộc cường ba theo pháp sư á la mẫn mẫn đi theo trác mộc cường ba ba tang đi sau cùng bốn người họ lại đi theo một hướng khác theo dấu những khúc xương trắng nằm rải rác dưới đất rẽ ngoặt đi về phía bức tường của công xưởng lớn ở đây có một cái thang gỗ trông có vẻ vẫn dùng được đi theo bậc thang là có thể lên tầng hai họ bước qua cửa gian phòng gần nhất suy đoán dựa vào vài thứ đồ trang sức bày biện và quần áo càng thêm khẳng định rằng đây chính là một ngôi làng của người qua ba trong phòng có một bộ xương khô thoạt trông đã rõ là xương của nữ giới đang quỳ cuộn người dưới đất trong lòng ôm chặt một bộ xương trẻ con ở mé xa bên ngoài cửa sổ có một bộ xương nằm dạp cánh tay vươn thẳng về phía trước hiển nhiên là sau khi ngã xuống vẫn còn bò thêm một đoạn nữa pháp sư á la phân tích ngôi làng này bên ngoài có tường đá cắm trông lưng dựa vào vách núi trên đầu lại có loài thực vật dạng như xương mù che phủ, có thể nói là địa thế vô cùng thuận lợi, các loài chim thú lớn căn bản không thể xông vào được. Còn nữa, nhìn mức độ mục giữa của xương cốt và quần áo, có thể khẳng định người ở đây ít nhất cũng chết được 3-4 năm rồi, vậy mà vẫn giữ được nguyên vẹn trạng thái lúc trước khi chết. Cũng có nghĩa là, trong 3-4 năm nay, ngoài thực vật ra, không có sinh vật nào đến đây cả. Ba Tăng cũng nói, nhìn vị trí của các bộ xương, có thể thấy những người này đều đang hoảng loạn chạy trốn, Mọi người tỏa ra các hướng khác nhau để đào vong, nhưng hung thủ đã chặn hết mọi ngả đường, không buông tha cho bất cứ ai. Dù là đàn ông đàn bà người già hay trẻ nhỏ, thậm chí cả trẻ sơ sinh cũng không thể thoát chết. Họ, họ đã bị tàn sát hàng loạt. Nói tới đây trong lòng anh ta chợt dâng lên một nỗi sợ, tựa hồ vừa nắm bắt được gì đó, dường như chính anh ta và đồng đội cũng từng gặp phải cuộc tàn sát thảm khốc đó rồi. Pháp sư Á la gật đầu, đúng thế, những người ở đây có lẽ đã chết trong một trận tàn sát lúc đêm khuya trong các căn nhà phía trước vẫn còn mấy cái xác đang trong tư thế say ngủ trác mộc cường ba nói đồ đạc chum vải, nông cụ trong nhà vẫn còn nguyên vẹn không có tài sản nào bị cướp đi đến cả bàn ghế bị hất đổ cũng chỉ là do người chạy trốn và đập phải thôi nhưng các thứ máy móc thì lại bị phá hoại một cách hoàn toàn triệt để cả người và súc vật cũng không một ai sống sót đây rốt cuộc là mẫn mẫn nói liệu có phải những thứ kia đã giết chết người trong làng không cô ngẩng đầu nhìn làn sương mù Pháp Sư Á La lắc đầu, không phải, tôi đã nói rồi, đây là nơi được người xưa lựa chọn rất kỹ lưỡng, vừa bên bờ nước lại dựa lưng vào núi, có thể nói đã chiếm được địa lợi ở chốn rừng nguyên thủy này, còn khoảng trời bị loài thực vật như sương mù che phủ kia, lại có tác dụng ngăn cản sự tấn công của các loài chim giữ trên không trung. Nếu những người ở đây bị loài thực vật lơ lửng đó giết hại, thì không thể nào gây ra hiện tượng tất cả mọi người đều hoảng sợ chạy trốn trên quy mô lớn như thế được, đồng thời nó cũng không thể khiến người ta chết ngay lập tức nói không chừng loài thực vật phun sương ngủ ấy chính là biện pháp người dân ở đây dùng để ngăn cản các loài động vật ngoại lai. và lại mọi người có thấy xác lũ dê trong hàng rào kia không? trước lúc chết chúng không hề kinh hoàng chạy loạn đi tứ phía mà bị dồn vào một vòng quây nhỏ xác chết chất đống lên nhau, đây là phương pháp tàn sát điển hình nhất. còn tại sao mọi người lại hoảng loạn chạy trốn? tôi nghĩ là vì bọn hung thủ đến tàn sát không thể trao đổi một cách hiệu quả với người ở đây, vì vậy hung thủ không dồn người dân trong làng vào một chỗ mà dùng biện pháp xét đánh không kịp bưng tai giết sạch hết tất cả mọi người. Trác Mộc Cường ba dường như đã nghe ra được điều gì đó trong lời Pháp Sư Á La, kinh ngạc thốt lên, hành vi động vật. Ba tang đáp ngay, đúng vậy, trên xương cốt còn dấu vết cắn và cào xé, xem ra hung thủ sở hữu móng vuốt và hàm răng sắc nhọt, nhìn vị trí của những cái xác chết trong lúc chạy trốn kia, có thể thấy hung thủ còn có tốc độ đáng sợ và thân thủ rất nhanh nhẹn nữa. Chỉ trong một lần mà bao vây tàn sát ngần ấy người, không buông tha một ai, Tôi nghĩ chắc chắn bọn hung thủ này chiếm ưu thế rõ rệt về số lượng, hơn nữa còn rất giỏi tác chiến tập thể nữa. Chắc Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại hỏi mẫn mẫn, "Còn nhớ những lời người điên ở Mông Hà ấy nói không?" Mẫn mẫn nói, "Á, à, lẽ nào là, cô nhớ lại suy luận mà họ từng đưa ra, những sinh vật từng tấn công Ba Tang, những sinh vật đã tàn sát cả ngôi làng của người qua ba, rất có thể chính là lũ sói khả khả tây lý có trí tuệ tương đương với con người, hoặc giả phải nên nói là lũ sói của Sandrila thì chính xác hơn." mọi người lại đưa mắt nhìn ba tang do xem cảnh tượng trước mắt có thể khơi gợi cho anh ta nhớ lại điều gì đó không nhưng ba tang vẫn hờ hững nhìn đống xương trắng chất đầy trước mắt gương mặt không hề bộc lộ chút cảm xúc nào rõ ràng là cảnh tượng này vẫn chưa đủ để kích thích lại những hồi ức đã bị vùi sâu mẫn mẫn nói nếu nói là cả ngôi làng bị tàn sát hết vậy thì người điên đó làm sao thoát ra được nhỉ còn nữa những hung thủ còn đông hơn cả người làng ấy từ đâu đến làm sao chúng có thể băng qua khu rừng tăm tối kia để đến được đây? Tại sao lại đột nhiên tàn sát cả một ngôi làng? Sau khi giết hết mọi người, chúng đã đi đâu rồi? Mẫn mẫn đưa ra một loạt câu hỏi, khiến mọi người đều cảm thấy khó có thể trả lời. Trước mắt bọn họ cũng mới chỉ nêu suy đoán, tất cả đều không có đầu mối gì cả. Ủa, đây là, chỉ nghe tiếng soảng 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 vang lên, Pháp Sư Á là kéo một sợi xích sắt to tướng dưới giường ra, cúi người quan sát, thấy một đầu xích sắt không phải buộc vào chân giường, mà gắn chặt với cây cột chống đỡ toàn bộ căn nhà, còn vòng sắt to bằng ngón tay út ông đang cầm, dường như đã bị một sức mạnh rất lớn giật bung cả ra. Pháp sư Á La ngạc nhiên nhìn Trác Mộc Cường Ba nói, kỳ lạ thật đấy. Trác Mộc Cường Ba cũng chăm chú nhìn sợi xích sắt ấy, sắc mặt rất nghiêm túc, đúng là kỳ lạ thật. Mẫn Mẫn nói, sống chung với sói, lẽ ra phải nghĩ ra từ trước rồi mới phải, hai người, tại sao lại cảm thấy kỳ lạ vậy? trác mộc cường ba kéo tay cô nói không nên có xích sắt mẫn mẫn thắc mắc nhưng mà em nhớ là lũ chó lớn ở quê chẳng phải đều dùng xích sắt xích lại đấy sao trác mộc cường ba nói mẫn mẫn à người qua ba sống chung với sói tuyệt đối không như em tưởng tượng đâu người dưới quê xích chó lại là để đề phòng người lạ bị chúng cắn còn ở những khu vực chăn thả ít người lui tới người tạng không bao giờ dùng xích sắt xích chó của mình lại đâu mẫn mẫn dường như đã hiểu gật đầu nói vì sợ hạn chế khả năng tự do hoạt động của chúng, khiến chúng không thể đuổi bắt trộm và dã thú phải không?" Trác Mộc Cường Ba nói, "Quan trọng hơn là, người Tạng coi lũ chó như là một thành viên của gia đình, chẳng ai lại móc lên cổ người nhà mình một cái vòng rồi lấy xích xích lại cả." Huống hồ đây lại là người qua ba sống chung với sói, tương truyền rằng, quan hệ của họ với sói dường như còn thân thiết hơn cả với người nhà ấy chứ. Mẫn Mẫn nhìn sợi xích to tướng dưới đất, nói, "Vậy thì sợi xích này Đúng là kỳ lạ thật đấy. À, anh Bảo, liệu có lẽ nào là bọn chúng? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, trước khi có chứng cứ xác thực, gã không muốn dễ dàng đưa ra kết luận. Gã bèn chuyển chủ đề khác, không biết, xem ra ở đây còn ẩn giấu nhiều bí mật lắm, sợ rằng chúng ta phải nghỉ lại đây rồi. Vậy đi, bà Tang, anh đi gọi son nữa, hai người và Trương Lập, Triệu Trang Sinh đi chôn hết những bộ xương này đi, sau đó anh bảo với đội trưởng Hồ Dương, để anh ấy cùng với cánh Nam và Nhạc Dương tìm kiếm bên ngoài chúng tôi sẽ lục soát bên trong, xem xem có còn đầu mối nào khác nữa không. Tầng dưới ngoài khu công xưởng lớn ra thì là chuồng gia súc được quây rào, tầng 2 tầng 3 lần lượt có phòng khách, phòng ngủ, phòng quản gia, kho, những giường cột, mái hiên, bậu cửa đều vẽ hoặc điêu khắc những hình vẽ hết sức tinh xảo đẹp đẽ, cầu thang lên xuống đều dùng nguyên một khối gỗ đẽo hình răng cưa tạo thành. Chỉ có máy móc là bị phá hủy, còn đâu đa phần các đồ bầy biện trong nhà của cư dân, các chum vại đều còn nguyên vẹn không hề suy xuyển, thoạt nhìn chẳng hề giống như đã xảy ra một trận tàn sát. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó, tất thảy mọi thứ ở đây ngược lại đều trở nên càng thêm kỳ dị và bí ẩn. Một điều nữa khiến Trác Mộc Cường Ba càng lấy làm khó hiểu là, mỗi gian phòng đều có xích sắt, đồng thời mỗi sợi xích sắt đều bị giật bung ra, nhưng lại không hề phát hiện ra bộ xương chó sói hoặc chó ngao nào. Cuối cùng, họ cũng tìm được chút đầu mối còn sót lại trong một gian phòng lớn đã bị cháy ở tầng 2. Chỗ đó hóa ra là một đàn tế, tầng dưới là phòng họp, tầng trên còn có các tư liệu văn bản. Lúc trông thấy những hàng chữ tạng cổ viết trên da dê, bọn chắc mộc cường ba thảy đều vô cùng kích động. Tuy rằng đa phần đều đã bị thiêu hủy, nhưng dù sao cũng là những ghi chép lịch sử, đối với một nền văn minh, đây có thể coi là những tư liệu quan trọng nhất rồi. Hầu hết các cuộn văn bản đều dùng vàng bạc lỏng viết lên da dê, ngoài ra cũng có những quyển trục giống với quyển trục cổ cách, được viết trên da sói. Pháp sư Á là đọc thật kỹ lưỡng, cuối cùng cũng hiểu đại khái nội dung của những cuộn da dê ấy. Những cuộn da dê gần như là nhật ký của làng, đã được ghi chép liên tục từ 1.000 năm trước cho đến bây giờ. Ngôi làng này, không ngờ cũng được gọi là thôn công bố, có điều về sau đã đổi sang tên khác, cả Pháp Sư Á La cũng không thể dịch được một cách chính xác, hình như mang máng có nghĩa là cuối cùng, người ở đây sử dụng phương pháp ghi năm theo kiểu hỏa không hải hai. Sau khi xem qua, Pháp Sư Á La nói, cách ghi năm này hơi khác với cách ghi năm theo kiểu hỏa không hải mà biết, có điều tính toán sơ qua, thì có lẽ là bắt đầu từ năm lãng đạt mã cấm Phật. Trong các bản ghi chép không thấy viết về nguyên nhân họ đến Sandrila, chỉ loáng thoáng nhắc đến, viết rằng các vị trí giả quyết định từ bỏ, lần theo dấu vết tiền nhân để lại tìm đến Sandrila. Còn những gò mã ni chất trên mờ u bàn chân người khổng lồ thì hóa ra đã có từ trước khi họ đến đây, là nơi tế bái của những người đến đây từ trước trước nữa, sớm nhất có thể truy ngược lại từ khoảng 3.000 năm trước hẳn là người dân ở đây có thể đọc hiểu được cách ghi năm của tượng hùng cổ. Những người dân trong làng này đều tự nguyện ở lại, họ sẽ đời đời canh giữ tầng đầu tiên của thánh địa Sandrila, đồng thời chuẩn bị nghinh tiếp những vị dũng sĩ đến sau, còn rất nhiều người qua ba khác đã cùng họ tiến vào đây thì tiếp tục tiến lên trên, cuối cùng ở lại tầng bình đài thứ ba. Người dân thôn công bố từ bấy giờ vẫn canh giữ và bảo vệ thôn làng và con đường duy nhất thông lên tầng bình đài phía trên. Những dòng ghi chép cuối cùng kết thúc vào khoảng 4 năm về trước. Trong các quyển gia dê đa phần đều chép lại những sự kiện quan trọng như tế lễ, thiên tai, hoặc thần tích hiển linh. Trong đó có mấy điểm thu hút sự chú ý của Pháp Sư Á La. Vào năm này năm này, người bộ tộc, từ thang trời đi xuống, mượn đi bao nhiêu lương thực, năm nào năm nào. Người bộ tộc, đến tuyên bố tin tức, vua nước, mở ra, vào, năm, trong làng đã phái đi bao nhiêu sứ giả đến thánh đàn Sanrila tham gia nghi thức trọng đại ấy, rồi có bao nhiêu người trở về vào lúc nào. Dựa trên những thông tin đó, họ biết được shangri này không chỉ có một ngôi làng. Ở tầng bình đài thứ hai, thứ ba, còn có những dân tộc cổ xưa hơn nữa tồn tại, đồng thời đã hình thành nên cả một vương quốc, mà có thể là không chỉ có một vương quốc. Cũng có nghĩa là, vương quốc shangri mà thế gian vẫn đồn đại, thực sự có tồn tại. Chuyện tiên hiệp Hai phương pháp tính năm độc đáo của người Tạng, lấy thời điểm năm bắt đầu là năm 624 sau công nguyên. Ví dụ, năm 132 theo cách tính hỏa không hải là năm 755 sau công nguyên. Sau đó, từ những ghi chép để lại, họ đã tìm được nguyên nhân tại sao ngôi làng này có thể bình yên vô sự suốt hơn 1.000 năm. Thì ra, ngôi làng này nằm đơn độc ở tầng thứ nhất, ẩm ướt oi bức, hơn nữa các loài quái thú, sâu bọ rất nhiều, cực kỳ bất lợi cho con người sinh sống, chẳng những vậy. Con đường dẫn lên các thôn làng ở tầng thứ hai cũng đầy dẫy hiểm nguy, nếu đi một mình thì căn bản không thể nào băng rừng đến được khu có con người cư trú ở tầng thứ hai được, các dũng sĩ cũng phải đi mất 3 tháng mới đến được ngôi làng gần nhất, một chuyến đi về như thế, ít ra cũng phải tử thương mất quá nửa. Ngoài ra, có rất nhiều nội dung ghi chép trong đó hết sức giống trong cuốn ninh mã cổ kinh của nhà Trác Mộc Cường Ba, chẳng hạn như quái thú cao bằng 3 tầng lầu bắt đầu lũ lượt xuất hiện trong hành trình của dũng sĩ. Vì các cuộn gia chỉ ghi chép những chuyện lớn, có khi mấy năm liền không có sự kiện gì đáng ghi, lại còn rất nhiều cuộn đã bị thiêu hủy, pháp sư Á La và Đường Mẫn lập tức bắt tay vào việc, dựa theo trình tự thời gian phân loại các cuộn da còn lại quét vào máy tính. Trác Mộc Cường ba thì để ý đến các thông tin liên quan tới thang trời. Dựa theo các ghi chép trên cuộn da, vách núi ở tầng dưới cùng này vốn là không thể vượt qua được, sau khi vô số dũng sĩ phải trả giá bằng cả tính mạng, còn đường thông lên tầng bình đài thứ hai mới được phát hiện. Về sau, được một vị trưởng lão trí tuệ sâu dày chỉ dẫn, các vị dũng sĩ đã chôn hạt giống vào các khe hở trên vách đá, cuối cùng đã hình thành nên thang trời. Theo như mô tả trên cuộn ra, thông đạo này dường như hơi giống loại giỏ treo thả lên thả xuống. Trác Mộc Cường Ba gọi cho đội trưởng Hồ Dương, hỏi xem dưới chân vách đá có gì đặc biệt không. Đội trưởng Hồ Dương trả lời, ở chỗ tất cả các dãy nhà gỗ tụ về có một bánh xe nước khổng lồ, không chỉ dẫn nước tưới tiêu cho đồng ruộng ở đây, mà dường như còn cung cấp động lực cho thứ gì đó nữa, chỉ là trục xoay được chôn sâu dưới lòng đất không biết là thông đến tận đâu. Còn những thứ kiểu như thang trời hay giỏ treo gì đó thì vẫn chưa phát hiện ra. Lát sau, Lư Cánh Nam nói: "Anh Cường Ba, chúng tôi phát hiện ra một số thứ, không biết có dính dáng gì đến thang trời không, anh lại đây xem đi." Trác Mộc Cường Ba vội tới chỗ vách núi, giờ mới phát hiện, mảng vách núi này không đơn giản chỉ là màu đỏ, mà do vô số màu sắc kỳ dị chắp ghép lại, chủ yếu là ba màu đỏ, tím, xanh lam. Hình dáng vách đá cũng không đơn giản chỉ là hình chóp nón ít nhất là phần đáy còn hơi lõm vào trong, giống như một giọt nước đỏ sắp nhỏ xuống khảm vào vách đá màu xám. Xung quanh giải rác rất nhiều đá và cội núi lửa. Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào thiết bị vừa lắp ráp xong xuôi, nói, chúng ta suy đoán chính xác đấy, nơi đây luôn có núi lửa phun trào, dùng nham đông cứng tạo thành vách đá này còn chưa đến 2 vạn năm tuổi. Trác Mộc Cường Ba nói, nếu nói ở đây luôn có núi lửa phun trào, chỗ này lại ở giữa đường đi của dung nham núi lửa, vậy tại sao những người qua ba ấy còn xây nhà gỗ, không sợ tự chuốc hỏa vào thân sao. Đội trưởng Hồ Dương Vân về bộ dâu xồm xoàm, cười cười nói, đây chính là đặc điểm của núi lửa nơi này, không phải phun trào theo kiểu bộc phát bùng lên, mà chảy chậm chậm xuống như dòng suối vậy, đến nơi này thì đã ngừng lại rồi. Rõ ràng những người qua ba ấy đã quan trắc cả ba tầng bình đài, cho rằng lần núi lửa phun trào sau, dung nham chỉ có thể chảy được đến đây thôi, cộng với một số điều kiện địa lý khác nữa, nên mới chọn đây làm chỗ đặt chân. Không biết cậu có nghe thấy tiếng sóng không, Tôi nghĩ, nơi này đã rất gần một đầu mút của khe nước Sanrila rồi. Khoảng cách từ ngôi làng này ra đến biển rất ngắn, còn con sông kia thì rộng như vậy, có thể hạ thủy những con thuyền rất lớn, trong làng chắc chắn là có những chỗ để chế tạo thuyền, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, ý anh là, nếu dung nham chảy qua đây, toàn bộ người trong làng có thể nhanh chóng sơ tán ra biển. Đúng vậy, đội trưởng Hồ Dương gật đầu, lúc dòng dung nham nóng chảy chảy qua, còn nơi nào an toàn hơn ngoài biển nữa đâu trác mộc cường ba gật gật đầu tiếp tục tiến về phía trước liền trông thấy lữ cánh nam đang đứng trước một đống thực vật dây leo tỉ mỉ quan sát nhưng không thấy nhạc dương đâu đội trưởng hồ dương nói anh và lữ cánh nam nhạc dương chia nhau tìm theo ba hướng anh đi giữa nên nghe thấy tiếng lữ cánh nam gọi liền chạy đến trước chỉ thấy những dây leo ấy đều to như cánh tay trẻ con chất lên thành đống như núi bên dưới vách đá ngẩng đầu nhìn lên trên vách đá màu đỏ vẫn còn bám lại một phần dây leo mọc thành từng đoạn từng đoạn một chỉ có điều đã không còn liền mạch cách nhau ít cũng phải cỡ mấy trăm mét các dây leo rơi xuống mặt đất không chết mà vẫn có cành lá mọc ra từ thân chính lữ cánh nam cầm một đoạn dây leo lên trác mộc cường ba nhận thấy giữa hai thân chính to như cánh tay trẻ con không ngờ còn có vô số nhánh nhỏ vươn ra quấn chặt lại với nhau khiến chúng giống như một cái thang dây vậy lữ cánh nam nói xem ra đây chính là thang trời rồi đội trưởng Hồ Dương nói, sáng tạo cực kỳ thông minh. Xem ra sức sống của những dây leo này rất mãnh liệt, chúng có thể mọc rễ trong các khe nước trên vách đá, rồi cứ thế sinh tồn, mỗi lúc một lớn dần lên. Cho dù những dây leo già có chết đi, thì cành lá mới cũng sẽ xuôi theo hướng đi của những dây leo cũ mà tiếp tục sinh trưởng, đảm bảo cho thang trời này vĩnh viễn không bao giờ bị đứt lìa. Lữ cánh nam quan sát một đầu thang dây, nhìn vết cắt nói, có vẻ như bị cố ý phá hoại, dường như là để cắt đứt tất cả đường chạy trốn của người trong làng, hoặc có lẽ là vì muốn ngăn cản những người khác đến cứu viện. Trác Mộc Cường ba nhìn những đoạn dây leo dài không quá chục mét còn sót lại trên vách đá, lẩm bẩm, xem ra, chúng ta đành phải tự leo lên trên đó rồi. Vách đá này cũng lớn thật đấy nhỉ. Cũng còn đỡ, Lữ Cánh Nam nhìn vách núi cao ngất như muốn chọc xuyên mây, điềm đạm nói. Vách đá trước mặt họ do dung nham chất trồng tạo nên, độ dốc có lẽ phải đến khoảng 88 độ, nhưng so với những vách đá vắt ngược vào bên trong thì còn đỡ hơn rất nhiều. Có lẽ chính vì vậy mà người xưa đã chọn nơi đây làm con đường duy nhất thông lên tầng bình đài thứ hai. Nhưng vách đá này dù sao cũng cao gần hoặc thậm chí là hơn 2.000 mét, bên trên có rất ít mố và khe hở, sợ rằng chỉ có lũ sơn dương mới đứng vững được. Trong lòng chắc Mộc cường ba không lạc quan được như lữ cánh nam. Đội trưởng Hồ Dương cũng nói, ừm, um, xem ra mấy ngày tới chúng ta đều phải qua đêm trên vách đá lớn này rồi chắc phải mất ba ngày mới lên được đến nơi mất. Không cần lâu thế đâu, Lữ Cánh Nam tự tin nói. Mọi người ở trong làng nghỉ ngơi đầy đủ, lấy lại tinh thần. Chúng ta sẽ quan sát kỹ đường đi lên, chỉ cần nghỉ lại trên vách đá một đêm thôi. Tuy thang trời đã bị phá hoại, nhưng dù sao cũng vẫn còn lại cho chúng ta mười mấy đoạn dây leo, ít nhất cũng có mấy trăm mét không cần tốn sức quá. Đoạn phải leo trèo thực tế chỉ khoảng 1.300 đến 1.400 mét gì đấy thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, Trở về bàn bạc với mọi người đã, xem có tìm được thông tin nào hữu ích trong đống cuộn da dê ấy không. Kế đó, gã liên lạc với Nhạc Dương hỏi xem có phát hiện gì không. Nhạc Dương trả lời, "Cường Ba thiếu gia, tôi thấy một số thiết bị máy móc. Mọi người lại đây xem đi." Ba người đi về phía Nhạc Dương, dọc đường có nhìn thấy bánh xe nước khổng lồ mà đội trưởng Hồ Dương nhắc đến lúc nãy. Bánh xe nước ấy quả nhiên hết sức to lớn, trông như một cái bánh xe đu quay, chỉ có điều giờ đã nằm vật ra đất gãy lìa thành mấy mảnh. Dòng nước bên cạnh vẫn đang tuôn ầm ầm đinh tai nhức óc, mặt đất xung quanh rung lên bần bật. Ba người bọn Trác Mộc Cường ba biệt chặt tay, nhanh chóng đi qua. Chỗ Nhạc Dương phát hiện cách dòng nước không xa lắm, nhưng tương đối khuất nẻo, ẩn giữa rừng trúc bên dưới vách đá. Phải gạt bớt trúc sang hai bên mới phát hiện ra bên trong có một khe nứt, phía trên rừng trúc, phần bên ngoài khe nứt này đã khép miệng, có điều bên trong lại tối om om, dường như cứ vươn lên trên mái thấy ba người bọn Trác Mộc Cường ba đến, Nhạc Dương nói luôn kết quả quan trắc của mình, vách đá chỗ này rất trơn trượt ẩm ướt, có vẻ như là một dòng suối khác nữa. Có điều không biết bị cạn rồi hay bên trên bị người ta chặn. Bên trong có mấy thứ máy móc, nhưng cũng bị phá hoại cả rồi. Tới đây, thấy mấy người bọn Trác Mộc Cường ba đã đi vào trong, anh lại vội vàng tiếp lời, cẩn thận, trơn lắm đấy. Nhìn những giá gỗ vứt bừa bãi, đội trưởng Hồ Dương nói, xem ra, sau khi lên được tầng bình đài thứ hai, người qua ba đã lợi dụng thông đạo thiên nhiên hình thành do dòng suối chảy trong núi để lắp thang máy lên xuống ở chỗ này rồi lại lợi dụng sức chảy của một dòng suối khác làm động lực cho bánh xe nước đưa khoang chở người lên đúng là thông minh thật lữ cánh nam thì chăm chú quan sát những giá gỗ bị hơi nước ăn mòn đến chẳng còn hình dạng gì nói xem ra khi tàn sát dân làng năm đó hung thủ đã biết chặt mọi đường thoát nguyên một ngôi làng không có bất cứ hy vọng sống sót nào cả vách đá ướt xuống trơn bóng không thể leo trèo Trác Mộc Cường Ba đã hiểu, bọn họ chỉ có thể dựa vào sức mình mà thôi. Chỉ có điều, gã cũng lấy làm kỳ quái, nếu theo suy đoán của họ thì là một loại sinh vật giống như sói đã gây ra tất cả những chuyện này, rốt cuộc chúng đã làm như thế nào? Tại sao chúng lại làm như vậy? Bận rộn gần nửa ngày, mấy người bọn Ba Tang mới xử lý ổn thỏa xương cốt của dân làng, ở đầu thôn đã có thêm vô số ngôi mộ mới. Sau đó Trương lập lại đi nghiên cứu cái bánh xe nước mà đội trưởng Hồ Dương phát hiện ra và nhận định chiếc tuốc pin nước to như bánh xe đu quay ấy chính là ngọn nguồn của tất cả động năng trong ngôi làng này. Nó nằm ở chỗ giao nhau của tất cả các dãy nhà gỗ, trực tiếp chuyển hóa thế năng của dòng nước đổ từ độ cao hơn 2.000m xuống thành các loại động năng khác nhau. Trường lập kết luận, những máy móc thiết kế tinh vi này chắc chắn phải được mô tả bằng văn tự. Suốt cuộc, với sự giúp đỡ của Pháp Sư Á La, anh cũng tìm được phần ghi chép về cách chế tạo cả bẫy máy móc trong những cuộn da ghi lại các chuyện lớn của thôn làng những cạm bẫy được mô tả khiến trương lập xem mà chán ướt đẫm mồ hôi anh đồng thời cũng nhận ra họ may mắn đến nhường nào khi có thể bình an đến được ngôi làng này nếu những cạm bẫy ở rừng giáo sát bên ngoài làng đều được khởi động bọn họ nhất định không thể vào được đến đây mà không tổn thất chút gì nhưng từ đây pháp sư á là lại nghĩ ra một chuyện khác đó là những sinh vật đến tàn sát dân làng ngay cả các cạm bẫy đáng sợ như thế cũng bị chúng phá hủy không còn gì vậy chẳng phải còn đáng sợ hơn so với họ tưởng tượng rất nhiều lần hay sao Nghiên cứu sâu hơn nữa, Trương Lập và Pháp Sư Á là cùng phát hiện ra rằng, trong những cuộn da này dường như có ẩn chứa bí mật. Những người sống trong làng dường như đã tham gia nghiên cứu một thứ gì đó, mỗi lần nhắc đến chuyện này, họ đều hết sức kín đáo, chỉ loáng thoáng một hai lời, nhưng lại ít nhiều ẩn chứa vẻ kiêu ngạo. Cả quá trình nghiên cứu kéo dài đến năm sáu đời, trải qua gần 100 năm thời gian. Chắp nối những mẫu thông tin của các đời chép lại với nhau, thì thứ đó có vỏ ngoài hết sức cứng rắn, có thể độc lập hành động, không bị gò bó bởi đường dây, tốc độ di chuyển cực nhanh, hơn nữa lại vô cùng linh hoạt, có thể đến những nơi máy móc bình thường không thể tới được, chuyên trở những vũ khí dạng ném có thể tấn công từ cự ly xa, dường như còn có thể tự động khóa mục tiêu. Ngoài ra, nguồn năng lượng của loại máy này có vẻ đến từ sinh vật sống nào đó. Phần được mô tả nhiều nhất chính là việc tìm kiếm trái tim cho cỗ máy đó, đây có vẻ như cũng là phần mà người sống trong ngôi làng này chịu trách nhiệm. Còn những bộ phận khác của cỗ máy, có lẽ là do những người qua ba ở tầng cao nhất nghiên cứu. Cuối cùng, dân làng đã tìm được một loại sinh vật có sáu chân, đầu hình bán bầu dục, có thể bò rất nhanh ở tầng bình đài thứ hai làm hạch tâm cho loại máy móc ấy. Người dân làng công bố đã không khỏi đắc ý khi viết đây là kỹ thuật phòng ngự hoàn toàn mới, một thành tựu to lớn tập trung cả thuật chế tạo cơ quan, thuật nuôi trùng độc và huấn luyện sinh vật, có kỹ thuật này, thần miếu sẽ được an toàn gấp bội. Điều khó tin nhất là, trong 100 năm đầu tiên, rất hiển nhiên là người làng này có qua lại với người qua ba ở tầng cao nhất. Trong các cuộn da, ngoài phần chép về chuyện họ cùng nghiên cứu phát minh ra loại máy móc đáng sợ kia ra, còn có cả những ghi chép việc phái người đi tham gia các buổi tế lễ chung. Thế nhưng, 100 năm sau, đột nhiên không thấy nhắc gì đến những người qua ba ở tầng trên cùng ấy nữa, dường như họ đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với tầng bình đài thứ ba của Sandrila, song không thấy ghi chép lý do. Đồng thời Pháp Sư Á La cũng tìm được một số dấu vết có thể dẫn đến vụ việc cả làng công bố bị tàn sát. Trong một đoạn viết về sự việc xảy ra 6 năm trước có ghi thứ tháp nhĩ gây họa rồi, hắn đã đến. Phần ở giữa bị cháy một lỗ to, liền kề sau đoạn ấy, chính là lời nguyên mà họ đã vô cùng quen thuộc, vô số tài ương sẽ ùn ùn kéo đến như tuyết lở, giáng xuống tất thảy mọi nơi. Tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi hoang phế không một bóng người, giống xài lang an cư bên dưới thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông. Tiếp sau là một câu hỏi, đền tội, lẽ nào cuối cùng chúng ta cũng không thể thoát khỏi vận mệnh hay sao? Pháp sư Á La đã dồn hết tâm sức tìm kiếm những đầu mối khác, song cũng chỉ tìm được mấy câu khó hiểu ấy mà thôi. Sau khi hoàn thành hầu hết mọi việc, dựa theo mô tả trong các cuộn ra, mấy người bọn Ba Tăng đi ra theo lối bên dưới, bắt vô số châu chấu khổng lồ về làm một bữa thịnh soạn. Rồi cả bọn lại thay những bộ đồ đã rách dưới te tua trên người bằng quần áo của người qua ba, tìm một gian nhà vẫn còn tương đối nguyên vẹn làm nơi nghỉ qua đêm. Pháp sư Á La và Mẫn Mẫn quét toàn bộ các cuộn ra vào máy tính, hầu hết những tư liệu chưa kịp xem cho kỹ sẽ từ từ kiếm cơ hội giải mã trên đường. Buổi tối hôm ấy, họ mở một cuộc họp, tổng hợp ý kiến mọi người, cuối cùng đưa ra một kết luận kinh người, sức mạnh khoa học kỹ thuật mà người qua ba sở hữu, vượt xa so với những gì họ vẫn hằng tưởng tượng. Mức độ vận dụng máy móc ở đây đã gần bằng hoặc thậm chí là vượt quá trình độ của châu Âu sau cuộc cách mạng công nghiệp hồi thế kỷ 18. Còn về mặt tự động hóa, thậm chí đã có thể so sánh với kỹ thuật máy móc công nghiệp hiện đại mà cũng không hề thua kém. Trương Lập nói, lúc trước tôi có bảo với Nhạc Dương, ngôi làng này là một nhà máy lớn, các dãy nhà gỗ được sắp xếp giống hệt như một dây chuyền sản xuất, một hệ thống công nghiệp hóa sản xuất nông nghiệp hợp lý và hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, tôi phải đính chính lại, hình dung như thế vẫn chưa hoàn thiện ngôi làng này giống như là một xã hội tập trung trí tuệ vậy có thể nói những kiến trúc này đồng ruộng và mạng lưới đường dây bằng kim loại đã cấu thành một kết cấu xã hội gần như là mạng internet mỗi gian nhà gỗ nhỏ ở đây giống như một máy vi tính đầu cuối chỉ cần ở trong nhà người ta cũng có thể độc lập hoàn thành bất cứ công việc gia công sản xuất nào công xưởng bên dưới sẽ biến ý tưởng của họ thành hiện thực hơn nữa họ cũng có thể thông qua phương thức vận chuyển của mạng lưới chia sẻ tư liệu tài nguyên với cả làng nhìn những kiến trúc như thể một tổ ong chúng ta có thể tưởng tượng mỗi dân làng công bố như một con ong mật có chỉ số thông minh cực cao, khi họ tập hợp lại, có thể nhờ phương thức tập trung trí tuệ để tạo ra khả năng sáng tạo lớn gấp bội phần. Nhạc Dương nghĩ ngợi dây lát, đoạn nói, tôi nhớ giáo sư Phương Tân từng bảo, muốn hình thành trí tuệ tập trung như vậy cần phải đạt được con số nhất định, mới có thể đến được giới hạn để từ đó nảy sinh sự biến đổi về chất. Đúng thế, Trương Lập đưa mắt nhìn quy mô của ngôi làng, rồi nói, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao làng công bố tuy đã áp dụng mô thức xã hội tập trung trí tuệ, nhưng khoa học kỹ thuật vẫn chưa thể phát triển một cách triệt để như người ở bên ngoài chúng ta. Là vì số lượng của họ quá ít, có lẽ họ đã biết lợi dụng hiệu ứng điện từ, nhưng lại không biết nguyên lý và sự chuyển hóa của chúng, họ cũng chưa nghiên cứu ra được năng lượng hạt nhân, do hạn chế về mặt địa lý, họ cũng không sử dụng được những nguồn năng lượng hiệu quả cao như dầu mỏ, họ chỉ phát triển kỹ thuật chế tạo máy móc đã có từ thời cổ đại lên đến mức tuyệt đỉnh mà thôi. Mà trên thực tế, cả thuật chế tạo máy móc, họ cũng bị hạn chế rất lớn. Anh liếc sang phía Nhạc Dương, nói, cậu không thấy tò mò tại sao máy móc ở đây đều có vỏ gỗ à? Rất hiển nhiên, khoáng thạch ở đây không thể luyện được nhiều sắt thép, vì vậy họ chỉ có thể dùng sắt thép để chế tạo các bộ phận dễ hư tổn như trục quay và bánh răng mà thôi. Triệu Trang sinh lầm bẩm cứ đẻ thật nhiều vào chẳng phải là xong hay sao? Pháp sư Á La lắc đầu, người dân ở đây đã chú trọng nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống, chứ không chỉ quan tâm đến số lượng nhân khẩu. Dựa trên các ghi chép để lại, có thể thấy số lượng người trong làng luôn giữ ở mức cân bằng, thậm chí có nhiều khi nhân khẩu còn tăng trưởng âm, nhưng kỹ thuật y học của họ rõ ràng đã đạt đến trình độ rất cao. Thông qua quan sát một số xương cốt, ít nhất chúng ta cũng có thể khẳng định, bọn họ có thể thực hiện các loại phẫu thuật đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ cao, ví dụ như phẫu thuật mở hộp sọ, mở lồng ngực, phẫu thuật cắt ghép chi. Chỉ tiếc là, phần tư liệu về y học đều đã bị đốt cháy hết cả rồi phẫu thuật mở hộp sọ, Triệu Trang sinh kinh ngạc đớ người ra. Không chỉ có thế thôi đâu, đội trưởng Hồ Dương bổ sung thêm, trí tuệ của người dân công bố tuyệt đối không chỉ giới hạn ở kỹ thuật chế tạo máy móc và y học. Tôi và Cánh Nam đã nghiên cứu rất kỹ khu ruộng đất, người dân ở đây rõ ràng đã nắm bắt được kỹ thuật tạp sao gì đó. Loại nông sản mà họ trồng, dường như có bóng dáng của lúa mì thanh khoa, nhưng mật độ thì dày hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lần. Thông qua tính toán mô phỏng bằng máy tính, cho dù là lúa mì thanh khoa thật, thì với mật độ hạt giống dày như thế, một mẫu ruộng cũng có thể cho đến hơn nửa tấn. Còn nếu là loại nông sản khác, sản lượng chắc phải tăng thêm mấy lần. Lữ Cánh Nam cũng lên tiếng, suy luận này đã được kiểm chứng trong các cuộn da để lại. Theo những ghi chép từ thuở ban đầu, sản lượng lương thực mỗi mùa đủ để toàn bộ dân làng ăn trong 6 năm. Chẳng những vậy, mỗi năm ở đây đều có 4 mùa thu hoạch, ngoài một phần được gia công thành các loại thực phẩm có thể giữ một thời gian dài ra, hầu hết lương thực còn lại đều được họ áp dụng phương thức dự trữ định kỳ, tiêu hủy định kỳ. Chúng ta vẫn chưa tìm được ghi chép gì về việc họ tiến hành tạp giao, còn ghi chép về sản lượng của các thửa dụng thực nghiệp này cũng chỉ kéo dài mấy chục năm, về sau thì không thấy nữa. Có điều, nếu số liệu họ ghi lại đều là sự thật, thì tôi chỉ có thể nói, những người này đã đi trước cả ông Viên Long Bình Ba rồi. Sản lượng lương thực ở đây, cơ hồ có thể sánh ngang với lúa nước cao sản của chúng ta ngày nay. Ngoài ra, chắc hẳn sản lượng rau xanh và hoa quả ở đây cũng không thể nào thấp được. Đội trưởng Hồ Dương lấy ra một cái túi, bên trong có vài gốc cây cái, kích động nói với những người còn lại, mọi người có biết đây là gì không? Chúng ta đã phát hiện được kho báu lớn nhất ở Sandrila này rồi đó, nếu mang những gốc cái này ra ngoài, chúng có thể thay đổi cả thế giới. Mấy người bọn nhạc dương, triệu trang sinh đều lấy làm nghi hoặc. Trương Lập tò mò hỏi, đội trưởng Hồ, thứ này không phải chỉ có thể so được với lúa nước cao sản của chúng ta ngày nay hay sao? Cùng lắm là có thêm mấy loại cây nông nghiệp sản lượng cao nữa thôi chứ, sao mà thay đổi được thế giới? Đội trưởng Hồ Dương nói, lương thực vàng, là lương thực vàng đấy. Các cậu chưa bao giờ nghe nói đến hả? Ba viện sĩ viện công trình Trung Quốc, người được mệnh danh là cha đẻ của lúa lai thế giới. Nhạc Dương nghĩ ngợi dây lát, dường như đã nghe nói đến ở đâu đó, nhưng nhất thời không sao nhớ ra được, chỉ có mẫn mẫn ú lên một tiếng, có vẻ như đã nghĩ ra rồi. Lữ cánh nam bèn cất tiếng giải thích, trong truyền thuyết có một loại lương thực thần kỳ, mỗi ngày chỉ ăn một nửa, đến hôm sau nó sẽ hồi phục lại nhiều như lúc ban đầu, vĩnh viễn không bao giờ ăn hết. Tuy rằng đây chỉ là một câu chuyện thần thoại, nhưng từ ngàn xưa đến nay, các nhà nông nghiệp và nhà khoa học vẫn chưa bao giờ ngừng công cuộc theo đuổi thứ lương thực vàng ấy. Tiêu chuẩn thấp nhất của họ là hy vọng có thể tìm thấy hoặc lai tạo ra một giống cây nông nghiệp sản lượng cao, có thể thích ứng với các loại điều kiện khí hậu, có thể chống lại các loại bệnh và sâu hại, chỉ cần hai thứ cơ bản nhất là nước và ánh sáng mặt trời là có thể sinh trưởng hàng loạt. Chỉ cần giải hạt giống xuống, bất kể là trong sa mạc hay trên kẽ đá, chỉ cần có ánh sáng và nước là có thể sinh sôi, không cần phải cày ruộng, không phải bón phân, cũng không cần nhổ cỏ, trừ sâu hại, mà sản lượng lại cao đến kinh người. Có lẽ thoạt nghe cũng giống như chuyện thần thoại, nhưng rất nhiều nhà nông học, bao gồm cả viên Long Bình, đều đã và đang lấy đó làm mục tiêu để lai tạo ra các loại cây nông nghiệp sản lượng cao khác nhau đấy. Lúc ấy mọi người mới thực sự để ý nhìn cái túi trông có vẻ hết sức tầm thường trên tay đội trưởng Hồ Dương. Nhạc Dương nói, lẽ nào anh đã phát hiện ra? Đội trưởng Hồ Dương cẩn thận cất túi hạt giống đi, đoạn nói với cả bọn, nếu thời gian cuối cùng được ghi chép lại, chính là lúc ngôi làng này bị tàn sát toàn bộ, vậy thì nơi đây ít nhất cũng đã bỏ hoang 4 năm rồi. Nhưng mọi người thử nhìn ngoài ruộng mà xem, những cây mà tốt tươi thế kia, có vẻ gì là bị ảnh hưởng không? Chúng vẫn sinh trưởng rất khỏe mạnh, tự sinh tự diệt, tự khô héo rồi lại tự mọc lên, bên cạnh ruộng đầy những cỏ dại mọc rất khỏe, thế nhưng lại chẳng thể làm gì được chúng. Mọi người có biết tôi đã phát hiện được điều gì nữa không? Đến cả trong những cái hở của các đường dây kim loại chạy khắp cánh đồng, chúng cũng vẫn có thể sinh trưởng được, chỉ cần nước và ánh sáng, thậm chí có thể sinh trưởng được cả trong kim loại, thế đã đủ làm đảo lộn ấn tượng truyền thống của chúng ta đối với thực vật rồi. Vì vậy, quyết không thể sai, đây chính là giống lương thực vàng mà người nơi đây dùng trí tuệ và thực nghiệm của không biết bao nhiêu đời mới nghiên cứu ra được. Nếu như có một ngày, sa mạc Sahara biến thành khu ruộng cao sản mỗi mẫu có thể cho hơn nửa tấn lương thực, cả bắc cực phủ đầy tuyết trắng cũng như vậy, mọi người nói xem thế có phải đã thay đổi cả thế giới rồi không? Hả, tiếng trầm trồ kinh ngạc khe khẽ phát ra từ những cái miệng há hốc lúc này mọi người đều đã cảm nhận được sức nặng của cái túi trên tay đội trưởng hồ dương ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt hân hoan pha lẫn kích động chỉ có son là thầm nhủ đây chẳng qua chỉ là một trạm trung chuyển nếu lên được tầng thứ ba lúc ấy mới có thể phát hiện được những thứ đáng mang ra thế giới bên ngoài tuy nghĩ vậy nhưng anh ta vẫn liếc một cái về phía ba lô của mình bên trong ấy có những gốc cây cái còn hoàn thiện hơn các mẫu mà đội trưởng hồ dương thu thập được nhiều pháp sư á la nói chúng tôi còn phát hiện được những khu nuôi gia cầm gia súc với quy mô lớn ở các gian công xưởng bên dưới. Người ở đây rõ ràng không phải lo lắng về chuyện thực phẩm bao giờ, năng lực sản xuất của họ cũng cao đến đáng kinh ngạc. Nói đoạn, ông đưa mắt nhìn sang phía Trương Lập. Trương Lập lập tức tiếp lời, người qua ba ở đây chưa phát minh ra máy hơi nước, nhưng họ đã dùng thủy lực làm được việc tương tự, chiếc bánh xe nước ấy là nguồn cung cấp động lực cho cả thôn làng. Những đường dây kim loại chính là hệ thống giao thông trong làng, người qua ba đã lợi dụng cơ năng của dây cót để làm cho các cỗ máy tự động di chuyển trên đường dây, tự động thu nhặt nguyên liệu gỗ và đá, tự động gieo hạt giống và thu hoạch. Ở bên dưới, tôi còn phát hiện được rất nhiều đường ống dùng để vận chuyển vật tư và năng lượng. Tôi đã kiểm tra rất kỹ các gian nhà gỗ, phát hiện mỗi gian đều có một thiết bị tích trữ năng lượng bằng dây cót, dù bánh xe nước không thể chuyển động hoặc cần phải kiểm tra tu sửa, động năng tích trữ được cũng đủ cho mỗi nhà sử dụng 2-3 ngày. Đường Mẫn hỏi, năng lượng này được sử dụng làm gì vậy? Chia làm hai loại, một dùng cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, như tự động dệt vải, tự động thuộc da, làm giấy, mài rũa, gia công linh kiện, loại thứ hai dùng để phòng vệ. Có thể nói thế này, mỗi gian nhà gỗ ở đây đều là một thứ vũ khí tầm xa, hầu hết đều là vũ khí đối không, hiển nhiên những thứ vũ khí ấy có thể gây thương tổn rất lớn cho các loài mãnh cầm trên không trung. Có điều, trong một hai năm cuối, những người ở đây dường như đã điều chỉnh lại các vũ khí cạm bẫy, tăng cường phòng ngự dưới mặt đất. Trương Lập chỉ vào một ống sắt gì ở trong góc nói, chẳng lẽ mọi người chưa phát hiện ra, người dân làng này đã dùng nước máy rồi à? Còn cả mặt bàn cố định kia nữa, tôi ngờ rằng đó là một thiết bị tự động. Son khẽ gạt mấy lọn tóc bạc lòa xòa trước chán, lắc đầu cười với điệu bộ khó tin, người ở đây chẳng phải làm việc gì hết. Trương Lập gật đầu, đúng là người ở đây đã được giải phóng khỏi lao động chân tay ở mức độ rất cao, có lẽ còn giải phóng triệt để hơn người thành thị hiện đại chúng ta nữa ấy chứ. Hầu hết thời gian của họ, chắc là đều dùng để suy nghĩ. Mọi người có để ý, những điều khác trên phiến gỗ kia tinh xảo như thế nào không? Không chỉ có một tầng, mà là tầng này lại trồng lên tầng khác, còn cả mấy tấm thang ca kia nữa, tuy đã bị lửa thiêu mưa dầm, nhưng vẫn không thể che mờ được vẻ đẹp của chúng, còn cả vô số đồ gốm, có lẽ là tương tự như các loại cờ của chúng ta. Đương nhiên, tôi cho rằng thứ họ nghiên cứu nhiều nhất vẫn là cấu tạo của các máy móc, mọi người đều đã vào kho xem rồi đấy, bao nhiêu là công cụ để sản xuất máy móc, có lẽ một nghìn năm nay, những người dân làng công bố này đều nghiên cứu làm cách nào để chế tạo ra nhiều loại máy móc thực dụng hơn. Đội trưởng Hồ Dương nói, tôi cảm thấy trình độ máy móc tự động hóa của họ vẫn ở mức phải nhờ đến thao tác của con người mới hoàn thành được. Chẳng hạn như, cho dù hệ thống công nghiệp hóa nông nghiệp của họ có giống chúng ta chăng nữa, có máy móc tự động gieo hạt và thu hoạch, có hệ thống tưới tiêu tự động, nhưng ít nhất công việc trừ cỏ cũng phải do con người hoàn thành chứ. Muốn dệt vải, những việc như ươm tơ thì có thể dựa vào máy móc tự động hóa, nhưng nuôi tầm thì phải nhờ con người hoàn thành. Pháp sư Á La lắc đầu nói, không, trình độ tự động hóa ở đây e rằng còn cao hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều. Vì người xưa hiểu được thuật điều khiển thao túng các loại sinh vật, nên họ hoàn toàn có thể làm triệt để, hoàn mỹ hơn nhiều. Như việc dệt vải chẳng hạn, người ta hoàn toàn có thể làm được việc cho lũ tầm ăn ở một nơi, sau đó lại đến một nơi khác kết kén, rồi giao phối đẻ trứng ở một chỗ khác nữa. Như vậy, những máy móc tự động đó chỉ cần đến những chỗ cố định để nhặt tằm, sau đó rút tơ, dệt vải cũng có thể thực hiện một cách tự động, hoàn toàn giải phóng nhân lực khỏi công việc lao động. Nói tới đây, tâm cảnh đã tiềm tu nhiều năm của Pháp Sư Á là cũng không thể bình tĩnh trở lại. Ông đột nhiên cảm thấy mình hiểu được một cách sâu sắc câu nói chống không trong cuộn ra thành tựu tập hợp cả thuật chế tạo cơ quan, cổ độc và nuôi dưỡng sinh vật. Nhạc Dương nghe một hiểu mười, lập tức nói, cũng có nghĩa là, bò dê ở đây có thể tự đến chỗ ăn cỏ, bò sữa tự đến chỗ máy vắt sữa để vắt, con nào sắp chết thì tự đến chỗ đồ tể, sau đó thịt sẽ được chuyên trở trên đường dây đến từng nhà từng hộ một. Thậm chí, thậm chí, còn có thể cắt thành lát, thành miếng, tất cả đều do máy móc làm hết cả. Ôi mẹ của tôi ơi, cuộc sống kiểu gì vậy chứ? Trác Mộc Cường ba thở dài một hơi nói, đây chính là cuộc sống ở Sandrila. Mẫn mẫn cảm khái lặp lại một lần truyền thuyết về Sandrila, ở đó hoa nở bốn mùa, nước chảy không ngừng, mùa màng lúc nào cũng đợi thu hoạch, quả ngọt lúc nào cũng treo trên cành. Người ở đó dùng ý niệm chi phối tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài, cảm thấy lạnh, quần áo sẽ tự động dày lên, nếu nóng sẽ tự động mỏng đi, muốn ăn thứ gì, thức ăn sẽ tự bay đến trước mắt, no rồi, thực phẩm sẽ tự động rời đi. Cả bọn nhìn ra những căn nhà gỗ trong làng dưới bầu trời đang dần tối, Cố tưởng tượng ra sự phồn hoa đã từng hiện diện ở nơi đây. Ai có thể ngờ được, trong thần thoại lại ẩn tàng sự thật, không ngờ lại như thế. Cả bọn mỗi người một câu suy luận, đối với những người đã từng thấy đảo huyền không tử và địa cung Maya như họ, tất cả những thứ này tuy thật đáng kinh ngạc, song vẫn có thể lý giải được. Có điều, đối với Triệu Trang Sinh thì tất cả chẳng khác nào cổ tích. Anh ta chỉ biết trợn mắt lên, bần thần nhìn những thành viên khác đang nói chuyện như thể kể chuyện trong nhà mình vậy. "Đợi chút, đợi chút." Cuối cùng Triệu Trang Sinh không chịu đựng nổi, lớn tiếng nói: "Hình như mọi người đang nói, trình độ kỹ thuật ở đây, cơ quan máy móc gì đấy, còn tiên tiến hơn cả các nhà máy của thế kỷ 21 chúng ta sao?" Mọi người ngừng thảo luận, nhìn Triệu Trang Sinh với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lập tức sực hiểu ra, anh chàng này chưa từng tận mắt thấy những thành tựu của thuật cơ quan cổ đại, bây giờ vẫn chưa dám tin vào trí tuệ của cổ nhân. Pháp sư Á La Nghiêm giọng nói với anh ta: "Ở một số mặt nào đó thì đúng đấy." "Chẳng hạn, như, Triệu Trang Sinh ngây người hỏi. Nhạc Dương kéo vai Triệu Trang Sinh, bảo, thế này nhé, cơ sở của nền công nghiệp hiện đại của chúng ta bắt đầu từ cuộc đại cách mạng công nghiệp thế kỷ 18. Cậu có biết, đại cách mạng công nghiệp là cái gì không? Triệu Trang Sinh lắc đầu, Nhạc Dương bèn nói tiếp, đại cách mạng công nghiệp, tức là, chuyển đổi thao tác thủ công thành thao tác của máy móc, tiết kiệm nhân lực, mà nâng cao sản lượng, khiến toàn bộ quy trình sản xuất của cả thế giới thay đổi căn bản, sự phân phối vật chất và cấu trúc xã hội loài người cũng vì đó mà hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng thì diễn biến thành thế giới ngày hôm nay của chúng ta. Mà nhân tố quan trọng nhất của đại cách mạng công nghiệp kỳ thực chỉ có hai điểm: máy hơi nước của Watt và người châu Âu học được thuật luyện thép. Chuyện, chuyện này thì can hệ gì? Triệu Trang sinh lầm bầm. Nhạc Dương tiếp tục nói: kỳ thực ý nghĩa cơ bản của máy hơi nước là một thiết bị có thể liên tục cung cấp nguồn động năng ổn định một nguồn động năng ổn định và liên tục là cơ sở của toàn bộ nền công nghiệp. Còn thép ư, thép là nguyên liệu cơ bản của mọi loại máy móc. Đại cách mạng công nghiệp muốn thành công, nhất thiết phải tìm được một loại nguyên liệu rắn chắc, chịu mài rũ mà có thể sử dụng lâu dài, khó bị hư hại, phương pháp luyện kim mới đã biến thứ gang vốn vừa nặng vừa dễ vỡ dễ gãy thành thép. Thế nhưng, hai điều kiện tiên quyết của cuộc đại cách mạng công nghiệp này từ 2.000 năm trước đã được tổ tiên của chúng ta phát minh ra rồi. Hả? nét mặt triệu trang sinh trở nên hết sức quái dị. Trương Lập nhướng mày lên nói, cậu chẳng biết gì cả, dù sao cậu cũng chưa được học về thuật chế tạo cơ quan cảm bẫy một cách có hệ thống. Từ hơn 2.000 năm trước, tổ tiên của chúng ta đã phát minh ra nguồn động năng có thể ổn định và liên tục lợi dụng sức gió và sức nước, trong đó thì động năng từ nước là ổn định nhất. Chẳng hạn như bánh xe nước, cối xay nước, đến ngày nay vẫn còn rất nhiều nơi sử dụng. Còn phương pháp luyện thép thì càng chẳng cần nói nữa, Phương pháp luyện thép mới mà châu Âu áp dụng vào thế kỷ 18 đã được phát minh và ứng dụng ở nước ta từ thời Xuân Thu Chiến Quốc rồi. Ban đầu là thép bách luyện, về sau, khi công nghệ phát triển, phương pháp luyện thép càng được cải tiến, cuối thời Hán đã phát minh ra một phương pháp luyện thép mới. Tức là nung nóng chảy sắt ra, rồi khuấy trộn trong lò để chưng khô, đây cũng chính là nguyên lý của công nghệ luyện thép ngày nay vẫn còn sử dụng. Lợi hại hơn nữa, tổ tiên chúng ta đã phát hiện ra, chất nước khác nhau có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tôi thép. Mà điều này thì gần đây các học giả châu U mới bắt đầu nghiên cứu. Sau này có cơ hội, cậu có thể đọc thử mấy cuốn như Hạ Hầu Dương Toán Kinh, Thần Khí Phổ, Cách Phật Thô Đàm Bốn gì gì đó ấy. Nhạc Dương lập tức xen miệng vào, nói tiếp, giờ thì cậu đã hiểu chưa, sở dĩ tổ tiên chúng ta không thể khởi xướng được cách mạng công nghiệp từ 2000 năm trước là vì tầm nhìn của con người thời đó không đủ rộng lớn. Mục đích ban đầu của việc phát minh ra sắt thép là để rèn đúc binh khí cho chiến tranh, bánh xe nước là để phục vụ sản xuất nông nghiệp các phát minh của chúng ta đều chỉ để tự cấp tự túc, chứ không giống cách mạng công nghiệp ở châu Âu, mục đích là để bán sản phẩm cho cả thế giới với giá rẻ, tích lũy tư bản. Nhưng chỉ cần có những điều kiện tiên quyết ấy, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ cách mạng công nghiệp được, vì vậy khi thấy ở đây xuất hiện các loại máy móc tự động hóa với quy mô lớn, chúng tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thì chúng tôi cũng đã biết đến các cạm bẫy tự động mà đạo quân ánh sáng chế tạo từ 1.000 năm trước. Đội trưởng Hồ Dương nói, Tiểu Triệu à, cậu không cần phải kinh ngạc quá làm gì, phải biết rằng, các thành phần cơ bản của những máy móc cỡ lớn hiện nay như bánh răng, trục, dây xích, dòng dọc, đều do tổ tiên chúng ta phát minh ra từ hơn 2.000 năm trước, người U Châu chẳng qua chỉ dùng sắt thép thay thế cho gỗ mà thôi. Nếu nhìn lại lịch sử, cậu sẽ phát hiện ra rất nhiều sự việc tương tự, sách sử thường có rất nhiều ghi chép như vậy, chẳng hạn như có gì đó xuất hiện ở nước ta vào năm bao nhiêu bao nhiêu. Sau đó người châu U phải sau bao nhiêu năm mới có phát hiện tương tự, Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy đáng tiếc chính là những phát minh đó đã dần dần biến mất trong vô số những cuộc chiến loạn liên tiếp. Nếu chẳng phải vì nạn đói bệnh dịch, thay chiều đổi đại, chiến loạn liên nguyên, Trung Quốc chúng ta chắc đã nổ ra một cuộc đại cách mạng công nghiệp giống như ở Sanrila này từ hơn nghìn năm trước rồi. Pháp sư Á La nói, không chỉ có vậy, hơn một nghìn năm về trước, khi thổ phồn vừa quật khởi, đất nước này vừa khéo lại nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Thời đó khi các dân tộc sinh sống trên cao nguyên vẫn còn ở trong hình thái xã hội tương đối lạc hậu, vị quân vương có tầm nhìn chắc Việt của Thổ Phồn đã bắt đầu học tập các phương thức sản xuất tiên tiến của hai đất nước văn minh lớn lân cận. Rất hiển nhiên, đạo quân ánh sáng đã hoàn toàn nắm bắt được các tri thức tinh túy nhất, trong đó bao gồm cả những phát minh và sáng tạo mà chính vùng đất sinh ra nó cũng đã quên lãng hoặc coi thường mà bỏ qua. Đạo quân ánh sáng đã phát hiện và phát huy chúng đến mức tột đỉnh, cuối cùng sáng tạo nên một thần thoại vô địch. Những gì được bảo tồn trong tứ phương miếu, chắc hẳn là thành tựu cao nhất của tất cả những nền văn minh cổ đại thời bấy giờ. Những gì ở trước mắt chúng ta đây, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Lời của Pháp Sư Á La đã khiến mọi người phải suy nghĩ, cả ba tang cũng hiếm hoi để lộ vẻ hâm mộ trên nét mặt. Lữ cánh nam thì lại nghĩ đến những lời Pháp Sư Á La từng nói trước đó, thuật cổ độc dung hợp cả thuật phù thủy của người bản địa, kỹ thuật ngoại khoa của Ấn Độ, và y thuật cùng dược liệu của Trung Quốc, phương pháp mật tu kết hợp phương pháp thổ nạp nội gia của phương Đông với thể thuật yoga của phương Tây, và cả vũ khí trang bị được rèn đúc bằng phương pháp luyện thép vượt lên trên hẳn các quốc gia cùng thời đại. Ngoài ra còn có thuật điều khiển thú vật, thuật mê ảo, thuật quan sát thời tiết, sự hiểu biết đối với cấu trúc sinh lý của cơ thể người chẳng khác nào bộ đội đặc trùng. Phương thức hành quân như một đoàn quân ám sát, đó chính là đạo quân ánh sáng, đạo quân ánh sáng vô địch thiên hạ. Nếu nơi này đã phát triển tới mức ấy, sao có thể nói hủy diệt? Là bị hủy diệt luôn vậy nhỉ? Câu hỏi của nhạc dương lập tức kéo những người khác trở về với hiện thực. Câu hỏi ấy đích thực khiến người ta cảm thấy đau đầu. Theo những gì họ tìm hiểu, đạo quân ánh sáng có thể được coi là một tập hợp mạnh nhất thời bấy giờ, dẫu là một nghìn năm đã trôi qua, hậu duệ của họ không còn sức mạnh năm xưa của đạo quân ánh sáng nữa, nhưng bao nhiêu máy móc đó vẫn còn cơ mà. Nhìn mức độ dì xét của các cạm bấy, rõ ràng 4 năm trước chúng vẫn có thể hoạt động bình thường, mà Trương Lập đã nói, chúng đều hết sức đáng sợ, muốn tàn sát cả làng chắc hẳn phải là một chuyện cực kỳ khó khăn mới đúng. Trương Lập nói, thực ra cũng không khó, chỉ cần phá hoại các đường ống truyền dẫn năng lượng trước, vì trong các căn nhà đều có thiết bị tự động tích tụ động năng, trong mấy ngày sẽ không phát hiện ra điều gì dị thường, rồi toàn bộ hệ thống tự động sẽ tê liệt cùng một lúc. Có lẽ, điều này, mặt khác cũng cung cấp cho chúng ta thêm một số đặc trưng của hung thủ, chúng không thể phân biệt đâu là các cạm bẫy dùng để phòng ngự, đâu là máy móc dùng trong sản xuất, vì vậy chúng đã phá hoại tất cả các máy móc có thể tự động vận hành đường mẫn nhớ lại những sợi xích đã thấy ban sáng gật đầu nói hoặc có lẽ bản thân chúng vốn sống chung với dân làng rồi đột nhiên làm loạn tấn công vì vậy tỷ lệ thành công càng cao hơn gấp bội nhạc dương nói được tạm thời chưa thảo luận việc chúng có sở hữu trí thông minh cao như thế hay không tôi chỉ muốn hỏi tại sao chúng lại đột nhiên làm loạn tấn công không ai có thể trả lời câu hỏi ấy nhạc dương lại tự phân tích một mình tôi còn nhớ cường ba thiếu ra từng bảo, người qua ba điên ấy từng nói, nó đến rồi. Chắc một cường ba ngắt lời, à, khi ấy người đó nói rất hàm hồ, chúng tôi cũng không rõ rốt cuộc là nó hay là chúng nó. Nhạc Dương nói, dù là nó hay chúng nó, nếu đã là đến rồi, thì tức là biểu thị, không phải vốn đã ở đây, mà từ phía trên, hoặc từ nơi nào khác đến chốn này. Sau đó mới là, tất cả, đều bị cắn chết hết rồi. Tiếp đó, theo thông tin pháp sư đã tìm được trong đống cuộn da còn sót lại thì có một người tên là thứ tháp nhĩ tuy rằng chúng ta không biết ông ta đã đi đâu nhưng đoạn phía sau có viết khi máu tươi nhuộm đỏ bậc thang thánh miếu từ đây chúng ta có thể suy đoán nơi người đó đi chắc có lẽ là tầng thứ ba chỉ có nơi đó mới có thần miếu nhưng chuyện này lại làm tôi liên tưởng đến một vấn đề ở một cuộn da khác đó chính là tại sao sau khi cùng những người qua ba ở tầng bình đài thứ ba nghiên cứu chế tạo ra cái thứ được gọi là con dối hay con giết gì đó bọn họ lại không còn qua lại gì nữa tại sao người ở đây lại không thể đi lên tầng thứ ba sau đó là câu cuối cùng trong cuộn ra ấy người ở đây nói họ rốt cuộc cũng không thể chạy thoát khỏi vận mệnh không thể thoát khỏi vận mệnh gì người tên là thứ tháp nhi ấy đã đi đâu từ giọng điệu trong cuộn ra có thể thấy bọn họ đã biết sẽ có chuyện gì xảy đến hoặc có lẽ từ những ghi chép của quá khứ họ đã biết được trước đây đã xảy ra chuyện gì nếu là vậy chắc chắn họ đã có biện pháp đề phòng đội trưởng hồ dương tỉnh táo đưa ra phân tích nhạc dương gật đầu đúng thế bọn họ đã có biện pháp đề phòng không phải trương lập đã nói rồi đấy sao trong một hai năm cuối họ đã điều chỉnh một phần các cơ quan bẫy dập đối không thành đối đất chỉ đáng tiếc những biện pháp đề phòng ấy không hề đủ để thay đổi số mệnh của họ nếu như nói người sống ở đây là người bộ tộc qua ba và họ vẫn còn giữ tập tục sống chung với sói và chó ngao vậy thì tại sao ngoài những sợi xích bị giật đứt lại không phát hiện ra bất cứ bộ xương sói hay chó ngao nào cả điểm này cũng khiến tôi rất nghi ngờ phải biết rằng từ những tư liệu chúng ta tìm hiểu được sói và chó ngao là những trợ thủ đắc lực nhất của người bộ tộc qua ba sống chung với sói đã là tập tục kéo dài suốt mấy nghìn năm của họ khi tai họa sắp ập đến họ dùng xích sắt để khóa cái gì lại chứ sự thực là ngay từ đầu chúng ta đã chỉ nghĩ đến sói hoặc chó ngao mà không hề nghĩ đến đằng sau sói hoặc chó ngao có ẩn giấu vấn đề gì hay không cho tới khi tôi nghe được pháp sư nói người qua ba ở đây chia làm làng trên và làng dưới lữ cánh nam lập tức tiếp lời cậu muốn nói là hung thủ hủy diệt làng người qua ba này không chỉ là bầy sói hay loài sinh vật gì đó như vẻ bề ngoài biểu hiện mà là làng qua ba trên nhạc dương gật đầu với giáo quan tôi nhớ pháp sư á la đã từng nói chỉ có thao thú sư mới có thể đối phó với thao thú sư cùng một lý lẽ như thế chỉ có đạo quân ánh sáng mới có thể đối phó được với đạo quân ánh sáng Tại sao những người này phải xích những trợ thủ đắc lực nhất của mình lại? Rất có khả năng là vì họ sợ những người qua ba làng trên có kỹ thuật điều khiển thú cao minh hơn, họ khiến chính lũ chó ngao và sói của mình trở ngược lại cắn chủ. Điều này cũng có thể giải thích tại sao họ chỉ hợp tác với người qua ba ở làng trên có 100 năm, chắc chắn là đã xảy ra sự việc gì đó làm nảy sinh mâu thuẫn không thể nào hóa giải được. "Chắc Mộc Cường ba hỏi, là mâu thuẫn gì mà khiến cả làng bị tàn sát?" Nhạc Dương lắc đầu, khó nói lắm tôi chỉ có thể suy đoán, có lẽ. Liên quan đến tín ngưỡng, suy luận này, do tôi suy ra từ các thần thoại truyền thuyết về Sandrila. Cường ba thiếu gia và mọi người nghiên cứu về Sandrila lâu hơn, tôi nhớ mọi người có nói trong lịch sử Sandrila từng có một sự kiện phản bội bỏ trốn gì đó, không biết đoạn thần thoại ấy liệu có ẩn dấu lịch sử chân thực hay không. Cơ hồ như lại nghĩ ra điều gì đó, anh đột nhiên ngây người, cái đó lại nói, hơn nữa, tôi cảm thấy, sự kiện ấy cũng đã gián tiếp ảnh hưởng đến thái độ của sứ giả đang ở bên ngoài, dẫu sao thì về mặt thời gian là chúng rất khớp nhau. Đạo quân ánh sáng ra tay với đạo quân ánh sáng, người qua ba đối phó với người qua ba, Nhạc Dương đã nói ra suy luận mà Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam không muốn nghe thấy nhất. Pháp Sư Á La nãy giờ vẫn cứ liên tục khe khẽ lắc đầu, còn Lữ Cánh Nam thì nhướng mày suốt. Nhưng bọn họ cũng không thể phủ nhận rằng, Nhạc Dương đã đưa ra suy luận hợp lý nhất mà họ có thể nghĩ đến trong thời điểm này tín ngưỡng của đạo quân ánh sáng từng đổi đi đổi lại tùy theo tín ngưỡng của kẻ nắm quyền, dẫu cho là họ có thần linh của riêng mình, nhưng trong cả một quá trình lịch sử dài đằng đắng, cùng một nhóm người có những tín ngưỡng khác nhau cũng không phải là điều không thể. Vấn đề quan trọng nhất là, muốn đối phó với hậu duệ của đạo quân ánh sáng hùng mạnh với những thứ cơ quan bẫy dập tiên tiến này, cơ hồ cũng chỉ có hậu duệ của đạo quân ánh sáng mới làm được mà thôi. Còn chuyện mâu thuẫn năm đó khiến sứ giả biểu hiện những thái độ hoàn toàn khác nhau đối với tín vật, dường như cũng rất hợp lý cộng với câu chuyện thần thoại kia, pháp sư Á là bất giác thầm thở dài trong lòng, Nhạc Dương ơi là Nhạc Dương, cậu thật là đáng sợ, lẽ nào sự thực lại đúng như những gì cậu nói. Đây mới là lần đầu tiên Son được thấy khả năng này của Nhạc Dương, lập tức kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, thầm nhủ, thằng nhóc này là cao thủ suy luận, xem ra sau này phải cẩn thận hơn nữa mới được, cũng may là hiện giờ nó chưa hề chú ý đến mình. Nhạc Dương thì vẫn đang thầm thắc mắc trong lòng, thực ra anh còn rất nhiều câu hỏi vẫn chưa nêu ra hết chẳng hạn như người ở đây có trình độ kỹ thuật cao như thế, thậm chí có thể bắt giết được cả loài sinh vật đáng sợ để chế tạo thuyền hình rắn, tại sao lại chịu bó chân rúc vào một góc, tại sao không mở rộng không gian sống ra. Ít nhất thì cũng có thể xây dựng một con đường an toàn thông ra biển được chứ. Sau đó, họ lại phân tích mấy khả năng có thể dẫn đến việc người qua ba tàn sát thôn làng, có điều, vì trong những cuộn da còn sót lại kia không có các tư liệu về y thuật của người tạng, cũng không có thông tin nào về bạc ba la thần miếu và đàn sói, nên tuy rằng cảm thấy hết sức tò mò với mọi sự vật hiện tượng của ngôi làng này, song kết quả bàn bạc cuối cùng vẫn là cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tiếp tục tiến lên tầng bình đài thứ hai. Bốn bàn qua về ngọn nguồn sự vật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.